Chào mừng các bạn đến với kênh thư viện kiến thức tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Hôm nay các bạn sẽ được lắng nghe quyển sách Đông Âu anh hùng chuyện tập 1, trí thức đi buồn. Đầu những năm X có một lứa doanh nhân thành đạt từ Đông Âu hồi hương về Việt Nam và họ làm thay đổi nền kinh tế nước nhà rất nhiều. Trích dẫn Nam Nguyễn những Nga Kiều thầm lặng hay họ đã thay đổi chúng ta như thế nào? Phần 1 năm 1984 đến 1994 Tuổi trẻ ra đời sau cách mạng Thời trước đi Tây, tức là sang Đông Âu học, vừa để có kiến thức, vừa để thoát nghèo, ai cũng biết người Việt ở Đông Âu dù đi học hay đi lao động thì ngoài ra đều đặt cho mình một mục tiêu xuyên suốt. Kiếm tiền thời bao cấp tại Việt Nam quá khổ, viễn cảnh sau khi phải quay về nước, nếu không có tiền thì chẳng cần phải nói. Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 báo trước sự cáo chung của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu đang đến gần. Các du học sinh Việt Nam cũng như những đồng hương đang lao động tại đây tự nhiên rơi vào vòng xoáy sát nhập Đông Đức và Tây Đức, mà quan trọng nhất là việc đổi tiền sang đồng mác. Rồi ngày mùng 3 tháng 10 năm 1990, chính thức chỉ còn là một nước Đức, không chỉ người Việt ở Đức mà từ các nước khác sang đã rơi vào thế giới tư bản thực sự, choáng ngợp trước cuộc sống phồn vinh và xã hội văn minh kiểu Tây phương. Ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, cuộc sống cũng thêm phần tự do, dân chủ và đến năm 1991 khi Liên Xô tan rã thì người Việt ở Đông Âu đã rơi vào một môi trường hoàn toàn khác trước, tiêu biểu nhất là ở nước Đức. Tuy sống ở thế giới ngoại tệ mạnh, nhưng không còn bao cấp nữa, muốn kiếm được tiền để lo cho cuộc sống nơi xứ người và giúp đỡ thân nhân ở Việt Nam, họ phải bươn trải, bươn trải bằng mọi cách, thậm chí vất vả hơn cả so với mấy năm trước. Nhiều người không hòa hợp được, phải chọn con đường về nước để bảo toàn lực lượng. Đại đa số người Việt lao vào buôn bán, thậm chí xuất khẩu, ví dụ quần áo, hàng khô, mở nhà hàng. Lúc này đa số phải lấy tên quán ăn Trung Quốc, bán hoa, bán quần áo, buôn thuốc lá lậu, dịch vụ chuyển tiền về nước, thậm chí lập bang hội cướp của, bảo kê. Hồi 991 triệu phú Việt ở Đức trong số từ Đông Đức sang ít lắm, nhớ nhất là tấm gương đàn chị. PN Anh, chị của chị béo Xuất phát điểm sinh viên tổng hợp từ Bạch Nga, Tiệp Khắc cũng tách làm hai nước, dân tiệp chạy sang Tây Âu khá nhiều. Một thời gian sau mới thấy là cứ ở lại đất nước yên bình này cũng có thể kiếm tiền tốt lắm, chủ yếu các doanh nhân thành đạt xứ này làm tiền bởi việc lập chợ, tức là những khu tập trung nhiều hàng quán, chủ yếu để người Việt bán hàng và một số dịch vụ phục vụ đời sống đi kèm cũng nhiều đồng hương thành công như anh Lợi, chị Lan, anh Bình, ba Lan đã từ lâu đã là miền đất tự do của người Việt. Rất thoáng về nhiều phương diện, tương đối an toàn cho dân mình, cuộc sống vui vẻ nên đa số người đi học ở Ba Lan ít khi về, đi lại buôn bán dễ nên kiếm tiền thích lắm. Từ thời 8X, 9X đã có rất nhiều triệu phú đô la như bác Võ, Long, Thân cùng lứa trẻ năng động như vinh giò tuấn quế anh hoàn hoen ba lan như là cầu nối giữa tư bản là đức áo với nhà quê là liên xô và các nước đông âu khác hàng đi tiền và vàng về nhộn nhịp thẻ đỏ thẻ xanh của các vip cũng được tận dụng tối đa lúc đầu là quần áo tư bản sau là hàng hóa công nghệ thông tin rồi quay về quần áo giày dép chợ ba lan là nơi sinh ra biệt hiệu soái của và các soái việt hồi đó ở ba lan đông hơn so với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa cũ cộng lại tuy nhiên vì dễ làm ăn dễ sống quá nên con người không còn áp lực quá lớn để làm giàu và so với các đồng hương ở nga thì tuổi trẻ ba lan theo tôi là thiếu mất động lực lớn nhất để thật giàu đó là sự ganh đùa từ Liên Xô tan rã, có một tầng lớp người Nga mới xuất hiện, giàu lên cực nhanh và đáng ngạc nhiên. Họ có thể là những bố giả mafia, nay đã có điều kiện thò tay vào hệ thống chính quyền, Nga gọi là các tên trộm trong luật pháp. Có thể là những trí thức, viện sĩ đi lên bằng tư nhân hóa, các tài sản khổng lồ còn lại thời Xô Viết, hoặc đơn giản chỉ là những chàng trai do Thái nhanh nhẹn, dân nga tạo ra một hình tượng người nga mới những kẻ giàu sổi tài sản tăng quá nhanh so với nền tảng văn hóa hàng loạt chuyện tiếu lâm được kể xoay quanh hình tượng này ví dụ một người nga mới đi mỹ về khoe với bạn bè ở nhà tao phát hiện ra hóa ra dân mỹ cũng dùng tờ xanh giống nước mình hồi đó giúp mất giá liên tục và dân nga dùng usd tiền mặt vô tội vạ lượng tiền cash đô la quay vòng ở nga hơn mỹ và các nước khác rất nhiều đến nay cũng vậy hình ảnh người nga mới được tạo dựng qua media là một thanh niên cổ to bự khoác cái vest màu đỏ mận chín cổ đeo dây chuyền vàng và thánh giá to bản như cái xích chó tay chuối mắn vung vẩy xòe ra như cái quạt gặp thằng bạn cũ tiến sĩ thất nghiệp đang quét rác thì dừng xe lại chạy vào cửa hàng mua chai vang Grand Cru 4.000 đô mang ra, hai thằng mở ra uống luôn trên mui xe. Vào thời Yessin trị vì nước Nga chìm trong hỗn loạn, bạo lực, nội chiến, kinh tế tan hoang, tuy vậy lại mở ra những cơ hội vàng cho một số người. Có câu nói rất thấm thía có ai nhớ xin nhắc lại hộ tôi, đại ý là bất cứ triệu phú đô la nào cũng có thể kể dành rẽ cho bạn họ kiếm tiền từ đô la như thế nào, kể từ triệu phú đô la thứ hai, nhưng đừng hỏi họ về một triệu đô đầu tiên. Tôi muốn các bạn chú ý đến một thế hệ vàng của du học sinh Việt Nam tại Liên Xô. Họ cùng một lứa, gần như cùng lứa tuổi 6-7-70, thậm chí khá nhiều người cùng trường. Đa số biết nhau, họ chỉ có một nét chung là trẻ, có học thức rất sớm có một triệu đô đầu tiên. Tôi gọi họ là những nga kiểu mới. Vâng, chính là Đặng Khắc Vĩ năm 1968 Ngô Trí Dũng 1968 Trần Anh Tuấn 1969 ba người này cùng học trường địa chất ở Moscow với Phạm Nhật Vượng năm 1968 cùng với một số tuổi trẻ tài cao khác nữa như Thắng Oản 1968 cũng trường đó. Nguyễn Đức Chi 1968, Nguyễn Cảnh Sơn 1967, vợ chồng Nguyễn Thị Phương Thảo 1970, Nguyễn Thanh Hùng 1968, Hồ Hùng Anh 1970, Trịnh Thành Huy 1970. Danh sách này còn có thể kéo dài thêm khá nhiều. Như các bạn thấy, Phạm Nhật Vượng cũng như Lê Viết Lam 1969, thậm chí bây giờ chưa ở trong danh sách thế hệ vàng này và ngay cả ở thời điểm 1990-1995 họ chưa phải là những người Việt Nam giàu nhất ở Nga. Nhưng câu chuyện này sẽ kể về những Nga kiểu mới và cuộc ganh đua giữa họ với nhau. Những Nga kiểu mới tôi gọi như vậy vì họ đã giàu có, biết hưởng thụ, biết tạo dựng uy tín của bản thân và hòa đồng với xã hội kinh doanh của Nga cũng đang thay đổi từng ngày đã trải qua tuổi niên thiếu vào những năm khắc khổ thiếu thốn nhất thời bao cấp thời đó thì hà nội của dũng tuấn thảo cũng khổ lắm chứ chưa nói đến những vùng quê như thanh nghệ tĩnh của huy vĩ sơn hùng anh và huy vào trường kỹ thuật quân sự theo gót cha anh sơn là anh cả của bốn anh em sơn hà hồng lĩnh họ đã học giỏi từ những năm tháng khốc liệt ấy thì tất nhiên ngoài trí tuệ khá sáng láng ra họ còn có một ý chí tuyệt vời để vượt qua trở ngại đại học mỏ địa chất mosca là nơi xuất anh hùng của rất nhiều người việt lứa này khởi điểm họ bắt đầu cũng như tất cả các sinh viên việt nam khác đó là buôn bán những thứ hàng chính họ mang ra từ quê có chút tiền họ đi ôm lại những mặt hàng như vậy do các đồng hương khác mang sang sau. Tận dụng việc trường này có khá nhiều sinh viên Ả Rập, Liban, Châu Phi sang học. Những sinh viên này được nhà nước họ trả học bổng bằng USD. Họ gom tiền giúp ra mua lại và bán ra thị trường chợ đen với giá cao hơn. Moscow thành một ổ buôn đô từ trước năm 1990. Mặc dù vậy, hầu như không có sinh viên nào bỏ học hay bị đuổi. Họ vẫn biết tri thức là cần thiết, mặc dù cũng bắt đầu hoài nghi liệu ngành học mỏ địa chất này sau đây có hữu dụng cho bản thân không. Khi sắp ra trường, những sinh viên này có cảm nhận rất nhẹ bén rằng 1990 và sau đấy thì việc buôn xanh, buôn vàng tuy vẫn có lãi, nhưng vẫn còn những thay đổi lớn hơn trên chính trường Nga cũng như trong thương trường vậy. Vẫn rất nhớ, 1990, Vĩ, Phúc, dù đã nổi danh trong giới sinh viên, vẫn nhờ các anh lớn dẫn sang Dome năm hồi đó còn là lãnh địa của các nghiên cứu sinh để xem mặt bác, trí béo, người kiếm mỗi ngày cả trăm tờ. Và từ khi đó, tôi đã cảm nhận được lớp trẻ này sẽ không đi theo gương của các đàn anh trí béo. Phạm Thành Trí năm 1958 Long Le, Nguyễn Tiến Long 1956 Hai cây đa cây đề của Moscow thời đó hay anh Hồng Bọ lúc đó bác Vũ Văn Hồng đã nổi danh buôn bán nhưng lúc này chưa có bến thành hay salut. Sự nghiệp kinh doanh của ba bác này cũng rất hấp dẫn và là một đề tài khác. Khi trôm năm mới sập, rất nhiều mất mát xảy ra đối với cộng đồng người Việt ở Nga, thậm chí châu Âu, thì họ càng thấy được con đường của các đàn anh không dành cho họ. Họ không có quan hệ rộng từ trong nước. Như các anh nghiên cứu sinh kia đã có bạn bè khắp Đông Âu, rồi các VIP cầm thẻ ngoại giao, rồi hệ thống đệ tử chân rết trong giới lao động khắp liên bang. Nhưng ngược lại, họ trẻ, ngoại ngữ, giỏi hơn, hiểu đời sống Nga hơn, chứ không như các đại ca kia, chủ yếu sống giữa cộng đồng dân Việt ở Nga. Và quan trọng nhất, họ có mãnh lực kiếm tiền hơn tất cả các lứa trên. Họ thành công đầu đời khi còn quá trẻ, còn xa mới đến 30, nhưng họ đã thử hiểu ở đất nước sô vanh như Nga thì dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, Họ cũng không thể nào là doanh nhân hạng nhất cả, và họ đã nghĩ về quê hương Việt Nam. Câu chuyện này lấy thời điểm năm 1994 làm mốc thời gian vì liên quan đến việc Mỹ, Clinton bỏ cấm vận hoàn toàn cho Việt Nam. Khi đó, kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc, ngoại hối đổ về nhiều, các tập đoàn đa quốc gia nhất là từ Mỹ lục tục nhảy vào Hà Nội và Hồ Chí Minh để mở văn phòng đại diện. Việt Kiều tứ xứ bắt đầu về nhiều hơn hẳn trước. Theo đó, các Việt Kiều Đông Âu cũng bắt đầu dõi mắt về đất mẹ, tìm kiếm các cơ hội làm ăn ngay tại quê hương. Trong số những người quyết định về về nước làm ăn, có một tiến sĩ vật lý lớp đàn anh so với các đàn em kể trên. Cũng khiêm tốn thôi, tại thời điểm này, Nguyễn Đăng Quang, 1963, Quang Phơ, ở nhà học chuyên toán tổng hợp, nhưng sang Bạch Nga học và làm nghiên cứu sinh về vật lý gần chục năm ở thành phố Minsk yên bình cho quang thấy tuy đây là địa bàn trung chuyển giữa Ba Lan và thủ đô Moscow như đó mà quang cũng kiếm được thu nhập khá khá nhưng muốn làm lớn chỉ có ở thủ đô về nước xong quay sang Mas, Moscow phi vụ đánh quả khiến quang tự hào nhất là kiếm tiền từ MMM, sơ đồ lừa đảo đa cấp nổi tiếng nhất Nga thời bấy giờ, một dạng nước hoa thanh hương. Quang biết vậy nhưng vẫn dũng cảm ném tiền vào, là một mớ rồi rút ra kịp thời. Hay kinh doanh rút chuyển đổi, Quang đã rất ấn tượng với các mô hình của anh Vinh Đen và nhóm Cortex có mục tiêu cộng lực của người Việt trong và ngoài nước để kinh doanh quốc tế. Bản thân trở thành thành viên cô và khi gặp hai ông em cùng chí hướng đều từ xa nơi xa về thủ đô làm ăn lại còn bỏ học cả trường quân đội để tập trung kinh doanh là Hùng Anh và Huy ba anh em đã lập nên nhóm Ma San để dùng Việt Nam đánh Nga lúc đầu có cả ông em cùng khoa hải con học làm giàu tham gia nữa Quang đã về nước để theo anh Vinh Đen khởi nghiệp tại Việt Nam và chuẩn bị đánh Nga theo sơ đồ của bản thân và anh em San định ra. Phần 2, 1994 đến 2004. Lập thân tề ra 1. Mì ăn liền cho hàng trăm triệu người. Sinh viên năm thứ ba trường mỏ địa chất Moscow, Trần Anh Tuấn tỉnh dậy với đầu óc nặng trĩu, phải một lúc sau mới hiểu được mình đang ngồi trong một sân vận động hoang vắng trời gần tối và trên người chỉ còn bộ quần áo đang mặc. Thế là bao nhiêu tiền để đổi xanh đã mất. Hóa ra chúng nó chơi trò đánh thuốc mê. Cũng may cậu là người nước ngoài nên bọn nó cũng chùn tay và không dám manh động hơn. Tuy vậy, sau đó một năm thì có chú sinh viên Ả Dập học ở đại học mang tên Lumuba gần trường Tuấn là chùm buôn xanh bị mafia ngà giết, cắt cả đầu đến nỗi cả thị trường ngoại tệ đen ở thủ đô rúng động mất hết tiền mà còn mang nợ anh em cùng hùn hạp đi buôn tuấn đã phải chấp nhận bán hết đồ đạc cá nhân để trả nợ dần lòng ham muốn kiếm tiền càng thôi thúc chàng sinh viên trẻ lao vào kinh doanh khi xung quanh các bạn cùng trường ngày càng giàu lên và muốn đuổi kịp và vượt họ chỉ có tìm cách tìm hướng đi khác và chấp nhận liều hơn họ và cơ hội cũng đã đến với người có trí đi tìm. Sau khi Liên Xô tan rã, Tuấn là một trong những người Việt đầu tiên làm chợ, khu ký ốt buôn bán cho dân mình thuê. Và tên Tuấn chợ gắn chặt với anh từ đó. Tuấn không quản ngại sớm hôm, thậm chí nhiều lúc một mình lận súng trong người, đi thu tiền thuê. Chắc chỉ có tuổi trẻ mới hơn 20 mới có thể chấp nhận làm tất cả các việc đó vì tiền. Rồi đến lúc chợ sập, Tuấn về nước sớm hơn so với chúng bạn, không rõ vì chuyện cá nhân hay có vấn đề với Tây. Và ở nhà Tuấn chợ, trở thành cổ đông lớn của ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc danh, VP Bank. Cũng như các đàn anh từ Nga về, Nam Hói, Long Le, Tiến Crystal, Nam Ngân, TV Trung, cùng với các tên tuổi từ 3C danh giá thời đó chỉ có 3 ngân hàng thương mại cổ phần thực sự mới ra đời là VP Bank, Techcombank, nơi Vinh Đen là chủ tịch và Quang Phơ là phó giám đốc và một số cổ đông nữa ở Đông Âu về tham gia cùng với ACB của nhóm Mộng Hùng Kiên Đầu Bạc. Phạm Nhật Vượng sau khi học xong và người em tên Vũ đã mấy năm làm trợ lý quản trị cho anh Ngọ đồm năm mới. Có thêm rất nhiều kinh nghiệm bổ ích nhưng vị trí đó chưa thể thỏa mãn được con người nhiều tham vọng như anh Vượng. Vượng đi đến quyết định có khi là quan trọng nhất trong cuộc đời doanh nhân của mình. Bỏ thủ đô hoa lệ Moscow, rủ mấy anh em thân thiết cùng chuyển xuống Kharkov, Ukraine, lúc này đã là quốc gia khác Nga để lập nghiệp. Trong số đó, ngoài vũ gia còn có Lam, sinh viên trường đường sắt Moscow. Lý do đơn giản, nhưng cho đến bây giờ, nghe cũng chưa hẳn thuyết phục. Kavkov là trung tâm của vùng công nghiệp phía Đông, không xa Nga lắm, có khá nhiều người Việt và một số mô hình làm ăn ở Moscow có thể áp dụng tốt ở đó." chấm hết. Lam và vài người bạn khác còn ít nhiều có tiền, chứ Vượng hầu như không có, vượng vay được ít tiền, chủ yếu là ông anh ngọ giúp, còn mượn được cả pháp nhân công ty Vinacom Nghĩa cử sau này, anh em Vượng đền đáp hết sức xứng đáng. Trước khi đi, Vượng tâm sự nhiều với ông bạn Vĩ cùng khóa ở mỏ địa chất. Nay buồn xanh, đỏ đã giàu sụ. Và chính Vượng chia sẻ với bạn ý tưởng phải sản xuất mì ăn liền tại chỗ. Hãy nhớ lại, sau 7 năm, miền Bắc mới có mì ăn liền. Mì hai tôm ăn ngon và lạ miệng đến mức nào. Ở Nga trước 1991, mì gói hầu như không mấy ai biết dân Việt sành điệu nào biết và thèm lắm thì vào Berry's Oka mua bằng check đắt lòi mắt mà nhiều lúc chả dám vào phải thuê nhọ mấy chú châu Phi được quyền tiêu vào mua dân Nga thì khỏi nói tuyệt nhiên không có khái niệm và vì không biết thì chả có nhu cầu khi đi lại dễ dàng hơn anh em ở Nga thấy bên tư bản mì ăn liền bán nhiều nơi nhất là các cửa hàng đồ Á Châu. Bây giờ thì khó xác định ai là người đánh những container mì ăn liền đầu tiên sang Liên Xô. Còn đội Masan thì khẳng định họ là những người tạo ra nhu cầu, tức là dạy dân Nga ăn mì gói, tương ớt. Chắc là Masan là đội hình sản xuất mì đầu tiên tại Nga, ở ngoại ô thành phố Ryazan của Trịnh Thanh Huy mọc lên một xưởng sản xuất mì ăn liền quy mô khiêm tốn với hai dây chuyền và hơn trăm nữ công nhân Nga, xưởng này còn hoạt động nhịp nhàng thêm mười mấy năm nữa. Huy lấy vợ Nga, mọi thủ tục để đăng ký hoạt động ở đây tương đối đơn giản hơn so với các trung tâm lớn khác. Ngay lập tức, nhiều cặp mắt của các anh tài dõi theo việc sản xuất mì ăn liền. Tại sao không sản xuất gì khác mà lại mì ăn liền, cái phát minh của người Nhật này có gì mà nhiều đại gia Việt theo đuổi đến thế? Tôi chỉ hiểu ra được khi tham vấn với vài chính chủ Và câu trả lời ngắn gọn dễ hiểu nhất Tôi nhận được là Bọn Tây gọi việc sản xuất mì gói Là Gameroy Tức là lòi giom Từ lóng của Nga Chỉ việc phọt phẹt, khổ sở, hành xác Đúng như vậy đấy Anh em Việt muốn tìm một cái gì Để sản xuất hợp pháp Ở đất Liên Xô cũ Thì đó phải là nghề bọn Tây không thèm làm Vào những năm 90 đó chuyện tây cướp business của nhau là quá thường xảy ra, hoặc là bạo lực chấn lột, đòi bảo kê. Đơn cử như văn phòng Moscow của đại ca khét tiếng là Bác Dũng Tâm, còn được gọi là Nguyễn Trị Dũng, VIT 1955. Nhà buôn khí tài, vũ khí đầu đời và có thể là người Việt giàu nhất vào thời điểm 9495 đó. Một ngày đẹp trời, có mấy chú đầu đen đến, rút tiểu liên, lìa nát bét trần nhà rồi mới bắt đầu đàm phán. Cũng vì lý do công việc tiến triển tốt quá, bắt đầu có bạn quan tâm sâu sắc. Mà anh em phân phối chè đi mát phải rút về nước. Và từ năm 1996, ta mới được uống đi mát. Vậy đấy, chính vì cái sự phọt phẹt mà mì ăn liền được chọn. Cũng nên hiểu thêm tâm lý làm ăn của người Nga. Thời mất lòng tin sâu sắc vào ngày mai đó. Nếu có rủ làm ăn gì mà không hòa vốn sau 1-2 năm rồi bắt đầu có lãi thì chả ai thèm làm đâu. Nga chỉ thích kiếm tiền, nhanh, nhiều và luôn thôi. Rất nhiều năm ở Liên Xô cũ, mì ăn liền là sản phẩm độc tôn của dân Việt. Tây không thèm làm, Trung Quốc có thừa điều kiện làm, nhưng tiếng tâm lỗ mỗ, giấy tờ không đủ, các nước Nhật, Hàn còn chưa quan tâm. Ngoài mì ra, dần dần người Việt ở Liên Xô cũ cũng nghĩ ra thêm một số mặt hàng để sản xuất, phần sau sẽ kể. Hè năm 1996, Hà Nội đón nhận một đợt đổ bộ của các doanh nhân thế hệ vàng bên Nga và Đông Âu về. Nhóm người trẻ tuổi này tuy đã từ lâu có nhà đẹp ở Hà Nội, Sài Gòn nhưng vẫn hay ở khách sạn 5 sao, thời đó có Metropole và Daiu và đi lại bằng xe Nissan VIP đèn chuỗi thuê của liên doanh do Tuấn Trợ điều hành. Đó là dịp chuẩn bị thành lập ngân hàng VIB, cái tên được chọn lựa rất khéo, nói lên mục tiêu thành lập ngân hàng là huy động sức anh em thành đạt ở nước ngoài. Hồi đó muốn lập ngân hàng không khó, chuẩn bị vốn điều lệ 50 tỷ. Mà phải có mục đích, tiêu chí rõ ràng và có lý chính trị. Hãy xem Techcombank và VPBank, tên cũng xúc động lắm đấy chứ. Mà hình như cơ chế xin cho này đến nay vẫn còn nguyên, cụ thể là hai ông lớn, dầu khí và FPT, dập dình mãi có xin tham gia hay thành lập được ngân hàng nào đâu. Họp hành đấu trí cực kỳ căng thẳng để bỏ bớt những người mong muốn thành cổ đông ra. Cuối cùng đội Ba Lan bay mất bác thân lùn, Tuấn Thái Bình, Vinh Giò, chỉ còn Tuấn Quế Anh. Còn lại toàn Nga như Vĩ, Dũng, đội hình Sovico vợ chồng Hùng Thảo và Sơn. VIP nhận giấy phép kinh doanh hoạt động, cuộc đua mới chỉ bắt đầu. 2. Muôn nẻo kiếm tiền Thảo Sovico đã nổi tiếng từ bên Nga nhưng ít ai gặp và cũng không xuất hiện nhiều tại các cuộc hội thảo, đưa đón đoàn, các cuộc gặp gỡ của chính khách Nga Việt Nam như chồng là Hùng Sovico. Một cô gái giọng nói nhẹ nhàng, tóc dài, và cũng hay mặc áo dài ở Việt Nam, mặc dù có thể chỉ là ngày thường chứ không phải lễ hội gì, một nét rất lạ. Thế nhưng theo lời đồn thì chính Thảo mới là tổng đạo diễn của các hoạt động ở Sovico. Sovico khởi điểm khá sớm, có 3 thành viên gồm thêm cả Nguyễn Cảnh Sơn, năm 1972, em của Thảo. Hướng chính là thương mại, xuất nhập khẩu sau này chủ yếu chỉ có vợ chồng Hùng Thảo điều hành. Sovico bắt đầu hiện diện ở Việt Nam một cách rất ấn tượng so với thời 9X đó. Chuyển từ 8 chàng thi, Machinal Import sang thuê cả biệt thự rất hoành tráng của bác sĩ thời Pháp Phùng Ngọc Tuệ ở số 18 Phan Bội Châu, nay đã thuộc quyền quản lý của ngoại giao đoàn. Với thời hạn 9 năm làm trụ sở và lại sang số nhà 26 cho to, còn bây giờ sắp xây lên trụ sở vẫn ở góc phố Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt. Nhưng làm mảnh đất trước kia của trụ sở Liên hiệp quốc, thời cuối những năm 90, giới kinh doanh cơ chế ở nhà cứ sôi sục lên về vấn đề mua nợ của Việt Nam với CCCP đầu hơn 100 triệu đô để giải quyết bài toán ngon ăn này, không cần gì nhiều. Ngoài quan hệ cực tốt với bộ tài chính của cả hai nước, các bạn hãy đoán thử xem cuối cùng ai giành được cục nợ này nhé. Từ thời đó đã không ít con em, các xếp công an, bộ đội sang học Moscow dưới sự dìu dắt, thậm chí được cấp học bổng của Sovico. Và 2020 này, người lo về Việt Z cho Thảo lại là một cậu sinh viên chân ướt chân giáo ở Moscow ngày đó. Đinh Việt Phương Sơn Ca Gián, Nguyễn Cảnh Sơn năm 1967 lại có con đường đi khác đã hiểu về Sơn phải hiểu từ làm hải quan ở Nga phải hiểu rằng ở nền kinh tế khập khiễng như Liên Xô sau khi tàn giã các ngành sản xuất hàng tiêu dùng hầu hết đình trệ hoặc phá sản vì không chịu nổi sức ép cạnh tranh thì để đáp ứng nhu cầu của dân chủ yếu tầng lớp lao động và trung lưu phải có các chợ hay ốp các ốp. Ở các chỗ tập trung này, người ta buôn bán xỉ và lẻ mọi mặt hàng tiêu dùng hợp với túi tiền của dân lao động. Chợ Chaki Jovo, chợ Vòm, khởi điểm chỉ có mấy cái container được dùng làm ký ốt. Bán hàng từ thời 91, sau vài năm được mấy tay chủ công ty ATC người Do Thái miền núi, biến thành tụ điểm buôn bán có lẽ lớn nhất thế giới. Anh Lê Ngọc Hường, 1960, người Thanh Hóa, từ một lái xe do nhanh nhẹn được việc đã được mấy chú đầu đen trẻ tuổi tài cao này thuê để kéo bà con Việt vào chợ bán hàng, rồi sau này thành quản lý chợ luôn và dần dần trở thành một trong những doanh nhân đông tiền, nhất là tiền mặt nổi tiếng nhất ở Nga và việc đưa hàng hóa từ bất kỳ điểm nào dù là thổ nhĩ kỳ ba lan trung quốc việt nam đến được chợ vòm vượt qua hàng chục nghìn km với đủ các loại hải quan công an mafia được gọi là làm hải quan tôi đã gặp vài người khoe mình là người sáng tạo ra nghề hải quan ở nga thật khó xác định patent thuộc về ai nhưng nêu ra những người có tên tuổi ở ngành này tại nga thì rất dễ ngành này có mấy tiêu chí nhanh thời gian quyết định rất nhiều hàng đến chậm mẫu mã lạc hậu có khi chỉ một buổi thôi là thua an toàn tất nhiên hàng mất bị tịch thu hỏng hóc thì phải đền và giá cả giá lên xuống rất mạnh phụ thuộc vào thời điểm tức là nga có nới lỏng hay siết chặt cũng phụ thuộc vào giá vận tải và sự cạnh tranh của các đồng nghiệp và địa chỉ duy nhất của nghề hải quan đó là mang hàng về chợ vòm, bất kể đi bằng gì, đường nào, có giấy tờ gì hay không, rồi hàng hóa sẽ tỏa đi khắp nơi, khắp các tỉnh, các vùng. Đầu tiên phải nói đến Nguyễn Đức Chi, Nghệ An năm 1968. Chi giỏi văn nhưng thi vào an ninh, to cao và nói năng rất có tính thuyết phục. Chi cùng với mấy người bạn cùng lứa, Liêu, Hòa, Hai Minh quyết tâm làm hải quan, lấy tên công ty là GSL để tây, ta gì đều hiểu về việc nhanh và uy tín. Từ đó chi có biệt danh chi Liêu hoặc chi hải quan. Chi là người rất quyết đoán, thậm chí liều, quá liều nhưng lại rất sáng tạo trong cái nghề cần sáng tạo này. Một loạt ý tưởng đi đầu của chi, chắc nhiều đồng nghiệp thậm chí chẳng bao giờ tin là có thể. Thuê máy bay quân sự bay qua tàu chở hàng về hạ cánh cũng ở sân bay quân sự để tránh làm thủ tục thuê cả đoàn tàu hỏa để chở hàng đưa cả đoàn cả trăm xe tir vào rừng để tránh công an khi có động danh tiếng chi và dsl lên như diều có những ngày chi và cộng sự kiếm được hàng trăm ngàn usd bà con việt chỉ cần đếm đầu xe về chợ vòm là nhẩm ra được thu nhập của công ty hải quan chi cũng đi đầu trong việc khai thác khách Trung Quốc và sau này là khách Trung quốc còn nhiều hơn cả bà con người Việt. Nhưng chi sống và làm việc kiểu anh em quá, nên dù ông bạn liêu có giúp đỡ rất nhiều trong việc tổ chức công việc, thì làm ăn vẫn rất cảm tính, phập phù khác hẳn với sơn cá rán. sơn nổi trước cả chi nhưng làm hải quan có những lúc bị lép vế với đàn em. ngay từ đầu đã xác định xây dựng mô hình tổ chức công việc rất bài bản, nhịp nhàng chú trọng đến xây dựng đội ngũ. Công ty TNM Trans ra đời khá sớm và có chi nhánh ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, nhiều thành phố lớn bên Trung Quốc và các cảng đầu mối của Nga thường đi sau chi là người ít hơn mình một tuổi trong các chiêu trò làm hải quan. Sơn lại có khả năng hơn chi ở việc duy trì quan hệ với đối tác Tây và khai thác tối đa các cơ hội có thể. Về độ liều thì chi và sơn tương đương, tức là liều lắm. Sẵn sàng nhận của khách hàng vài trăm công hàng khi hải quan đang tắc. Cứ nhận đã rồi tìm cách gửi sau. Khách hàng đã chấp nhận gửi qua các công ty hải quan thì thường không phải là dân nghèo rồi. Không có tiền triệu đô thì chỉ ít cũng vài trăm ngàn đô. Tuy vậy, đã chọn mặt gửi vàng qua công ty hải quan nào để gửi rồi thì chỉ biết cầu trời cho hàng về kịp an toàn mà thôi, thế nên nhiều lúc T&M bị dân kiện nhiều lắm, không đòi được đền bù. Vì mất hàng bên Nga thì nhiều khách về Việt Nam làm đơn kiện đích danh Sơn lên bộ công an, lôi cả báo chí vào cuộc, thế mà Sơn dập được hết. Chứng tỏ quan hệ của mấy anh em Sơn ở nhà từ những năm 90 đã rất vững, hay là quan hệ đã nảy sinh qua việc xử lý chính những vụ kiện tụng này. Về lâu dài TNM vẫn tồn tại vượt qua thời gian. Về hải quan cũng nên nhớ tới Nam Ngân. Một cổ đông của VP Bank đời lâu, sau khi về nước, Tuấn Trợ ngoài việc tham gia VP Bank, còn tham gia liên danh taxi VIP và tự đầu tư một nhà máy giày khá lớn so với thời điểm đó, nằm ngay trong khuôn viên giày thượng đỉnh, có lúc số công nhân lên đến 7.000. Tuấn cũng định tận dụng đòn bẩy tài chính qua VP Bank, nhưng đấu đá nội bộ ngân hàng quá dữ. Sau khi một số ông anh, tổng giám đốc và cổ đông bị bắt tạm giam, Tuấn cũng ngấp nghé một chân ở cửa ngục, suốt ngày bị công an, bị cơ quan gọi lên thẩm tra. Nhưng thực ra tiền của Tuấn trợ trong ngân hàng này thuộc loại tươi nhất, nên thoát. Tuy vậy, các dự án nói trên coi như thất bại lại bắt đầu thời gian khó khăn đối với Tuấn. Cũng lúc đó thì hai cổ đông VP Bank đành bật bãi quay lại chiến trường Nga là tiến Crystal quay sang lập Optogi ở Moscow khá thành công. Dũng Tiến là trường hợp khá lạ. Anh đi học từ Cuba về và đậu lại được ở Nga rồi giàu lên nhanh chóng. Còn Nam Ngân sang cùng mấy người bạn mở công ty hải quan TDK và N tuy công ty ra đời sau nhưng nam cũng là người rất sáng tạo và một thời gần như độc chiếm đường đua đưa hàng trung quốc về nga qua ngả urumqi kiếm lại tiền cực nhanh sau này nam ngân còn tiếp tục làm hải quan và khác các công ty khác ở chỗ đầu tư mua lại của quân đội nga mấy trăm toa chở tên lửa cải tiến đi rất tiện lợi cho việc chở hàng nhẹ nhưng cồng cành và mấy trăm container thửa riêng chở ô tô cho đường sắt Nga thuê lại để chở hàng. Chuyện về chợ vòm và việc liên doanh đến bà con ta Tây Trung Quốc buôn bán xoay quanh nó có thể kể rất nhiều, cũng như hải quan qua thấm thía đối với những người từng trải, chỉ nói lại ngắn gọn cho những ai chưa biết về Nga và chợ vòm. Trên đường đến chợ vòm, dù bạn đi đường nào, bằng gì, ô tô riêng, xe khách đến tỉnh, hay đi metro bạn đều có thể bị công an tóm dù có giấy tờ đầy đủ hay không lục soát và lấy tất cả các tiền nong bạn có nếu bạn chở hàng đến hoặc đi khỏi chợ vòm hàng hóa của bạn có thể bị cướp bởi công an hay mafia chẳng thiếu gì lý do mỗi container ở chợ vòm có giá vài chục hay hàng trăm ngàn usd chưa kể tiền thuê hàng tháng vài ngàn phải trả chủ chợ đến mức dân ta nói Hãy cho tôi biết bạn có công dãy nào, số mấy, tôi sẽ biết ngay bạn giàu hay nghèo, thậm chí nhiều lúc bạn không thể mang được tiền từ chợ về nhà, phải dùng tới dịch vụ chuyển tiền trả khác nào gửi sang nước ngoài, trong cái chợ vĩ đại ấy, bạn có thể sống luôn tại đó, có đầy đủ các dịch vụ, có thể kiếm tiền rất tốt và cũng có thể chết ngay tại đây. Xin để những người từng trải kể thêm, riêng tôi trước đây hay đến chợ vòm để ăn. Có rất nhiều món hơi khó tìm trong thành phố, ví dụ mì lạnh kiểu Hàn Quốc hay tiết canh lợn. Những năm 96-97, hải quan có vẻ tắc, tiền mất giá và đang sẵn tiền. Chi liêu được mấy ông bạn rủ về Việt Nam đầu tư. Khoản đầu tư nhỏ nhất và có vẻ thành công nhất là cùng mấy người góp vốn đầu tư cho nhạc sĩ Phú Quang dựng quán cà phê ca nhạc, tạp kỹ Katina nằm trên đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc loại quán xịn thời đó, được mấy năm. Phi vụ thứ hai là C. Cosmos Bowling, ở tầng trên cùng của tòa nhà tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội. Hồi đó, Bowling đang mốt, mới có Super Bowls ở Hồ Chí Minh, của liên doanh quân đội với kiên ACB. Thất bại não nề, chắc vì quản lý kém hơn vì ý tưởng kinh doanh đến vụ đầu tư thứ ba thì ý tưởng khá đi trước thời đại. Chi triển khai dự án khu du lịch Rosasca ở vị trí đẹp nhất trên bãi biển Nha Trang với sự ủng hộ của tỉnh Khánh Hòa và bộ kế hoạch đầu tư, con đường đau khổ của Chi bắt đầu từ đó. Sơn ca sán đi con đường khác hẳn. Ngoài việc đầu tư vào ngân hàng, Sơn bắt tay vào xây dựng Mê -Linh Plaza, một trung tâm buôn bán đồ nội thất và vật liệu xây dựng tọa lạc trên trục đường Thăng Long Nội Bài quy mô rất đổ sộ so với thời điểm đó thực ra mô hình này ở các nước đã tồn tại từ bao đời rồi nhưng ở nước ta thì quá mới thói quen mua sắm các mặt hàng ấy là đi gần ra Cát Linh hay Hàm Long chưa kể trên mặt đường đó có mấy nhà xưởng của đại gia Dũng VIT rất quy mô bài bản nhưng xem chừng hoạt động ẻo uột nên nhiều người ban đầu rất nghi ngờ vào thành công của Mê Linh Plaza. Mà đúng là mấy năm đầu thì nó vắng khách, thậm chí không lấp đầy hết diện tích bán hàng thật. Nhưng thức lâu mới biết đêm dài, anh em Sơn vẫn tiếp tục quảng bá cho Mê Linh Plaza cũng như đưa vào đời sống xây dựng khái niệm mới, cửa sổ nhựa Aero Window cũng là thứ nước khác đã biết từ lâu và hai thương hiệu mạnh này cho đến bây giờ đã có chỗ đứng như thế nào trong đời sống và có biết bao nhiêu người bắt trước thì ai cũng đã thấy. Tuy vậy, tin tức chấn động trong giới làm ăn ở bên Nga mà ít người ở nhà để ý lại là việc Sovico của Hùng Thảo đàm phán. Và từ năm 1994 đã mua nhưng sau mấy năm mới thanh toán hết tiền Furama từ đối tác nước ngoài. Đàm phán sao mà khéo thế? Phải nhớ rằng Furama là resort xứng tầm năm sao duy nhất. Của Việt Nam vào thời điểm đó Nằm trên bãi biển đẹp nhất Thành tinh Đà Nẵng Hội An Việc này khác hẳn Việc khi đó Sovico Đang làm ở Việt Nam Kiểu như nhập xe UAT về bán cho Công an bộ đội Đó không chỉ là vấn đề có tiền để đầu tư Mà đó chính là Tầm nhìn 3. Cơm áo gạo mì Như đã viết Ở phần 2.1 Mấy tài năng trẻ bắt đầu triển khai sản xuất mì ăn liền nội địa chứ không chỉ nhập khẩu, thế mà mấy chú Việt Nam nhỏ thó đi xe Mercedes 600 hoặc Gelandway có lái xe riêng cũng như mấy bạn làm hải quan, image quan trọng lắm, hình ảnh quan trọng lắm, tìm địa điểm sản xuất. Vượng về Kharkov làm ngay hai việc quan trọng một lúc, lập tập đoàn Technocom và sản xuất mì ăn liền hiểu Mi Vina. Có đội ngũ thành thạo tiếng Nga, có kinh nghiệm tổ chức thời đôm năm mới của bác Ngọ và quyết tâm rất cao. Vợ cùng các đồng sự trở thành nhân tố lãnh đạo cho cộng đồng, chưa đến 10.000 người Việt ở đây, mau chóng mở được ốp, ký túc xá cho người Việt, sau này thành làng người Việt. Trung tâm thương mại Bara Bashova nôm na là một chợ vòm thu nhỏ, với giá thuê công nhiều khi còn cao hơn tại chợ vòm Moscow. Về phong cách quản lý, hội đồng hương của vượng, làm có rất nhiều điều tiếng. Ai cần có thể tự tìm hiểu, bài này viết về khía cạnh khác. Chỉ biết vượng, làm, giàu lên cực nhanh qua việc dịch vụ toàn tập cho cả cộng đồng người Việt ở Kharkov đến mức cực đoan. Nhiều người ví cộng đồng người Việt ở đây đang sống trong trại tập trung. Tuy nhiên, bài viết này không đi sâu vào đời sống bà con đi chợ, đó là chủ đề khác. Còn Mivina, mắc mì ăn liền của Technocom tung ra được thị trường Ukraine, dù sao mức sống cũng thấp hơn Nga, đón nhận rất khả thi. Đến mức vài năm sau đã thành thói quen khi nói chuyện về mì ăn liền, dân Ukraine thường dùng luôn từ Mivina, chẳng khác gì dân miền Nam ta gọi đi xe máy là chạy hông đà. Đến những năm cuối 99-2000 thì Vượng và đội ngũ đã giàu lắm rồi, có chuyện nhỏ nói lên mức độ chịu chơi của các anh nhà giàu mới nổi hồi đó các dịp 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9 bên Nga thường mời đoàn ca múa nhạc kịch sang Moscow biểu diễn phục vụ bà con. Rồi thường cũng đi sang Kharkov biểu diễn một thể để đỡ mất công từ nhà xa xôi sang tân trời Tây. Chi phí sang Ukraine và biểu diễn Kharkov tất nhiên do Technocom tài trợ. Có một em MC xinh đẹp lọt vào mắt một anh trong bàn lãnh đạo Technocom. Thế là anh cử trợ lý dẫn người đẹp và các bạn gái trong đoàn đi shopping. Thấy cửa hàng quần áo, giày dép đẹp nhưng đắt quá, mấy em Việt Nam sang gión rén, mỗi người nhặt một thứ rẻ nhất thôi. Đến khi ra quầy thanh toán, anh trợ lý giành quyền trả hết cho mấy chị em. Nào ngờ về vẫn bị xếp mắng là mua bán gì mà ít thế. Thế là ngày hôm sau, anh trợ lý lại phải dẫn các người đẹp, có thêm mấy anh nghệ sĩ tò mò đi theo tới một cửa hàng xịn hơn. Đã được cảnh báo rồi, nhưng anh chị em vẫn hồi hộp. Chỉ dám mua một hai món đồ, còn em MC kia đã mạnh dạn hơn hẳn rồi, vờ một mớ. Đến khi anh trợ lý dành thanh toán tắt, rồi nhìn tổng số tiền của cả đoàn trên hóa đơn, mới thở phào. Lần này về chắc đỡ bị xếp mắng oan. Bên Nga, Masan bán hàng thông qua hai mác mì, đó là Alexander và Sophia, tên hai đứa con của Trịnh Thành Huy và Mi Max của Hồ Hùng Anh. Hàng sản xuất từ cái xưởng ban đầu như đã viết ở phần trên tất nhiên không đủ cho cả hai công ty bán nên phải nhập rất nhiều hàng gia công tại Việt Nam và đồng thời Masan kiếm thêm được đất cũng tại Rianzan để xây nhà máy mì ăn liền. Thấy Masan làm thế và Vĩ Dũng đã bỏ nghề đánh quả hàng điện tử. Tuy rất trúng, nhưng dù sao cũng là buôn lậu. Lại theo lời bàn của ông bạn Vượng, Vĩ và Dũng rủ thêm Hùng, Hoàng, cùng học một trường ấy cả, lập nên công ty Royton với logo là con sư tử và chữ cái đầu của mấy sáng lập viên. Cái tên này được chọn bởi lẽ nó nghe kêu kêu trong nhiều ngôn ngữ và có vẻ sang hơn ba cái tên mỉ kể trên và nó dính luôn vào tên của cả mấy sáng lập viên này. Đông hơn, tiềm lực kinh tế mạnh hơn, lại đi sau nên rút được nhiều kinh nghiệm. Royton quyết tâm lấn sân của hai mắc mì của Masan kia. Ronton cũng kiếm đất tại một thành phố cách Moscow hơn trăm km, mở một nhà máy công suất lớn, hiện đại hơn của Masan. Thấy người ta mót khoai, cũng vác mai đi đào. Kiên răng đen dù bằng được thắng ỏn lắm tiền, cũng cựu sinh viên mỏ địa chất Moscow. Lập mắc hàng King Lion và tiến tới làm nhà máy tại Tula, cũng quanh Moscow thôi. Và thế là bốn công ty tranh nhau thị trường mì ăn liền, tưởng rất lớn, hóa ra cũng khá hạn hẹp với 140 triệu dân Nga. Mấy trăm ngàn người Việt ở Nga, Ukraine cũng như bao nhiêu doanh nghiệp ở nhà luôn đau đầu để nghĩ xem đánh gì sang Nga, đánh gì về Việt Nam. Đã qua lâu rồi, thời đồng hồ, áo gió sang Nga hay đóng thùng hàng, màng sắt thép, sắt vụn về, làm nho nhỏ mà hiệu quả thì có thể đánh đổ ăn cho người Việt sang Nga, đánh rượu, kẹo mỗi dịp Tết, nhưng làm ăn lớn thì khó thật. Vâng, anh chị em nào chỉ cần nghĩ ra một ngành hàng mới và đánh thành công thì chắc chắn sẽ trở thành triệu phú trong năm đầu tiên từ những năm sau thì sẽ bị cạnh tranh trí mạng của vài trăm nghìn nga kiều còn lại. Thế nên hàng sang nga thời trước năm 2000 chỉ có mì gạo dưa chuột bao tử dứa hộp cà chua hộp xì dầu tương ớt đậu phộng hạt điều thỉnh thoảng cao su còn mang về còn ít chủ yếu asbest và sắt thép không nhiều phụ tùng camas. cách làm ăn của masan rất hay nhiều cái được Quang phờ vẽ ra sơ đồ rất đáng học tập. Quang muốn tham gia vào cả chuỗi cung ứng, nên ngoài việc sản xuất mì bên Nga, Ma San ở nhà cũng tham gia vào sản xuất cả mì, cả các mặt hàng nói trên, lúc đầu nhắm thị trường Nga, sau mới quyết định cạnh tranh trên sân nhà. Ngoài việc hai thanh niên Ma San bên Nga vẫn vô tư cạnh tranh bán hàng lẫn nhau, họ cũng thoải mái mua hàng của các nhà sản xuất khác. Tất nhiên, nếu điều kiện tương đương thì phải kết hợp ủng hộ các doanh nghiệp sản xuất có vốn Ma San. Ma San hoạt động như một xã hội thu nhỏ, có rất nhiều công ty con, có văn phòng đại diện riêng ở Nga, thậm chí có ngân hàng Ma San, tiền Ma San và cách xử lý thanh toán chỉ người trong Ma San mới nắm rõ. Ở nhà Quang tận dụng được đội ngũ anh chị em học Liên Xô về, khá đông người làm tại Ma San và phát huy hiệu quả kiến thức học được ví dụ trong các sản phẩm xì dầu nước tương nước mắm của masan có dấu ấn khá rõ của chị Tây nga tốt nghiệp hóa thực phẩm moscow sau này sản phẩm chinsu được thiết kế mẫu mã khác lạ hẳn chất lượng nhiều cải tiến thành công lớn ngay tại nga và cho masan cú hích để phát triển thị trường nội địa bước đi nữa rất mạnh dạn là masan thuê và mua một phần càng riêng ở viễn đông mở chi nhánh ở đó và ở sankt petersburg và thuê tàu chạy định kỳ chở container giữa cảng sài gòn hải phòng hoặc cái lân sau này vladivostok hoặc nakhotka và hải phòng hồ chí minh sankt petersburg để chở không những hàng của masan mà còn chở thuê và làm thủ tục hải quan cộng với chuyên chở nội địa đến tận nơi cho rất nhiều khách hàng nga và việt nam cho cả đối thủ trong kinh doanh của mình nữa vị thế này của masan thông qua mvmax của hồ hùng anh trước và sau này không công ty của người việt nào có được tuy vậy thị trường trong nước vẫn là ẩn số với quang cố gắng lập chuỗi cửa hàng tiện ích masan mart thất bại bronton được thành lập theo lời khuyên của bạn nghèo vượng và hai bên có thỏa thuận rất rõ ràng nước sông không phạm nước giếng là dũng và vĩ chỉ bán hàng bên nga vượng chỉ bán hàng bên ukraine tất cả các công ty mì kể trên đều bán những mặt hàng từ việt nam sang thường được đặt hàng theo mẫu mã mình chọn công ty được lập theo quy mô công ty chuẩn của nga có cả luật sư bộ phận an ninh bộ phận nghiên cứu nhu cầu khách hàng hệ thống it riêng ronton và kingland cũng mở văn phòng tại cảng Vladivostok để quản lý dòng hàng hóa sang Nga. Bởi nước Nga quá rộng nên mình Moscow sẽ không kịp xử lý. Riêng việc giờ giấc chênh lệch 7 tiếng với thủ đô đã là một trở ngại lớn rồi. Trong các công ty này, người Việt chỉ được giao công việc đòi hỏi độ tin cậy cao, quản lý dòng tiền, đặt hàng với Việt Nam. Còn đa phần nhân viên Nga là lựa chọn ưu tiên. Trong các công ty trên thì Ronton lớn nhất và có định hướng phát triển làm trắng tối đa, tức là mọi chuyện thật công khai, hợp pháp, định hướng, rất nhìn xa của Vĩ, hay được gọi là Mr. Vico. Vì có tiềm lực kinh tế mạnh nhất nên Ronton khai thác thêm sản phẩm dầu cọ từ Malaysia rất có lãi. Huy, ANS lại thiên về đánh cao su sang Nga, tuy lãi nhiều, nhưng các nhà máy lốp trả tiền chậm lắm. Hùng Anh thì khai thác tối đa mảng dịch vụ vận tải và hải quan trắng cho khách. Cái giỏi của lớp trẻ ở chỗ họ đều hiểu giá trị của công ty nằm ở giá trị của thương hiệu riêng, chứ không hẳn ở giá trị nhà máy hay thậm chí bán được bao nhiêu thùng mì. Cái này nghe thì đơn giản, sinh viên năm thứ nhất nào về quản trị kinh doanh cũng có thể nói vành vách được, nhưng áp dụng trên thực tế thì ở nga cũng rất ít người việt hiểu và làm được cộng đồng ta cũng cảm thấy tự hào khi vào giờ vàng của truyền hình nga vốn đắt đỏ vô cùng lại xuất hiện khá thường xuyên quảng bá của ronton bây giờ putin cấm lâu rồi nhưng thời casino tràn lan ở nga thì cứ các buổi chiều cuối tuần những casino nổi tiếng của thành phố abad mới lại ngóng xem các người việt nam mới hôm nay vào phòng bíp của casio nào thường thường tụ tập chỉ có mấy ông trẻ vua mì thỉnh thoảng có thêm vài đại gia hải quan hay ông chủ ốc và các đàn em bỏ lại sau cánh cửa mọi lo toan cạnh tranh đấu đá trên thương trường bỏ qua kèn cựa vì vị trí tại ngân hàng ở việt nam họ thi đấu với nhà cái để xả stress và thỏa chí đam mê họ chơi rất phũ thua thắng một vài trăm nghìn một tối với họ vẫn trong tầm kiểm soát và họ tính toán cũng nhanh lắm, nhất là về tiền bạc và các con số. Với trò chơi yêu thích là roulette mà dân chơi Việt hay gọi là chiếc nón kỳ diệu, casino thắng họ cũng còn vất vả. Ở Moscow cũng không nhiều người Việt biết họ đã không chỉ một lần thắng jackpot của casino ở đây. Lần đáng nhớ nhất là thắng một chiếc trực thăng nhờ có cạnh tranh giữa các đối thủ biết nhau khá rõ nên tuy giá mì không cao nhưng mẫu mã của mì xì dầu tương ớt dưa chuột thay đổi đến chóng mặt có sẵn đội ngũ bán hàng và lượng khách đầu mối họ quay sang bán gạo việt nam phải hiểu gạo ta là gạo dài giống thái nhật ấn độ chứ không phải là gạo hạt tròn như nga trung quốc nhưng vẫn có cạnh tranh không nhỏ giữa hai loại sau này Nga cấm gạo Trung Quốc mà gạo hạt tròn vẫn mang lậu được từ Nga vào Nga khá nhiều. Vì không có lợi thế vận tải nên nhanh chóng Bronton và King Lion từ bỏ mặt hàng gạo. Chỉ còn Mivimax và Vinafood 2 bán qua một công ty đại diện tại Nga. Từng trường có thể bắt tay thống lĩnh thị trường thì đối thủ cạnh tranh nữa xuất hiện. Chi Liêu đang triển khai dự án Rusaka. Nàng tiên cá là một dự án resort ở Nha Trang. Nàng là ngốn tiền dữ lắm. Vẫn qua lại bên Nga, vốn tính liều lại ngẫu nhiên quen trí, giám đốc công ty con của Vinafood 2 tại Trà Vinh. Đúng hơn, trí chủ động quen xoái chi trong lần đi công tác Nga với các lãnh đạo Vinafood 2. Cố tình bỏ qua đại diện của tổng công ty ở Moscow. Lại có kinh nghiệm hải quan nên chi khoe có nhiều khách hàng khủng bán gạo tốt lắm kể cả mối các mối trong quân đội nga và thế là Trí nhanh chóng về nước đánh gạo sang cho chi bán tất nhiên là trả chậm thế là cuộc chiến gạo khốc liệt nổ ra gạo việt nam cùng loại đi sang nga cùng tàu do masan thuê nhưng chi bao giờ cũng bán giá thấp hơn vài chục đô một tấn tất nhiên chi muốn bán thật nhanh lấy tiền ấy quay vòng về đắp vào nàng tiên cá nhưng Vinafood 2 và Vimivimax Mì... làm sao ngồi yên được? Một mặt họ bắt buộc hạ giá bán, mặt khác họ chiến đấu với từng khách hàng lớn, giải thích rõ là không có bữa trưa miễn phí đâu. Tuy vậy, vì chi bán rẻ quá nên cũng có những khách hàng tham chấp nhận đặt cọc tiền cho chi mua gạo sang bán. Có những lúc chi bán CIF ở Viễn Đông bằng giá mua phốp tại cảng Việt Nam. Có những lúc không có tiền nộp thuế hải quan, gạo của Chi vứt trồng trơ ngoài trời tuyết, mốc xanh mốc đỏ. Cuối cùng Chi cũng hết lực, không còn mua được gạo nữa vì nợ động lớn tại Việt Nam. Sau này Chi bị kiện bởi khách hàng Nga và chính công ty của Chi, nhưng lại vào tù vì nguyên nhân khác hẳn. Tuy vậy, Chi cũng làm cho Vinafood 2 và Mivimax vài năm buôn gạo không có lãi mì cũng không đơn giản hơn. Dũng Vĩ, Ronton cũng có những mâu thuẫn nội bộ. Hai con cọp có ở cùng một rừng, huống chi ngoài mì ra, hai chàng còn cùng quan tâm mà ngân hàng ở Việt Nam nữa. Nên cuối cùng Dũng ra đi, xây nhà máy chế biến hạt nhựa khá to, tên Dũng Bi ra đời từ đấy. Sau năm 2003, thị trường chứng khoán ở nhà đã hoạt động nhịp nhàng rồi. Các đàn em bên Nga thấy giật mình khi các lão tướng như bác Trương gia Bình chỉ một sớm một chiều có cả hàng nghìn tỷ. Từ thời đó và sau này rất nhiều bà con Việt ở nga hay nga về chơi chứng rất hăng, bởi họ rất thích kiểu buôn bán tự mình quyết đoán với sáng gieo chiều gặt như thị trường chứng khoán. Tuy vậy họ cuối cùng, tuy vậy họ cuối cùng thường là thua. Cái này có dịp phải viết phân tích kỹ về thị trường chứng khoán nhà ta các vua mì nhảy vào chơi thử ngay với bản lĩnh thích phiêu lưu đỏ đen và đầu óc phân tích của con buồn thứ thiệt họ thường có lãi tuy vậy sau thời gian rất ngắn họ nhận thấy chơi theo luật chơi của người khác nhất là phụ thuộc vào người khác không phải là hay chính họ phải là người đặt ra cuộc chơi cho người khác chơi theo và thế là một kế hoạch thay đổi chiến trường âm thầm được thực hiện tất nhiên là ai làm theo kiểu người ấy Việt Nam sắp sửa đón chờ sự trở về của những người Việt Nam mới từ Nga. Thế nên Dũng bán nhà máy hạt nhựa cùng Hùng Anh gộp mì Vì Mách vào và mấy đối tác nữa lập công ty bếp không biên giới KBG. Cũng kinh doanh mì và các thực phẩm như Ronton, cạnh tranh trực tiếp với Ronton và tạo điều kiện cho Hùng Anh thành thơi hơn để về nước. Ngay lập tức, công ty bé Kingland còn mỗi kiên răng đen. Tên lúc trước, chứ bây giờ đã mỹ viện trắng tinh rồi. Chứ thắng ỏn đã thôi làm mì, bỏ ra làm dược phẩm khá thành công. Nhảy vào cuộc chiến bản quyền nhãn mát với KBG, KBG khắp toàn quốc. Tình hình căng thẳng đến mức toàn anh em quen nhau một thời, bây giờ đi đâu cũng vệ sĩ Nga kè kè, mãi sau mới hòa giải được. Huy Alexander Sofia bán công ty chia tay cô vợ Nga trước khi về nước lập ra mô hình Việt Cà Phê ở một địa điểm tại Moscow. Tại vùng phía nam của Nga, giáp Ukraine, tự nhiên xuất hiện nhiều mì ăn liền Mì Vina của Technocom. Vĩ đổ cho vượng đã phá thỏa thuận phân chia thị trường thời trước nên sẽ triển khai mì ở hàng loạt nước Đông Âu, còn Dũng KBG và đội hình mới âm thầm sang Kiev. Ukraine mở nhà máy mì. Lúc này anh em nhà vượng bắt đầu chuyển hướng về Việt Nam. Tuy chưa về hẳn mà vẫn đi đi lại lại. Giờ đây Vĩ đã rất chắc chân ở VIP. Dũng và Sơn cá rán Erowindow đã là cổ đông lớn tại Techcombank và bây giờ Hồ Hùng Anh với sự giúp đỡ của Quang Phơ và anh em sẽ tiến vào Techcombank bằng cửa chính hay cửa phụ thì đều phải qua được chị Nga đồng mô. Phần 3 2004-2014 Chí lớn ắt thành công Mục 1 lớn Triệu phú khởi nghiệp thành tỷ phú Hay tứ thập nhi bất hoặc Nhiều bạn đọc hỏi tôi sao ít viết về Phạm Nhật Vượng thế? Tôi không viết ít về Vượng mà dành hẳn một mục này để viết về Vượng thông qua những dự án của anh ở việt nam bởi vì ai đã ở liên xô cũng đều biết câu bà con ta hay nói tiền làm được bên liên xô thì vẫn là tiền của liên xô tiền đã mang về nhà thì mới coi là tiền của mình bởi vì có quá nhiều rủi ro có thể đến với đồng tiền ở nước ngoài nhất là liên xô cũ và trong các nga kiểu mới thì vượng trở về ít thầm lặng nhất và quyết liệt nhất thành công nhất Cách đây trên 10 năm, hầu như Việt Nam không hề biết đến Phạm Nhật Vượng và phải nói công tâm rằng anh em Vượng Vũ cũng không hiểu Việt Nam lắm đâu, chỉ ít là không hiểu môi trường kinh doanh ở nhà bằng các người bạn Việt Nam mới của mình đã có nhiều va chạm trong nhiều năm qua và Vượng Vũ đã đi đến một quyết định có thể nói là xuất thần, áp dụng cách làm việc tại Liên Xô cũ vào Việt Nam. Lúc đầu Vũ về hẳn vượng đi qua đi lại việt nam ukraine thực sự thời đó cũng như bây giờ thật khó phân định ai có tài sản bao nhiêu trong gia đình vượng vũ cô em ở giữa rồi vợ con và cái đó chắc cũng không có nhiều ý nghĩa đối với kiểu kinh doanh gia đình chị châu á họ hoạt động có vẻ độc lập nhưng thực ra rất phối hợp phần vai rất tốt vũ lo cho phần quan hệ và áp dụng đúng kiểu liên xô tức là không có quan hệ nào thừa cả thích thì chiều và với một tài sản đáng kể thì vũ từ một doanh nhân trẻ vô danh đã dần dần biến thành một người đáng kính trong mắt của nhiều vip đối với họ tất nhiên vượng là lá cờ đầu trong gia tộc họ phạm nhưng có bất cứ vấn đề gì họ sẽ trao đổi với vũ và rất lạ rằng media hầu như chỉ chú tâm vào vượng còn bỏ qua vũ một cách có hệ thống không khai thác Kể cả cái chi tiết mà ai cũng biết, như Phật tử này có mấy vợ hay việc Vũ mua lại nhà của cụ Tố Hữu, hay việc Vũ mua lại tòa nhà của cụ Tố Hữu để xây tòa nhà vừa ở vừa làm cơ quan tại Hồ Xuân Hương cho An Viên, có thể nói không có Vinpearl Khánh Hòa và Vincom Hà Nội thì không có Phạm Nhật Vượng ngày hôm nay. Hãy xem xét cách khác về hai dự án đầu đời của Vincom này cũng xin nói là Vincom được lấy tên dựa trên công ty Vinacom của bác Ngọ đôm năm mới cho anh em vượng mượn để khởi nghiệp kinh doanh. Sau vài năm rực rỡ, bác được đền ơn bằng một chiếc xe Mercedes 500 mới cứng. Anh em bên Liên Xô cũ hay đùa là công ty nào cứ có tên bắt đầu bằng Vina thì sẽ sập, nên vượng lấy tên công ty mình khác đi chút chăng. Vinpearl là mô hình rất mới tại Việt Nam nhưng hoàn toàn phổ thông tại rất nhiều nước. Tại khu nghỉ này, khách có thể ở hàng tuần mà không cần ra ngoài, có đủ đồ ăn cho bà bữa, có dịch vụ nghỉ ngơi vui chơi đi kèm cho cả người lớn và trẻ con. Chắc Vượng, Vũ lấy ý tưởng này từ những khách sạn khổng lồ như vậy ở Thổ hay Hy Lạp, nơi luôn đông nghẹt khách Nga. Ý tưởng chọn hòn đảo tre, Khánh Hòa làm nơi nghỉ dưỡng là rất liều lĩnh và không hợp lý đó là một đảo do quân đội quản lý trên đảo không có nước ngọt cách xa bờ tương đối làm đội chi phí xây dựng sẽ đắt lên nhiều nhưng khi bên đối tác tư vấn nói với vượng vũ là đất quân đội vẫn có thể trả về cho khánh hòa rồi tỉnh sẽ làm được giấy tờ cho dự án thì anh em họ phạm vẫn quyết tâm làm họ làm dần thủ tục cho từng phần của đảo đến nay vẫn còn đơn vị pháo đóng trên đảo và còn khá nhiều đất thậm chí còn làm cả thủ tục xin khai thác cả một diện tích mặt biển khá lớn quanh đảo chả biết có đè vào đường lưỡi bỏ không nhưng tài nguyên mặt biển theo tôi là một cái nhìn rất tiên tiến phương án cáp treo một trong những cáp treo trên biển dài nhất thế giới chứ không phải dài nhất như hay bị cố tình quảng bá sai Tuy tốn kém nhiều nhưng lại thành điểm nhấn cho Vinpearl. Thiết kế resort này nói thật là không có gì đẹp, nhất là khu vực hotel. Phần Vinpearl Luxury đỡ hơn, tất nhiên vì làm sau và đắt hơn nhiều. Rồi bể bơi chiều dài nhất Đông Nam Á cũng mang tính quảng bá nhiều hơn. Lúc bắt đầu xây, nhiều công ty xây dựng nội địa ái ngại không muốn làm nhà thầu vì không biết Vincom là ai, có tiền thanh toán không nữa nước ngọt không có phải tổ chức chở bằng phà từ đất liền ra phải nhớ rằng theo vượng về làm dự án là một loạt anh em tin cẩn đã làm việc với nhau nhiều năm lăn xả với công việc mới mà họ chưa có mấy kinh nghiệm họ xây khá nhanh ví dụ xong hệ thống cáp treo vinpearl chỉ trong vòng chưa đầy một năm hoặc vinpearl gặp may hoặc nha trang may mắn nhờ có vinpearl mà lượng khách quốc tế đến nha trang đông lên hẳn nhất là khách liên xô cũ, chủ yếu là Nga. Khi đó Vinpearl là vô đối ở Việt Nam, và cho đến nay Vinpearl vẫn là con gà đẻ trứng vàng của Vượng. Còn Vũ cũng theo đó xây dựng một khu biệt thự trên bờ với tên An Viên, hình như là dự án bất động sản đầu tiên của Vincom tại Việt Nam. Nhưng để vua biết mặt, chúa biết tên, tại nước nhà thì Vượng Vũ cần một điểm nhấn ngay tại thủ đô. Vincom Towers lúc được xây nên cũng rất mới, ít ra là ở Hà Nội, nhưng cũng là mô hình quen thuộc ở Nga. Họ là những doanh nhân rất thành công, nhưng tôi rất chú ý đến khía cạnh tâm linh của anh em vượng vũ trong kinh doanh. Họ xây chùa Việt Nam bên Ukraine, xây chùa ở Hưng Yên, ủng hộ giáo hội Phật giáo Việt Nam hết mình, lập kênh truyền hình An Viên cũng để quảng bá đạo Phật vượng thường hay nói về chữ nhân trong kinh doanh qua lời media còn vũ thì muốn được gọi là cư sĩ tử vân tôi tin họ hết lòng theo phật và không hề vụ lợi trong chuyện đó không hề lợi dụng tín ngưỡng trong kinh doanh nhưng tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện về cách tu tập tức là cách ứng xử của họ chưa thật chuẩn dưới khía cạnh nhìn họ như những phật tử giữa đời thường xin nêu câu chuyện đáng tiếc là ít người để ý, nhưng tôi thấy thật sự tiêu biểu. Năm 2006, Vincom đạt được sự đồng thuận của lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc xây dựng trung cư cao tầng và trung tâm thương mại ở khu đất cũ của nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo đã di rời một nửa ra khỏi thành phố. Chỉ vướng có một điều mà lãnh đạo cao nhất của chính phủ và thành phố đều biết. Nơi đó khi xưa chính là đàn tế Nam Giao, đàn tế trời cùng với đàn xã tắc ở xã đàn mới đàn tế thần đất và mùa màng hai đàn tế bắt buộc của mỗi kinh đô phong kiến nó đã tồn tại suốt qua các thời lý trần lê mà theo luật di sản văn hóa thì không được tiến hành xây dựng nếu chưa làm công tác khảo cổ kỹ lưỡng cứ so với việc xây cầu vượt qua đàn xã tắc sau này thì thấy rõ thủ tục cần tiến hành phức tạp thế nào Sử sách ghi chép rất nhiều về đàn tế Nam Giao, có nhiều bài báo viết rồi. Vincom tìm cách thuyết phục thành phố và giới khảo cổ là họ sẽ xin xây bốn tòa tháp ở trên có nối với nhau và đặt đàn tế trời trên đấy, càng cao càng linh thiêng. Nhưng thấy khó thuyết phục được cánh chuyên môn, họ tìm cách khác và sau khi khai quật, kết luận của bên khảo cổ là trung tâm của đàn tế lệch về phía phố Bùi Thị Xuân và Vincom tiếp tục được xây. Cũng là Phật tử, tôi hy vọng là nếu đấy là thời điểm hiện nay, Vincom sẽ chọn vị trí khác để xây tòa tháp. Sau khi có Vincom bà Triệu Hà Nội và Vinpearl thì tên tuổi Vượng nổi như cồn và sau đó không lâu Vượng đưa ra quyết định theo tôi là cũng siêu quan trọng cho công việc của tương lai về hẳn Việt Nam để làm điều đó. Với lý do hay nói cho báo giới là ngại bay đi bay lại, nguy hiểm, Vượng và các đồng sự đã bán Technocom và nhãn hàng Mivina cho Nestor. Thương vụ rất nổi tiếng nhưng giá cả là bí mật, rồi sau đó chuyển nhượng lại cổ phần của mình ở Ukraine cho Lê Viết Lam và các bạn khác. Quyết tâm được khẳng định, bất động sản Việt Nam ơi, tôi đã về đây theo dõi các hoạt động của vũ an viên cũng rất thú vị mà sao không thấy báo chí đả động gì cả vũ đã xin được giấy phép khai thác hoặc thăm dò hàng chục mỏ khoáng sản đa số nằm ở phía bắc cao bằng hà giang vũ làm rất bài bản thuê rất nhiều chuyên gia địa chất nhiều người là cán bộ đầu ngành đã về hưu làm rất đúng luật không hề có ý định khai thác trộm hay lôi trung quốc vào thế rồi một ngày đẹp trời đàm phán và bán hầu hết các mỏ của mình cho Tuấn trợ, một người học địa chất ở Nga về và chưa kịp làm mỏ bao giờ. An Viên còn hai mỏ đều ở Bình Phước, đang trong giai đoạn thăm dò để báo cáo xin giấy phép với trữ lượng xít khổng lồ. Theo tôi, đây là bài toán rất lớn và khá đau đầu của anh em họ Phạm. Họ đã bỏ khá nhiều chi phí vào đây, nhưng khi thực tế cho thấy thì TKV đã làm nhà máy và càng làm càng lỗ mà mỏ của TKV diện tích nhỏ hơn tuy nằm ở Đắk Nông và Đắk Lắc tức là với luật khoáng sản mới thì để lấy giấy phép mỏ bô xít này An Viên sẽ phải đóng khoản tiền thuế tài nguyên khổng lồ nghe đồn trước kia An Viên đã cùng Russell tập đoàn nhôm lớn nhất Nga của tỷ phú Jerry Spaska mà trước kia đã từng nắm 50-50 cùng với Aramovix rồi mua lại hết cổ phần. Xem xét rất kỹ dự án này. Cuối cùng phía Nga bỏ cuộc. Vụ bán danh mục đầu tư khoáng sản để làm dự án truyền hình số An Viên. Dự án này rất to và công nghệ khá tiên tiến. Tuy vậy, khi có các đối thủ cạnh tranh xuất hiện mà nhất là khi Viettel cũng tham gia vào thị trường này thì An Viên có biểu hiện đuối sức việc bản quyền truyền hình Vũ ký 50 năm với Liên đoàn bóng đá mà về sau bị tước mất tuy không phải là việc lớn nhưng cũng nói lên tầm nhìn xa của doanh nhân Phật tử Phạm Nhật Vũ. Vượng Vũ đổi tên tập đoàn thành Vingroup gồm rất nhiều mảng kinh doanh đứng đầu tất nhiên vẫn là bất động sản còn nhiều mảng nghề lắm từ báo chí đến thương mại điện tử nhưng lại không có chứng khoán đã bán rồi và ngân hàng Mục 2 lớn 2004-2010 We Never Walk Alone Trong khi Vincom của Vượng trở thành hiện tượng trong làng bất động sản ở nhà thì các bạn cùng lứa của anh không hề để phí thời gian. Lại nói về Vĩ cùng Ronton lập tức triển khai bán hàng mì và thức ăn nhanh khác không chỉ ở Ukraine mà còn lấn sân sang cả Romania, Moldova, ba nước vùng Baltic là những thị trường ngách của nga và ukraine tại nga và ở một số thị trường nói trên ronton vẫn cạnh tranh liên tục với kbg của người sáng lập cũ là dũng cùng hùng anh nhưng vĩ làm được một việc lớn trước vượng mấy năm là bán một phần doanh nghiệp cho đối tác là tập đoàn thức ăn nhanh lâu đời của nhật bản fuji không bán tất như vượng và giá giao dịch cũng không được công bố với lượng tài sản với lượng tài chính có được từ phi vụ đó, Vĩ củng cố vị trí cổ đông lớn nhất của mình tại ngân hàng quốc tế VIB đến mức mà tuy chỉ là thành viên hội đồng quản trị nhưng người ta hay gọi VIB là Vĩ Bank. Dũng KBG thì âm thầm mở cơ sở sản xuất mì ăn liền ở Ukraine và sau này vượng phải mua lại. Nhưng tâm trí của Dũng để ở mảng ngân hàng trong nước nhiều hơn, mác của Eurowindow của cảnh sơn bắt đầu trở thành biểu tượng chất lượng của ngành vật liệu xây dựng. Lại nói về Techcombank, một cái ổ đông dương của anh em làm tài chính nước ngoài. Ở đó, ngoài đăng quang, còn một loạt anh hùng hào kiệt như Cảnh Sơn, Aero Window, Ngô Trí Dũng, Hồ Hùng Anh. Nhưng từ năm 2002 đã có chị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nga Đồng Mô một người đầy tham vọng và có tiềm năng kinh tế khủng. Chị Nga đã mua lại sân golf đồng mô King Island từ rất sớm và còn nắm giữ hàng loạt bất động sản loại lớn khắp nước. Lúc đó lại đang tìm cách gả con cho một vị VIP nhất nước. Tóm lại, cuộc chạy đua chức Chủ tịch Techcombank những năm 2005-06 là trường hợp kinh điển trong đấu tranh nội bộ ở dưới ngân hàng nước ta. Cuối cùng, Hồ Hùng Anh được sự chống lưng của cánh Đông Âu trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị, còn chị Nga bán hết cổ phần Techcombank, hóa ra đợt đó lại được giá. Rồi từ năm 2007, dễ dàng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Cbank Khỏi nói chị Nga C-Bank bây giờ ít gọi là đồng mô nữa vì chị có 4 sân golf cơ. Từ đó đến bây giờ vẫn muốn phát triển C-Bank để tranh đua với Techcombank và các ngân hàng thương mại khác. Không biết có phải vì điểm tốt với nước mắm chin su trên thị trường Nga không mà sau khi Hồ Hùng Anh và Trịnh Quang Huy trở về, mà san như hổ thêm cánh, thay đổi sơ đồ tổ chức đến chóng mặt, đó là do nghệ thuật sắp đặt của Đăng Quang. Dưới con mắt của cánh trẻ, Quang Phơ ăn nói dề già, giáo điều lại hơi khụng khệnh, cái gì cũng phân tích kiểu con tầm nhả ra tơ mà chán nhất là hay nói đúng. Rõ ràng, Quang không thuộc tuyết người giỏi quan hệ theo khái niệm Việt Nam, nhưng ngược lại, Quang đàm phán với đối tác nước ngoài rất thành công và không phải vô cớ ma san trở thành một định chế thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hàng tỷ đô la. Huy Mỹ nhanh chóng tách khỏi ma san để hoạt động theo sơ đồ riêng của mình, thành lập công ty Bình Thiên An, thực ra theo chữ viết tắt của Tập đoàn Quốc tế BTA, với tài chính từ nguồn kazakhstan vàng lập tức gây sự chú ý rất lớn về mình trên thị trường bất động sản với hai dự án lớn và không giống ai đảo kim cương và metropolis thảo điền đều ở hồ chí minh ngoài ra bta còn lập tức bắt tay vào hàng loạt hoạt động M&A, thậm chí trước cả masan và sản xuất xi măng tại quảng bình nguyễn đức chi thì khác với những Nga kiểu trên, không được may mắn với khoảng thời gian này. Hãy nhìn lại vụ việc này từ cái nhìn sau 10 năm. Lúc này, bạn sẽ thấy hết cả bối cảnh sự việc của Chi đầu những năm 2000. Sau khi tận dụng được một phần đòn bẩy tài chính từ việc bán gạo của công ty lương thực Trà Vinh, Mr. Trí, để cho vào dự án Rusaka cũng không hề đủ, mà lại bị Trí đòi nợ liên tục bắt buộc Chi phải tìm đối tác đầu tư mới. Và thế là Chi được giới thiệu với công ty Lâm Viên, Học viện Lục Quân, Bộ Quốc phòng. Với giám đốc Trần Nam, cơ mưu như Chi cũng không lường được mấy anh bộ đội. Lại lão luyện hơn Chi rất nhiều, nhất là trong các vụ góp vốn kiểu này. Tháng 11 năm 2003, Ban giám đốc công ty Lâm Viên cùng Nguyễn Văn Yên, Thiếu tá, Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát phía Nam, Bộ Công an làm tờ trình thường vụ đảng ủy và ban giám đốc học viện lục quân, xin được đầu tư vào Rusaka. Xét thấy tính khả thi, ban giám đốc học viện đồng ý cho Lâm Viên được đầu tư 5,5 triệu đô la vốn pháp định vào dự án. Theo thỏa thuận hợp tác làm ăn, Lâm Viên chuyển 43,5 tỷ sang công ty lương thực Trà Vinh để trả nợ thay cho Nguyễn Đức Trì và sau đó, năm 2004, công ty Lâm Viên của Trần Nam tố cáo cả chi trí và yên chi lừa trí muốn đòi nợ còn yên ăn hoa hồng giới thiệu hai năm lần lượt chi rồi trí bị bắt thử tưởng tượng bạn là giám đốc công ty thuộc học viện lục quân bộ quốc phòng có cơ chế nào để bạn lấy tiền nhiều triệu đô của nhà nước đi đầu tư vào dự án du lịch của doanh nghiệp nước ngoài đang làm dở dang không chưa nói đến chuyện doanh nghiệp đó đang bị đòi nợ tối ngày của doanh nghiệp trong nước khác. Lâm Viên chắc chắn phải biết vì chuyển tiền thẳng cho lương thực Trà Vinh mà. Thế mà Trần An làm được, chứng tỏ anh phải có background khác người. Không những chỉ Rusaka, Lâm Viên còn mua cả Cosmos Bowling của Chi ở Hà Nội. Chi bị bắt và lập tức cả hệ thống báo chí vào cuộc với việc bôi bác một chùm lửa, siêu lửa Rusaka được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu ái. Rusanka tự ý lấn chiếm biển. Và ảnh chi bị bắt, bị dẫn giải lên khắp các mặt báo, sau đó đến lượt tuổi trẻ tung tin. Chi khai bùi trơn quan chức Khánh Hòa, 700.000 đô, một vụ án với số tiền không phải lớn mà Thủ tướng cũng phải vào cuộc. Bộ trưởng kế hoạch đầu tư phải giải trình qua báo chí, mất mát khá lớn về cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Cục Hợp tác Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư chứng tỏ sức nóng của nó và thực chất chi bị kết án vì tội làm giả giấy tờ. Xin hiểu rõ là chi ký thay cho các cổ đông của công ty nước ngoài, còn tiền bỏ vào dự án của chi. Phần tiền chi chiếm đoạt của lương thực trà vinh mấy năm sau mới làm rõ qua phiên tòa khác. Nếu coi đây là tội thì ở bên nga với công việc làm hải quan cho hàng vạn container hàng hóa, chi và các đồng nghiệp đã phạm tội mỗi ngày vài trăm lần ai làm dự án ở Việt Nam chả biết, nếu không bôi trơn có làm được đâu. Chắc không qua được cửa gửi xe, tuy vậy chi là người rất bản lĩnh, trước tòa không hề khai đã bôi trơn tỉnh và bộ như thế nào, và đề nghị tuyên án vô tội. Bộ máy đã vận hành, chi bị 4 năm tù, đến phiên tòa sau vì tội không trả tiền gạo, chi nhận thêm 18 tháng. Mặc dù đã khắc phục hậu quả, án này có thể đánh giá là nặng hoặc nhẹ thì tùy. Theo tôi, đây là một vụ án kinh tế bị hình sự hóa. Đầu 2010, chi ra tù trước hạn. Câu chuyện trở nên thú vị hơn. Xin xem tiếp phần sau. Năm 2007-2008, hàng hóa về Nga khó khăn. Hải quan rất phập phù. Trợ vòng có tin sắp đóng cửa làm bà con buôn bán người Việt rất hoang mang. Và 2009, có hai cú sốc làm số lượng người Việt về nước tăng hẳn. Thêm nữa, lúc đó, kinh tế Việt Nam đi sau thế giới chưa khủng hoảng lắm, vẫn còn chứng khoán và nhà đất làm sức hút Nga Kiều. 27 tháng 3 năm 2009, soái chợ vòng, ông Lê Ngọc Hường, Thanh Hóa 1960, mất đột ngột. Lúc ông Đương là chủ tịch hội người Việt tại Nga, tin này lan nhanh chẳng khác. Sau đó mấy tháng, đến tin chợ vòm đóng cửa vĩnh viễn, gây ra khá nhiều tổn thất cho cộng đồng. Hãy nhớ hàng trăm ngàn người Việt ở đây, ở rất nhiều vùng miền của nga và SNG buôn bán chịu sự ảnh hưởng của sức khỏe chợ vòm. Về cái chết của ông hưởng với tang lễ đượm màu bí ẩn, nhiều đồn đoán. Có ba giải thích, tôi không đủ cơ sở để kết luận nên xin nêu cả ba. Gia đình và đại sứ quán thông báo ông mất vì bạo bệnh thứ hai là version bà con việt hay bàn tán đó là ông bị nga ám sát liên quan đến sức ép lên các ông chủ nga thực sự của chợ vòm sau này họ khá mất điểm với chính putin thứ ba version ít bàn tán nhất tôi nghe được từ các chủ tàu người trung quốc buôn bán ở chợ vòm cũng đến nhiều nghìn và hàng hóa đa số từ trung quốc sang số ít mới từ thổ bắt đầu có mô hình xưởng may sản xuất quần áo tại chỗ cạnh tranh trực tiếp với hàng tàu phải đi nhiều nghìn km mới sang đến chợ và ông hường là một trong những người sớm triển khai mô hình nếu ông làm như thế thì lợi thế cạnh tranh trong tay ông quá nhiều so với chủ hàng tàu anh hường cũng là một nhà đầu tư về nước rất mạnh tay anh mất đi thì nhiều dự án đang giang dở. Có cái, có nhiều cái, vẫn được vợ con, họ hàng anh tiếp tục. Anh có công đưa sang Nga rất nhiều con cháu, đồng hương và cả vài chục người trong số họ đã trở thành triệu phú. Sau này tác giả mới biết phương án một là đáp án đúng. Trần Anh Tuấn, Tuấn Trợ, sau những ngày tháng khó khăn với VP Bank thời đầu và công ty xảy Nam Thắng, rồi đến việc cải tạo lại chợ đồng xuân theo tôi là một thành công sớm của tuấn chợ lạ cái là anh và báo chí không bao giờ nhắc lại chuyện đó đã tìm được một business bất ngờ nguyệt hường vợ tuấn tốt nghiệp trưởng ngôn ngữ moscow từ chỗ chỉ phụ trách kế toán cho chồng và tham gia hội đồng nhân dân hà nội tỏ ra rất có duyên với khu công nghiệp và các dịch vụ liên quan bắt đầu từ khu công nghiệp đài tư lần lượt các khu công nghiệp ra đời. Đến năm 2006, chúng được tập trung vào Tập đoàn Phát triển Việt Nam, VID Group, một trong những tập đoàn phát triển hạ tầng sản xuất lớn nhất Việt Nam. Nguyệt Hường còn tham gia cả vào hoạt động ngân hàng Ocean Bank và VV Bank, nhưng phi vụ may mắn nhất đến với Tuấn lại ở Ngân hàng Hàng Hải, MSB. Vào thời điểm 2006-2007, hàng hải là ngân hàng rất yếu kém và nhiều vấn đề bị cơ quan chức năng sờ gáy, nguy cơ tiềm ẩn cao. Nhưng nhà mình có thấy ngân hàng nào phá sản đâu. Lúc đó, Tuấn tham gia vào MSP Hà Nội chỉ với 10 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng như thế là đủ để Tuấn với kinh nghiệm chiến trường từ VP Bank cả chục năm trước. Với VID hùng hậu đứng đằng sau, nhanh chóng, nhanh chóng thâu tóm quyền lực, trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc từ năm 2008. Thực tế là đã là ông chủ MSB từ đó. Những năm 2004-2010 có hai dự án dài hơi, toàn mức đầu tư vài trăm triệu đến vài tỷ đô la được mấy Nga kiểu thầm lặng triển khai. Đầu tiên là Sovico của Hùng Thảo sau khi tiến vào HD Bank. Phải đến năm 2010 họ mới hoàn toàn kiểm soát bank này họ mua hết lại cổ phần TNC, doanh nhân Nguyễn Thành Công năm 1962 cũng đã từng kinh doanh lớn tại Nga và nắm 100% Việt Z Air. Không nản bởi tấm gương, những hãng tư nhân Indochina Air và Mekong Air đều đã nhanh chóng ngừng bay vì lỗ nặng. Việt Z chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện giấc mơ bay, lùi thời gian bắt đầu cất cánh từ cuối năm 2008 đến tận cuối 2011. Từ đầu cả việc ngân hàng và hàng không Sovico đều không thạo, họ đã nhờ cậy đến chuyên gia rất có uy tín. Chị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính và chị Nguyễn Thanh Hà, Cục Hàng không Việt Nam. Dự án 2 về công nghệ cao của một doanh nhân từ Nga về rất nổi tiếng. Anh Võ Văn Hồng hay Hồng Bến Thành, mặc dù đây cũng không phải là sở trường của bác này, từ việc anh Hồng làm Bến Thành, xanh lây út, ký túc xá và chợ cho bà con Việt bên Moscow đến việc vì sao anh và vợ con phải quay về Việt Nam sống đã được quá nhiều đài báo nói đến. Nhưng đây là việc anh Hồng tư vấn cho tập đoàn viễn thông vampire com Nga, chủ trương chủ thương hiệu viễn thông Bilai bên Nga, vào làm liên doanh viễn thông di động và cố định với g doanh nghiệp thuộc Bộ Công an. Hãy xem với tổng mức đầu tư 500 triệu đô la họ có làm ăn được gì tại Việt Nam không nhé? Khó lắm lắm. Tất nhiên, bác Hồng chỉ góp sức bằng quan hệ. Phần 3 2010-2014 Lấy thách thức làm cơ hội hay họ đang thay đổi chúng ta? Việt Nam rơi vào khủng hoảng kinh tế, tuy muộn màng hơn các nước tiên tiến, nhưng chưa thấy có tín hiệu bao giờ sẽ thoát khỏi. Đập vào mắt người quan sát nhất là thị trường chứng khoán với VN Index lúc đó xuống tới 400 và bất động sản đóng băng toàn tập, mặc dù chủ dự án đã giảm giá thê thảm và báo giá báo giới liên tục kêu chạm đáy rồi. Người bình thường cũng có thể thấy ngay khi các trung tâm thương mại vắng hoe, những tụ điểm bia ôm sang trọng đổi chủ liên tục vì sập tiệm. Thậm chí, các nhà hàng đẳng cấp, các spa làm đẹp cho các quý bà cũng hẩm hưu không kém, chỉ bùng nổ những loại hình bình dân rẻ tiền kiểu lẩu về hè, trà chanh chém gió và bia hơi thì vẫn chứng tỏ được nhu cầu bất biến của xã hội. Những năm này, các Nga kiểu thầm lặng nói trên không thể không rơi vào khó khăn, thậm chí ta khó hình dung được thuyền to thì sóng cả. Tuy vậy, hình như họ vẫn vượt qua theo cách riêng của mình. Cổ phiếu ngân hàng rớt giá thê thảm và nhu cầu cấp thiết của ngành tài chính ngân hàng là tăng vốn, tái cơ cấu lại là cơ hội cho những ai sẵn tiền và không có nhu cầu bán ra. Từ tháng 5 năm 2008, Hồ Hùng Anh đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank lúc mới 38 tuổi. Cũng dễ hiểu vì bây giờ Masan trở thành cổ đông lớn nhất của nhà băng này rồi. Ngô Trí Dũng đã nhiều năm ở vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank cũng là cổ đông sáng lập VIB quá lâu rồi, và cuối cùng thì anh cũng chờ đến thời điểm có được Bank của mình. 2012, Dũng với sự hỗ trợ của hai phó chủ tịch hội đồng quản trị VP Bank đều là Kiều Kiev, Lô Bằng Giang và Bùi Hải Quân và trợ giúp của người bạn cùng trường tuấn trợ đã lên ngôi ngoạn mục ở VP Bank. Và ở thời đại của Dũng, VP Bank chuyển mình nhanh chóng bắt đầu từ việc đổi tên Việt Nam Thịnh Vượng, đổi logo, đến những việc khó khăn hơn như tăng vốn, thay đổi hình ảnh ngân hàng, và đó như một cuộc cách mạng ở VP Bank. Trong bối cảnh khó khăn của toàn ngành tài chính, tháng 4 năm 2014, Dũng đã tuyên bố rất tự tin, VP Bank chưa tính chuyện sáp nhập với ngân hàng khác và kêu gọi cổ đông giữ lợi nhuận lại để tăng vốn, để đạt tổng tài sản ngân hàng 155.000 tỷ đồng, giới tài chính cũng rất chú ý đến chuyển đổi sau. Anh Nguyễn Đức Vinh, CEO của Techcombank, chuyển sang làm CEO của VPBank. Vĩ của VIB càng ngày càng nâng tỷ lệ, sở hữu cổ phần của mình. Và nhóm gia đình lên tới mức thậm chí có thể coi là vượt quá giới hạn cho phép. Như vậy với việc Hùng Thảo, Sovico đã bình định xong, HD Bank và xác nhập xong với Đại Á, MSB của Tuấn chuẩn bị nuốt Mekong Bank. Techcombank đã định vị từ lâu, dự thêm VP Bank của nhóm Dũng và cả Ngân hàng Việt Á về tay liên xô cũ, Phương Hữu Việt 1964, Odessa và Tuấn Quế Anh, Ba Lan, trở thành chủ tịch của Ngân hàng Phương Đông, OCB. Có thể thấy một loạt ngân hàng thương mại cổ phần thuộc quyền quản lý của giới Đông Âu. Tuy không thấy liên hệ mật thiết lắm giữa họ và Bình Thống Đốc 1600-1961 học Liên Xô cũ và họ chưa thể làm lu mở những cây đại thụ như Bắc Hà 1957 BIDV hay Kiên ACB nhưng họ cũng tỏ ra thực sự tự tin trong ngành kinh doanh này. Nhớ lại định nghĩa về ngân hàng mà anh em Liên Xô hay nói với nhau. Ngân hàng như cái tủ lạnh, tiền như cục bơ cho bơ vào tủ lạnh rồi lấy ra. Cục bơ thì vẫn thế, nhưng tay cũng dính được một ít bơ. Khỏi phải nói, vụ án Rusaka là bài học cho giới đầu tư trông vào, nhất là người Việt ở nước ngoài về. Và kịch bản của vụ án cũng hay như mong đợi. Đầu tiên, Trí, cựu giám đốc lương thực Trà Vinh ra tù rất nhanh, lại quay về cơ quan cũ. Đầu năm 2009, tuổi trẻ phải thu thẻ hai nhà báo của mình, đuổi việc trưởng văn phòng Khánh Hòa và đăng tin xin lỗi vì đã viết vô chứng cứ về việc chi khai dùng 700.000 đô bôi trơn cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Có thể hiểu là chi trước và tại tòa đã không khai. Chí còn thăng tiến vù vù, 2008 đã thành phó giám đốc Vinafood 2 và phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam người phát ngôn của tổ chức này, mặc dù bị khá nhiều người phản đối. Điều tra viên Yên bị tố cáo môi giới ăn hoa hồng vẫn công tác, nay phụ trách mảng chống tham nhũng. Đầu năm 2010, chi ra tù sớm và tỉnh Khánh Hòa buộc phải xem xét lại dự án Rusaka. Giấy phép thì thu lại lâu rồi, hóa ra chi có thể phạm tội, nhưng Rusaka được cấp phép vẫn đúng quy trình. Do thực sự khó xử lý, tỉnh đành cấp giấy phép lại chính dự án tại khu đất ấy cho Focus Travel, công ty du lịch của Tấn, em trai Chi, một trong những công ty mang nhiều du khách Nga đến cho tỉnh. Còn nay, Chi đang tập trung xây dựng một resort cao cấp khác, quy mô tương tự cũng trên bãi biển Khánh Hòa, thực đáng nể vì Chi lại đứng lên được ở nơi đã từng vấp ngã. Bi Lai không thành công ở Việt Nam, sau khởi đầu đình đám thì Vempelcom Nga phải bán lại cổ phần 500 triệu đô cho đối tác Việt là Gtel với giá bằng 1 phần 10, một hành động rất nga. Tuy vậy, khó có thể coi đây là một món mua hời, vì sau khi mua lại hết cổ phần thì Gmobile cũng đang hoạt động rất chật vật. Thành công của thế hệ vàng này thì chắc các bạn đều biết, báo chí cũng viết quá đầy đủ. Vietjet đã bay và bay nhiều Thương vụ cực kỳ đình đám thì ai cũng biết, khi Vietjet đặt bút ký mua 100 chiếc máy bay Airbus với tổng giá trị 9,1 tỷ đô. Sovico cũng chuẩn bị lấn sân sang ngành khác, ví dụ khai khoáng. Cổ phiếu Masan trở thành blue chip được săn tìm mua nhiều nhất ở thị trường chứng khoán, mà một trong các cú hích ngoạn mục nhất là thương vụ núi pháo kinh điển. Có thể nói, Masan còn chưa kịp đào 3 mét đất nào thì giá cổ phiếu tăng lên đã đủ vượt giá mua lại dự án này rồi. Aero Window Holding thì có hàng loạt dự án bất động sản nổi bật ở Việt Nam và Nga. Trung tâm thương mại Moscow, Hà Nội, một cuộc chơi quá lớn và có vẻ không đúng thời điểm chăng, bất chấp thị trường bất động sản ẻo uột. Và tất nhiên, nổi bật nhất vẫn là Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, trong khi Lê Viết Lam say xưa với các dự án cáp treo, bà nà, phan xì Phăng thì vượng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội, Hồ Chí Minh với những đại dự án thật sự tân tiến. Vingroup vững chãi là lá cờ đầu trên thị trường bất động sản. Tại thời điểm này, sau vụ Crimea và xung đột căng thẳng tại Ukraine và Nga, thì chắc chắn business ở nước ngoài của những nhà kiểu thầm lặng này có bị ảnh hưởng và họ sẽ càng tập trung vào công việc tại quê hương. Nhìn lại gần 30 năm sự nghiệp thương trường của các đại diện cho thế hệ giao thời, thế hệ vàng ở Liên Xô cũ này, phải khâm phục ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của các lưu học sinh một thời. Họ để lại dấu ấn không chỉ ở cộng đồng người Việt bên Liên Xô cũ mà chính họ cũng góp phần thay đổi cách nghĩ, cách kinh doanh của chúng ta tại Việt Nam. Có thể họ hiện nay chưa phải là những doanh nhân giàu có nhất trong người Việt nhưng tôi có cảm nhận rằng với độ tuổi 45 50 như họ bây giờ với lối làm việc không ngừng nghỉ và những bài toán lớn họ đặt ra, những ước mơ lớn rồi họ sẽ thực hiện bằng được. Trong tương lai gần, chính họ sẽ là những đầu tàu cho nền kinh tế nước nhà. Họ chính là người ảnh hưởng lớn đến những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người trong số họ không muốn nổi tiếng như vậy, nhưng riêng vượng đã trở thành thần tượng của không ít giới trẻ Việt Nam. Tôi vẫn rất hy vọng anh em họ Phạm, những Phật tử toàn tâm hướng về tâm linh Phật Pháp, càng ngày sẽ càng chấn hưng đạo Phật một cách tích cực nhất. Đó sẽ là đóng góp rất lớn, thậm chí ý nghĩa hơn tất cả bất động sản các anh đã và sẽ xây nền. Còn nếu những người bạn của các anh cũng sẽ như vậy, thì chẳng còn gì bằng cho tương lai của đất nước ta. Hà Nội, tháng 4 năm 2014. Chào các bạn, các bạn đang nghe sách nói từ kênh Thư viện kiến thức tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe quyển sách Đông Âu anh hùng truyện, tập 1, phần 2, Kiên đầu bạc. Một lớn, tóc bạc ơi, hãy nhắc đến mình bằng chính sự vắng mặt của anh. 21 tháng 4 năm 2014. Sau một bữa rượu tối tưng bừng, mấy người bạn cũ ngồi lại, chuyện trên trời dưới biển xong, tất nhiên đến chuyện thời sự và đề tài động chạm đến người quen chung của cả hội, Nguyễn Đức Kiên. Vì tôi có thời gian tiếp xúc với béo nhiều nhất, nên có mấy bạn cứ quan tâm đến câu chuyện đang xảy ra. Tôi nói rằng đã rượu bia, chả thấy ngọn ngành được đâu, và xin khất để đến hôm nay viết lại câu chuyện này bầu kiên là tên xã hội gán cho sau này chứ ở phổ thông thì kiên có tên là kiên lung kèm tên ông bố kiêm hiệu trưởng nhà giáo nhân dân rồi vào lính thì kiên lùn sau này tóc bạc phơ thì gọi là kiên đầu bạc kiên á châu và anh em thân thì gọi là béo chúng tôi gặp nhau từ đại học học dự bị để đi học nước ngoài của trường kỹ thuật quân sự các trung đội nhưng rất hay cọ sát trong thể thao kiên đá chính thức cho đội tuyển đại đội còn tôi dự bị ngược lại trong bóng bàn tôi có thâm niên ở sân thủy tạ nên kiên hay khéo léo sung phong đánh đôi với tôi để có thể giữ bàn dài dài chứ cả đại đội chỉ có một bàn cứ thua ra được vào mà cũng thỉnh thoảng lính mới được phép chơi thôi sau này mới biết Kiên và tôi đã có cùng tuổi thơ dữ dội trên sân bóng trường Chu Văn An, nơi mà gia đình Kiên đã ở ngay trong trường trước khi bố Kiên chuyển sang Long Biên. Từ thời đó, Kiên đã bộc lộ bản thân khá rõ trong thể thao, rất mê bóng đá. Kiên và tôi đều học sớm một năm, nên lúc đó mới 16, so với các anh lính cũ thì quá trẻ. Nhưng Kiên vừa đen vừa lùn béo lại chơi hậu vệ, và đá rắn hết sức trong khuôn khổ luật chơi, thậm chí sẵn sàng ăn miếng trả miếng đến cùng và đã có nhãn quan chiến thuật trong thi đấu. Kết quả là trên hết, không dê dắt, tủn mủn như anh em hay đá gôn tôm được nhựa. Từ khi đó, Kiên đã không bao giờ uống rượu bia, thuốc lá. Nguyên nhân thực sự thì chẳng ai biết vì sao, nhưng nó cứ đổ cho vì thể thao chuyên nghiệp. Học thì làng nhàng, nhưng không phải ai cũng biết. Từ thời đó mới 16 tuổi, Kiên đã có suy nghĩ rất người lớn về kinh doanh và đã biết đánh hàng từ Nam ra Bắc cải thiện thêm. Vào cái thời vẫn còn ngăn sông cấm chợ ấy và chúng tôi ở trong kinh trong doanh trại 2 đến 3 tuần mới ra phố được một ngày đến 17 giờ chiều. Còn lại thì mải tăng ra và học lòi mắt ra thì bây giờ nghĩ lại mới thấy chí lớn là đây. Nhân tiện nói về các tài năng quân sự thì hồi đó có bác tiền còi nằm trên còn âm mỹ hơn nhiều, nằm trong doanh trại mà điều hành được cả đường dây buôn hàng Campuchia, chả biết quy mô lớn đến đâu, nhưng khi bị công an tới tận trường, bêu gương toàn cơ sở hai, đúng là con người có tố chất thương mại là đây, sau này quả là đại gia thứ thiệt. Rồi mỗi đứa đi một nước khác nhau, lần gặp lại ngẫu nhiên sau 4 năm ở đoàn 871, khi đó tôi về phép xin lên xin dấu, thấy Kiên đang ngồi nghe các cán bộ giáo huấn, sau mới biết Kiên phải về trước hạn, tội thì vẫn theo sơ đồ trên, Kiên học và ở trong trường quân sự. Nhưng buôn bán thành thần, giàu nhất khối lưu học sinh Việt ở Hungary thời đó, thế rồi bị đứt. Về nước, tài sản lớn phải để lại bên kia, rồi cuối cùng cũng rời dụng cả, Kiên trắng tay. Với phút đó, ở ta xin ra quân đội đã chết mệt rồi, chưa nói đến làm gì thế mà ngạc nhiên chưa sau 7 8 năm gặp lại bên Tây Âu khi kiên đi công tác lúc này anh em bắt đầu gọi là béo vì đã bệ vệ tóc trắng xóa béo khoe là cán bộ lãnh đạo confeex ăn lương hàm vụ trưởng còn tiền thì nhiều lắm sau khi kể những vụ đổi hàng 3C vân vân làm anh em ở nước ngoài ù tai thì béo cũng kể thật sau khi vất vả ra quân, béo làm đủ việc kiếm tiền từ tự đóng bè buôn hàng từ bờ bên này sông hồng sang bề, bờ bên kia vâng ngày xưa hai bờ là hai thế giới khác nhau và cứ chở hàng qua đầu cầu qua cầu thì các lực lượng tóm ngay cho đến một mình lái xe chở tiền vào nghệ an thu nhận vàng súng tiểu liên lúc nào cũng để trên đùi cái này thì anh em cũng nghi ngờ tí trong mỏ thì đúng phải thế thật Chứ đi đường cái mà lăm lăm súng ống như thế thì cũng khó tin. Có tiền rồi béo vào nhà nước, có duyên với đánh hàng nhân lúc Đông Âu sụp đổ. Nào là đổi hàng, mua nợ, đánh máy tính, áo gió, béo lên vù vù. Và lúc đó đã biết tận dụng mối quan hệ và cơ chế tối đa. Và Kiên cũng bộc lộ những cá tính của mình ngay trên thương trường. Tùy thuộc vào lớp trẻ nhất, Kiên sẵn sàng chiến đấu với tất cả từ đối thủ hay kể cả partner của mình, Quang A, Bùi Huy Hùng, Trần Việt Trung, 3C, FPT, chiến hết. Rồi đến năm 1995, về nước mới gặp lại béo. Phải nói lúc này Kiên đang trên đỉnh cao của thành đạt. Chắc là năm 95-2000 là đỉnh mà ngay sau này Kiên cũng không lặp lại được nữa. Từ thời mới bỏ cấm vận, dân tình còn nghèo lắm thì béo đã nổi tiếng giàu có đã có chân chắc trong acb từ khi ngân hàng thương mại còn là cái gì xa vời lắm đã có mấy liên doanh với toàn hãng xịn của nước ngoài và quan trọng hơn có sự ủng hộ của các lãnh đạo cấp cao nhất ngoài vài cụ vài xếp còn lại kiên sưng hô ông tôi hết sau lưng thì cậu hay thằng tuốt luốt rồi đến đám cưới với em l to nhất hà nội lúc đó anh em uống hết sạch rượu của queen Bee, cả dưới nhà lẫn trên gác tối hôm đó. Mặc dù Kiên vẫn không uống rượu bia như mọi khi, cô ca 100% thì sẵn sàng ngay. Béo giữ quan hệ rất tốt với anh em cùng quần ngũ ngày trước. Rất nhiều anh em về làm hoặc làm thêm ở chỗ béo. Năm 1998, khi đang có công ty riêng, tôi có một việc quá sức mình nên lôi về chỗ béo làm. Kiên cũng đề nghị tôi làm chỗ nó luôn. Tôi nhận lời với yêu cầu được quyền Thích đi đâu làm gì thì tôi đi, tôi không can dự gì vào việc của Kiên. Và khi nào tôi có việc hay thì cùng bàn với Kiên, cũng không ăn lương. Trong công việc tôi mới thấy được nhiều, chắc chưa hết, các khía cạnh của một con người là béo, cảm mạnh lẫn yếu. Kiên chiến việc VFF béo giàu là phải thôi. Như một cậu quen ở TC2 đã nghiên cứu và đánh giá về béo, nó khác ta ở chỗ khi ta nhìn cái cây, hòn đá, cái chai, ta chỉ thấy đó là các đồ vật có tính năng riêng. Nhưng kiên, có thiên tài là lúc nào cũng nhìn được các đồ vật đó đều được quy vào một hệ quy chiếu là tiền. Cái cây thì giá bao nhiêu? Hay có thể làm ra tiền từ cái cây, hòn đá hay không? Ngay quan hệ xã hội, con người kiên cũng đưa được về hệ quy chiếu ấy. Tướng ngũ đoạn nhưng béo có khoa nói rất hùng hồn và chém gió cũng chặt chẽ vô cùng. chưa kể trông thì lè vẻ thế thôi, nhưng toát lên sặc mùi tiền và quyền lực. hồi đó đại gia việt kiếm tiền chính từ việc dịch vụ giúp cho nước ngoài phát triển dự án tại việt nam hoặc đấu thầu, chứ đã có đầu thị trường chứng khoán hay sốt bất động sản như sau này. và kiên là một trong số ít đếm trên đầu ngón tay lúc đó những cá nhân thành công nhất trong tư vấn béo có đầu óc phân tích rất sắc sảo, làm việc rất chặt chẽ, muốn bàn bất cứ chuyện gì đều yêu cầu đưa ra copy nghị quyết chính phủ, nghị định, công văn, chứ không nói khơi khơi. Nó thuộc lòng câu chữ trong tài liệu và béo cũng là bậc thầy soạn công văn, kiên quyết không dùng máy tính, tùy có cả công ty buôn bán phần cứng, phần mềm. Cũng như làm gì cũng cần có phiên dịch, công ty thiên nam lúc đó có tất cả các chức năng có thể có và xin được trừ những ngành nghề có điều kiện đặc biệt tự kiên giao cho anh em ngồi giả soát mấy ngày trời để không bỏ sót chức năng nào vì vậy tôi cũng khó tin rằng sau này có ngày béo lại bị khép tội buôn bán không giấy phép không đúng chức năng thể nào béo cũng có những văn bản đồng ý kèm theo để phòng xa có thể nói kiên là một trong những chuyên gia hàng đầu về hệ thống pháp luật tại việt nam đến mức có lúc bác sáu khải đã đề nghị kiên về làm phó văn phòng chính phủ hay vụ trưởng lâu ngày không nhớ chính xác vì quá phục trí nhớ cũng như tài làm công văn của kiên làm béo cũng mất cả tuần lễ cân nhắc rồi mới đi quyết định từ chối bác đã làm cán bộ nhà nước rồi thôi cháu không bao giờ quay lại nữa béo cũng rất cẩn thận có bất cứ đối tác nào xuất hiện béo đều qua các kênh thu thập mọi thông tin có thể béo tự tin lừa tao khó lắm mà đúng là khó thật đối với một kẻ đa nghi thoái quá như kiên làm gì đi nữa nhất là tư vấn thì đều phải quan hệ béo thì lắm quan hệ lắm nhất là quan hệ cấp cao và trung cao nhưng béo làm việc này không giống bất cứ ai vì bản tính đã không rượu bia nhậu nhẹt thì ở ta là khó quan hệ rồi lại thêm cái tính cũng kỳ lắm của kiên thôi cứ gọi nhẹ là chặt chẽ béo sẵn sàng mời cơm nếu cần sang hay không tùy đối tác nhưng ai uống thì uống béo cứ coca thôi còn lễ tết béo có thể tặng rượu hết béo đừng hòng tặng ai phong bì quên đi hoặc có thể có thì chí ít tất cả những người đã từng làm với kiên đều chưa ai thấy điều đó qua câu chuyện béo kể về cụ a cụ nhờ béo giúp anh b để làm việc x và thế nào và thế là béo phải dẫn đến bảo chú C giúp để vỗ vai thẳng đề. Và cứ như thế, quan chức dù to dù nhỏ đều ngại và ngán béo, nhưng lại muốn giữ quan hệ tốt với Kiên Á Châu để chẳng may nói dại, có lúc nó lại cứu giúp mình. Kiên hay kể về Thượng Phương Bảo Kiếm để đe dọa người đối diện về quan hệ khủng của mình. Béo chẳng có mấy em thư ký chân dài nào để gọi đi uống rượu với đối tác mà cũng chẳng có thư ký đúng nghĩa luôn. Trừ bà cô vợ thỉnh thoảng pha trẻ ở văn phòng, cũng chả có thằng em nào chạy đi lo tươi mát cho các quan hay chạy ra trả tiền cho các anh ăn xong xin đi chơi tiếp. Anh em cứ đùa, cả công ty gần trăm người, nhưng giải tán hết đi thì công việc cũng vẫn vậy, vì chỉ có một mình béo làm việc thôi mà. Mà Kiên gọi đó là đi cày, vì quả thực nó cũng trầm thật nói không sai. Sau này tôi hỏi thì Kiên bảo công ty chỉ có 3 người. Béo ôm việc, chủ yếu do không thể hoàn toàn tin tưởng ai được. Tất nhiên vì thế Kiên không thể và không có ý định xây dựng đội ngũ hay có văn hóa công ty gì đặc biệt cả. Kiên, có, Kiên còn cá độ với tôi rằng thằng FPT sẽ sập trước công ty tao. Ở ngân hàng, béo thuyết phục được đàn em Lý Xuân Hải về điều hành bài bản đấy có thể coi là một trong những điểm sáng hiếm hoi của kiên trong việc chồng người xây dựng đội ngũ tính chặt chẽ của kiên thì anh em đều biết rõ lắm nên cứ đùa kiên sau này có tội gì đi nữa thì cũng không bị tội đưa hối lộ vì có chịu đưa ai cái gì bao giờ đâu câu cửa miệng của kiên là động từ campuchia là khó nhất thôi nói về việc nó sẵn sàng san sẻ quyền lợi nhưng nói là chuyện làm kiên lại có cái lý khác, nó kiên quyết không trả thừa ai một xu. Nếu theo kiên, người đó chỉ đáng trả đến mức giá kia thôi. Nguyên tắc rắn đến bệnh hoạn này lại gây họa đến cho kiên. Dù chỉ là cái cớ thôi, nhưng trong đó nếu hiểu theo triết lý nhân quả thì thấy rõ lắm. Có anh bạn tê đề cùng ở Hungary về cổ đông nhỏ từ ban đầu của công ty, tuy vậy đòi quyền lợi cá nhân sát ván lắm cũng vì việc chi trả nhiều ít thế nào đó mà đơn thư kiện kiên mười mấy năm nay. Một phần vì đầu óc bác này lại có vấn đề nữa, chứ người khác chắc bỏ cuộc lâu rồi. Bình thường thì kiên coi việc này như cỏ rác, thế nhưng khi lầm chuyện thì chính đơn thư này lại là cớ để lập chuyên án, hay hơn hai bao cao su nhiều. Tính chiến đấu thì vẫn như trước, chiến hết từ Trương Gia Bình, Trung Hà, Trần Mộng Hùng đến các cổ đông nước ngoài trong liên doanh KFC, Cantex. Vì luôn chiến như vậy nên Kiên cẩn thận lắm, lúc nào cũng lo nghe trộm. Có việc gì cần bàn bà quan trọng hay tiếp khách tế nhị, Kiên đều mời vào cái phòng tròn, thường để không ở công ty, đối diện nhà hát lớn mà bây giờ vẫn là chóp của chứng khoán Hà Nội ấy. Mở hết cửa sổ ra cho tiếng ồn đường phố ập vào, Kiên bảo cho chúng đỡ nghe. Nếu không thì ra quán cà phê, càng đông người càng vui, ôn ào dễ nói chuyện. Ngoài kiếm tiền là đam mê cháy bỏng, thì béo chỉ có đam mê nữa là bóng đá. Bài bạc thì không kể, cái đó chắc quá nhiều anh em ta cũng đan quạt suốt ngày. Trò này kiên cũng khá, và chỉ thích kể những trận mình thắng thôi, chứ thua thì giấu biệt. Và cuối những năm 90, béo lấy lại đội đường sắt, bắt đầu dấn thân vào con đường ông bầu với bản tính chi ly của mình. Lúc này có công ty mới làm ăn khá khẩm là Hòa Phát bắt đầu đến với ACB và kiên để tìm chỗ dựa tài chính. Và chắc vì nề béo nên Hòa Phát sau đó cũng dấn thân vào con đường bóng đá. Chứ họ đâu có đam mê cháy bỏng như kiên đâu. Riêng mối quan hệ về sau trở thành thâm tình này, người ta còn phải nói đến dài dài. Công việc giữa tôi và Kiên không tiến triển được. Đến bây giờ tôi mới biết nguyên nhân ở chỗ nào, nên tôi tìm kiếm các công việc khác. 2001 tôi đi Hồ Chí Minh, trước khi đi còn lục túi giật của béo 11 triệu, khoảng 1.000 đô. Béo ít khi cho ai vay tiền lắm, định đi có một tuần, hóa ra đi tiếp, cả mấy năm trời, lúc đi chỉ kịp điện thoại báo cho béo và chào nó, thế mà, thế nào mà, nó có thông tin cả việc mình nó còn biết trước mình mấy năm sau tôi vẫn về việt nam đều thỉnh thoảng vẫn gặp béo nói chuyện chơi thôi béo vẫn đang hoành tráng lắm quan hệ với các lãnh đạo vẫn tốt như xưa tập trung chiến mảng ngân hàng vì tư vấn bây giờ không còn là chiến trường hot như xưa nữa nhưng với con mắt của người ở ngoài nhìn vào tôi thấy béo đã có những biểu hiện hơi xa rời thực tế và có dấu hiệu bảo thủ Tôi vẫn nhớ mãi có lần hỏi tôi hỏi Kiên về thị trường chứng khoán khi VN Index đã gần 1.000. Kiên nói, tao không tham gia vì toàn trò lừa đảo và bọn làm công ty chứng khoán sẽ chết hết. Rất tin ở béo, nên khi nhiều người hỏi tôi nhận định về thị trường chứng khoán, tôi nói lại easy và trúng phóc. Rất nhiều người tin rằng tôi đã tiên đoán được điều là một năm sau nó chỉ còn bằng nửa. Mặc dù vậy, họ vẫn chơi vẫn ôm trứng và lời tiên tri của tôi chả giúp được cho một ai. Một năm sau gặp lại, tôi hỏi béo về dự đoán đúng đó, thì béo trầm ngâm. Bà con chơi trứng thì chết. Chứ bọn làm, chứng khoán ít đứa nó chết lắm, tay không bắt giặc, ngoạn mục. Sắp tới ACB cũng phải đẩy mạnh mảng này. Việc thứ hai thì Kiên hỏi tôi, đầu vào những năm 2000, là chẳng lẽ ở Đông Âu có những thằng Việt Nam có tiền vai 3 triệu đô à? buôn bán lằng nhằng lấy đâu ra tao trả tin tôi cố thuyết phục béo là bọn ấy có và chúng nó đông lắm đếm trên đầu ngón tay ngón chân không hết đâu nhưng béo vẫn bảo thủ vài năm sau về tôi đã thấy béo hay gặp gỡ những đứa trong bọn ấy tất nhiên trong cuộc nào thì béo cũng giữ vai trò lá cờ đầu còn mấy chú em thì một điều anh kiên bạc thế mạnh của kiên không phải là tiền mặc dù tiền kiên vẫn nhiều hơn chúng nó mà quan hệ với các quan chức thế nhưng đối với không chỉ riêng tôi kiên dù rất lọc lõi ông bạn đã không cảm nhận được thời thế có thay đổi trường giang sóng sau đẻ sóng trước những đại gia đông âu về việt nam đa số trẻ hơn kiên nhiều chỉ biết ở khách sạn năm sao đường phố không biết hoặc thay đổi nhiều quá quên rồi luật việt nam không biết thì thuê luật sư để hỏi nếu cần thì sẽ làm luật theo kiểu đông âu mù mịt vẫn nhầm quan nọ với quan kia, nhưng lúc cần thì có việc gì cũng sẽ giải quyết được. Vì ở Đông Âu, khởi điểm có quen ai quan nào đâu, chính những người này đã và sẽ làm thay đổi môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ít khi quyền lợi của Kiên và của những người này mâu thuẫn nhau, thậm chí có vài phi vụ làm chung. Nhưng việc Kiên phải gồng mình lên để giữ được vị thế đàn anh là sức ép quá lớn đẩy Kiên đến những toan tính làm ăn sát ván hơn. Và từ đó, Kiên dù là một người rất chặt chẽ, luôn cẩn trọng phòng ngừa, lại có những quyết sách mà sau này dựa vào đó Kiên bị truy tố. Một yếu điểm dễ thấy nữa của béo là không có bạn đúng nghĩa. Đối tác làm ăn thì nhiều, hết người này thì có người khác, nhưng đó chỉ là công việc. Còn bạn thân thì Kiên chỉ có vài người cùng học quân sự ở Hungary với họ và với bản tính hoài nghi tất cả của kiên thì chả thể nói chuyện làm ăn ra được mà đầu óc kiên thì lúc nào cũng chỉ xoay quanh hai chữ đi cày tức là nói bồ bồ suốt ngày thế thôi nhưng thực chất nghĩ gì trong đầu béo không hề có ai để mà chia sẻ với tôi cũng vậy kiên chỉ nói được những chuyện vô thưởng vô phạt vì đối với kiên tôi biết quá nhiều chuyện quan hệ xã hội không cần thiết thế nên dù có khôn ngoan lọc lõi đến đâu, thì cuối thì rồi cũng có lúc kiên chủ quan và không tính hết được. Với người nhà béo cũng rất nghiêm khắc, nhất là với em trai, em rể, béo rắn lắm, hầu như không cho tham gia việc gì hết. Ngay đội anh em bên hỏa phát là những người kiên hay tiếp xúc nhất, suốt ngày cà phê chém gió hay bài bạc. Thì đối với họ, kiên là đứa một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất là một thế lực lúc nào cũng muốn xưng hùng xưng bá, nhưng bản chất ra cuối cùng cũng chỉ có một mình. Và sau này chuyện Hòa Phát viết đơn đề nghị làm rõ béo về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ cổ phiếu, chắc họ cũng bị ép dữ lắm, chưa thể nói ngay ai đúng ai sai, nhưng tôi biết chắc đó là một trong những nỗi đau lớn nhất của Kiên. Sau năm 2010, tôi hay gặp Kiên ở lobby của khách sạn Hinton hoặc Highland Coffee nhà hát lớn, Kiên không bia không rượu nên hay chọn hai chỗ này để tiện chém gió với anh em, hay đơn giản chỉ là quãng nghỉ giữa hai cuộc gặp ở nơi khác. Vì công việc đã quá khắc xa nên tôi bảo tao về hưu rồi, còn Kiên bảo tao đang bán hết các thứ, giữ mỗi ACB và chơi bóng đá thôi. 55 tuổi sẽ về hưu hẳn, còn đâu đi du lịch. Nhưng chắc vì có nhiều thứ để bán quá nên nó vẫn phải đi cày. Bây giờ béo đi đâu cũng thường có iPad, thói quen theo dõi giá vàng đây mà. Lúc này béo nổi hơn nhiều lắm rồi, không biết thế nào là vô tình hay cố ý, nhưng tên bầu kiên đã dính chặt vào béo. Tôi hay đùa mặc dù là sự thật, mày gặp tao tình cờ. Toàn lúc tao không đủ 11 triệu đồng trả cậu. Thôi coi như cứ lúc nào gặp mày, tao trả tiền cà phê nhé. Thì béo tỉnh đòn lắm. Nó bảo lúc nào trả thì trả, nhưng gì chứ ai nợ thì một đồng nó cũng trả bao giờ quên, mà đúng thế thật, nhưng nó lại khoe là chỉ tao mới uống nước ghi sổ nợ được ở Hinton nên đố mày trả được tiền cho tao đấy. Thế nên nợ vẫn hoàn nợ. Kiên có một nguyên tắc thế này, cũng là lạ cho một tay nhà băng, ít khi cho ai vay tiền lắm, tính Kiên vừa chắc vừa kỹ, nhưng đã cho vay cá nhân thì không bao giờ cho vay lấy lãi, ngạc nhiên chưa? Khi béo nổi rồi thì quanh béo thường rất đông người, ngoài anh em hòa phát thì có thường thấy bầu đức, bầu thắng, nhất là từ khi có VPF ra đời, rồi các loại cổ đông nhà băng đi lót tăng vốn để sở hữu chéo, như sau này hay bị nói rồi đến anh chị em nhà báo, nhà đài, trong cuộc nào béo đều nổi bật nhất nói có người nghe đe có người sợ làm bóng đá mà ít bỏ tiền như béo lại quyết không cho trọng tài một xu thì đúng là béo tài thật riêng chuyện béo lật đổ vff và giành lấy bản quyền truyền hình từ tay an viên sẽ ghi tên kiên vào lịch sử thể thao việt nam như một nhà cải cách bóng đá mà cái đó hoàn toàn có cơ sở còn việc sau kiên bóng đá còn kém đi tệ nạn hơn so với trước thì không phải là công hay tội của kiên rồi. Chưa nói đến những vụ vật vãnh như giành lại công vinh, béo đã thành người của công chúng, đi đâu phải dùng Bentley, Phantom chứ không đèo con xe máy Dream ra hàng hành ăn bún như trước kia được nữa. Tôi vẫn nhớ cuộc gặp ngắn của Kiên với Vũ An Viên tại cà phê ngoài trời của Hinton. Mặc dù Kiên đã báo trước kết quả từ ngày hôm trước mà bầu thắng, Bầu Đức ngồi trong nhà hóng ra, sốt ruột vẫn không thể tin là kết cục ngoạn mục đến thế. Kiên đã lên đến đỉnh cao danh vọng. Những người quen bảo Kiên hãy cẩn thận, mặc dù lắm người chả biết phải cẩn thận cái gì, nhưng Kiên rất tin tưởng vào thói quen chặt chẽ của mình, chứ không phải Kiên tin mù quáng vào ô dù đâu. Tôi chỉ nhắc héo Kiên, đại gia gì mà số điện thoại di động xấu quá thể thế đến mày cũng không nhớ được số của mày thì đổi đi chứ. Nhưng Kiên bảo thủ lắm. Số này nó lấy hú họa trong danh sách sim điện thoại của công ty để dùng hơn chục năm rồi. Số ruồi thì sim điện thoại nào cũng vẫn chết. Chính Kiên bảo thế. Và rồi cái tai nạn ấy nó vẫn đến. Thị trường có hai lần tụt dốc thê thảm. Đó là khi Kiên bị bắt và khi Kiên ra tòa. Ruồi này hơi to việc béo đúng hay sai là chủ đề của một status riêng nhưng quả là từ khi bị bắt giam tên nguyễn đức kiên chưa hề giảm độ hot có thể nói là người ta biết đến kiên tóc bạc còn nhiều hơn trước không tiện viết ra đây nguyên nhân chính đẩy kiên béo vào vòng lao lý tôi tìm hiểu và thấy ba phần tư cáo trạng với kiên là phi lý nhưng tôi cũng như những người biết kiên đều hiểu bây giờ cứu được kiên chỉ có chính kiên thôi và với bản chất chiến đấu có sẵn ngả theo hướng hiếu thắng luôn cộng với trí nhớ rất tốt lý luận sắc bén và cũng có rất nhiều thứ để mất thì dù có bị xích chân cùng tay để hạ nhục và đánh đòn tâm lý thế nào đi nữa bắt béo thì dễ chứ bỏ tù béo khó hơn nhiều đơn giản vì béo rất yêu tiền mà đi tù mất tiền thì làm sao béo chấp nhận thỏa hiệp được. Lúc này đây, quả bóng được đẩy sang phía những người muốn triệt hạ béo, hãy dở võ đi nữa đi, chứ béo là hậu vệ chuyên nghiệp, sẵn sàng chơi rắn từ xưa rồi, kể cả bỏ bóng đá người. Không hề có ý định tô hồng cho ông bạn béo, nhưng béo có một vũ khí lợi hại, là ngày nào béo còn bị cách ly với xã hội thì ngày đó xã hội còn lôi vụ việc của béo ra mổ xẻ. Mà những người kia thì lại không hề muốn xã hội này phải động não. Nhưng án thửa xem chừng trong vụ này cũng thực sự không dễ choàng vào béo và cộng sự. Cứu cánh của béo nằm ở đó. Hãy nhắc đến bản thân bằng chính sự vắng mặt của mình. Không có duyên để giúp được kiên dù nhiều dù ít. Bây giờ đây là lúc kiên đang phải trả nghiệp, trả nghiệp của đời mình đây. Nhưng tôi có một linh cảm rằng Món nợ mọn mà tôi chưa kịp trả béo chính là điểm báo, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có dịp trả nó cho Kiên và lúc đó sẽ đến lúc tôi trả tiền cà phê cho béo cũng ở Hinton thôi. Mục 2 lớn: Kiên béo và xử lý tình huống, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Tôi dùng thuật ngữ bóng đá này để viết về Kiên cũng là một trong những từ cửa miệng của béo cuộc đời luôn cho ta những tình huống không lường trước được ta chấp nhận nó và ứng biến thế nào hoàn toàn do khả năng xử lý tình huống của bản thân và ngày hôm nay kiên đang phải xử lý tình huống chắc là khó khăn nhất trong đời mình hãy cùng tôi nhìn lại vài tình huống khác nhau mà béo đã xử lý để cùng đoán xem lần này xử lý và kết quả sẽ thế nào nhé béo đi hung học trường quân sự khóa tôi đi hung hơn chục đứa cả bọn thường xuyên giao du chơi bời buôn bán với nhau nhưng kiên thân nhất chỉ có ba người đều học trường khác cách chỗ béo ở thủ đô cả trăm km anh bạn n cả ngày chẳng nói chẳng rằng người xương sẩu học xong chỉ tập võ với trồng cây chuối tập khí công nơi đá bóng lập cập lắm nhưng cứ có trận nào việt nam đá với nước ngoài hung các học viên khối sv kể cả mấy ông châu phi thân cộng là kiên rủ sang tham gia bằng được. Của đáng tội hồi đó tuy xã hội chủ nghĩa hữu hảo với nhau thật đấy, nhưng ra sân bóng thì tuổi trẻ bồng bột, tây thì to đá tổng, lực chạy âm âm, sút với đánh đầu như chuyên nghiệp, ta thì thấp bé lại hay tiểu xảo dây dắt với qua háng tây. Làm sao rồi cũng hay xảy đến phang nhau. Béo lùn béo, đá hậu cực rắn mà lùn thế không rắn thì làm sao mà hậu vệ được. Chưa kể béo chạy nhanh, lại cũng lắm đòn, nên thường xuyên xích mích xảy ra là từ béo. Hai đội nhảy vào choảng nhau, lành mạnh thôi, không gậy gộc dao búa gì hết. Nhưng có nở thì béo cực yên tâm, rất vô tư, đôi thôi là chiến ngay, vì nở có võ, cho vài chú Tây nằm xuống là ngon ngay. Đội bạn im re, bắt tay chơi tiếp. Thời đó là thế, Chứ bây giờ thanh niên nhà ta vắc súng hoa cải đến tận nhà tìm nhau xử lý rồi. Bạn nữa cùng khóa là D quân khu, một thủa oai hùng người Hà Nội. Khi béo bị sứ quán cho về nước gấp, chỉ kịp gửi lại đống tiền khủng cho D. Mấy tháng sau ra tận sân bay đón anh em đi học về nước, thì ôi thôi, D không phải là kiên, có tiền muốn buôn thêm tí thì đội nón ra đi sạch. Dễ hình dung ra bộ mặt kiên đón đê ở nội bài ngày hôm ấy. Nhưng đến bây giờ, ba đứa vẫn là bạn thân. Nờ làm cho một liên doanh của Kiên, còn đê vẫn tại ngũ. Lễ Tết tụ tập, Kiên vẫn bảo, phải cảm ơn thằng đê, nhờ nó đánh mất tiền thì tao phải xoay sở khổ sở ở nhà mới nên người được. Lại có chuyện nữa, lại toàn những đại ca tôi được biết, nhưng hy vọng cũng vì lâu rồi nên tôi có kể lại ra đây thì các vị ấy chắc cũng đại xá cho. Đầu những năm 90, các doanh nghiệp trong nước đua nhau đánh sắt thép từ Liên Xô cũ vừa sụp đổ về vì giá rẻ. Anh em ôm tiền đánh hàng vải sang đó rồi mua sắt thép nhập về, ít thì vài lát, nhiều thì cả tàu. Hồi đó Béo đã lắm tiền, oai phong lắm rồi, chơi thân với anh Hát, con cụ PTT, tay chơi khét tiếng một thời gian làm với nhau mấy vụ sắt thép thì có chuyện. Số là hàng về đến Hải Phòng thì có đội quân của anh G đo đò lường, đòi lĩnh vực, đòi lĩnh hàng, giấy tờ vận đơn có đủ cả. Vâng, cái thời hỗn mang ấy, chuyện này rất có thể, chứ không như đời không như giờ đâu. Mà bác G thì không phải tay vừa, đi Nga về, tiền cũng sẵn, là thần tượng của không ít những chị em. Mà anh em đệ tử đông lắm, Bác nói chuyện cực uyên bát, còn quan hệ thì thôi rồi. Anh em sau này hay ăn đêm ở Nguyễn Du chắc ít biết. Ý tưởng biến chỗ ấy thành quần thể ăn đêm là của bác G để lại cho đời đấy. Bên béo với anh hát thì cú lắm, cũng định đập. Nhưng cứ sửa đến công an, viện kiểm soát cấp nào thì cũng đều là cả cứng của bác G cả. Đến mức cứ tối tối hai bên lại kéo nhau lên vũ trường uống rượu đàm phán. Béo thì trung thủy với cô la thôi. Hỏi nói, hàng của mình bỏ tiền ra mua, mang về tận nơi mà lại có người đòi nộp tiền chuộc ra thì mới trả hàng. Thì anh hát với béo cay cú đến mức nào mà chả làm gì được. Ngày ngày ngồi bàn mưu không ra, chính quyền trong tay xã hội, trong tay mà cũng chịu. Cuối cùng thế nào lại có tay cấp chỉ quý, công an phường béo, hình như hồi đó còn gọi là cảnh sát khu vực nghe được xung phong đến gặp bác anh dài bảo cứ để đấy em bắt nó cho béo nghe cũng thấy khó tin nhưng thôi cứ quyết bừa đi thế rồi thằng em vác súng đi bắt bác g lên đồn được thật sau này tòa xử bác g án nhẹ thôi trong tù bác g còn nổi tiếng đọc và giảng chuyện kiều rồi xem tử vi cho cả phạm lẫn cán bộ béo chiến đấu trên mọi mặt trận để kiếm tiền nhưng lạ nhất đối với tôi đó là mảng tin học Hồi đó, công ty Thiên Nam, TNC, có một đội ngũ tin học khá mạnh năng động. Mặc dù Kiên không hề chuyên về mặt IT, nhớ mãi vụ đấu thầu dự án IT cho Bộ Công an, giá tầm 9 triệu đô, hồi đó là to nhất của thị trường tin học. FPT đã tưởng được làm rồi thì Kiên nhảy vào tranh lại. Anh Trung Hòa đứng ra thương thuyết giữa hai bên không xong, đến hôm vào TC1 để đàm phán các nhà thầu thì Béo gặp bác LQT, phó kiên chiến liên đoàn bóng đá tổng FPT thời đó. Mở màn luôn, đại loại là FPT có thích chiến thì chiến đến cùng luôn. Sau vụ ấy các bác công an cũng thấy Béo máu lửa quá, đâm dĩ hỏa vì quý, cuối cùng gói thầu chia đôi, mỗi bên một nửa để làm vì cớ FPT là công ty có vốn nhà nước nên có lợi cho an toàn an ninh quốc gia anh chị em có thấy công an thỉnh thoảng cũng rất dễ thương đấy chứ chưa dừng ở đó sau đó các đầu ngành về it ở hà nội có họp kín lại thống nhất chủ trương sẽ triệt béo thế mà thông tin lại dò dỉ ra ngoài cuối cùng chẳng ai triệt béo cả kiên lại lao vào các gói thầu tiếp đến gói bộ tài chính tuy quen đến cả bác bộ trưởng lúc đó nhưng vì tính trả chịu campuchia với phong bao cho cán bộ gì cả cho nên suốt cuộc đều bị gây khó dễ, béo cú lắm cứ đề nghị bộ trưởng phải thay trưởng ban dự án, mặc dù trưởng ban này chính là cạ cứng của bộ trưởng. Tóm lại là với cách làm tin học không chủ trương xây dựng đội ngũ mà toàn đi ép như thế, làm IT cứ khó dần, cuối cùng Thiên Nam phải bỏ mảng tin học. Nghe đồn béo hồi mới về nước cũng si mê một em rất xinh ở Hà Nội, tán hết cỡ nhưng không được vì tội béo nghèo, lại ở tận bên kia cầu. Hồi đó qua sông ai tính là Hà Nội nữa, cũng lại phải cảm ơn em này mất thôi. Đến khi làm xếp ở ACB thì quen em lờ, xinh xắn, kiên quyết tán bằng được để làm vợ. Ngày nào kiên cũng đến nhà ám, nhà lờ gần công viên thống nhất, cũng có tranh chấp đất cát gì đấy với hàng xóm. Ông kệ này phụ mảng, phụ trách mảng vàng bạc, đá quý của thành phố thì chả cần biết kiên là ai huy động trục đàn em đầu gấu đến chiếm ngõ nhà lờ. Béo nổi tính khí từ hải lên, nhảy ra chấn ở ngõ, bảo có giỏi cứ thằng nào vào đây ông chơi hết. Đầu gấu thấy một chú béo mà tóc bạc trắng lại hung hăng quá nên cứ mon men ngoài phố chả dám vào. Mãi sau, béo mới gọi được các chiến tướng bê bịp, xê cáo dẫn đàn em từ Quyên Bì về. Mới giải giáp được hội giang hồ vặt kia khỏi nói uy tín của béo với nhà vợ lên đến mức nào và chẳng bao lâu sau đám cưới rình rang giữa kiên và lờ như một mối duyên tiền định đấy là hình tượng chính béo kể lại với anh em nếu có khác sự thực mong nhà gái thông cảm về tính chặt chẽ trong tiền bạc của kiên thì có nhiều câu chuyện như huyền thoại lắm rồi đại loại là béo chả chặt tiền thừa cái gì bao giờ đâu mà cũng chả cần biểu diễn ô tô thì sau này mới chơi mấy xe xịn cho đẳng cấp, chứ trước kia nhiều xe nhưng toàn xe cũ, có xe từ năm 2000 đến giờ vẫn chạy. Nhà cửa thì vì không có duyên với bất động sản nên béo chẳng quan tâm lắm. Ngoài cái nhà ở Tây Hồ ra, bắt thiết kế đi, thiết kế lại, xây đi xây lại quái quỷ lắm, hoành tráng, còn mấy biệt thự cũng to ở Hồ Chí Minh không hề tu sửa. Cứ vất chồng chờ xuống cấp, cái thì làm gara. Tuy nhiên, cũng có những tình huống béo hoành hành xử thoáng lắm, đó là đầu năm 2010, khi anh em đại đội 156 là đồng đội cũ họp bàn để xem đi đâu, làm gì để kỷ niệm dịp 30 năm vào lính, đóng góp thế nào thì béo đề nghị các bạn cứ chọn ngày đi, rồi béo sẽ bao hết các bạn cùng đại đội, ba miền và vợ con đi vào nghỉ ở Golden Sand, Hội An, gồm cả chi phí đi lại. Và đợt nghỉ đó thành một kỷ niệm rất vui của anh em đồng đội. Béo cũng dẫn vợ vào tham gia dù chỉ là nửa buổi vì bận họp. Còn rất nhiều vụ Béo xử lý tình huống rất tình như vụ ACB bị bà con xếp hàng rút tiền, vụ cướp diễn đàn VFF hay vụ lấy lại bản quyền truyền hình của An Viên cho VPF chiếm công vinh cũng rất kinh điển mà báo chí đã viết nhiều rồi. Nhưng với tôi, lần Béo xử lý làm tôi phục nhất lại là chuyện khác. Có lần ngay cả Quynh Bi, Béo, bị một đàn anh cho người sỉ nhục ngay chỗ đông người, Béo chỉ lẳng lặng đi, thế mà cũng ầm hết cả Hà Nội lên. Những người biết tính chiến đấu của Béo đều nghĩ Kiên không thể bỏ qua, thế nào nó cũng trả thù ngay và luôn. Thế nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, Kiên lại lo chạy kiếm tiền tiếp. Tôi có hỏi thì Kiên bảo, thôi, mình dân đi cày, lo làm lo ăn, chấp gì chuyện đó bỏ qua là bỏ qua vậy đấy béo xử lý tình huống theo kiểu rất riêng của mình nhưng đó là ngoài đời bây giờ tạm giam rồi ra tòa liệu kiên có đủ bản lĩnh và đầu óc để chọn phương án tối ưu hay không tùy các bạn đánh giá gì thì gì chứ mấy tình huống kiểu tòa mất điện đột ngột nhiều lần có khi lại phụ thuộc vào dư luận xã hội nhiều hơn vào việc kiên xử lý có đúng không các bạn hiện đây xin giới thiệu bài thơ về kiên của anh bùi quang tuấn bạn đồng ngũ của kiên chơi bời đã biết điều sinh tử chỉ tiếc vào thời số chẳng may tất thắng niềm tin còn vẫn giữ lo gì hậu vận trở bàn tay và một bài thơ khắc họa lại sa mảnh sân xanh quả bóng tròn nhớ nhà mẹ vợ với ba con phù du quyền lực vàng cũng bạc tay xích chân cùm dạ sắc son mục ba lớn, quả bóng vẫn lăn, 22 tháng 5 năm 2014. Phiên tòa bắt đầu 20 tháng 5, được tường thuật tương đối chi tiết, còn bình luận thì khá rẻ rặt. Báo chí lại được giật dịp giật tít, kiểu như người nhận là em trai bầu kiên không được dự tòa hay vợ chồng bầu kiên tình cảm tại tòa. Và thô thiền nhất là cố tình dùng chữ để câu kéo sự tò mò nói về mối tình 10 năm với Trần Đình Long. Thảm hại thay cho các bạn phóng viên hay biên tập, dù thời gian có ít, viết có vội thì cũng làm gì kém cạnh đến thế được. Các bạn nên học tập một số người bạn trên Facebook, có người ngày nào cũng viết cả chục, hai chục status, văn thơ lai láng mà chất lượng đều cao. Trong khi đó thì các bạn media bỏ qua hay lười không khai thác những tiểu tiết rất đắt, rất tiêu biểu cho tính cách nhân vật mà các bạn đang muốn tưởng thuật. Vâng, Cương là em kiên, tại sao báo lại phải viết người đàn ông tự nhận là em và không được dự tỏa chỉ vì thẻ đã hết hạn chưa gia hạn thêm. Nhưng người hiểu việc phải biết rằng từ khi cha mất, tuy mấy anh em rất thương yêu nhau, hai anh em trai trên có 2 tuổi nhưng kiên bạc và cương bạc hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung trong kinh doanh. Từ 1990, Kiên đã thành công rực rỡ. Tuy vậy, Kiên quyết từ chối hỗ trợ tài chính cho người em, vốn dĩ cũng rất lắm ý tưởng làm ăn lớn. Từ năm 1995, khi Kiên là chủ của Thiên Nam, công ty chiếm trọn tầng 2 tòa nhà đối diện nhà hát lớn, nay là chứng khoán Hà Nội, thì Cương vẫn đứng bán ở một cửa hàng quần áo nho nhỏ, nhỏ ngay tại tầng 1, thỉnh thoảng gặp chúng tôi ở đấy, Cường vẫn hay chia sẻ những kế hoạch dài hơi của mình và bây giờ nhìn lại, phải nói là cũng có mấy kế hoạch Cường đã thực hiện. Phải rất nhiều năm trôi qua, khi cả anh và em đều đã chín hơn thì Kiên mới để Cường tham gia vào vài dự án của mình. Qua đó ta phải thấy, Kiên là những người cũng rất nguyên tắc, công việc là công việc, tình cảm là chuyện khác. Quay lại sự kiện tại tòa, các clip được dân trí, cà phê F đưa khá kỹ và trung thực hơn so với lần trước. Và được thông tấn xã Việt Nam đưa tin như về một lũ tội phạm đã bị kết án. Quả thực tôi cảm thấy lo lắng hơn cả lần xử, chóng vánh đầu tiên rồi bị gián đoạn. Người xem dễ thấy được kiên xứng danh anh hùng khi dù không được tiếp xúc với tài liệu trước, vẫn trả lời đầy đủ, gãy gọn có tình có lý cho tất cả các câu hỏi của hội đồng xét xử. Trước tòa cũng không để mất phong thái tự tin vốn có của mình. Chưa cần đến luật sư bảo chữa, có thể nói mình kiên đã thừa lý lẽ để bảo chữa cho mọi cáo buộc về mình. Cái đáng lo là hình như hội đồng xét xử không ngạc nhiên lắm về việc kiên sẽ phản bác đến nơi đến chốn. Mấy hôm nay điện đóm cũng đầy đủ. Phiên tòa cứ thế diễn ra theo đúng trình tự thế thì gây rồi. Có cảm giác hội đồng xét xử đã biết trước Kiên sẽ kiên quyết chứng minh vì mình vô tội, bị oan và phiên tòa này là của Kiên, về Kiên chứ không phải về 7 đến 8 bị can còn lại. Nếu phân tích về các cáo buộc kinh doanh không phép, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai là người đã làm ăn đều biết, đều hiểu Kiên không sai hơn so với doanh nhân bất kỳ trong chúng ta về vàng thì chỉ có một bị hại đó là chính kiên về cáo buộc lừa đảo đối với hòa phát mọi người hãy nghe kỹ lại từng lời kiên nói trong clip cáo buộc nặng nề nhất này thực ra lại tầm phào nhất như mọi doanh nhân khác ngay cả đối với đầu bạc thì số lượng cổ phiếu này cũng là một lượng tài chính đáng kể và chuyện đại gia long cứ cho là anh long và lãnh đạo hòa phát không nghe kiên kể bao giờ đi lại không nghĩ là một tay tài chính lão luyện như đầu bạc lại không thế chấp tài sản ấy ở đâu đó để có dòng tiền mang đi quay vòng, nhất là trong trường hợp ngân hàng nhà chồng được hơi bị sẵn. Ít nhất hòa phát cũng nên kiểm tra trạng thái chứ nhỉ. Và cuối cùng, nếu Kiên có quay lượng tiền tự nhiên vào tài khoản mình một thời gian nào đấy để kiếm lời, xin lỗi vì không phải là người trong cuộc nên phỏng đoán thì vẫn là phỏng đoán thì cũng chỉ nên coi là quan hệ dân sự, nhất là những đối tác thâm niên như Kiên và Hòa Phát. Dư luận rất chờ phần xử án đối với việc ACB huyền như Việt Tin Banh. Đây mới là điểm khó nhất của Kiên, mặc dù ở đây Kiên cũng như ACB hoàn toàn đúng về pháp lý. Kiên có lựa chọn không? Theo tôi là không. Nếu Kiên chịu nhận sai phạm về các hành vi của mình và nói về tình tiết giảm nhẹ như một anh trong vụ án này thì chắc Kiên sẽ nhận một án nhẹ thôi và sẽ sớm ra tù, nhưng như vậy, Kiên không còn là mình nữa, không bao giờ đủ tính cách để nói câu tôi là đàn ông hay tôi nhận trách nhiệm của mình, tôi không đùn đẩy trách nhiệm. Nếu Kiên cương quyết chứng minh mình vô tội thì hẳn là có khả năng kết án rất rất nặng vì ngoan cố không thành cần, bất lợi cho Kiên. Tuy vậy khi quả bóng còn lăn, tòa còn xử rồi còn tạm dừng không chỉ một lần, thì hy vọng vẫn còn cho một kết thúc có hậu cho kiên. bản thân tôi tin vào việc sẽ có cả chuỗi sự kiện tác động đến quá trình xử án, đó gọi là nhân duyên. kiên đang phải trả nghiệp, trả nghiệp trong lòng tin sắt đá vào việc mình sẽ vượt qua, cũng như cũng là một tiền đề tốt hơn về mặt tâm linh cho kiên rồi. Mục 4. Lời cuối và tác hại ngược của việc khai chức tòa. 23 tháng 3 năm 2015. Phiên tòa hôm mùng 2 tháng 6 đầy cảm xúc với lời nói cuối cùng của các bị cáo, trong đó tất nhiên vẫn rất đặc biệt lời nói cuối cùng của Nguyễn Đức Kiên. Tôi đã đọc đi đọc lại lời cuối của Kiên và tham khảo thêm các ý kiến của nhiều báo chí, chuyên gia và các anh em trên Facebook rồi mới có thể hiểu một phần thông điệp mà người anh hùng bất đắc sĩ này đã nói vò trong 40 phút. Vô cùng đủ ý. Có vài ý sau anh muốn truyền tải đến chúng ta. Xin cùng chia sẻ. Một, đầu tiên là ý kiến phân tích rất quan trọng của chuyên gia Trần Vũ Hải. Thông tin này tuy không có gì bí mật, cả... nhưng vì đã hai năm trôi qua, nhiều người trong chúng ta đã có thể quên tại sao Bầu Kiên đề nghị hội đồng xét xử chờ sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đảng, nhà nước, luật sư Trần Vũ Hải. Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Nguyễn Đức Kiên, Bầu Kiên bị cơ quan điều tra Bộ Công an bắt để điều tra hành vi kinh doanh trái phép. Tội danh được quy định tại Điều 159 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Đại tá Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế C46, Phó Thủ tướng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, trước khi khởi tố bắt giam Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo liên ngành tư pháp trung ương đã họp và thống nhất cao, quá trình bắt, khám xét và tổ chức điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 15 tháng 10 năm 2012 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo hội nghị Trung ương 6, trong đó có đoạn Ban Bí Thư đã tập trung chỉ đạo xử lý một số vấn đề phức tạp nổi cộm trong thực hiện chủ trương cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và thị trường tài chính, chỉ đạo việc điều tra, xử lý một số vụ án kinh tế nghiêm trọng, điển hình là việc khởi tố Nguyễn Đức Kiên và một số lãnh đạo ngân hàng ACB nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Trần Xuân Giá, nguyên tổng giám đốc Lý Xuân Hải về các hoạt động phi pháp nhằm mục đích đầu cơ, thao túng thị trường tiền tệ, truy bắt Dương Trí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vinalize được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Như vậy, lãnh đạo đảng và nhà nước đã trực tiếp chỉ đạo việc khởi tố bắt giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên. Ngày 2 tháng 6 năm 2014, trong lời nói cuối cùng tại phiên tòa sơ thẩm xử ông Kiên và các đồng phạm, ông Kiên đã đề nghị các ông lãnh đạo đảng và nhà nước Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn San, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng xem xét để bảo vệ quyền công dân của ông, minh oan cho ông. Ông nói thêm, đề nghị lãnh đạo ngành tư pháp trung ương trong đó có Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng cục 6 đừng để nhận được những thành tích từ vụ án này. Đề nghị hội đồng xét xử nếu chưa có đầy đủ thời gian nghiên cứu tài liệu hồ sơ thì đừng tuyên án vào ngày mùng 5 tháng 6, nếu vẫn tuyên thì có thể là bản án đã tuyên từ trước. Thứ hai, Hiến pháp Việt Nam quy định tại điều 31, điều 4, đề nghị hội đồng xét xử chờ sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, nhà nước để giúp tôi đảm bảo quyền công dân theo hiến pháp quy định. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã có lý khi đề nghị hội đồng xét xử chờ đợi sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và nhà nước vì chính nhiều vị lãnh đạo này đã chỉ đạo khởi tố bắt giam ông Kiên. Ngay trong thông báo của Hội nghị Trung ương Đảng đã khẳng định vai trò chỉ đạo vụ án hình sự này, một điều chưa từng có tiền lệ trong những thông báo của các hội nghị Trung ương Đảng. Có vẻ, lý lẽ của Nguyễn Đức Kiên đã được hội đồng xét xử chấp thuận khi đã không tuyên án vào ngày 5 tháng 6 như dự kiến mà rời sang ngày 9 tháng 6 năm 2014, chúng ta sẽ chờ đợi xem ban lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam chỉ đạo xét xử vụ án này như thế nào theo điều 4 về vai trò lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều 31 quyền của người bị buộc tội của hiến pháp năm 2013 như bị cáo Kiên yêu cầu. Rất đủ ý các lãnh đạo cao cấp cao nhất đã chỉ đạo vụ đại án này từ đầu xin các vị hãy cho ý kiến chỉ đạo tiếp để việc xử và tuyên án xứng tầm đối với sự quan tâm đặc biệt của các vị và hội đồng xét xử hãy xin ý kiến của cấp trên cao nhất điều này cũng liên quan đến những lời kính trọng của kiên dành cho hội đồng xét xử không có cơ quan điều tra và viện kiểm soát nhé rất nhiều người khó hiểu khi thấy kiên nói tin vào kỳ cương phép nước, hoàn toàn tin tưởng ở hội đồng xét xử, chủ tọa, thẩm phán. Vâng, chúng ta đã chờ kiên hô khẩu hiệu, nói những lời có cánh, nhưng hãy thử đặt mình vào địa vị của kiên bây giờ xem. Vũ khí duy nhất còn lại trong tay kiên là niềm tin, và đây cũng là thông điệp đến người thân của kiên sẽ nói tiếp sau đó. Đúng như một bác trong Facebook phân tích, với tư cách của Kiên, Kiên nói những điều này là Kiên còn tin tưởng thật còn vững vàng và không hết hy vọng. Riêng đối với bốn vị tứ trụ, họ không lạ gì kiên ACB và khi quả bóng được đẩy về phía họ, thật khó dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Một cho sánh khá khập khiễng, khi tàu kéo HD981 vào biển Đông, nhiều ngày đầu chúng ta không được nghe lời phát biểu nào của các vị lãnh đạo cao nhất, nhưng khi một vị lên tiếng, lập tức hàng loạt vị khác cũng bày tỏ thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong trường hợp này cũng vậy, chỉ cần một vị có động thái ủng hộ là sẽ có những hệ quả rất bất ngờ. Kiên biết vì sao mình bị bắt nên Kiên cũng biết phải nói gì, phải hy vọng vào đâu để tự cứu mình mà không đánh mất phẩm giá của mình. Ý kiến chủ quan của tôi là Kiên có thể giảm nửa số án bị đề nghị bởi niềm tin của mình. Hai, hơn bao giờ hết lúc này tôi cần bạn bè người thân giúp đỡ vì những người trước đây chưa dám giúp tôi vì sợ liên lụy họ chưa biết rõ bản chất vụ án như thế nào đây là những lời của kiên dành cho những người bạn đối tác làm ăn của mình trước kia ngày hôm nay họ đang ở đâu nghĩ gì chúng ta không biết được họ nghĩ gì nhưng ta biết được kiên nghĩ gì khi nói về họ lửa thử vàng 3. Sự nguy hiểm vô cùng tác hại ngược của lời khai tại tòa. Lời của Nguyễn Đức Kiên rất nhiều người đã hiểu vì sao Kiên đề nghị chuyển trại hay bảo vợ tuyệt đối không được chạy án, bởi khi Kiên đã trực tiếp tố cáo tên của một thiếu tướng, hai đại tá công an đã làm sai lệch hồ sơ báo cáo lên trên thì anh đã đứng vào thế đối mặt hoàn toàn với bộ công an, một hành động vô cùng can đảm mà anh hoàn toàn ý thức được những hiểm nguy sẽ tiềm ẩn dưới rất nhiều hình thức trong thời gian thụ án đối với anh và người thân. Nhưng chẳng còn con đường nào khác, anh đã chọn cách đấu tranh trực diện. Xin đọc kỹ lời kiên, chạy án, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng vợ tôi. 4. Tài sản bị phong tỏa Báo chí tường thuật phiên tòa ít chú ý đến việc án phạt có thể nêu về mặt kinh tế mà chỉ xoay quanh bốn tội danh áp cho Kiên, nhưng Kiên rất tỉnh táo và đã đề cập đến vấn đề cũng rất quan trọng này, khi hàng loạt tài sản bị kê biên, các tài khoản của Kiên và người thân đều bị phong tỏa, khi tội kinh doanh vàng trái phép được đưa ra cùng với con số nực cười hơn 21.000 tỷ, chắc bằng cách cộng tổng các giao dịch đã thực hiện thì có một rủi ro không hề nhỏ là với một bản án không chính xác, Kiên sẽ mất tất cả tài sản của mình đã làm sau hơn 30 năm bằng mồ hôi nước mắt dù chẳng liên quan gì đến bốn tội danh kia. Năm, tôi mong muốn rằng các anh chị nhà báo, phóng viên sẽ giúp tôi tìm ra được sự thật của vụ án này, vì khi đó sẽ không có vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Kiên mong họ quyền lực thứ tư cũng như việc Nguyễn Đức Kiên tin tưởng vào 90 triệu người dân Việt sẽ giải oan cho Kiên và đồng nghiệp trong vụ đại án này. Ngay sau phiên tòa đã xuất hiện những bài báo định hướng, quy kết nhiều phương tiện truyền thông cũng như cộng đồng mạng miêu tả, trích dẫn. Nguyễn Đức Kiên như một người anh hùng mà cố tình không trích dẫn, viện kiểm soát hay hội đồng xét xử. Vậy, xin xem lại những clip ít ỏi về phiên tòa, những anh hùng của viện kiểm soát và hội đồng xét xử cũng sẽ được nhớ tới lâu với những câu nói, hành xử của mình. Riêng về phần, công trạng và đề đạt, cũng như mong muốn về gia đình, ngân hàng và bóng đá xin viết tiếp trong bài khác. Mục 5. Cao trào và kết thúc buồn 23 tháng 5, 2015 Dự đoán bao giờ cũng tiềm ẩn khả năng sai và chưa lần nào tôi muốn mình sai nhiều, sai cơ bản như lần này. Tại tòa, Kiên đã ứng xử rất vững vàng, tự tin với đúng bản chất con người mình dễ thấy rằng kiên nắm vững luật pháp và hiểu luật hơn cả hội đồng xét xử viện kiểm soát hay kể cả những luật sư của mình cũng như các cơ quan phát hành ra luật tiếc rằng không có chú giá tham gia để xem các đại diện của mấy bộ sở kia để có gì để nói không kiên nói hộ cả hội đồng xét xử cả cho các đồng nghiệp đang tạm giam cùng mình hay vì mình thì cũng được thực chất họ có thể bê nguyên si những phát biểu của kiên để lấy làm cơ sở tranh tụng lại càng là phần dành cho kiên cãi nhau với kiên đã khó cãi với những đề tài kiên nắm vững thì người khác khó mà tranh tụng được ở trốn pháp đình nhưng ta vẫn thấy kiên chơi ngang phân thậm chí lấn lướt đội bạn ta thấy kiên nghiêm nghị tập trung cao độ nói năng hùng biện thậm chí cười rõ ràng kiên là tâm điểm của cả vụ án xì xèo này ông bạn mình sẽ thành anh hùng mình theo dõi vở diễn này với tâm trạng rất chán nản thậm chí không muốn gọi đó là trận bóng bởi vì kịch bản dường như đã có kết quả có vẻ cũng định trước mà kết quả kinh khủng lắm chỉ mong mình hiểu sai và hồi kết vẫn còn đang để mở tản mạn kiên acb huyền như Việt Team Bank. Toàn chuyện dân thường ai cũng biết. Thời đó, đa số ngân hàng khát tiền, chạy đua lãi suất để dụ khách hàng. Đến khi ngân hàng nhà nước ra luật cấm vượt lãi suất trần, thì các ngân hàng nghĩ ra đủ chiêu trò để lách nghị định đó. Thường là bật đèn xanh thưởng một cục cho nhân viên tín dụng để lấy khoản tiền đó trả ngay cho khách hàng khi họ đưa tiền làm sổ tiết kiệm. Có đâu xa xôi gì, thời trần là 14 mà vẫn gửi tiết kiệm được 18, 20. Chắc cũng nhiều anh chị em rút tiền bank nọ sang gửi bank kia 6 tháng, 12 tháng. Có người còn chấp nhận bị phạt nơi này mang sang nơi khác để gửi lãi hơn. Rồi gửi xong về khoe nhau, hể hả, giới thiệu cho nhau sang bank khác, gặp ai, làm gì. Sau này phải có người quen giới thiệu cơ, bank cũng cảnh giác cao độ rồi. Thế mà Việt Tim Bank vẫn leo lẻo rằng không cho vay gửi tiết kiệm vượt trần từng ấy nhân chứng từ acb vẫn chưa đủ thì chả hiểu tòa phải đòi hỏi gì nữa mới hiểu ra được việc ấy nhớ hồi trước hd bank cũng bị gài độ chỉ có một khách hàng vào gửi tiết kiệm vượt trần bị bắt ngay tại chỗ cả nhà hd nhốn nháo bây giờ chả nhớ khách hàng ấy là ai đâu nữa lại nói về acb kẻ ăn không hết người lần chẳng ra huy động được tiền dân nhiều quá mà cơ chế cho vay đâu đơn giản cho vay sai nguyên tắc hay dự án xấu thì mới là nặng tội mà không cho vay được trả lãi thế nào cá nhân hay doanh nghiệp nhỏ thì còn dám nghĩ thực ra điếc không sợ súng mình sẵn sàng vay vài phần trăm một tháng miễn là có tiền để làm ra tiền chứ cấp độ trăm tỷ ngàn tỷ thì bó tay rồi mấy năm nay ngân hàng làm ăn thua lỗ nhiều nghìn tỷ đấy acb ứ động tiền mang đi gửi tiết kiệm là an toàn nhất có thể rồi việc đồng ý mang đi gửi này vào thời điểm ấy không sai đã mổ xẻ chán rồi rất mong nghe ý kiến chú giá công khai về việc này lần nữa mà nếu việt tin banh không cho vay vượt trần thì càng chả thể sai thế nào được chẳng nhẽ kết tội đầu bạc thông đồng với em như để cướp tiền ACB chưa đến mức thế em Huyền Như như một cái máy lắp đi lắp lại là chỉ có mình lừa nhân viên ACB từ A đến Z chả dính dáng gì việc tìm bank và có thể do các khách hàng đến từ ACB không sử dụng tiền túi cá nhân nên không quan tâm đến việc giao dịch gửi tiền này phụ nữ nhỏ bé mà dám làm lê lai cứu chúa cũng gớm mặt đây và cái giá cho sự hy sinh này chắc cũng phải đo đếm được, nhưng phía ACB chắc chắn có thừa chứng cứ để chứng minh điều ngược lại. Và đơn giản nhất như kiên đề nghị, khi các khoản tiền của 32 hợp đồng ký với Vietinbank chi nhánh Hồ Chí Minh, thông thường các khoản này chuyển từ tài khoản của cá nhân mở tại ACB sang Vietinbank thông qua hệ thống công nghệ thông tin liên ngân hàng. Giờ kiểm tra hệ thống của ngân hàng nhà nước là thấy ngay những lệnh chuyển tiền này. Nếu có các chuyên gia công nghệ thông tin thì hoàn toàn có thể lấy được dữ liệu từ hệ thống của Vietinbank và hệ thống của thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước. Đố Vietinbank thay đổi dữ liệu để đối phó đấy. Không hiểu những chứng cứ, những cơ sở dễ hiểu như vậy có làm hội đồng xét xử động não thêm không? Nhưng với người trong ngành và kể cả với người gửi tiền thì từ nay Vietinbank cùn quá, không phải là nơi nâng giá trị cuộc sống nữa, hay phải trừ người họ phạm. Một điều tản mạn nữa, ACB không phải là người bị hại duy nhất. Cứ tạm coi là của Huyền Như chứ chưa phải là Việt Tim Bank đi, thế thì lúc nào mới được chứng kiến những phiên tòa tương tự hay thôi. Phân tích chuyên sâu xin nhường cho các chuyên gia tài chính và các nhà luật học đã có 21 tháng để bên bị cáo chuẩn bị thì bên hội đồng xét xử và viện kiểm soát cơ quan điều tra còn có nhiều thời gian công cụ điều kiện hơn thế cũng để chuẩn bị cho phiên tòa này chỉ xin nhắc lại lời của bị cáo kiên để đỡ mất thời gian tôi xin tòa đọc lại nghị quyết nhưng bạn kiên ơi ông có tỷ phú gì thì chưa bàn riêng về thời gian thì họ mới là tỷ phú đấy nhé tham khảo ý kiến chuyên gia. Nói tiếp về vụ ACB và Huyền Như, để dễ hiểu, ta vẽ sơ đồ quan hệ như sau. 1. ACB ủy thác cho nhân viên của ACB đi gửi tiền. Nhân viên ACB tự tìm ngân hàng huy động để gửi sao cho có lãi suất, cộng hoa hồng, cộng thưởng cao nhất. Quan hệ hợp đồng giữa ACB và nhân viên ACB là pháp nhân và thể nhân. Tại thời điểm này, pháp luật chưa cấm 2. Nhân viên ACB gửi tiền cho Việt Tim Bank qua đại diện hợp pháp của Việt Tim Bank là Huyền Như, quyền trưởng phòng giao dịch. Quan hệ hợp đồng là nhân viên ACB và Việt Team Bank là thể nhân và pháp nhân. Trong hợp đồng này, nhân viên ACB ở đây chỉ là khách hàng, người dân không liên quan gì đến ACB ở đây cả. Khẳng định là tiền được chuyển khoản qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng của ngân hàng nhà nước nên Việt Tim Bank phủ nhận tiền chưa vào hệ thống là ngu. Xin lỗi mình không muốn xúc phạm anh hùng. Truy vết ở đâu cũng ra giao dịch này trên ngân hàng nhà nước trên cơ sở dữ liệu phần mềm ngân hàng cốt lõi Core Banking của Việt Tim Bank đều có. Nếu ai dám xóa sửa thì quá liều về hệ thống này được kiểm tra chéo nhiều table số chứng cứ hoặc đơn giản nhất là ngân hàng nhà nước show ra báo cáo phòng chống rửa tiền là có ngay. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thông tư 13 thì hàng ngày các ngân hàng phải báo cáo chi tiết các giao dịch lớn hơn 500 triệu đồng, gửi, rút, chuyển khoản. Ông Nguyễn Đức Kiên, phụ trách công nghệ thông tin của ACB trước khi giao cho ông Lê Vũ Kỳ nên nói chắc như đinh đóng cột, quan trọng là cảnh sát điều tra, có điều tra hay không thôi. 3. Huyền Như giả chữ ký, giấu để rút tiền của khách hàng cá nhân, nhân viên ACB tại Viettim Bank, quan hệ ở đây là cá nhân Huyền Như lừa đảo Viettim Bank, rõ ràng là Viettim Bank quá buông lỏng quản lý nên mới bị Huyền Như lừa đảo. Sai lần 1, Viettim Bank không tuân thủ quy định về mở tài khoản, đó là khi mở tài khoản phải có mặt khách hàng và chứng kiến khách hàng đến ký để đăng ký mẫu chữ ký lưu vào hệ thống sai lần 2. Việt Tim Bank không quản lý được tài khoản của khách hàng để cho Huyền Như giả chữ ký và rút mất. Khi Huyền Như rút, cũng không kiểm tra chứng minh nhân dân, quy định bắt buộc. Kết luận, Huyền Như lừa đảo Việt Tim Bank 2 lần, chiếm đoạt tiền của Việt Tim Bank. Tiền này là tài khoản tiền gửi của khách hàng. Huyền Như phải đền Việt Tim Bank và Việt Tim Bank không quản lý được tài khoản của khách hàng do bị Huyền Như lừa, nên Việt Tim Bank phải đền cho khách hàng của mình. Kịch và đời 27 tháng 5, 2014 Có kịch không? Đây là câu hỏi mà một số chị anh chị em trong ngành luật hay hỏi nhau về vụ án Nguyễn Đức Kiên. Kịch đây không nói về vở diễn, mà là kịch khung, khung hình phạt cao nhất dành cho từng tội danh. Cách đây 21 tháng, Kiên bị bắt khẩn, thị trường tài chính cả nước rúng động một thời gian dài một loạt đồng nghiệp bị liên đới xa chân vào trại tạm giam thậm chí cả bác trọng bác dũng bác thanh cũng đăng đàn nói phải xử nghiêm vụ đại án tham nhũng này không có góc khuất không trừ một ai từ tham nhũng thì nói thật đến bây giờ tôi chưa hiểu tại sao lại dính vào vụ án này cánh báo chí thì tha hồ có đề tài để viết tha hồ câu khách bốn tội danh nhé đặc biệt nghiêm trọng là từ thường xuyên được nhắc tới. Kiên làm thiệt hại 1696 tỷ đồng nhé. Chính xác thế là cùng. Phiên tòa năm 2014 cho Kiên quyền được nói, lần đầu ra tòa Kiên không chịu mặc áo tù vì đã phải tội phạm đâu nên được xích tay và cùm chân. Lần đầu và lần tiếp theo ta thấy Kiên đã độc diễn ở tòa đúng như những người biết về Kiên hình dung, xúc tích, chuẩn xác, trí nhớ và logic quá giỏi để dựa theo chính luật pháp mà bảo vệ cho mình và cho đồng nghiệp. Nhưng đúng như một bạn Facebook đã viện dẫn, khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta, khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại. Tôi đã được nghe vài người có chuyên môn cao phân tích thì trong bốn tội danh rất khó ghép kiên vào ba tội còn một tội danh không thể nào không ghép mặc dù nó phi lý nhất kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh trái phép cho nghe cho nghiêm trọng vàng kiên và acb nói đó là đầu tư vào giá vàng chứ không phải là vàng vật chất ai cấm đâu cổ phần cổ phiếu góp vốn thì làm gì có mấy ai đăng ký được ngành nghề kinh doanh này đơn giản là không bắt buộc ít nhất vào thời điểm đó và muốn đăng ký cũng trả được vì không bắt buộc. Cả năm rồi nhưng đúng là thế. Con số hơn 21 000 tỷ nghe có vẻ ấn tượng cho tội danh kịch kim cũng chỉ 2 năm này. Trốn thuế, cả nước biết đến kiên thất thu rất nhiều trăm tỷ vì đánh vàng. Thế nhưng cảnh sát đầu tư cứ xoáy vào một vụ duy nhất, mặc dù quốc hội có quyết định miễn giảm thuế cho những trường hợp thế này. Sở thuế cũng chưa bao giờ có yêu cầu truy thu, kết tội na ná, bị cáo có biết trước việc này không? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền của Hòa Phát. Chủ tịch Hòa Phát, người bạn, đối tác làm ăn lớn mười mấy năm, không hề thiệt hại dù chỉ một đồng lại không đáng nhẽ bị kiện vì tội. Công ty cổ phần thép Hòa Phát đã tự động xác nhận việc chuyển nhượng khi không đủ điều kiện, một thành viên thép Hòa Phát đã tự động xác nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ACB khi chưa chuyển tiền. Thế nhưng vẫn cơ quan đầu tư vẫn hình sự hóa quan hệ kinh tế một cách rất nỗ lực. Tội danh thứ tư mới thực sự chớ trêu, thực sự phi lý nhưng lại không thể không ghép tội. Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nôm na là cho phép ACB để nhân viên mang tiền đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng có vốn sở hữu nhà nước Vietinbank. Khi đó việc này chưa hề bị ngân hàng nhà nước đưa ra quy chế cấm, tự hỏi có cách kinh doanh hợp pháp nào ở nước ta có thể tạo ra một chút lợi nhuận và ít rủi ro hơn cách này không? Bởi Kiên chỉ là một trong những người của hội đồng quản trị ACB đồng ý cho phép làm việc này, nên cũng như Kiên, hàng loạt thành viên hội đồng quản trị theo Kiên vào trại tạm giam. Mặc dù nhiều người lúc đó không hề tham gia vì còn chưa là thành viên hội đồng quản trị, anh Tuấn và tất cả họ đều không trực tiếp làm việc này, cũng không trực tiếp hưởng lợi gì ở đây cả. Thế một nửa hội đồng quản trị ACB khác thì sao không liên quan, liên đới? Ít nhất thì nếu các bác thấy sai, các bác ấy dù có không đồng tình, chuyện này chưa chắc lắm đâu cũng phải có trách nhiệm công dân là tố giác tội phạm ngay để ngăn chặn răn đe chứ để chứng minh kiên có tội cơ quan điều tra sẵn sàng cho rằng cựu bộ trưởng cha đẻ của luật doanh nghiệp cũng sai ít nhất dưới vai trò tòng phạm còn người được giải ceo ngân hàng giỏi nhất tại việt nam mấy năm liền là chủ mưu còn cái ngân hàng vốn sở hữu nhà nước mà đánh mất tiền của khách hàng kia vô can toàn tập. Bởi may quá có một trưởng phòng giao dịch lừa đảo nên sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân. Thôi không đi vào phân tích lý lẽ ở đây, vì hình như ngôn ngữ khác nhau, tôi chỉ xin đồng tình với các chuyên gia rằng Kiên không thể không có tội này. Nếu Kiên vô tội thì tất cả thành viên ACB kia cũng vô tội. Thế ai chịu trách nhiệm cho việc bắt tạm giam người thì gần 2 năm, kẻ ít thì vài tháng kia mà có ít người đâu. Đây đâu phải việc anh nông dân Nguyễn Thanh Trấn bị tù oan 10 năm rồi mới có người để ý đến. Đây là việc cả nước, nhiều ngân hàng, thậm chí có thể nói nhiều tập đoàn quốc tế cũng theo dõi thì càng không thể coi là bắt nhầm, tù oan được, rồi ai chịu trách nhiệm đây? Sắp tới phần tranh tụng, tôi sẽ ít theo dõi và chắc cũng chả muốn viết thêm status nào nữa, bởi vì như tôi đã nói làm sao có ai cãi lý được với kiên nhất là trong những việc kiên thuộc nằm lòng lại vào những giây phút nước sôi lửa bỏng này nhưng như thế thì rõ là ngoan cố thiếu thành khẩn nhỉ chúc mừng bạn vì bạn đã làm được nhận hết trách nhiệm cho cấp dưới thanh yến vợ và em thì đã đành rồi bác bỏ việc anh Huỳnh Quang Tuấn có liên quan dưới mọi hình thức đến vụ việc gửi tiết kiệm, bạn chứng minh thuyết phục rằng bản thân vô tội cũng là chứng minh một nửa, hội đồng quản trị ACB ấy vô can, không hề nói một lời, không hề nói một lời không tốt đẹp nào về những người bạn hòa phát. Quan trọng nhất, đối với những người không có mặt ở phiên tòa, đối với giới làm ăn và cả với xã hội ta nói chung, bạn đã cho thấy luật và việc thực thi pháp luật ở nước ta còn đi sau cả nền kinh tế xa với người thân bạn bè thì bạn vẫn là kiên vậy thôi kịch hay không thì cuối cùng cũng chẳng quan trọng nữa bạn thừa thông minh và kinh nghiệm để cảm nhận hơn tất cả mọi người cần làm gì lúc này ở đời môn sự của chung nghiệp đến thì trả nghiệp sắc sắc không không mong tâm bạn chóng được bình an phân tích thêm về lời nói cuối cùng. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày tuyên án của vụ đại án Nguyễn Đức Kiên mà tôi vẫn chưa thể đọc xong lời cuối của Kiên phát biểu tại tòa. 40 phút Kiên nói như dứt ruột ra. Không phải chỉ để bào chữa nữa mà theo tôi thì Kiên chia sẻ cho hội đồng xét xử, cho cả chúng ta để còn lâu nữa vẫn nhớ tới anh, nhớ tới phiên tòa này. Ngay cả suy nghĩ và cảm xúc của tôi cũng thay đổi trong mấy ngày qua và xin tiếp tục chia sẻ với anh chị em vài điều phân tích chủ quan vì ngay cả đối với tôi thì nói ra được với mọi người cũng nhẹ lòng đi rất nhiều một những công trạng thời mở cửa của nguyễn đức kiên như anh đã nói vì việc điều tra của cơ quan điều tra và kết luận của viện kiểm soát đã xúc phạm tôi chứ không phải để khoe khoang kể công nhiều ý kiến hoài nghi về tính chân thật của những công việc này, chủ yếu bởi lúc đó Kiên quá trẻ, chưa đến 30. Có vị bảo chắc Kiên là con ông cháu cha nên mới được làm, nghi kỵ về con người thế là, thế này thật là quá giới hạn. Chả logic tí nào nếu coi những việc đó là chém gió, vì quá nhiều người biết về chuyện đó, cũng như tài liệu về nó, chính cơ quan điều tra thù lại xin kể rõ hơn để nhiều người cùng hiểu về các sự kiện này, sự việc này. Xin hãy nhớ lại bối cảnh quốc tế thời cuối năm 80, đầu năm 90, khi Liên Xô đổi mới và hàng loạt nước Đông Âu thay đổi chế thể chế thì Việt Nam chấm dứt hoạt động của các đảng xã hội và dân chủ, kiên quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, rồi liên xô than giã hoàn toàn. Hành, hàng loạt chính trị gia xuất hiện, Gorbachev, Rykov, Elsin, sau đó đảo chính, bao vây Nhà Trắng. Những thay đổi chóng mặt thời đó cũng thay đổi hoàn toàn quan hệ anh em hình thành sau vài chục năm giữa Liên Xô, nay đã là Liên Ban Nga và Việt Nam. Ngay cả Sứ quán, Bộ Ngoại giao ta cũng nhiều khi không đánh giá hết được tình hình và xu hướng chính trị tại Nga thời đó với đội ngũ lãnh đạo các cấp thay đổi gần như mới người Việt tại Nga lúc đó chủ yếu nghiên cứu sinh, sinh viên, lao động, buôn bán nhỏ, làm gì có tầm quan hệ cấp cao tại Nga. Còn các bộ ngành của Việt Nam lúc đó thì mất quan hệ, công việc hoàn toàn với đồng nghiệp mới tại Nga. Nhưng nợ quốc gia thì vẫn còn đấy, phải giải quyết. Ta và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao ngay, nhưng làm gì có giao lưu ở cấp chính phủ, làm sao có thể đặt vấn đề giải quyết những bài toán lớn như vậy nếu không có trung gian. Việc này lại bắt đầu từ công trạng thứ ba của Kiên, cái mà hội đồng xét xử bắt dừng không nói nữa. Kiên về nước và trở thành cán bộ Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, Vinatex, và chỉ trong thời gian ngắn, dù còn rất trẻ, đã trở thành linh hồn của Vinatex. Và chính Kiên có công đầu tìm ra đầu ra cho sản phẩm may Việt Nam, đó chính là thị trường các nước Đông Âu cũ và khi có thị trường rồi thì hàng loạt cơ sở may của Vinatex mới tổ chức lại, làm ăn tương đối bài bản với nhiều nghìn công nhân. Xin nhớ 94, Mỹ mới bỏ cấm vận Việt Nam. Sản phẩm dệt may cũng như sản phẩm công nghệ thông tin là hàng hóa để ta trả nợ cho Liên Xô và cả Nga sau này. Thay vì ngoại tệ hồi đó làm gì đã có, nếu tôi nhớ không nhầm thì rút vàng, đơn vị thanh toán của các thành viên khối xếp được coi bằng 3 đô la, trong khi ngoài thị trường năm 1990 thì 20 rúp mới mua được 1 đô. Thế nên, kiên với chức danh cán bộ cấp vụ trưởng của Vinatex lại là thành viên 3C đã tích cực tham gia vào chương trình đàm phán rồi đi đến thanh toán nợ bằng hàng của Việt Nam với Nga. Phải nói rằng, ngoài kiên gia thì rất nhiều anh tài thời đó cũng tích cực, trả kém, từ 3C đến Cortex, FPT. Việc kiên đóng gói, đóng góp vào mua bốn tổ máy cho Thủy Điện Hòa Bình cũng rất lớn và có ý nghĩa đặc biệt cho nền công nghiệp, nhưng cũng nhiều người sau đó làm tương tự. Cortex bán thiết bị cho đa nhìm, Yali chẳng hạn. Đi xa hơn nữa, sau khi làm khá tốt hai việc trên và có cơ duyên đặc biệt với quan hệ ở phía Nga, mặc dù kiên không học ở nga mới đến việc thứ nhất kiên đại diện cho quân đội ta đàm phán để mua vũ khí nga mặc dù là dân sự nhưng ít ai làm việc đó thích hợp được như kiên kiên ít khi kể đến nhưng các lãnh đạo cao nhất thời đó như cụ đỗ mười võ văn kiệt hay các ông đoàn khuê lê đức anh chắc chắn nắm rõ sau này kiên không làm về vũ khí khí tài nữa nhưng những ai sau này chuyên trung gian cho việc mua bán giữa ta và Nga thì bà con bên Nga ai cũng biết họ cả, chả có gì là lạ rằng họ đều rất thành công về mặt kinh tế. Trong lời cuối này Kiên nói đến anh Kỳ, anh Lượng như thể Kiên nói cho bản thân mình, như đang quay ngược lại cuốn phim của cuộc đời mình. Phải nói Kiên đã có khả năng thuyết phục người khác rất giỏi, trẻ tuổi, chân ướt chân giáo sang Nga mà có ngay hai phiên dịch kiêm trợ lý cứng cựa như hai bác phó tiến sĩ này. Khi đó cũng đều là những doanh nhân có danh có diện ở Moscow. Và sau này, các anh sẵn sàng gắn nghiệp doanh nhân lâu dài với Kiên. Anh Kỳ như ta đã biết, bỏ vị trí tổng FPT theo Kiên sang ACB và như số phận run rủi theo Kiên cả trong vụ án này. Anh Lượng ít người biết hơn, còn lại ở Moscow thêm nhiều năm là một soái về hàng vải, đa số là hàng công ty Thiên Nam đánh sang của Vinatex. Đến khi hàng tàu bắt đầu cạnh tranh mạnh thì năm 1997 anh mới về nước. Anh làm phó chủ tịch Thiên Nam ít thời gian rồi bỏ hẳn kinh doanh, đi theo đam mê mới là quần vợt. Dù nhiều tuổi nhưng anh tập say mê, chả khác gì vận động viên chuyên nghiệp. Rồi mới mất cách đây vài năm, kể về anh Kỳ anh lượng chắc chắn không ảnh hưởng gì đến bản án sắp tới nhưng kiên nhắc tới họ như một lời tri ân gửi đến những người bạn người anh đã đi cùng mình một quãng đường đời nhiều kẻ đố kỵ nói rằng kiên kể câu làm gì càng tế nhị càng phiền toái vào thân không phải không có lý thế nhưng kiên đã nói từ đầu kiên coi đây là lần cuối cùng kiên được nói không hiểu những kẻ ngay ngày hôm sau nâng quan điểm nói rằng vụ án nguyễn đức kiên có ý nghĩa cứu nguy sự tồn vong của chế độ có bao giờ thấy xấu hổ rằng trong cuộc đời mình có làm được một góc của một trong ba việc mà chàng thanh niên trẻ hai mươi mấy tuổi nguyễn đức kiên làm được cho chế độ của mình chưa hai về bóng đá và ngân hàng đây là hai niềm đam mê mãnh liệt của kiên nên kiên nói đến mặc dù bóng đá không liên quan đến nội dung vụ án hội đồng xét xử đã rộng lượng khi cho kiên nói về bóng đá những người làm bóng đá và cổ động viên sẽ còn nhớ đến anh lâu qua tâm sự này cũng như các chuyên gia ngân hàng kinh tế sẽ còn phải xem xét xem lại lời anh về ngân hàng không chỉ một lần kiên chỉ rõ yếu điểm của hệ thống ngân hàng trong đó tất nhiên có nói về việt tin bank đối với người ngoài ngành như tôi thì động lại nhất là đừng để cho ngân hàng nước ngoài chi phối để mất đi trái tim của nền kinh tế. Việc Kiên cùng Lý Xuân Hải gửi ý kiến đóng góp lên lãnh đạo cao nhất bằng văn bản về các kẽ hở của hệ thống ngân hàng và chứng khoán rất theo phong thái làm việc của Kiên. Nhiều người bàn tán nhất là những bạn theo thuyết âm mưu. Kiên còn có còn bài tẩy nào nữa đây không? có gì còn chưa định nói ngay, hay có mặc cả gì chăng? Theo suy đoán chủ quan của tôi, chẳng có gì đâu. Kiên đã suy tính rất kỹ và đã nói hết những gì mình muốn, và cũng còn dịp nào cho Kiên nói nữa đâu. Bà Tự bào chữa Kiên đã tự bào chữa quá nhiều, quá xuất sắc tại tòa, nên lời cuối chỉ chọn một tội danh ra để một lần nữa thanh minh, đó là tội lừa đảo chiếm đoạt theo tôi có hai lý do cho kiên lựa chọn chọn nó bào chữa tất thì không đủ thì giờ và cũng không cần thiết tội danh này là mất danh dự kiên nhất và án phạt cũng là nặng nhất khi của cải có thể mất hết bạn bè có thể vẫn ngoảnh mặt đi tù có thể nhiều năm gia đình có thể gặp nguy nan thì cái còn lại của người đàn ông này là danh dự dù phi lý nhưng trong thâm tâm kiên có thể chịu đựng được ba tội danh còn lại nhưng tội danh này bằng mọi cách kiên không thể để khoác lên người thực sự là người ngoài cuộc không thể biết hết nội tình nhưng tôi vẫn hay nghĩ đến những gì hòa phát có thể làm nhiều hơn là đã làm tại phiên tòa này không nếu không cứu giúp được kiên thì có thể cứu lại danh dự của kiên không hay chỉ bằng câu nói thông minh anh kiên làm sao mà lừa được tôi 4. tố cáo và hiểm nguy. Kiên đã tố cáo đích danh các tướng tá của cơ quan điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ án vào lời cuối, tức là đã suy nghĩ kỹ lắm và chỉ còn cách đó được chọn, mặc dù hành động đó có thể được đánh giá là ngoan cố, vu cáo và làm nặng thêm lời kết án sắp được đưa ra. Hai ngày hôm nay, phản ứng của cơ quan điều tra trên thông tin đại chúng cho thấy chiều hướng xấu mà kiên cũng đã dự đoán được đối với gia đình kể cả đối với các bạn nhà báo cần cẩn trọng hơn kiên đã dùng lời cuối này như một sự tự một tự sự gửi tới vợ con và gia đình những lời nhắn nhủ yêu thương và đúc kết nhất như status trước tôi đã đề cập giúp kiên bây giờ chỉ có niềm tin và đây cũng là nội dung Kiên muốn gửi tới vợ con. Hãy tin vào 90 triệu đồng bào. Hãy tin vào đất nước này. Mặc dù thực ra, càng ngày càng khó đối với gia đình Kiên. Chắc họ cũng phải mất lòng tin quá nhiều rồi. Có một người bạn mới quen trên Facebook bảo tôi, bảo với tôi rằng tuy chẳng quen gì vợ chồng Kiên, nhưng cứ đọc về vụ án thì lại khóc. Bởi vì liên tưởng tới những gì người thân của bạn ấy đã phải trải qua trong những năm tháng trước kia và bạn đó một phật tử mà cả đời ăn chay trường nhiều năm nghĩ rằng tôi là người nhà của kiên nên muốn qua tôi truyền đạt lại với vợ chồng kiên thông điệp là hãy tìm đến sự bình an và huyền diệu trong đạo phật và kiên kiên quyết không chạy án nhưng cần chạy chữa cho chính mình tôi xin trả lời người bạn mới quen thế này tôi cũng là phật tử và cơ duyên cho tôi được biết đến phật pháp hay được tôi viết ra như những trải nghiệm của chính bản thân trên facebook này nhưng nay tôi tạm gỡ tất cả status ấy chỉ để lại bài viết về nguyễn đức kiên đúng như bạn nói oán thù nên gỡ không nên cột thêm khi một con người đầy tham sân si như kiên đến một ngày nào đó ngộ ra không còn cảm giác thù hận bị oan thì khi đó có thể coi là đã thành chính quả giữa đời thường đầy khắc nghiệt rồi. Khuyên người thì dễ, chứ ngay tôi cũng thừa biết bản thân mình chưa làm được như vậy trong lúc này đâu, nữa là Kiên và càng chưa làm được, chưa thể làm được đâu. Những tướng, những tá mà bị Kiên tố cáo đích danh kia hay những kẻ còn đứng đằng sau bọn họ, nhưng một người tài năng trí tuệ như Kiên hoàn toàn sẽ làm được và tôi thấy đã có biểu hiện qua lời nhận xét của Kiên về chính hội đồng xét xử. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào hội đồng xét xử, dù phán xử của các vị như thế nào, có thể gây oan nghiệt cho tôi hay có thể minh oan cho tôi thì tôi cũng không trách các vị. Tôi chỉ có cách truyền thông điệp của bạn cũng là mong muốn của tôi đến với Kiên qua bài viết này mỗi người có một con đường riêng để đến với đạo Phật. Phật pháp vô biên và tôi hy vọng trong tâm kiên sẽ sớm tìm thấy lại được sự bình an. Những người y án 18 tháng 2 năm 2015. Chuyện bây giờ mới kể. Tết năm nay nghỉ sớm và nghỉ lâu. Trời đẹp đi loanh quanh cà phê với mấy anh em ở nước ngoài về rồi lại nói chuyện về bạn bè, những người Tết này không về được. Anh em bộ đội cũ hỏi thăm đầu bạc sao rồi. Nhân tiện mình cũng kể lại câu chuyện mấy tháng trước. Lúc đó cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2014 đang diễn ra phiên tòa phúc thẩm nghiêm ngặt lắm, gia đình béo cũng chỉ được gặp trong phiên xử chứ nào đã được thăm nuôi. Ngoài luật sư ra thì làm gì có ai được gặp gỡ tiếp xúc. Chắc mọi người còn nhớ, khác hẳn với lúc sơ thẩm hồi mùa hè, khi phúc thẩm báo tin báo chí im re, kể cả báo mạng, cứ như là không biết gì, không để ý gì đến phiên tòa này. Bác bá thanh thì biến mất hoàn toàn, buổi sơ thẩm bác có đến, mong bác chóng siêu thoát, chứ lúc đó tin, tin chính thức về việc bác đi chữa bệnh còn chưa có, nói gì đến tình hình sức khỏe. Tòa phúc thẩm xử ở 262 đội cấn, gian phòng nhỏ tí, chưa bằng nửa gian xử án ở hỏa lò khi sơ thẩm. Nên thậm chí, người có liên quan còn trả được vào ngồi, người nhà thì chỉ nghỉ giữa trưa, được một hai người vào gặp thôi. Coi như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc đó, anh em cựu học sinh trưởng quân sự khối đi Tây đang kỷ niệm mời tất cả các khóa về trường họp. Mọi người thường hỏi thăm nhau về phiên tòa. Vì đang có hai cựu học viên là Béo và anh Kỳ đang vướng vào vòng lao lý. Tôi và mấy anh em cũng tìm cách để gặp được Béo. Lúc đó cũng hơn hai năm qua rồi, nhưng gia đình cũng bảo chịu thôi. Người khác thì sau sơ thẩm đã được thăm thân rồi, nhưng riêng Béo thì được chế độ đặc biệt. Mà chả ai giải thích hay trả lời vì sao. Là có thể gửi đồ vào, cũng không được thoải mái như mấy bạn tù đâu. Chứ gặp thì tuyệt nhiên không, trừ luật sư. Thế rồi có mấy thanh niên trẻ bày cho các chú muốn gặp chú Kiên thì cứ làm thế. Vừa đàng hoàng, hợp pháp, chả phải quỵ lụy ai. Hóa ra là hội fan club của đội bóng ACB Trung Thành đi theo suốt với chú Kiên và phát hiện ra quy luật rất hay là cứ đến thẳng tòa vào hồi 6 giờ 30 sáng. Chờ đấy thể nào cũng gặp được đoàn. Hợp pháp mà chẳng phải khó khăn xin xỏ chạy trọt gì. Cũng phải nói rõ cho mọi người rằng, khác với sơ thẩm ở cạnh hỏa lò, đoàn xe chở phạm đến một cái là truy tọt vào trong, công an canh giữ khắp xung quanh, rồi đến gần xử là 8 giờ mới cho cánh nhà báo và những người có giấy mời vào. Như thế, thì chỉ có cách đứng xa xa mà nhìn đoàn thôi. Còn ở đây lại khác. Mọi sự vĩ đại đều đơn giản như thế đó. Sáng mùa đông, trời còn tối lắm, đường vắng nên taxi phóng nhanh. 6 giờ 20 tôi và cậu bạn đã có mặt ở 262 đội cấn. Cổng ở đây vẫn mở, chả biết mở cả đêm hay sáng mở để chờ đoàn. Mấy thanh niên của fan club đã đến từ bao giờ, nhưng các cháu Đứa thì ngồi trên xe máy, đứa thì đứng ở vỉa hè, ngay phía ngoài cổng. Vì chưa hiểu sẽ thế nào, bọn tôi cứ qua cổng vào bên trong. Các dãy nhà chưa có người làm việc, nhưng đã nhiều người đi lại rồi. Đập ngay vào mắt là mấy thanh niên trẻ đang lắp rồi chỉnh sửa cái máy soi vũ khí. Chắc vì chẳng có đủ chỗ nên đặt trình ình ngay trước cửa ra vào của dãy nhà ngang là nơi sẽ diễn ra phiên tòa mấy cậu trẻ kỹ thuật ấy cắm thử xong rồi bắt đầu đặt mấy cái dây trăng để dẫn dòng người vào cửa chính ông bạn tôi dân hàng không nên cứ gãi đầu thắc mắc sao chúng nó lại lấy toàn dây trăng có chữ việt nam airlines thế này không biết hay mượn từ nội bài xong việc mấy cậu trẻ kỹ thuật giao lại máy cho một công an cũng trẻ măng còn thì rủ nhau đi ăn sáng trời bắt đầu sáng hẳn đèn đường đã tắt hết. Sân tòa vốn là nơi để gửi ô tô qua đêm. Thế nên, dân chủ xe lục đục, đến đánh xe đi, đàn ông thì mặc quần áo thể thao, đàn bà có người mặc đồ ở nhà, khoác thêm cái áo len với cầm ô. Lạnh thế nên cứ cúm rúm, miệng lầu bầu, tòa khỉ gì mà lâu thế, mọi ngày 7 rưỡi mới phải lấy xe, mà cả tuần nay phải đánh xe đi từ 6 rưỡi chả biết đi đâu đây. Một em gái phóng viên duy nhất xuất hiện, gửi xe máy rồi lao cái ống kính dài ngoang ra, chuẩn bị tác nghiệp. Ông bảo vệ trạc tuổi bọn tôi đi ra, đi ra nhìn nhìn, nhưng chỗ này công cộng, cấm thế quái nào được. Mấy tay công an ngồi trong bút gác cũng đang pha trà uống, chờ đoàn. 6 giờ 45 tiếng còi ủ vừa vang lên, chúng tôi còn đang đứng dưới hiên dãy nhà bên phải giật cả mình thì đã thấy chiếc xe dẫn đoàn phóng rất nhanh vào. Rồi xe sau đã tới liền. Một người áo trắng giơ hai tay vẫy chúng tôi qua kính. Hóa ra là Kiên. Nó tinh thế chứ. Nhưng vì không kinh nghiệm nên chúng tôi đứng xa nơi xe dừng lại đến cả 50 mét. Lúc đó mới thấy mấy cháu fan club xuất hiện ngay. Chúng nó quay lấy chú Kiên, ôm tay ôm vai. Đứa kể lể lấy vợ rồi, đứa động viên chú, chịu khó kiên cường nhé mọi việc diễn ra rất nhanh mấy công an viên áp tải đa số cũng trẻ măng chắc đã quen với cảnh cổ động viên này nên chỉ nhắc thôi nhanh nhé cũng lúc đó các xe sau bắt đầu cua vào sân tòa trở nên hơi chật mặc dù mấy xe kia toàn hai ba phạm ngồi cùng chứ không ngồi riêng một xe như béo chúng tôi đến cạnh béo béo cũng đi mấy bước về phía chúng tôi vẫn tác phong chủ động hoàn toàn như mọi khi, giới thiệu với hai công an viên kèm sát bên cạnh. Đây là mấy bạn chú, học cùng mấy chục năm trước rồi, để chú ra chào nhé. Bọn tôi vẫn quen mồm gọi là béo thôi, chứ còn béo nỗi gì. Giảm đi gần ba chục kg rồi, chỉ còn cái giọng sang sảng thì không lẫn vào đâu được. Béo đầu trải cẩn thận, mặc bộ áo quần mà mấy hôm trước tòa gia đình được đề nghị gửi vào để chuẩn bị. Vì cũng như ở phiên sơ thẩm, hắn kiên quyết không chịu mặc quần áo tù. Thấy bảo, phải tìm mãi mới có cỡ bé để cho vừa, có đôi giày mới tinh gửi vào thì hôm đầu đã đi bung hết cả đế. Mấy năm để ở nhà, không đi đến. Yến keo dán cũng chả chịu được, thời gian có sức mạnh phá hoại ghê gớm thế đấy. Béo bị còng hai tay ra phía trước, nhưng khóa bị lấp ở cổ tay áo, có cảm giác cứ như không vướng bận gì. Bắt tay bạn xong, cả mấy đứa chúng tôi đều có chung nhận xét. Không còn là đôi tay béo hút, hồng hào, mỡ màng ngày nào, nóng rừng rực nữa. Tay bạn gầy hẳn đi, khô và lạnh trong cái buổi sáng mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo này. Chúng tôi động viên lẫn nhau mấy câu, mà chủ yếu là béo động viên mọi người và hỏi thăm anh em bên ngoài. Chứ lúc đó bao nhiêu thứ định nói với hắn Thế là quên sạch Sau đó béo thuần thoát bước lên thềm Đi vào trong tòa dáng nhỏ thó so với ngày trước Chúng tôi chẳng nói gì đến chuyện công việc cả Như mọi người theo dõi ở tòa Từ sơ thẩm cho đến phiên phúc thẩm này Béo kiên quyết không chấp nhận Có bất cứ tội danh nào Và hắn đủ lý lẽ để chứng minh được điều đó vẫn nhớ mãi hôm tuyên oán sơ thẩm nghe đọc bản án thì mọi bị can đều có mục nhân thân tốt riêng béo là không thấy có sau này mới hỏi lại thì hóa ra là cũng như các anh chị em acb khác tất nhiên là kiên thuộc diện nhân thân tốt rồi hai phụ huynh đều là giáo viên nổi tiếng nhưng béo kiên quyết không nhận nhân thân tốt vì có tội thì mới cần phải dựa vào nhân thân tốt để xin giảm án chứ hắn khẳng định mình vô tội thì sao phải nhận. Sau kiên, mấy anh em ACB lần lượt vào tòa. Em phóng viên chắc chụp mấy hôm rồi, nên chả thấy cần đến gần. Cứ dương ống kính dài nửa mét, đứng từ thềm nhà bên kia, chĩa sang mà bấm. Trong trại vẫn được gặp nhau, nên cũng giao lưu mãi rồi. Bây giờ chẳng còn gì để nói nhiều. Từng người đều mặc bộ, mặc cùng bộ màu xanh công nhân cứ thế đi vào tòa, sau khi nhìn nhanh xem có ai chờ mình không. Bác càng trông già đi nhiều nhưng dáng vẫn nhanh nhẹn lắm. Giờ tay vẫy hai ông bạn đứng tít ngoài đường cái. Mình dự là luật sư. Anh kỳ béo thì trông tiểu tụy hẳn. Tuy vẫn béo nhưng sọ hẳn đi. Cặp kính cận như càng nặng thêm. Đi lại có vẻ khó khăn. Cứ thế lầm lũi cúi đầu đi vào tòa. Khổ thật, bà mẹ anh 99 tuổi rồi. Bác Kim Quang trông thế lại có vẻ nhẹ nhõm nhất. Khổ nhất là anh Thanh, cựu kế toán của công ty của Kiên, cũng như cô Yến, không xin phúc thẩm nên đến tòa theo ngạch riêng. Từ mấy hôm trước đã bị chuyển về hỏa lò Hà Nội, nằm chờ hôm sau ra tòa. Tuy rằng án kinh tế và có một đêm hôm đó thôi, nhưng ấn tượng mạnh quá. Thế là cấp cứu luôn ngay tại tòa ngày hôm nay vẫn nằm hồi sức bạch mai anh huỳnh quang tuấn mới có mấy tháng mà trông cũng xuống sắc hẳn tóc bạc đi rất nhiều cả anh cả người nhà lẫn luật sư đều nghĩ anh đã được tha luôn hôm tuyên sơ thẩm thế nào lại vẫn lĩnh án mà đến phúc thẩm không chừng lại có chiều hướng tăng nữa thì phiền đâm ra mấy bác án nặng trong kia cũng lại phải động viên cả anh tuấn án nhẹ để vững vàng, đừng suy sụp nữa. Lý Xuân Hải gật đầu chào mấy thanh niên fan club vẫn còn đang chờ đấy, nụ cười lấp lánh sau hàng kính cận, dáng đi vẫn rắn giỏi như ngày nào. Tôi đã muốn viết ít nhất một bài về Hải mà chưa thể viết, nên nhân bài viết này cũng miên muốn viết luôn về Hải trước thềm năm mới ất mùi này. Sau khi dự buổi tuyên án sơ thẩm tôi tự thấy mình cần viết về hải chứ cứ viết như báo chí chung chung coi hải là ceo giỏi nhưng làm liều mấy việc thế là phạm vào lo vòng lao lý vậy thì đơn giản quá qua đó chỉ thấy một bản án mà chả thấy một con người một cuộc đời hải học cùng thành phố với tôi sau tôi hai năm học xong làm tiếp nghiên cứu sinh vợ đầu cũng học bên nga bạn bè Hải đều khen Hải sống tình nghĩa, hết lòng vì bạn, không giàu có gì nhưng thuộc loại dám nghĩ, dám làm. Bên Nga, cái thời những năm 90 loạn lạc ấy đã có vụ Hải bị bọn phít mafia Nga giữ cả mấy tháng trời để làm con tin cho việc một ông bạn Việt khác ôm hàng đi bán lấy tiền rồi quay lại chuộc Hải ra. Việc đó nghe bây giờ có vẻ như phim gangster, nhưng thời đó ở Hạ ở Nga đối với bọn tôi không phải là việc gì quá hiếm đâu. Tuy vậy, cũng nói đến, cũng nói lên Hải dám sống chết vì bạn bè và Hải dám chịu trách nhiệm về những việc còn quan trọng hơn nữa, chứ không chỉ mấy việc bị ngoằng vào án cho Hải ở vụ ACB này. Sau này đi theo Kiên thì Hải được phát huy hết những cái mặt mạnh của mình, tài tổ chức, tính kỷ luật và chiến lược dài hơi. Còn cái giỏi của Kiên là nhìn ra và khơi dậy trong hải những tố chất ấy. Chỉ có cái đẹp trai, hào hoa, quá nên về Việt Nam thèm lắm vợ, lắm con thôi. Cảm giác của riêng tôi là nếu cứ theo con đường khoa học hay sư phạm thì nay Hải đã là một giáo sư như mấy đứa bạn cùng năm rồi và vai trò ấy có vẻ hợp với cậu ta hơn, là một CEO ngân hàng đình đám. Tuy vậy, số phận có những lý lẽ riêng. Không thể quên được hình ảnh hôm tuyên án sơ thẩm, Hải đã đứng suốt hơn 4 tiếng ở tòa. Hôm đó mọi bị cáo đều được ngồi, nhanh thì 5 phút đã giơ tay xin ngồi, lâu nhất là Kiên cũng hơn nửa tiếng rồi phải ngồi vì quá mỏi. Vì làm gì có được phát biểu nữa đâu, hôm đó chỉ có tòa đọc án thôi. Thế nhưng Hải vẫn lưu siêu đứng đến phút cuối cùng. Bằng cả hành động có phần tuyệt vọng ấy, Hải muốn chứng tỏ mình hoàn toàn vô tội và bản án kia có lẽ nhầm địa chỉ rồi. Chứ ai thì ai, Hải không thể phạm những lỗi mà Hải tránh, ngày tránh đêm như vậy. Đối diện tòa có một bãi tạm dùng để trông giữ ô tô và một quán phở gà cơm vịt. Bọn tôi vào đó ăn sáng luôn mấy bản xung quanh cũng toàn cán bộ tòa đi làm sớm. Và chính các công, công an viên của đoàn vừa rồi ra ăn phở. Thấy tôi chê phở chán mà lại quá tay cho nhiều mì chính. Chị chủ quán mới chống chế. Hóa ra quán này chỉ chuyên bán cơm trưa mà là cơm vịt. Chủ quán phấn khởi khoe rằng từ hôm có tòa bầu kiên, món phở bán buổi sáng cũng đầm ra đắt hàng mặc dù là nghề tay trái thôi buổi trưa hôm đầu đoàn hỏa lò đoàn anh thanh cô yến những người không kháng án thì không đi từ trại không có suất cơm trưa mang theo thế là người nhà phải ra đây mua cho đoàn thấy ăn được nên đoàn chú kiên cũng bỏ cơm trưa của trại mang đi tất cả gọi cơm từ quán cơm vịt này bưng vào gia đình phạm phải lo tất cho đoàn doanh thu quá tốt nhìn xung quanh thấy đoàn chỉ có một thượng tá công an còn lại toàn hội trẻ măng ăn sáng rất thanh bình chúng tôi cứ có cảm giác như chỉ một chốc nữa thôi những người bạn bọn tôi cũng sẽ đi bộ từ bên tòa sang đây để ăn phở ở quán không tên trên phố đội cấn này đã tưởng thế là không gặp lại béo nữa thế nhưng có cậu cũng bạn bộ đội cũ khi nghe tôi kể cứ đòi bắt dẫn đi gặp béo bằng được chỉ để bắt tay bạn một cái chẳng lẽ lại từ chối mà cũng muốn gặp thêm một lần nữa thế là tôi hẹn mấy hôm nữa dẫn đi bây giờ thì bọ thạo rồi mất mấy ngày cuối tuần đến sáng thứ hai chúng tôi hẹn nhau đi vì nghe nói có thể hôm nay buổi chiều sẽ tuyên án phúc thẩm rồi đã biết có cái bãi giữ xe đối diện chúng tôi tự đến để xe đấy đi sang tòa lúc 6 giờ 40. Quang cảnh vẫn y như thế, vẫn mấy thanh niên fan club, mấy chú trẻ trâu kỹ thuật đang lắp cái máy soi, chỉ thiếu em phóng viên và hôm nay mưa lất phất mạnh hơn. Lần này biết rồi, chúng tôi đứng chờ ngay chỗ xe của Kiên dự kiến sẽ dừng lại. Tay bảo vệ lọ mọ ra tận nơi nhìn mặt chúng tôi khi nhận ra chỉ xin điếu thuốc rồi bảo mấy hôm trước thì dễ, chú hôm nay các ông trên bộ xuống, chả biết các anh có được cho đứng dây đứng đây không nữa. Nói chưa dứt lời thì đã nghe còi ủ, rồi xe của kiên dừng ngay chỗ chúng tôi. Kiên lại nói với hai thằng cháu, kẻ kẻ hai bên. Đây là mấy thằng bạn chú, hai chục năm trước chú rủ chúng nó về nước, chứ không bây giờ chả biết chúng nó ở tận đâu rồi. Hôm nay lạnh hơn, kiên mặc thêm áo len thì phải. Lần này có chuẩn bị nên chúng tôi hỏi thăm nhau được mấy câu. Vẫn nắm đôi tay đã gầy sọp đi của bạn. Chúng tôi chỉ muốn bảo với béo là hôm nay án tuyên thì chắc vẫn y vân. Nguyễn y vân, cái mà chả có nói, béo cũng biết thừa. Kiên bảo ông bạn đi cùng tôi. Tôi đi lần này là lâu đấy, ông vừa mới có vợ mà chưa có con, là thế đách nào? Đẻ đi, có tin mừng tôi thế nào cũng biết chỉ kịp nói với bạn rằng vừa rồi họp lớp quân sự cũ anh em bạn bè ai cũng hỏi thăm ông đấy thế là chia tay thấy dáng bạn nhỏ bé nhanh nhỏ đi vào tòa mà lòng quặn đau sau đấy bọn tôi ra ngồi quán phở gà đối diện tuột xa quán phở gà cuối phố đội cấn rồi lại gặp lại mấy chú công an trẻ khỏe của đoàn ra ăn sáng bọn tôi hỏi hôm nay xong không chắc đã quen mặt tôi một chú bảo còn nhiều thứ lắm Cháu sợ hôm nay trả xong được đâu chúa ơi Thế mà đúng thật Đến hết ngày hôm sau nữa mới xong Nhìn ra cửa Đã thấy người nhà Rồi phóng viên, luật sư Lục tục kéo đến đông chật cửa 262 đội cấn Bây giờ thì công an đã chặn từ ngoài cổng Sát giờ mới cho vào cơ Trước mắt chúng tôi cứ như có Một cuốn phim vẫn đang tiếp tục chiếu Mặc dù kết cục thì có vẻ Đã biết trước được rồi những người bạn trong kia vẫn là những người y án. Tái bút Hôm nay khi chờ để viết tôi xem lại phim The Prestige Màn cao trào trên HBO về cuộc tranh tài của hai ảo thuật gia và trong phim có nhân vật Tesla mà tôi yêu thích. Trong phim có một câu nói rất ý nghĩa mà cũng rất thích hợp để tôi mượn làm câu kết cho bài dài dòng này. Màn ảo thuật nào dù hấp dẫn nhất cũng sẽ không đầy đủ nếu một người đã biến mất ngoạn mục trước mắt khán giả mà người đó không xuất hiện trở lại khán giả cần thấy điều đó xảy ra sau phiên tòa phúc thẩm người nhà béo đã có điều kiện được thăm nuôi tinh thần của đầu bạc đến nay vẫn vững vàng lắm xin mượn thơ của một người bạn đã làm để nói về mùa xuân và những hy vọng năm mới những người ở nơi kia xa lắm ắt hẳn có những cảm nhận về mùa xuân cũng rất sâu sắc và khác thường giữa tết xuân là một chuyến viễn hành cho tim nguội cho óc ngừng suy tưởng cho quên đi những gì không quên được đời buồn đau oan ức dưới trần ai từ mịt mù quá khứ đến tương lai mọi số phận có gì đâu ý nghĩa đối với họ mỗi giờ đau vạn kỷ trong lồng đen vất vả để tồn sinh. Chỉ mang mang lo đợi tòa hình, tòa ân giảm dẫu nặng nề biếm trích. Nỗi lòng đau trong lồng đen bất dịch, giữa trường tồn không nhắm mắt xuôi tay. Lúc ngọt ngào như rắn cuộn cành cây, khi cháy bỏng như dầu sôi bốc lửa. Lúc chịu nặng như chàng sơn cổ độ, khi đau ngầm như mộ đá hoa cương. Giữa u hoài, khát vọng với chờ mong năm mới 2015 xin mến tặng các bạn Facebook câu thơ của nhà thơ Fedor Chuvachev Mùa xuân là cuộc cách mạng duy nhất trên trái đất này. Cô gái có trái tim dũng cảm, 12 tháng 6 năm 2014, chuyện thật hoàn toàn tác giả chỉ ghi lại. Thời gian cuối tôi cũng rất hay kết bạn trên Facebook mà vì tính ẩu nên kết bạn cũng không sâu sát, cứ thấy ai chắc gì đã biết là ai, có nhiều bạn chung với mình xin kết bạn là accept luôn. Ai có rất nhiều bạn chung với mình thì gửi request xin kết bạn với người ta, còn không vào tường của họ để xem như thế nào nữa, ẩu thế là cùng. mà tôi cũng quái quỷ, có một lời đề nghị được gửi đi gửi lại, nhưng người này lại không có bạn chung nào với tôi nên tôi kiên quyết không chịu, thấy request gửi nhiều lần quá, tôi cũng mò vào Facebook của người đó, thấy địa chỉ Zambia, mấy hôm sau Madagascar, Nam Phi rồi Sudan, thế là ra luôn không xem gì nữa và cuối cùng người đó đành inbox cho tôi rất nhiều, xin tóm tắt lại để chia sẻ cùng anh chị em. Em tên là Braveheart, người Việt và hiện đang sống tại lục địa châu Phi anh không kết bạn facebook với em nên em phải viết cho anh lý do em muốn kết bạn cùng em là một cô gái hà nội mẹ em quê ở vĩnh phúc ông ngoại em từng là một nhà giáo của trường bưởi chu văn an ông em dạy nhiều môn cho đến khi tản cư thì dẫn gia đình và theo trường về vùng phú thọ ngày nay nơi không phải quê nhưng ông em sinh ra ở đó để tiếp tục mở trường trung học kháng chiến. ở đó ông em tổ chức cho mấy gia đình tăng gia sản xuất để tiếp tục dạy và học. chắc là ông bà ngoại em mát tay nên tuy làm nông nghiệp nhưng cũng khấm khá đủ ăn và nuôi dạy cả một gia đình đông con cùng các trò. chứa chiều thay khi hòa bình lập lại còn dở năm học chưa kịp về Hà Nội thì có phong trào cải cách ruộng đất và thế là ông ngoại bị quy thành điện chủ mới, bị bắt và xử tử. Khi ông em bị bắn thì bà ngoại em, mẹ em mới 6 tuổi và các bác buộc phải là người chứng kiến. Cũng may bà đang có mang cậu em nên được tha chết. Sau khi ông bị bắn, họ bỏ xác lại và cả nhà em, kể cả mẹ em bé tí. Phải cùng nhau bới đất để chôn ông. Do đó, hình ảnh ông bị bắn đã ăn sâu trong ký ức của tất cả mọi người trong nhà. Rồi bà sinh ra cậu, thiếu thốn đủ đường nên cậu lại mất sớm ngay, lại mấy anh chị giúp bà để chôn cái sinh linh bé nhỏ đó. Cả nhà ngoại em sau đó với cái lý lịch xấu xa ấy còn chịu rất nhiều đau khổ, chèn ép cho tới giữa các năm 80, khi đó bố em đã là một cán bộ cao cấp thì mới Minh Oan hoàn toàn được cho nhà ngoại em và các anh chị họ rồi tới bọn em mới được vào đại học. Em kể lại câu chuyện đau thương này nhưng rất biết rằng trong thời điểm lịch sử đó cũng có rất nhiều gia đình chịu những cảnh bất công còn khổ sở hơn cả gia đình em và không phải sau này gia đình nào cũng có thể vượt qua cả quãng thời gian dài kỳ thị như gia đình em đã làm được. Từ nhỏ, em đã được gia đình giáo dục theo đạo Phật. Ngay cả em cũng đã ăn chay trường 36 năm nay và dù bà ngoại và mẹ cứ nhắc đến ông, đến cậu là chỉ khóc, nhưng mấy chị em em được dạy dỗ rằng phải yêu thương tất cả, kể cả những kẻ đã thủ ác với mình hay người thân yêu của mình phải biết buông xả. Em ra trường rồi đi làm cho một tổ chức phi chính phủ qua đó, em làm quen với ông xã em, một ông Tây chính hiệu, nhưng cũng theo đạo Phật và ăn chay trường. Có thể nói chính đạo Phật đưa chúng em đến với nhau như một nhân duyên tiền định. Thế rồi, sau dự án giúp cho nông dân Việt Nam mà vẫn còn đang tiến hành cho đến bây giờ, chúng em lại rong ruổi theo các dự án từ thiện khắp thế giới. Đồng hành với vợ chồng em bây giờ là mấy đứa nhỏ nhà em cũng ăn chay từ bé. Mấy năm rồi bọn em đã đi qua 35 nước, ở đâu cũng làm với các dự án phi chính phủ. Có những nơi điều kiện sống rất tốt, có những nơi vô cùng nguy hiểm theo nhiều nghĩa. Ví dụ bọn em đang ở Mali đây thì điều kiện sống rất cao nhưng có thể có khủng bố bất cứ lúc nào ở những nơi đông người. Do đó chúng em không dám dùng phương tiện công cộng nhiều khi đi bộ chục km là thường tháng sau chúng em sang sudan nơi đó không có mấy chỗ có internet đâu trẻ con nhà em vừa đi vừa học như vậy đấy và chúng cũng hiểu như bố mẹ ở đâu con người cũng tuân theo số phận của mình nguy hiểm thì có thật nhưng sống mãi trong nguy hiểm cũng quen nhưng càng có tuổi em càng nghĩ về ông ngoại em càng đặt mình vào vị trí của ông em càng thấy thực sự con người ông linh hồn ông khó mà an tịnh được với cái chết khi còn trẻ và quá oan khiên như vậy được em cũng hỏi nhiều sư thầy ở việt nam cũng như nước ngoài về ông thì em biết ông đã đầu thai đến lần thứ hai rồi và đang sống ở cùng thời với em và ông vẫn chưa thể nào nguôi ngoai với cái chết oan ức của mình ở kiếp trước thực sự khi làm cho ngo khi ở nước ngoài cũng còn nhiều tệ nạn tham nhũng lạm quyền có khi còn quá nước mình em không quan tâm nhiều đến chuyện kinh tế xã hội việt nam nữa nhưng từ khi có vụ án bầu kiên em tự nhiên bị cuốn hút một cách kỳ lạ chứ đại án hay tham nhũng là cái mà cả em cả ông chồng em đã bị ức chế lắm trong công việc của mình rồi khi anh nguyễn đức kiên bị bắt em theo dõi không bỏ sót một tin nào từ đài báo ở nhà rồi càng ngày em càng thấy anh kiên chính là kiếp sau của ông ngoại em em gần như hoàn toàn tin tưởng vào việc đó mấy chục năm nay em luôn nghĩ về ông mặc dù chỉ biết ông qua những câu chuyện đầy nước mắt của người nhà em và bây giờ em đã có cảm nhận rất đồng cảm với anh kiên xin phép anh em sẽ gọi anh ấy là béo như các bạn anh vẫn gọi mà em được biết qua facebook của anh như một người em gái mặc dù chưa bao giờ gặp anh kiên ngoài đời không hề ngẫu nhiên đâu khi mới bị bắt anh ấy bị giam ở trại đầm vạc vĩnh yên đấy chính là quê ngoại của em cũng như anh ấy đã có thời thơ ấu khi bố anh ấy sống và làm việc tại trường chu văn an cũng là nơi ông ngoại em dạy học rất nhiều năm từ trước vợ chồng con cái nhà em ngày nào cũng thiền, cũng đọc kinh và đã từ 20 tháng nay ngày nào em cũng thiền, nghĩ về ông ngoại em và anh Béo. Em luôn đọc kinh cầu chúc cho anh ấy được sức khỏe và tai qua nạn khỏi. Từ rất lâu, Béo trở thành một người nhà thân thuộc của bọn em, đến mức cứ từ sáng dậy là em vớ lấy iPad xem bản tin, còn chồng em thì hỏi Béo có tin tức gì mới không khi lớn lên em hỏi em có hỏi mẹ hỏi bà vì sao họ giết ông ngoại thì mới được biết là chỉ vì ông làm kinh tế giỏi họ hại ông vừa được tiếng bài trừ phần tử địa chủ ngoan cố vừa cướp trắng cái trang trại nhỏ của ông ở phú thọ mà gia đình em cùng học sinh thu vén được lúc đó ông hướng dẫn mọi người khai hoang được mấy quả đồi để trồng chè trồng cây ăn quả cũng để nuôi gia đình và học sinh của mình thôi em đọc facebook của anh và biết anh có theo đạo phật có quan tâm đến và có cơ duyên với phật pháp thì em mừng cho anh tuy vậy đọc anh em biết là anh vẫn còn chưa ngộ ra được rất nhiều điều của phật pháp của kiếp luân hồi và nhất là anh chưa chịu ăn chay chưa biết thiền đến kinh pháp còn chưa biết thì cũng khó nói nhiều với anh về phật pháp vô biên nhưng em muốn anh tin rằng khi em thiền em biết hết được tâm tư nguyện vọng sức khỏe tinh thần của anh béo chúng em có thể thiền có thể cầu nguyện cả khi ngồi tĩnh lại và cả khi dẫn nhau đi bộ hàng chục cây số qua rừng rậm châu phi hay dưới cái nắng gay gắt của sa mạc cái này phải tu tập lâu mới làm được chắc anh chưa hiểu đâu em không hề quan tâm đến chuyện làm ăn giàu nghèo sai đúng của béo nhưng em biết anh ấy giàu, anh ấy bị ganh ghét, bị dính ái án oan và anh ấy kiên cường không phục. Cũng như em biết hôm nào anh ấy ốm, anh ấy mệt hay có chuyện buồn phiền lớn trong lòng. Bắt đầu được sửa án 20 tháng 5, ngày nào em cũng xem tất cả các bản tin về béo. Cứ xem tin gì em cũng khóc và cả nhà em cầu nguyện hồi hướng cho anh Kiên qua Facebook của anh em biết anh là bạn cũ của béo em muốn gửi đến gia đình anh ấy lời cảm thông sâu sắc nhất và nếu được thì xin nhắn gửi tới béo của em một số điều vì đến ngày hôm nay em không nghi ngờ gì nữa đó chính là ông ngoại của em ở kiếp này khỏi phải nói tôi ngỡ ngàng và tò mò đến như thế nào về chuyện cô gái này và mấy ngày sau đó tôi và cô tôi vẫn hay gọi là cô bé có trái tim dũng cảm như tên của cô ta thường xuyên chat với nhau về chủ đề bác béo. Khi chúng tôi biết nhiều biết nhiều về nhau hơn, tôi có hỏi rằng cô định truyền đạt ý tưởng gì đến với người nhà kiên. Thì cô nói rằng dù cô có đồng cảm, có cầu nguyện cho béo bao nhiêu cũng không thể bằng vợ con, người nhà béo làm lễ cầu nguyện và chay tịnh, hồi hướng cho béo. Khi biết thời gian còn rất ít, cũng như tôi không đáp ứng được yêu cầu đó của trái tim dũng cảm thì cô yêu cầu tôi cố gắng có mặt trong ngày tuyên án của béo mặc dù chỉ dự khán không phải làm gì cả sau khi có mặt tại tòa án hôm tuyên án sơ thẩm vụ nguyễn đức kiên tôi mới hỏi cô tại sao cô cứ muốn tôi có mặt ngày hôm đó ở tòa trái tim dũng cảm bảo tôi rằng qua chính sự có mặt của tôi cô đã gửi được một thông điệp đến cho béo mà cũng là đến cho chính ông ngoại của mình cũng như người thân gia quyến của béo thông điệp như sau từ thời cải cách ruộng đất đến giờ cũng như bao kiếp trước nữa có bao nhiêu oan sai rồi sửa sai không biết nữa chỉ có người trong cuộc mới thấm thôi người bị oan thấm đã đành người sử oan cũng phải nhận quả báo nặng nề khủng khiếp vì kiếp luân hồi vô minh không biết thế nên cứ trùng trùng lớp sóng biển khổ đời thôi thế nên vong hồn ông ngoại cô tức là anh kiên ở kiếp này cũng nên buông xả không thù hận không oán thán tiếc nuối vì oan gia nên cởi không nên buộc đây là nỗi đau xuyên kiếp vì nghiệp là có thật chỉ vì không tin vào tái sinh và luật nhân quả nên mới hại người hại vật thôi đó cũng là thông điệp cho cả người thân anh kiên Mặc dù em không có quyền gì khuyên bảo họ, vì mỗi người một suy nghĩ, nhưng nếu đến được với đạo Phật thì sẽ cứu giúp được cho cả béo, tốt cho cả sự an nguy của mọi người. Rồi, khi tôi hỏi, đối với những kẻ không ưa béo và muốn đầy đọa béo thì sao? Anh có cách gì, quyền gì mà truyền đạt hay giáo hóa họ? Thì cô gái có trái tim dũng cảm bảo tôi rằng những người tay nhúng chàm sau vụ xử bắn ông ngoại cô đều bị báo nhãn tiền rất nhanh thôi. Tay chủ tịch xã đó sau một số năm tự nhiên phát điên, cứ thế cầm dao dựa đi phát quang các bụi cây trong xóm, ngày này qua ngày khác. Mấy đứa cầm súng xử bán ông thì đứa chết sớm, đứa bị mù, con cái sau này chả đứa nào nên người cả. Thời đại thế kỷ 21 này thì kiến thức tâm linh của toàn xã hội cao hơn thời mông muội xưa nhiều lắm dù họ có làm việc oan khiên đối với béo thì gia đình con cái người quen của họ cũng sẽ có những người ngộ ra nghĩ được và khuyên bảo được họ bớt vô minh xã hội rồi cũng sẽ lên tiếng và phật pháp vô biên cũng sẽ ra hộ cho béo tai qua nạn khỏi chóng vánh hơn chúng ta tưởng rất nhiều cô nói với tôi sắp tới gia đình cô sẽ rời Mali tới Sudan rồi Namibia. Mà ở vùng rừng núi, nơi đó chả có nét đâu mà chat, mà đọc, nên mối liên hệ hầu như duy nhất giữa trái tim dũng cảm và béo. Và Việt Nam sẽ chính là mối giao cảm khi cô thiền và hồi hướng cho béo. Cô không quan tâm lắm tới án nặng mà béo đã nhận, vì cô có niềm tin mãnh liệt rằng khi béo đã ngộ ra đã buông xả thì không hề xa cái ngày béo sẽ trở lại với gia đình xã hội đó cũng là khi ông ngoại cô đã rũ cởi được mọi oán thủ kiếp trước lúc đó nguyễn đức kiên sẽ là con người khác hẳn trước và ngay trong đời sống tâm linh kiên cũng sẽ là một con người xuất sắc về việc này thì cô gái có trái tim dũng cảm có niềm tin tuyệt đối không còn gì để thêm vào tôi xin ghi lại gần như trọn vẹn câu chuyện của cô một người mới quen qua facebook từ bên kia trái đất để gửi tới bạn đọc còn gửi tới kiên thì trái tim dũng cảm đã có thông điệp và kiên đã nhận được rồi ghi chú hình minh họa do brave heart lựa chọn để tặng cho các bạn đọc mình chỉ hơi buồn là lần đầu tiên cô ta đọc về nguyễn đức kiên mà không khóc chính là bài này của mình đấy vì mình chưa có niềm tin chắc chắn Vào việc luân hồi như cô ấy Bình Minh 8 tháng 6 năm 2014 Trên xe từ Hà Đông về Hà Nội Kiên cố gắng nhìn cảnh vật bên ngoài Vì chắc sau đợt tòa Sơ thẩm này Thì còn lâu lắm Mới được ngắm lại con đường này Dù đã quá quen thuộc Đoàn xe áp tải Phạm Nhân xuất phát sớm Thậm chí còn sớm hơn mấy bữa trước khi mặt trời vừa ló dạng, kiên chợt nghĩ cũng khổ mấy thằng bé công an này cũng thức khuya dậy sớm chứ bộ mà có gặt hái được gì đâu? hay là chưa đến lúc thói quen tính toán kinh tế của kiên lại trỗi dậy thấy bảo xin chân bên công an trại giam còn tốn hơn sang bên giao thông chứng tỏ mấy chú này cũng hy vọng kiếm được đấy chứ chắc còn nhiều cửa chứ cứ bị phân vào đại án mà lại gặp vụ việc như mình thì móm. Radio đang dự báo thời tiết hôm nay, buổi sáng khá nóng đây, thế mà trời lại lắc rắc mấy hạt mưa trên kính xe. Thấy người ta hay bảo thế là điểm hên. Mà hên gì nữa? Án chắc to tổ trảng, lại đi mình một xe, chẳng có đồng phạm nào mà tán với nhau, vài câu đỡ buồn. Kiên bây giờ mới tiếc việc, được đối xử đặc biệt chỉ vì không chấp nhận mặc áo trại mà phải bị cùm chân, phản đối rồi mà vẫn không được giải quyết. Lại mình một xe, tuy vậy trong thâm tâm hắn cũng tự nhủ. Nguyễn Đức Kiên phải thế chứ, cái gì chả phải hơn người, cái gì chả phải number oan, Rồi hắn tự cười. Number oan mà khổ sở hơn người, người thân 22 tháng chưa được thăm nuôi, trong khi anh em khác thì thăm thân thoải mái thậm chí nhiều tháng trời vợ con còn chả được biết hắn đang bị giam ở đâu như đọc được tâm tư của hắn tay công an trẻ ngồi bên hỏi chú không chợp mắt đi còn sớm mà chắc đêm qua khó ngủ hả chú ngủ cái gì chú có đêm nào ngủ đâu dù chỉ một phút kiên chém thêm chứ đúng là hắn cũng mất ngủ nhiều nhưng chịu khó tập thể lực nhiều thì ngủ cũng tốt hơn nhưng đêm qua tớ ngủ tốt cái này thì quả thực kiên cũng thấy lạ mà sao thằng cháu đẹp dai mọi ngày hay đi xe chú đâu rồi nó đen chú ạ à. có cái ảnh chú cười chỉ tay nó ngồi sau cũng cười thế là bị kiểm điểm rồi chuyển vị trí rồi may cháu lại không cười mấy đứa phóng viên hại bọn cháu quá à lúc ấy tớ chỉ cái camera bảo chúng mày là trong lúc nghỉ thì vẫn bị sếp quan sát đấy. Có cười một tí thật. Đang lúc nghỉ mà, nhưng tao nghiệp nặng nên chúng mày dính vào cũng khổ lây. Vâng, còn một đứa chỉ ngồi gục đầu nghỉ lúc giải lao, thế mà cũng bị tung ảnh lên, khổ thân nó chú ạ. À. Thôi hôm nay ra án cho xong đi, đỡ khổ các cháu, chứ lại hoãn xử thì vật nhau nữa thì oải lắm. Cả xe lại chìm trong im lặng. Kiên nói những lời ấy là thật lòng. Trước đây chỉ mấy hôm thôi, trong lời nói cuối cùng hắn còn mong cho hội đồng xét xử lùi ngày nghị án lại. Và quả nhiên, hội đồng xét xử lùi lại đến hôm nay mùng 9 tháng 6 thật. Nhưng mấy ngày vừa qua, tự nhiên Kiên cảm thấy rất lạ. Có nhiều điều hắn nghĩ khác hẳn trước kia. Kể cả những cái nung nấu trong lòng, tưởng như bất di bất dịch. Thế mà đêm qua trước khi đi ngủ, hắn tự thấy có gì đó cần xét lại án bao nhiêu năm với hắn từ lâu không phải quan trọng nhất hắn muốn chứng minh hắn vô tội hắn đúng hắn oan nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy ngay cả điều đó bây giờ cũng chả phải quan trọng nữa qua kính xe kiên thấy trời đầy mây trắng hứa hẹn một ngày nắng to lại chợt nhớ lại giấc mơ khá lạ đêm hôm qua cả đêm kiên chỉ mơ thấy mây trắng thôi thấy Kiên dướn người ngắm bình minh yên ả trên phố. Chú công an bên cạnh nói như xin lỗi. Cùng chân cũng vướng chú nhỉ. Chốc đến tòa trước khi xuống, chúng cháu cởi ra ấy mà. Kiên thời hiểu, làm thế để cảnh phóng viên không chụp được ảnh cùng chân nữa thôi. Thôi không sao, còn có một hôm, các xếp các chú cứ muốn đe tớ nhưng lại ngại cánh báo chí chụp được. He he. À, chú kể chúng mày chuyện này có khi cùng chân tớ là đúng đấy ngày trước chú còn học sinh cấp 3 nhà bố mẹ ở tập thể ban đêm trộm vào bắt lợn tăng ra nó khóa hết cửa các nhà từ bên ngoài rồi mới bắt vì sợ lợn kêu thì đằng nào trả lộ thế mà tớ còn dỡ mái nhà bung xuống đuổi bắt bọn trộm bằng được mà tớ bắt được một thằng thật tẩn nó một trận nên thân dần tỉnh mãi sau mới ra được khỏi nhà. Tớ là cứu tinh cho cả đàn lợn của khu đấy. Ôi giời, chú giỏi thế à? Nghe chú nói ở tòa thì chúng cháu biết rồi. Tớ giỏi gì? Bọn giỏi ngồi mấy xe sau kia kìa, toàn tiến sĩ cả đấy. Tớ chỉ giỏi kiếm tiền mà còn chưa đâu ra đâu đây này. Yên chợt nghĩ đến các đồng phạm, đúng là vì hắn mà họ có mặt trên chuyến đi này kiên chỉ lo họ chốc nữa nhận án quá nặng quá oan khiên thì dễ suy sụp chứ như trên tòa thì họ đã vững vàng lắm tranh luận mà mình đúng lý thì cũng dễ hơn thật nhất là lời nói cuối cùng của lý xuân hải thì quá hay ngắn hơn của hắn mà ý nghĩa hào hùng hơn đấy kiên cũng phải công nhận là bất ngờ hải nó là bậc đại trí chứ chẳng chơi chứng tỏ mình cũng là người có mắt tinh đời đấy chứ xe nảy lóc cóc trên mặt đường nhựa có vẻ mới mở rộng con đường hắn đi bằng xe chở phạm thì biết nhau ngay thế này mà làm đi làm lại không xong đúng là mấy thằng giao thông ăn dày yên lại chợt nghĩ người ta gắn hắn vào tội lũng đoạn kinh tế mà hắn đúng là tham vấn lắm ngành nghề thật chỉ có xây dựng hạ tầng thì hình như không thôi cũng may chứ không đến nỗi ngượng vì những con đường thế này lại nghĩ đến những kẻ đã bắt hắn rồi gán ghép cho hắn cả loạt tội danh trên trời dưới biển hạ nhục hắn các kiểu lại còn muốn triệt hạ cả gia đình hắn như trước kia chỉ mấy hôm thôi là kiên kiểu gì cũng sôi lên hắn quyết tâm chiến đấu đến cùng mà chính cái quyết tâm này thường xuyên đưa hắn đến thắng lợi trên thương trường đấy chứ thế mà bây giờ lạ thay Yên lại thấy thương thương chúng nó. Ừ, thì có thể chúng nó cướp hết tiền của mình đi. Ừ, thì đi tù lâu đấy. Mà cũng gần hai năm rồi chứ ít gì. Cũng hơi quen rồi. Rồi thế thì sao nhỉ? Chả lẽ bể khổ chỉ thế thôi sao? Đoàn xe vun vút qua công viên. Còn sớm nên hàng loạt xe máy chở hoa, chở rau chạy đi khắp ngả người ta còn đi bộ thể dục hay đạp xe đạp khá nhiều tự nhiên nghĩ bâng quơ đã mấy lần trước kia hắn đứng trước lựa chọn có vào đảng hay không kiên cũng phải nghĩ chứ nhưng lần nào hắn cũng chọn không đơn giản vì nếu đảng viên thì điều lệ đảng đâu có cho hắn kinh doanh tự do như thế mà hắn chỉ muốn làm ăn mà làm ăn lớn nhiều người cứ khuyên hắn điều lệ là một chuyện chứ ai chấp hành đâu, cứ thích làm gì thì làm. Nhưng hắn nghĩ khác, nhỡ lúc nào người ta muốn khoác sai phạm lên hắn, thì trong 19 điều ấy, thế nào chả có cái hắn vi phạm. Vì nói ra thì ít ai tin, nhưng Kiên chỉ muốn sống và làm việc theo pháp luật. Cũng bởi hắn biết hắn là người tài, mà đã tài thì bao giờ hắn cũng trong tầm ngắm đặc biệt. Trẻ con nghỉ hè rồi, nên đường cũng bớt đông Bắt đầu có những người đi làm sớm. Kiên chuẩn nghĩ đến thằng cu lớn, đợt này chắc còn đang lo thi cử, chả biết có tập trung mà học được không. Thằng bé thì chịu học lắm, mà Kiên cũng cho học trường phổ thông thường thôi, không quốc tế quốc tiếc gì hết, để rèn luyện, bây giờ lên đại học rồi, mẹ nó mới cho ra nước ngoài. Gần 30 năm đi cày, kết quả có thể là 30 năm cách ly khỏi đời sống xã hội cũng cay đắng lắm chứ thôi hy vọng bọn trẻ bình yên thôi hôm qua lại sinh nhật thằng giữa còn thằng út thì bé quá đường đông hẳn rồi vốn hay quan sát kiên liếc thấy dọc đường sao dạo này mọc ra lắm quán phở cổ cử thế kia phở là món bình dân quái khẩu nhất của hắn thế mà từ khi bắt hắn không hề được bắt phở ăn liền bát mì úp nào dù pha bằng nước nguội Mặc dù căng tin trại giam có bán, thèm thật, hắn đã từ lâu quen với 17 kg gạo, 3 kg rau và 1 kg thịt cho một tháng, thỉnh thoảng được mua thêm ít bánh quy và sữa, thôi cũng gần như tiêu chuẩn hồi mới vào bộ đội, cũng đủ calo để tập luyện, nhưng đúng là thèm phở thì chưa quên được. Không được tầm thường như thế, kiên cố gạt ý nghĩ về phở để quay lại nghĩ về buổi tòa sắp tới hôm nay thì kiên chắc hẳn không phải nói gì rồi hai tuần qua hắn đã nói hết những gì có thể nói toàn những thứ kiên thuộc nằm lòng dù có nửa đêm đánh thức dậy hỏi bất cứ chi tiết gì thì hắn vẫn nói vanh vách được còn phía viện kiểm soát chuẩn bị ẩu quá trả thuộc nội dung gì thậm chí vợ hắn và em hắn cùng tên lan còn bị nhầm suốt dâu ông nọ cấm cẩm bà kia. Rồi đến hội đồng xét xử, tên họ của các người liên quan, đọc còn chả đúng gì cả. Thế mà vẫn luận tội, kết tội được thì cũng tài. Kiên thì quá hiểu, đại diện ngân hàng nhà nước, không phải kém chuyên môn đâu, nhưng hỏi gì cũng trả lời không biết. Đâm ra cả tòa, cả phòng tòa án cứ oa ra cười. Thực ra là họ sợ không trả lời các câu hỏi tiếp theo nữa của luật sư thôi thì cứ giả ngơ như thế cho lành báo chí nghe luật sư kể lại cũng viết nhiều lắm có báo còn nhầm cả huỳnh thị bảo ngọc acb là chị của huỳnh thị huyền như mà vẫn đang được mới chết chứ nhưng đến lúc này tự nhiên kiên không thấy cảm giác phải quyết liệt phải hơn thua canh cánh trong lòng như trước nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn man mát cùng với một cảm giác bình yên hơn kiên đã dặn qua luật sư rằng để mẹ hắn tới hôm tuyên án hôm trước kiên được ôm lấy mẹ ở tòa rồi phút giây ấy thật ngắn ngủi nhưng không bao giờ quên được hắn vẫn kịp cảm nhận mẹ hắn yếu đi nhiều còn vợ hắn thì hắn dặn tuyệt đối cấm không được khóc chả hiểu hôm nay có làm được không nữa hắn thì kiên định được nhưng khi người nhà mà khóc thì những buổi cuối làm việc với luật sư cho kiên biết hắn bây giờ nổi tiếng lắm hơn cả thời chưa bị bắt cơ mà dư luận xã hội cũng ủng hộ hắn nhiều lắm nhưng hắn vẫn dặn dò họ các anh cứ làm đúng pháp luật và hết trách nhiệm còn cứu nguyễn đức kiên chỉ có nguyễn đức kiên làm được thôi nhiều đêm cái cảm giác oan thị kính như một cục tức chặn ngang họng không thể ngủ được hắn cứ trợn mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Buổi cuối, tay luật sư cứ luống ca luống cuống để chuẩn bị tinh thần cho hắn. Với buổi sáng thứ hai, mùng 9 tháng 6 này, hắn còn phải chấn an ngược lại luật sư. Ông đừng có lo tôi suy sụp tinh thần hay phẫn trí. Mất hết tiền nong cũng được, án nặng cũng chả sao, trời còn có mắt cơ mà. Nghĩ đến đấy, hắn lại tự cười. Bây giờ kiên đầu bạc, mà cũng lại phải nói đến trời đến phật cơ đấy thế mà mấy hôm trước vẫn tay luật sư này rụt xè bảo người nhà hắn có gì cứ niệm phật thì hắn đã mắng át đi ở ngoài kia tôi làm từ thiện thì làm nhiều lắm rồi nhưng chẳng bao giờ đi chùa cúng bái như mấy thẳng quan chức đâu trước kia hắn cứ suy luận đơn giản có ông trời thật thì sao mà hắn mang họa vào thân thế này mình làm gì nên tội nhưng bây giờ dần dần ngẫm lại cũng phải có trời có phật thì hắn mới phải chịu thử thách khủng khiếp như thế này chứ không phải tự nhiên mà hắn phải gánh họa tầy đình thế này đầu óc computer của kiên mang máng hiểu ra nghĩa của chữ nghiệp mà trước kia hắn chỉ nghĩ đơn giản theo hướng sự nghiệp hay doanh nghiệp bây giờ thì ai cũng biết đến kiên đầu bạc kiên acb bầu kiên nhưng vài năm nữa thì chắc người ta cũng lãng quên đi mà như vậy cũng tốt hắn cũng muốn vậy gì thì gì chứ danh vọng là cái từ lâu hắn đã biết là phù du rồi dù án có giữ nguyên đi chăng nữa thì hắn cũng không còn là kiên của ngày hôm qua nữa rồi bây giờ cứu hắn vẫn chỉ có thể là nguyễn đức kiên nhưng cứu thế nào thì hắn bắt đầu cảm nhận được những người nhà rồi phóng viên đã lục tục kéo về mấy quán cà phê mở sớm ở gần tòa Hà Nội. Trong quán một cô gái trẻ đeo kính đen đang ngồi lần chàng hạt, lại không đọc kinh mà lầm nhầm mấy câu thơ. Nắng chiều trên cỏ mây, bầu trời trắng màu mây, đến đi từ thuở đó, mai về tay trắng tay, ngàn năm mây vẫn bay, ta rong chơi tháng ngày quên lời xưa đã hứa trần thế trăm năm say bỗng một ngày tỉnh say mặt trời ngập bàn tay sắc thân là tứ đại tất cả chỉ mượn vay vay trả rồi trả vay thấy chẳng có gì hay nên lòng ta dừng lại đời như mây trắng bay đoàn xe cua vào sân tòa hà nội Tay công an trẻ mở cùm chân cho hắn và nói khẽ, chú xuống nhé. Cửa mở, xa xa kia đã thấy cả rừng ống kính chĩa vào, rồi tiếng người reo gọi tên hắn. Chân chạm đất đã có cả dãy công an, dàn hàng, ngang, chờ dẫn vào tòa. Còn hãy sớm mà không khí đã nóng rực rồi, cả một bầu trời đầy mây trắng bên trên, được cái lại có mấy giọt mưa lác đác rơi xuống, chẳng biết từ đâu kiên tự nhiên mỉm cười và lần đầu tiên trong đời hắn thốt lên khe khẽ a di đà phật ghi chú ảnh của thích nữ diệu hiền bài thơ trên đây không rõ tác giả xuất hiện trên mạng đúng một ngày trước ngày tòa tuyên án nguyễn đức kiên bonus nguyễn quang a vụ án bầu kiên có phức tạp không sau nhiều lần định hoãn Sáng 16 tháng 4 năm 2014, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bắt đầu xử vụ án điểm được cho là rất phức tạp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng ACB. Đến chiều tòa tuyên bố hoãn xử hai cán bộ của công ty đầu tư ACB Hà Nội và ông Kiên bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bảy cán bộ cao cấp của ngân hàng ACB có cả ông Kiên bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Nguyễn Đức Kiên, người được cho là chủ mưu, ngoài hai tội danh trên còn bị truy tố thêm hai tội nữa, kinh doanh trái phép và trốn thuế. Lưu ý rằng công ty đầu tư ACB Hà Nội không phải là công ty con của công của ngân hàng ACB mà chủ yếu là của ông Kiên. Công ty này đã phát hành trái phiếu, tức là vay tiền của người mua trái phiếu chính là ngân hàng ACB để có tiền mua cổ phần của công ty khác Thép Hòa Phát, ông Kiên và hai cán bộ bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì mang bán 20 triệu cổ phiếu của Hòa Phát trong số 22 triệu cổ phiếu đã được thế chấp ở ngân hàng ACB nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng. Nếu ông Kiên không sủ nợ và ACB không khiếu nại thì việc này khó có thể coi là lừa đảo. Tội kinh doanh trái phép liên quan đến việc kinh doanh vàng của ông của công ty BNB của ông Kiên. Tội trốn thuế là do công ty BNB đã ủy thác cho bà Hương và bà Hương được lời thay cho BNB được và phải đóng thuế, lách luật để bà Hương hưởng lời, còn công ty lời ít đi và làm thất thu thuế 25 tỷ đồng theo cáo trạng. Tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến quyết định của acb ủy thác cho nhân viên gửi tiền cho ngân hàng công thương và bị nguyễn thị huyền như chiếm đoạt vụ huyền như đã xử và những người gửi tiền đang khiếu nại ngân hàng công thương phải trả cho họ tiền đã gửi và lãi hậu quả của những việc kinh doanh lòng vòng nhất là mua cổ phần của các ngân hàng đã tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sở hữu chéo, nợ xấu và đạo đức hành nghề ngân hàng, những hậu quả là có thực và hệ thống ngân hàng đang phải khắc phục. Tuy nhiên, việc đánh giá các hành vi kinh doanh như vậy có cấu phần cấu thành tội hình sự hay không thì lại là chuyện khác. Tại Việt Nam, người ta thường hay lên án những người lách luật, tức là tận dụng những cái hở của luật để kiếm lợi cho mình. Chúng ta có thể lên án những người đó với đạo đức, nhưng tuyệt nhiên họ không phạm bất cứ tội nào Vì họ đã làm đúng theo quy định của pháp luật Thậm chí họ còn giúp nhà nước phát hiện ra những lỗ hồng pháp lý để sửa và hoàn thiện luật Tức là có công phản ánh sự yếu kém của luật Trong trường hợp như vậy, lỗi là ở những người làm luật, làm chính sách Chứ không phải những người bị cho là lách luật tội cố ý làm trái quy định của ngân hàng nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cũng gần tương tự như lách luật nếu quy định của nhà nước là cấm mà làm trái thì rõ ràng có tội nếu quy định của nhà nước không cấm nhưng cũng chẳng cho phép thì họ cũng chẳng phạm tội nếu họ làm trước và sau đó nhà nước mới cấm thì họ cũng vô tội cái tội ở đây là ở sự mập mờ của luật pháp tội kinh doanh trái phép cũng có thể bị tranh cãi nếu pháp luật không cấm một cách tường minh như thế vụ án này không phức tạp như người ta nghĩ và cũng đã chẳng gây ra hậu quả lớn đến vậy giá như luật pháp tốt hơn có lẽ vài người làm luật kém đã muốn nó là án điểm nên mới khiến dư luận xôn xao và biến nó thành phức tạp chào các bạn các bạn đang nghe sách từ kênh thư viện kiến thức tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe quyển sách Đông Âu anh hùng truyện, tập 1, phần 3, đoàn FPT một lòng ra đi. 30 năm FPT ngày ấy, bây giờ, đoàn FPT một lòng ra đi. Phần 1, tư bản đã hình thành như vậy đấy. Chúc mừng sinh nhật 30 năm của FPT, một tập đoàn mà có rất nhiều người Anh, người bạn tôi đã và đang tham gia. Một câu chuyện thành công kéo dài thật hiếm có trong thời đại đầy biến động này. Xin mặn phép cùng nhắc lại với lớp trẻ về những ngày đầu vô cùng khó khăn của FPT để hiểu rằng lớp đàn anh họ cũng đã bươn trải thế nào. Thời trứng nước năm 1998, các soái tướng Đông Âu chưa thu dọn chiến trường mà về. Một lứa đi trước vẫn đang say xưa với thắng lợi mà tiếp tục đánh hàng. Một lứa trẻ, một lứa sau trẻ và khát cao hơn rất nhiều mới bắt đầu chập chững lập nghiệp. Ở Việt Nam không phải chưa có người giàu, làm gì đã có từ đại gia đâu. Nhưng lúc đó muốn giàu phải được liên quan đến xuất nhập khẩu. Những cái tên đã thành huyền thoại như Nguyên Béo, Quang A, anh em thành công vinh đen kiên bạc đã chớp được thời cơ ấy sau này thêm nghề tay trái lại trở thành tay phải tư vấn đầu tư và ngành tư vấn ấy thêm cái tên anh bạt invest consult xin nhớ lúc đó mỹ vẫn cấm vận hoàn toàn và chưa có luật nào cho doanh nghiệp cũng coi như chưa có từ doanh nghiệp nữa fpt sinh ra phải nói là rất được sự ưu ái và tạo điều kiện của hai thủ trưởng ngành khoa học, ông Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Tuy vậy, 17 con người toàn giỏi khoa học xuân ấy ngồi lại với nhau cũng phải cày thì mới kiếm được ra tiền, chứ thời ấy có nguồn nào khác ở đâu ra đâu. Cái tên ban đầu của FPT, The Food Processing Technologies Company, cũng nói lên là công ty hoàn toàn chưa có định hướng cho ngành nghề kinh doanh tương lai chỉ có mỗi quyết tâm phải kiếm bằng da được phút nhiều việc khá lớn không thành công như việc cải tiến nhà máy thuốc lá ở thanh hóa việc đánh quần áo sang ba lan rồi bị mất hết vốn liếng phải nói là lao đào bắt đầu có những việc không hề nhỏ thành công đem lại uy tín cho fpt như vụ thầu máy lạnh cho trường quay đài truyền hình hay tin học hóa bộ phận bán vé của hàng không việt nam ở tràng thi nhưng như trên đã nói nếu không có yếu tố ngoại thì đủ ăn còn khó làm sao giàu hồi đó nghe đến bán máy tính thì oai lắm lãi lắm có thế thật nhưng hồi đó cao thủ vinh đen cũng là một thành phần của viện cơ chi nhánh phía nam như khá nhiều thành viên fpt lúc đó các anh quang a ba c và vinh đen đã to lắm rồi vinh đen không có được cơ chế công ty nên không ưa fpt cạnh tranh giáo diết về giá olivetti Thế nên còn lâu sau, FPT mới kinh doanh IT có lãi. Viết phần mềm thì thôi, đói dài. Đến 3C, mạnh thế, phần mềm có bán được đâu, chán chả buồn nói làm gì. Thành công của 3C đời đầu gắn liền với sự hợp tác cùng con Freximax của Kiên Bạc được FPT theo dõi kỹ lưỡng và FPT muốn triển khai một vài thương vụ. Một vài thương vụ như thế hoàn cảnh hai bên khá giống nhau mà có thể kể tới việc sau thương vụ sợi của Ba C thì Trung Hà cũng tìm ra mối để nhập man bia từ tiệp về nhưng lúc đầu Trung Hà giấu thông tin vì không tin anh Bình sau thời gian thăm dò thử miếng của nhau mới thống nhất và được ông Vũ Xuân Hiểu vụ phó vụ tài chính đối ngoại bộ tài chính hỗ trợ mới thống nhất để triển khai FPT ký với Confectionate để chuyển hơn 50 triệu rút chuyển nhượng để trả cho phía tiệp. Nhưng hợp đồng không triển khai được vì quá thời hạn để MBES thanh toán bù trừ. FPT thiệt hại nhiều, còn Confex Mitex, Confex T-Max được MBES trả đủ tiền về qua Vietcombank. Sau này, Confex T-Max dùng số rút này mua lại toàn bộ nguyên phụ liệu của Liên Xô cũ đang đặt hàng tại Việt Nam theo nghị định 19 tháng 5. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác nữa. Từng chừng bế tắc thì cái khó ló cái khôn. Hồi ấy có G5 gồm FPT, 3C, C và E của anh Dũng Tâm và Thắng Đạo. Gen Pacific của anh Quang A và Kiên Bạc, con có vai trò của ông Thứ trưởng Lê Huy Côn điều tiết giữa con với FPT và Cotech của Vinh Đen. Việc lớn là mua 4 tổ máy 5678 là nửa của nhà máy điện Hòa Bình. Vì đó, vì trước đó đã có 4 tổ rồi, giá mua khoảng 50 triệu USD và trả bằng hàng. Đấy là nguồn thu lãi khủng của G5. Còn Fastimax của FPT ký đổi hàng với Technoprom Nga. Vì có hợp đồng này, FPT mới cải vận và vượt khó ngoạn mục. Sau đó có tiền tham gia mua cổ phần ACB nhưng đó là vào năm 1993. Vinh Đen hợp tác với Kiên Bạc trong vụ thủy điện Kali nên không tham gia ở thủy điện Hà Bình. Đó là những dòng tiền lớn đầu tiên của FPT. Khi thành lập được mấy tháng rồi, anh Bình sang Đức đi học. Thực ra vì chuyện nhà máy thuốc lá ở Thanh Hóa đấy, lắp hệ thống làm lạnh mà chạy kiểu gì cũng không lạnh, coi như đổ bể. Sau này mới biết, có người bí mật đặt mảnh đồng vào ống dẫn lạnh. Bình đi vắng, thì vai trò chèo lái con thuyền FPT được giao cho anh Kỳ Béo gánh vác, một vị trí đáng lẽ để dành cho Vinh Đen, bởi Vinh Đen cũng dân viện cơ và được kỳ vọng cầm lái FPT phía Nam. Thậm chí sau này làm CEO, còn anh Bình chỉ giữ chân thượng tọa thôi. Nhưng có lẽ anh Bình kỵ dơ anh Vinh, còn anh Vinh đang tung tẩy kiếm ăn nốt, kiếm ăn tốt cũng không quá đói hoài đến việc ngồi vào cái ghế này vào những tháng năm đầu tiên khó khăn ấy, phải nói công lao anh Kỳ rất lớn để giữ và phát triển được FPT. Rất phù hợp với vai trò siêu CO COO, nhưng có lẽ về chiến lược anh không mạnh hoặc lúc đó chưa phải lúc bàn tới. Người gánh vác chung vai với anh Kỳ nhiều nhất lúc đó, chuyên gia đường lối Trung Hà. Đến khoảng 1992, có vấn đề rất quan trọng được đặt ra sau khi quyết định 288 hết hiệu lực các công ty của các hội phải cổ phần hóa hoặc về bộ nên FPT về với bộ khoa học công nghệ và môi trường, mãi sau này mới cổ phần hóa. Khi phải lựa chọn giữa tư nhân hóa hoàn toàn hoặc vẫn tồn tại như một công ty nhà nước ở FPT chỉ 4, yếu nhân quyết định việc này. Trương Gia Bình, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Trung Hà, Lê Quang Tiến. Lại ba tối họp bàn căng thẳng. Địa điểm tại trụ sở FPT thuê của văn phòng phẩm Hoàng Hà 25 Lý Thường Kiệt. Nhưng có người thì khẳng định vẫn như mọi khi là ở nhà tướng Giáp. Kết thúc vào đêm mùng 3 tháng 1, ít người nhưng vô cùng phức tạp, có cả giàn cảnh, nghi binh, hỏa mù như đánh trận. Tuy không có mục bỏ phiếu nhưng mỗi ý kiến là một lá phiếu tượng trưng, đều rất quan trọng. Anh Kỳ ủng hộ tư nhân hóa hoàn toàn, đã thị trường thì phải thị trường luôn, giỏi thắng kém thua. Anh Bình thì không muốn chơi kiểu được ăn cả ngả về không như thế, vẫn muốn dựa vào cơ chế thêm một thời gian. Trung Hà tuy rất gần gũi với anh Kỳ như anh em, nhưng riêng trong việc này ủng hộ cơ chế nhà nước bởi lúc này từ FPT đã lập ra những công ty tư nhân kiểu hoàng đạo, Zodiac hay HPT sau phải lấy tên HPT vì trùng tên công ty với HP tại Singapore nhưng bản chất vẫn là người fpt để đá cả hai sân thế là phụ thuộc vào lá phiếu của anh tiến người cùng với anh kỳ thay mặt fpt đánh quả bên nga tiến lúc đầu ngả theo ý kỳ nhưng sao lại theo ý bên bình thế là chuyện đã quyết còn anh kỳ rời fpt sang quản lý cho acb với kiên bạc thậm chí bình đã đề nghị kỳ ở lại thay mình làm ceo nhưng kỳ béo vẫn nhất quyết ra đi xin nhớ ở zodiac cổ phần của các cổ đông tùy thuộc vai vế tại FPT, chẳng hạn anh Bình nhiều phần trăm nhất, anh Kỳ thứ hai. Khi đó Trung Hà đang là nhân vật thứ ba của FPT nhưng chỉ làm chân giữ quỹ, sau này cùng anh Bình sang đầu tư ACB. Khi đó ACB tăng vốn, Kiên và Trần Mộng Hùng nhường quyền tăng vốn cho Trương Gia Bình và anh Bình tham gia hội đồng quản trị ACB Bank từ 1994. Trung Hà làm giám đốc ACB Hà Nội sau 2 năm. Sau đó, kiên đầu bạc ép thôi giữ chức vì phong cách quản lý không giống nhau. Cơ chế nào thì cơ chế cũng phải làm ra tiền mới nuôi được cái bộ máy đang ngày càng lớn dần. Đổi hàng kiểu máy tính, đánh sang Nga thì FPT làm còn bé hơn 3C, Vinh Đen và Mefremake. Nhưng tại phía Nam, do anh em thành béo và công tháo triển khai rất nhiều làm phần mềm là mục tiêu của fpt đặt ra khá sớm nhưng tất nhiên những năm đầu ấy mà trông vào phần mềm thì đói to một nhân vật fpt khi đó không thấy có việc gì cụ thể bỏ đi khá sớm nhưng anh lại để lại một chiến lược kinh doanh quá xuất sắc đã vực dậy fpt và fpt đi theo nó suốt nhiều năm trời đó là việt tròn bây giờ anh làm việc anh làm trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ tâm việt trong những lúc nhậu nhẹt bàn đến chiến lược kinh doanh anh để ra khẩu hiệu dựng bạn bè mình lên thành địch mà đánh anh nghĩ sâu xa thế thật hay chỉ nói chơi thôi thì bây giờ khó đoán bản thân anh cũng có nhớ đâu giờ chỉ nghĩ đóng góp lớn cho fpt của mình chỉ là rủ được đàn em hoàng minh châu từ quân đội ra làm Thế nhưng anh Bình và Trung Hà chấp ngay lấy chiến lược đó để thực hiện. Nôm na mà phiên dịch, đánh tay chưa được thì đánh trong nước đã, mà dễ nhất ban đầu là đánh người quen. Làm chẳng may chưa đến nơi đến trốn, còn có cách gãi đầu gãi tai mà xin lỗi được. Từ đó, đội hình FPT tận dụng mọi khả năng quan hệ có thể, cơ quan vợ, công ty bạn, quen biết sếp, có gì sung phong làm tất, không biết cũng nhận, kém hơn cũng đấu thầu thế mới có việc mà làm mà sống. Từ những việc còn con cho tới cả những việc ở ta chưa ai dám làm, như viết phần mềm cho hệ thống ngân hàng ACB. Cũng chạy được, nhưng tất nhiên đến khi ngân hàng này phát triển lên thì vẫn phải mua của tư bản thôi. Nhưng như thế là một việc kinh thiên động địa đấy, sau này còn xuất được cả giải pháp sang nước khác cũng bắt đầu từ đây. Tất nhiên là cạnh tranh cũng rất mạnh hết vinh đen lại đến kiên bạc chen vào. Ví dụ như gói thầu lớn nhất bây giờ là ở Bộ Công an 9 triệu đô, bị thiên nam của kiên cạnh tranh dữ quá. Lờ quy tiến nhờ kỳ bố trí gặp kiên ở một nhà hàng tại phố Tràng Thi, cuối cùng hai bên thống nhất chia đôi gói thầu. Nhưng hơn ở cái độ trì nên FPT vẫn làm tin học tiếp, còn kiên bạc đến năm 1999 bỏ ngỏ không theo ngành đó nữa việc lập ngân hàng FPT cũng nghĩ tới sớm, nhưng có lẽ số FPT vất vả hơn với ngành này. Buổi họp về việc lập ngân hàng cũng diễn ra tại nhà tướng giáp, gồm có các vị Trương Gia Bình, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên, anh Chu Quang Thứ. Lúc đó là tổng cục phó tổng công ty Hàng Hải, sau này làm chủ tịch ngân hàng Hàng Hải và chủ tịch cục Hàng Hải, là người anh đi đầu trong việc lập ngân hàng cổ phần Ngân hàng nhà Hà Nội và Exim Bank được lập trước, nhưng khi có pháp lệnh ngân hàng thì ngân hàng hàng hải đứng giấy phép số 01, trước ACB 593 mới thành lập. Vì do tổng công ty may góp 10%, FPT 10%, hàng không 10%, tổng công ty bảo hiểm 10%, tổng công ty biêu chính viễn thông 10% thì đã ổn. Nhưng do có đơn vị trong số này góp không đủ nên các doanh nghiệp của tổng công ty hàng hải chiếm trên 51% và anh Thứ một mình điều hành nên ngân hàng này không phát triển được. Khi đó, nói là cổ phần nhưng thực chất là cổ phần của các công ty nhà nước. Vì vậy, Kiên Bạc và anh Trần Mộng Hùng mới lập nên ACB đúng nghĩa cổ phần. Sau do nội bộ ngành hàng hải nhiều mâu thuẫn, anh Thứ không điều hành được. Maritime Bank bị kiểm soát đặc biệt nên Bảo Việt, FPT, Vinatex chán bán lại cổ phần, chỉ Viễn Thông ở lại. Tuấn trợ, Trần Anh Tuấn may mắn mua được 10% sau tăng dần lên 24% rồi có quyền tăng vốn. Vì việc làm phần mềm thì ngay trong FPT cũng có những cách nhìn trái ngược hẳn nhau. Sau khi anh công đi khỏi FPT, anh Bình, Thành Nam hay sau này Trương Đình Anh đều nghĩ phải tuyển chọn bọn đầu ra giỏi nhất ở các trường vào làm và làm sản phẩm trọn gói. Nhưng Trung Hà vốn cũng xuất thân làm phần mềm và thấy hội trẻ học nhanh và giỏi hơn hẳn lứa mình thì đánh giá khác. Viết phần mềm cũng như nông dân đi cày hay công nhân xây dựng, chả cần tuyển bọn giỏi nhất làm gì vì chúng nó giỏi thì làm tí lại nhảy việc. Đằng nào Việt Nam cũng yếu nhất, thậm chí chưa có kỹ năng thiết kế hệ thống nên chả làm sản phẩm ra hồn ngay được đâu, cứ làm thuê bảo gì làm nấy cho nhanh. Vốn thích hào hùng nên tất nhiên anh Bình thích package cơ và FPT làm mãi cũng đến lúc thành công. Nhưng một ông bạn khác của Trung Hà đi áp dụng y nguyên công thức chọn bọn vừa vừa, chỉ tuyển con em của làng nghề về dạy cố tình. Thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông không sao, huấn luyện mấy tháng, làm được tất thì cũng đang thành công rực rỡ, gia công phần mềm cho rất nhiều công ty nước ngoài, thế mới thấy nếu có kết quả thì lãnh đạo luôn đúng, xuất sắc, còn kết quả yếu kém thì do đội ngũ thôi. Năm 1997 có một thử thách cũng rất quan trọng, lần này với riêng anh Bình. Đó là cơ hội về làm thứ trưởng Bộ Kế hoạch Công nghệ môi trường. Mọi thứ sẵn nong sẵn né hết rồi. Đến Bắc Tổng cũng hỏi xuống là đã về chưa? quả là cũng dao động. Nhưng rồi anh Bình quyết tâm ở lại với con thuyền FPT. Tuy rằng vẫn rất lắc lư, nhưng cũng đang tiến ra khơi xa. Mà có khi lắc lư chính của thuyền. Lại do anh lắc ấy chứ. Đó là một thời khắc vào loại trọng đại đối với lịch sử FPT mà cực kỳ ít người biết rõ. Khi đó FPT đã khá mệt mỏi với một đội ngũ đủ lớn để vấn đề nuôi quân cũng rất căng thẳng có thể nói nếu nhìn thực tế thì gọi là trên bờ vực phá sản cũng không ngoa hoặc là cổ phần hóa ngay và luôn hoặc là giữ cái mác doanh nghiệp có vốn nhà nước mỗi mô hình đều có những mặt lợi và hại riêng chỉ những người cốt cán nhất của fpt được tham gia bàn về đường hướng của cả tổ chức chỉ có bẻ lũ bốn tên được có tiếng nói trương gia bình lê vũ kỳ lê quang tiến nguyễn trung hà khi đó Lê Vũ Kỳ trong Nam ra Hà Nội để họp hay nghỉ lại ở khách sạn Dân Chủ ở ngõ Tràng Tiền. Nguyễn Khắc Cần Anh em họp rất say xưa, cả ngày hết quán rượu cũng họp. Lại karaoke cũng họp, đến tối về vẫn họp tiếp. Hai lần bỏ phiếu thì tỷ lệ đều 22, tự bốn người chạy vận động lẫn nhau để làm sao đường hướng của mình phải được đa số công nhận cho bằng được. Cuộc bỏ phiếu lần cuối diễn ra tại khách sạn Dân Chủ mang tính quyết định. Đáng nhẽ Trung Hà phải ủng hộ cho phương án cổ phần hóa ngay và luôn, rồi anh Bình giữ chức chủ tịch, anh Kỳ giữ chức tổng giám đốc. Thế nhưng phút cuối không biết tác động ở đâu thế nào mà Trung Hà trở cờ, quay sang ủng hộ phương án FPT, vẫn giữ status nhà nước. Từ đấy bắt đầu ngã rẽ khá rõ rệt trong FPT. Lê Vũ Kỳ cảm thấy không thoải mái với sự đánh giá công lao thuyền trưởng của mình lèo lái fpt trong thời gian gian nan nhất nên dễ sang hẳn acb với kiên đầu bạc trung hà sau đó cũng quay sang tập trung vào các công ty mình thành lập lúc đầu định dùng với mục đích làm sân sau của fpt ví dụ jodiac ngay cả cấp phó lê quang tiến vốn thường ngay ủng hộ chiến lược của bình chủ tịch cũng bị xếp bình dằn mặt có lẽ để dọa ba quân hơn là dọa người phó của mình bằng cách một thời gian không cho sử dụng Xe ô tô của công ty, cấp phó khác, tống hưng cũng bị như vậy. Thế nhưng FPT lại thoát được ra khỏi cơn hoạn nạn. Thật khó đánh giá đó là bởi sự lãnh đạo tài ba của Bình Chủ tịch hay chỉ đơn giản là cô thương. Anh Bình là một CEO chẳng giống ai bởi lẽ chả có tập đoàn hay công ty nào có thể chịu được một CEO tả bù xiềng như anh một thời gian dài mà không sập tiệm anh Bình là một chủ tịch đã tốt hơn nhiều. Nhưng việc tốt nhất anh làm giỏi và ít ai có tố chất ấy hơn anh, đó là làm lãnh tụ. Lãnh tụ là nghe người nọ người kia nói gì, phải nắm bắt nói lại hay hơn, hùng hi biện hơn, trí lý hơn cả khi nghe. Lãnh tụ phải biết hô hào khích lệ đám đông, phải biết khi thua trận vẫn bảo quân ta đang theo đúng chiến thuật. Thế nhưng trẻ tre phải biết khích tướng khi thắng trận vẫn quát sao mà hy sinh chồng chất thế. Những cái này ngoài anh Bình ra ít người làm được lắm. Như tôi chưa nhớ ra được ai ngoài vũ qua. Nhưng qua ăn nói vậy có lẽ chỉ cho bọn nịnh thần hay đầu đất nghe mới lọt mà thôi. Thế mà FPT anh Bình không nói thế mới là chuyện lạ. Mãi tới 2002, FPT mới cổ phần hóa với tên Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Năm 2006 lên sàn chứng khoán thắng lợi rực rỡ, anh Trương Gia Bình đứng đầu trong danh sách top 100 người giàu nhất trên sàn, có lẽ đó là phần thưởng cho những ai biết chờ đợi. Lúc này, FPT mới đi được hết nửa chặng đường. Phần 2. FPT bao giờ sẽ lớn? Làm tiền đã khó, chia tiền còn khó hơn nhiều, với một đội ngũ đông đảo ngay từ đầu, không thể nói FPT không có khó khăn trong việc campuchia phải nói là ngược lại ngay từ đầu đã nhiều người không hài lòng với cách đánh giá cũng như cách thức chia của fpt nhất là của người cầm lái là anh bình do đó việc chia này được giao cho trung hà lập ra một cơ chế để có thể tính toán theo công thức được đỡ cãi nhau nhưng nguyên tắc xuyên suốt từ thời kỳ đầu có vẻ rất xã hội chủ nghĩa Chính cái cách phân chia lợi nhuận theo kiểu cao bằng này biến FPT sau này thành một tổ chức có nhiều nhà tư bản nhất. Đơn cử như việc xin đất, chia lô, xây nhà, ngay từ những năm đầu tiên đều lấy từ lợi nhuận chung của công ty mà ra, còn ai nộp bao nhiêu thực ra đều tượng trưng mà thôi. Quả là không giống ai. Là công ty cổ phần mà cho đến khi FPT lên sàn rồi mà người đứng mũi chịu xào chỉ chiếm có 7% thì trả xã hội chủ nghĩa là gì? sau đó cách thức chia chác mới được thay đổi đi để tăng thêm phần thưởng cho kết quả kinh doanh cho giai đoạn sau. Để vươn lên là công ty tin học hàng đầu, FPT đã phải vượt khá nhiều đối thủ, trong đó có lẽ xương sầu nhất là công ty Đông Nam của hai anh em Việt Kiều Thăng và Thiểu. Từ đầu những năm 90 thì Đồng Nam đã nhập khẩu để phân phối rất nhiều thiết bị tin học văn phòng qua công ty T và C của anh em Thành và Công nguồn hàng từ Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Đồng Nam có hướng đi khác, họ không mấy ham đấu thầu mà phát triển hệ thống đại lý phân phối. Điều này càng ưu việt khi họ bắt đầu phân phối điện thoại di động. Tất nhiên, đó là vào những năm cuối năm 90, khi di động bắt đầu trở nên thông dụng. Người ta bỏ không dùng những máy nhắn tin nữa mà đi đâu các công chức, doanh nhân cũng kể kẻ cái alo. Một thị trường vô cùng béo bở được mở ra trong đó Đồng Nam là người đi trước. Lại thêm mối tình với cô Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng tăng thêm sự hấp dẫn cho thương hiệu này. Cũng phải nhìn nhận rằng Đồng Nam cũng như vài công ty thương mại phân phối đồ gia dụng phía Nam đã đi đầu trong việc khai thác biên giới phía Bắc. Trong lúc Tân Trường Xanh đang tranh thủ buôn lậu đường biển phía Nam thì biết bao nhiêu điện thoại di động được đem đường tiểu ngạch qua hang rơi, cái cách mà FPT thừa biết nhưng không dám làm. Đồng Nam giàu lên nhanh quá, quay sang buôn bán bất động sản, cứ tưởng đâu ngày vui còn mãi. Vụ Đồng Nam nổ ra, Thiều nhận hết tội về mình cho người yêu thoát tội, đến nay chưa ai có thể khẳng định được có tác động thò tay thò chân gì của FPT vào vụ việc này không, nhưng chuyện xảy ra thì ai cũng thấy. Vài năm sau, khi bị tạm giam, Thiều mới được ra tòa xử và trên tòa Thiều vẫn nhận hết tội về mình để bảo vệ người yêu. Với một cái án không quá nặng nhưng chẳng hề nhẹ, Thiều cũng đã ra tù. Trong mấy năm đó dù sao con gái có thì, cô hoa hậu không chờ được nữa mà đã có bến đỗ mới bình yên. Những năm đó, FPT thống lĩnh thị trường phân phối điện thoại di động trong nước và đó trở thành nguồn thu đáng kể nhất của tập đoàn. Thế nhưng, đâu phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ như vậy khi Trương Gia Bình dẫn đầu danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam, thì vô hình chung đó trở thành một thách thức, một mục tiêu ngon lành của những doanh nhân người Việt ở nước ngoài mà đáng kể nhất phải nói đến những Nga kiều thầm lặng. Điên xô cũ đã cho họ tiền, lại cho họ một kinh nghiệm vô giá và hơn nhất đó là một quyết tâm không thua bạn kém bè. Lần lượt những Vượng, Vũ, những Hùng Thảo, những Vĩ, Dũng, Hùng Anh lần lượt kéo về việt nam và chính họ đã đặt ra luật chơi mới ở thương trường từ đó người ta đầu tư bất động sản không như trước nữa kinh doanh ngân hàng không như trước nữa chơi trứng cũng đã khác đi những doanh nhân từ đức từ ba lan từ hung cũng âm thầm chuyển hướng trong nước xuất hiện hàng loạt tên tuổi mà mấy năm trước còn ít ai để ý như hòa phát hùng vương minh phú tôn hoa sen flc FPT dành tiếng thế mà bây giờ trở thành bé tí bên cạnh những người khổng lồ, cơ chế Viettel. Và FPT tiếng là tập đoàn công nghệ nhưng chỉ từ hư vô nhảy ra mấy anh tài trẻ tuổi, thiết lập thế giới di động với công nghệ quản lý siêu Việt đã bỏ xa FPT trong khoản doanh số bán hàng. FPT lại tiếp tục bơi trong sương mù về nơi bất định. Một việc rất quan trọng nữa là chọn người, vốn chưa bao giờ là thế mạnh của anh Bình cái này ai nhìn bên ngoài vào thì đều thấy riêng anh có một logic chả giống ai và vì thế việc nhân sự ở fpt là chuyện đàm tiếu khi trả dư tiểu hậu của toàn xã hội người phải nói là thích hợp nhất cho vị trí ceo ở fpt mà khả năng tìm được một nhân vật thứ hai như vậy cực khó đó là trương đình anh thì không phải như xã hội nghĩ đó là cháu bình nên được đặt vào đấy đâu ngược lại các thành viên FPT phải lobby, đấu tranh với Bình để cho Đình Anh được ông chú chấp thuận đấy. Và quả là trong những năm Đình Anh làm CEO FPT khởi sắc hẳn. Điều đó chẳng hề thay đổi, nhiều kế hoạch cá nhân của chàng là triệu phú trước 30 tuổi và thủ tướng trước 40. Ông cháu này còn khó chơi hơn ông chú, vốn là người điều hành xuất sắc nhưng chiến lược ra thì chưa phải thế. Được đưa sớm vào hội đồng quản trị, nên Đỉnh Anh cứ muốn tiến hành chiến lược FPT theo ý mình cơ. Việc lớn nhất mà Trương Đỉnh Anh đã làm được cho FPT đó là chỉ có một FPT, tức là định hướng sẽ không cổ phần hóa các công ty con của FPT nữa. FPT là một và sẽ chỉ xoay quanh một ngọn cờ, nhưng cờ đó phải là Trương Đỉnh Anh. Cũng chính vì việc này mà cậu cháu bất đồng. Việc này làm các bộ lão trong FPT bất bình lắm và cái gì phải đến thì cũng đã đến. Chàng cháu họ trương ra đi khi mới thực hiện được nửa đầu của kế hoạch cá nhân. FPT còn trải qua nhiều CEO nữa, đều rất giỏi nhưng không thể quản lý giỏi như chàng trai trẻ họ trương kia. Nguyễn Thành Nam Quá tốt tính, không chém tướng được và bùi quang ngọc cũng lớn tuổi như anh Bình. Phải thấy được vai trò rất quan trọng của anh Bình trong việc trèo chống con thuyền FPT. Thứ nhất, anh là người quản trị giỏi, nhất là khi dưới trướng có hàng loạt những anh tài như vậy. Dụng nhân không hề dễ. Thứ hai, những quyết định quan trọng của anh thường ảnh hưởng trực tiếp đến đường đi nước bước của FPT và thường anh đúng. Thế nhưng nếu Bình vẫn tiếp tục là người cầm lái thì FPT sẽ mãi chỉ hít khói cho đội doanh nhân trẻ kia. Đi trước về sau chính là đây. Đúng như Việt tròn nhận xét, đừng tìm người giống Trương Gia Bình mà phải đối lập hẳn kia, chứ giống thì tìm làm quái gì, vẫn biết rằng FPT không thiếu gì anh tài. Họ sẽ chẳng chịu đá hạng B thế đâu, nhưng làm thế nào đây? Khó lắm, có lẽ thời gian còn đủ để thử thách Trương Gia Bình một lần cuối, với hình ảnh lãnh tụ, anh chỉ cần chọn người một lần chuẩn xác kiểu như Elsin chọn Putin thì FPT mới thực sự chuyển mình. 30 năm có lẽ leo lái một con thuyền FPT thì không thể không nói rằng anh Trương Gia Bình rất giỏi. Vậy có những đức tính gì trong con người này quyết định thành công bền vững như vậy? Có hai thôi. Giỏi của anh Bình là nói nhiều và không làm gì. Nói để mị chính Bình tin vào điều Bình nói. Rất nhiều nhân vật đình đám của FPT cũng nói giỏi lắm. Lớp lang bài bản lắm. Nhưng có lẽ cả họ cũng phải công nhận anh Bình nói hay hơn. Nhiều liều hơn thuyết phục hơn tất thảy đến mức ngay bình cũng tin cả những điều mình nói ra và đa nghi tất cả các bạn hay đối tác đều cần đa nghi những tưởng đây là một cái phanh khổng lồ cho sự phát triển của fpt nhưng mà kệ thế mới là bình anh chơi cờ người rất giỏi sau khi đã tách được bộ ba người tài xa fpt ra gồm lê vũ kỳ nguyễn trung hà Phan Ngô Tống Hưng thì còn lại bộ ba Bình Ngọc Tiến. Mà anh Bình thấy nguy cơ có khi ở Lê Quang Tiến nên đẩy Tiến sang Chủ tịch Ngân hàng Tiên Phong. Sau bán thì Tiến mới làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vậy nên nói FPT là Trương Gia Bình cũng không hề ngoa. Làm gì ư? Cái gì họ trả thử qua một tí? Tin học, phân phối dược, bán điện thoại, truyền hình số, ngân hàng, trồng trọt, giáo dục, xe tự động, vệ tinh, vân vân nhưng các bạn có tin rằng với một trong những ngành nghề kể trên thì fpt sẽ trở về vị trí top đầu tiên trên thương trường không vâng tất nhiên rằng không tôi được biết họ đang chuẩn bị bắt tay vào một chương trình hoàn toàn khác những bộ môn trên cũng là rất mới lạ đối với họ nhưng ở ngành này thì may ra họ có một chút ưu thế đối với các đối thủ khác đoàn fpt một lòng ra đi câu chuyện lại sang trang 30 năm mới đến tuổi trưởng thành chín chắn đây. Bonus, những doanh nhân đi dép đúc. FPT khá lắm dị nhân, mà hình như khi đứng vào hàng ngũ FPT rồi, ai cũng phải tỏ ra dị thường một tí, chứ không dễ bị coi thường là kém tài năng. Thôi thì văn hóa doanh nghiệp nó khác biệt như vậy kệ đi, không làm gì trái pháp luật là được mà phong trào ấy có vẻ thành truyền thống rồi nếu các sếp có dị một tí thì cái sự khác người này sẽ được nhân viên cấp dưới hết thế hệ này qua thế hệ khác truyền tụng thêm gia vị cho nó thật lung linh hay đúng từ hơn là phọt phẹt chẳng hạn cũng được kệ đi hay mà chẳng hạn có một tay đã từng làm tổng giám đốc fpt mà xưa nay cứ có dịp là diện dép cao su không những thế còn cổ suý giới thiệu cho anh em bạn bè đi cho rõ lắm vào cũng may quân tướng fpt hay đề cao sự khác biệt nên giới trẻ nó ít bắt trước hắn thế chưa thấy đủ dị hắn đi đâu cũng phi xe ôm đeo ba lô cứ như cắm trại ấy vẫn chưa làm đủ dị nhân nên hắn đưa về một môn phái võ có tên rất đẹp là tẩy tủy công công phu nào chả xuất phát từ núi võ đang nhưng môn công này sau lưu lạc tới đài loan rồi địa bàn chính bây giờ là Mỹ. Số lượng môn nhân thì không hề nhiều, nhưng đặc biệt ai học rồi cũng muốn học nữa, không ai bỏ cả. Võ công, bí kíp của trưởng môn nhân đời trước để lại bằng tiếng tàu, lại viết nửa kín, nửa hở. Chẳng ai hiểu rõ được thì dịch làm sao để luyện. Sau này hắn tìm được một bác hải hoành, đã lớn tuổi rồi, từng học giao thông cả ở Trung Quốc lẫn Liên Xô, rất siêu về chữ Hán thì mới dịch ra được. Mà dịch ra được tiếng Việt rồi thì trưởng môn nhân đời này mới vỡ ra được nhiều điều xưa kia sư phụ viết. Việc đáng tiếc nhất đời của hắn là đáng nhẽ nhận chức trưởng môn nhưng vì tính tự ti của người Việt nên để rơi vào tay một chú Mỹ phí quá. Hắn chỉ làm trưởng tràng của môn phái này tại Việt Nam trong Nam ngoài Bắc cũng hơn trăm vị, bản chất là luyện chim đấy. Nhưng thực ra sâu xa hơn đó là luyện tái tạo tế bào gốc. Thế nên tập trẻ ra, khỏe ra là có thật. Còn đánh nhau thì chưa ai chứng kiến. Thế cũng dị rồi, nhưng có cái này thì dị thật. Nhưng ra tiền bạc hẳn hoi, ấy là hắn nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc đời của bác. Vốn là tay học hỏi mà hắn thì đại học 30 điểm thời những năm 70-80, thế còn khó hơn chúng Việt lót rồi. Còn bây giờ có khi thi đại học công an, nhẽ ra trượt thẳng cảng. Hắn nghiên cứu về ông cụ kỹ lắm, chỗ nào cụ đã đi qua là hắn cũng tới. Ai có viết sách báo gì về cụ là hắn kiếm về bằng được, rồi dịch ra, rồi phân tích mổ xẻ. Hiện hắn là nhà Hồ Chí Minh học số 1 đấy, chứ không phải giáo sư Hoàng Chí Bảo đâu nhé, các bạn đừng nhầm. Đắt xô so lắm, hết học viện nguyện ái quốc mời thỉnh giảng, lại qua Vin Uni viết giáo trình. Dị nữa là việc hắn là nhân vật duy nhất của bộ sách này mà đặt hàng từ sớm. Các bạn có cảm nhận được khuôn mặt dị nhân khi đọc tới dòng này không? Một tay khác, bạn thân của hắn nói phép cũng phải bằng hắn, nhưng lười hơn nhiều, chỉ rượu thuốc thì hơn thôi. Chúng cũng có nhiều cái giống nhau, chẳng hạn thả chết không có chơi golf. Có khi có biệt thự ở giữa sân golf mà cũng chả biết nơi ấy có bao nhiêu lỗ đâu một nhân vật FPT thâm thúy đi dép cao su đúc, trước kia làm gì đã có dép đúc này, phải đi tông vậy. Tuy là dân toán xịn với giải quốc tế, nhưng hắn nổi tiếng vì bài phỏng vấn, làm toán là tự sướng và giỏi đi học toán là lãng phí. Tất nhiên, theo tinh thần phủi của FPT, nó rất hợp lý đấy. Nhưng dân tình chả chịu để ý đến chuyện xuất xứ của bài phỏng vấn này, vốn làm cùng viện với bố của Ngô Bảo Châu, nên hôm trước được mời ăn cơm thế nào lại có phóng viên đến phỏng vấn giáo sư có tí rượu vào nên hắn nói ra hộ ông cháu cho rõ nghĩa phóng viên ấy kém kinh nghiệm chứ không đáng lẽ phải hỏi thế chú không học toán rèn luyện suy nghĩ logic thì làm sao mà lại bài bạc giỏi thế thế thì bài phỏng vấn mới thực sự xuất sắc vì nghĩ tới hắn người ta đầu tiên phải nghĩ ngay tới thần tá lả một môn thể thao tinh thần lành mạnh mà hắn rất đam mê và khét tiếng thần bài là một trong những sáng lập viên của fpt tôi e rằng chính sách đẩy mạnh xuất khẩu phần mềm là của hắn bởi xưa nay hắn cứ oang oang người lập trình cũng như công nhân ấy mà ai học làm trả được việt nam đông người thì đi làm cái này thôi thực ra hắn có giải thích thêm đại loại nó cũng giống như người quét tuyết hay công nhân xây dựng hay lao động phổ thông thôi nhưng người Việt sức yếu, ra nước ngoài quét tuyết còn khó, đi mà làm phần mềm đi. Không biết FPT nghe hắn tới đâu, chứ có ông bạn nghe hắn, về dạy làm phần mềm cho cả làng, thành ra làng nghề phần mềm. Thế mà làm được thật, trẻ em nông thôn viết trình nhoay nhói xuất khẩu đều, có cần học hết lớp 12 đâu. Còn công ty riêng của hắn lập ra thì đặt tên là Rốt Đặc. Nhớ lời mẹ dặn ngày bé con chả chịu học thì lớn lên chỉ có chăn bò. Nên khi đã thành đạt rồi, đầu tư giải rác khắp nơi rồi, hắn vâng lời mẹ, đầu tư một dự án chăn bò trên Mộc Châu. Gạ thêm cả ông bạn dép cao su kia nữa. Thế là toại nguyện. Bonus, người làm giỏi toán, rất lãng phí. Nhúng tay vào hàng chục lĩnh vực, thiện ảnh, bất động sản, ngân hàng, quảng cáo, PR, báo chí, tin học, thiết bị văn phòng, vân vân sở hữu và đồng sở hữu vài chục công ty, trong đó đã và đang gây ấn tượng với những cái tên nổi tiếng như FPT, Jodiac, Hoàng Đạo, ACB, Togi, Vĩnh Trinh Company, Thiên Ngân Glassy. Từ một sinh viên toán cách đây 20 năm, Nguyễn Trung Hà đã từ bỏ lối đi được chọn dọn sẵn để hiện tại trở thành một nhà đầu tư có máu mặt ở Việt Nam. Trong quá trình đi tìm nhân vật cho loạt bài này, với mục đích tiếp cận những cựu HSG quốc tế thành danh trong lĩnh vực kinh doanh, tôi nhận được không dưới mời lời giới thiệu của nhiều doanh nhân thành đạt về Nguyễn Trung Hà. Cuộc phỏng vấn được thực hiện cuối tháng 11 năm 2005. Thẳng thắn và thực tế, đôi chút cực đoan, nhiều ý kiến của anh có thể sẽ gây ra tranh cãi hay dư luận trái chiều. Toán học không có nhiều ý nghĩa với xã hội. Trước khi là một nhà đầu tư, anh là anh từng là một học sinh giỏi toán. Năm 1978, đạt giải ba học sinh giỏi toán quốc tế ở Romania. Cùng 40 người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học, tôi được gửi lên trường quân sự trên Vĩnh Phúc để ôn luyện tiếng Anh chuẩn bị cho việc sang Nga. Năm sau, tôi sang MGU, Đại học Tổng hợp Moskva, học khoa toán cơ, ngành toán lý thuyết, lại chọn lý thuyết số môn cổ điển và kém ứng dụng nhất trong các nhánh của toán học, nhưng chưa hết đại học thì tôi chán, tôi tự nhận thấy học toán xong rồi cũng không để làm gì. Vì sao? Tôi cho rằng những gì dân toán làm là tự đặt vấn đề, tự giải quyết vấn đề rồi lại tự hoàn hồ, nói chung là một chuỗi công đoạn tự sướng và ít có ích cho người khác. Nói cách khác, giá trị của việc học toán và làm toán không cao. Toán học vẫn được coi là nền tảng của nhiều môn khoa học khác những điều anh nói dường như phủ nhận một quan điểm được rất nhiều người thừa nhận. Kiến thức toán khá cần thiết trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Nhưng những thứ thực sự cần thiết cũng chỉ ở tầm vừa vừa thôi. Nói nôm na là một cộng 1 bằng 2, chứ không phải những cái hoành tráng, trừu tượng, cao siêu. Mà toán học bây giờ đi xa lắm rồi, ở tận chân trời nào rồi. Đa phần những vấn đề mà các nhà toán học nghiên cứu là do họ tự đặt ra, tự thấy rằng nó rất có ích rồi tự đi tìm lời giải và cũng chỉ có họ hoặc những người theo đuổi toán ở tầm của họ mới hiểu được. Vì không có ai hiểu được ngoài mấy ông toán biết với nhau nên cũng là các ông tự hoan hô nhau. Ông này khen ông khác giỏi, khen những vấn đề XYZ nào đó là giải quyết được mấu chốt, là có ý nghĩa, ảnh hưởng rất lớn. Và dân chúng, xã hội thực ra chẳng hiểu tẹo nào về vấn đề đó. Tung hồ theo anh có nghĩ rằng những điều này sẽ động chạm tất nhiên bất cứ chuyện gì nhạy cảm cũng có thể động chạm nhưng tôi nói với tư cách không phải người ngoại đạo tôi cũng từng học toán rất rất nhiều bạn bè tôi cũng là dân toán trong giới toán nói chuyện với nhau cũng rất hiểu điều đó chúng tôi còn dùng nhiều từ trần trụi hơn nhiều chẳng hạn thủ dâm tư tưởng cười to vô nghĩa ông này tiến sĩ ông anh kia tiến sĩ toàn giải quyết vấn đề vô nghĩa anh từng học toán tức là cũng đã từng thấy rằng nó có ích mất bao lâu để anh đi đến kết luận ngược như bây giờ tất nhiên ngày xưa tôi không nghĩ ngay được cái điều mà tôi thấy bây giờ thời đầu cũng như rất nhiều sinh viên toán khác tôi rất thích làm toán mỗi lần tự giải quyết được một bài toán một vấn đề nào đó thì thấy rất sướng và nếu có ai đó xung quanh hoan hô thì càng vui hay tự mình hoan hô cũng thấy hay cũng đủ để thỏa mãn cười. Nhưng cuộc đời có những thời điểm, những cột mốc có thể làm người ta thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi một cách sâu sắc về chất. Năm 1992, tôi bị lao phổi và phải nằm trong viện lao Moskva mất một năm. Thời gian này rảnh rỗi nên tôi có nhiều thì giờ suy ngẫm về cuộc đời. Sau khi ra viện, tôi trở thành người khác hẳn trong cách nhìn cuộc sống. Tự dưng, tôi nhận thấy một cách rõ ràng sự vô nghĩa của những cái mình đang theo đuổi cụ thể là việc học toán hay việc mình muốn đạt cái này cái kia người giỏi toán làm toán là sự lãng phí nhưng có một thực tế là dân toán đa phần là những người giỏi và họ dễ thành công kể cả khi họ chuyển sang các ngành khác tức là toán học có ích ít nhất về mặt đào tạo có một số khái niệm bị đóng khung trong suy nghĩ nói thịt nghĩ là thịt lợn chứ không phải thịt gà thịt cừu hay thịt bò nói giỏi hầu như chúng ta cũng hiểu là giỏi toán nếu giỏi văn giỏi lý giỏi hóa nhạc họa sẽ cần phải chua thêm mấy cái từ danh từ phụ cá nhân tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây nhiều người nghĩ những người học giỏi toán khi nhảy sang các ngành khác làm cũng dễ giỏi dễ thành công tôi lại cho rằng những người giỏi toán bản thân họ là những người giỏi tức là họ có nhiều tố chất về trí tuệ để dễ thành công mà người giỏi thì học gì làm gì cũng dễ giỏi kể cả học toán chẳng qua người có trí tuệ tốt từ bé thường được hướng hoặc tự chọn vào những môn mang tính khoa học nhất là toán thành ra mật độ những người học giỏi dính dáng đến toán là tương đối cao nên dẫn đến sự đánh đồng khái niệm dân toán là dân giỏi sự lãng phí ở đây lẽ ra phải cho những người học giỏi đó học ngành khác hữu ích hơn là toán. Nhưng rõ ràng rất nhiều kiến thức của toán đã và đang được áp dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng ta nhầm lẫn trong việc định nghĩa thế nào là ứng dụng, dẫn đến hiểu toán có ứng dụng trong nhiều ngành, không phải vậy, toán hoàn toàn không có ứng dụng. Tôi nghĩ kiến thức toán ở bậc đại học là bắt đầu không cần thiết. Càng nghiên cứu lên cao, toán càng ít tính ứng dụng hơn lúc đó nó chỉ phục vụ cho những sự phát triển nội tại của bản thân nó thôi tôi cho rằng vô ích nếu muốn nước ta đi nhanh hơn thì có lẽ nên bỏ qua ngành học này anh có mạnh miệng quá không đó là sự thực để nói là vô ích hay không thì xác định xem ta đứng ở điểm nào đó để nhìn nhiều người cứ lý luận hoặc có thể chính họ tin rằng toán hữu ích nhưng nhìn ở góc độ phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện tại công hiến của Toán thực sự không có gì. Vậy, anh nói thế nào khi vẫn luôn có những hình thức tôn vinh đóng góp của các nhà Toán học và cả những nỗ lực và sự đầu tư để Toán phát triển, phải chăng xã hội nhầm lẫn hết? Toán là một trò chơi, tôi ví dụ, thi nhảy cao chẳng hạn, cũng là một trò chơi, một trò thể thao, bản thân cái việc nhảy cao chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngoài một điều duy nhất là có tác dụng về tinh thần, nó có thể thỏa mãn khát khao chinh phục một cái gì đấy hay thúc đẩy cho nhiều người yêu thích và hứng thú luyện tập thể dục. Toán học cũng vậy, học tiếp lên, nghiên cứu tiếp lên có thể ra những cái khá hơn cái cũ, cũng như nhảy cao, cố gắng 2m10, rồi 2m12 sẽ đạt được mục tiêu là chinh phục kỷ lục nào đó. Ngoài ý nghĩa này thì toàn bộ công đoạn nỗ lực là vô nghĩa. Vô nghĩa Giải thưởng Clay của Ngô Bảo Châu được nhiều người coi là niềm tự hào là một ví dụ phản bác lại nhận định của anh. Đúng, đó là sự tự hào, về khía cạnh này thì rất có ý nghĩa. Những nhà toán học thành công cũng như những vận động viên thể thao thành công sẽ nuôi dưỡng được niềm tự hào cho những người liên quan trong gia đình, thậm chí trong cộng đồng của họ, nhưng điều ấy có ý nghĩa gì khác cũng như kỷ lục thế giới có ý nghĩa gì? ngoài cái danh kỷ lục. Đừng vẽ son, tù hồng quá cho dân toán. Phát triển xã hội thì đừng đưa những đầu óc tinh túy vào ngành toán để họ chăn trở với những việc tự đặt vấn đề rồi tự giải quyết vấn đề. Những đầu óc ấy có thể làm việc được việc khác hữu ích hơn nhiều lần. Anh lấy những tiêu chí nào để đánh giá một cái gì đó là hữu ích? Đơn giản thôi, một cái gì đó hữu ích là khi người ta dùng nhiều thực ra chính xác hơn dùng nhiều mới là có khả năng hữu ích chứ chưa dám chắc là hữu ích thực sự chứ nhiều kiến thức toán cao siêu trừ một bộ phận rất nhỏ của xã hội hiểu được còn đa phần chẳng ai hiểu gì thế thì nói gì đến dùng hay ứng dụng những nhà toán học hy sinh vì xã hội để đi lừa đảo đám đông họ có đóng góp rất ít ngoài việc làm gương để khích lệ thêm nhiều trí tuệ tinh hoa khác đi theo vào con đường đó mà chính ra, ngay cả điều này không nên nhìn nhận là đóng góp. Cố gắng không lấy bằng nếu không bắt buộc. Quay lại trường hợp của anh, sau khi ra viện và thay đổi nhận thức về cuộc sống, anh hiện thực hóa suy nghĩ của mình như thế nào? Sau đó, thực sự tôi chỉ học tiếp sao cho cốt hoàn thành nốt bậc học vì không còn cảm thấy hứng thú nữa. Tôi dành thời gian để học những thứ khác, tự học và học qua các thầy định kiếm thêm cái bằng tâm lý, nhưng thậm chí tôi thấy ngay cả việc này cũng vô nghĩa nốt. Về sau này, tôi vẫn theo học nhiều thứ khác, nhưng cố gắng không lấy bằng làm gì nếu không bắt buộc. Năm 1985, tốt nghiệp MGU, tôi xác định ngay tinh thần không học tiếp làm gì. Và về nước, may mắn tôi có việc ngay tại viện cơ học, thuộc viện khoa học Việt Nam. Thời đó cơ chế chưa thoáng và xin việc không dễ chắc anh có thuận lợi về mặt quan hệ. Không biết vì lý do gì đấy, tôi được nhận ngay. Cười, có thể nói con đường sự nghiệp của tôi rất thuận lợi. Anh bắt đầu nghiêng sang việc kinh doanh như thế nào? Hồi đó, viện cơ thuộc dạng khá nhất về mặt năng động ứng dụng, làm kiểu chân trong chân ngoài. Các bác lãnh đạo viện lúc đó như bác Đạo, Nguyễn Văn Đạo, bác Điệp, Nguyễn Văn Điệp đều yêu quý và tạo điều kiện cho nhân viên làm thêm bên ngoài chúng tôi lập nhóm ứng dụng cơ học vào điện lạnh sấy, hợp đồng ký dưới danh nghĩa của viện và viện được phần trăm, sau này khi thấy việc tách ra riêng có con dấu riêng sẽ thuận lợi hơn về mặt kinh doanh và cũng có lợi hơn, chúng tôi lập công ty, năm 1989, tôi lập công ty Zodiac, tên tiếng Việt là Hoàng Đạo, trực thuộc hội tin học, kinh doanh máy móc, thiết bị tin học, sau khi có luật doanh nghiệp năm 1991 chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn, dần dần do nhu cầu phát triển mà những mảng kinh doanh sau này như ngân hàng, bất động sản, tin học là sự tiến lên và mở rộng theo sự phát triển tất yếu. Tức là anh đến với kinh doanh do sự đưa đẩy của thời cuộc. Thời đó với các nhà khoa học như các anh, tính riêng lương có đủ sống không? Đủ, bằng chứng là tôi vẫn sống đây." cười không thể nói do đồng lương không đủ sống mà người ta chuyển sang kinh doanh được, kinh doanh là việc tự thân. Có thể có những sai lầm lại dẫn đến thành công, mình tưởng rằng mình giỏi và có thể làm được điều gì đó nên cứ thế làm và làm được, đâm ra lại càng nghĩ rằng mình giỏi thật. Sau này khi có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, nhìn lại mình mới biết trong những cái làm ấy có nhiều sai sót. Tôi kinh doanh bắt đầu từ việc nghĩ rằng mình làm kinh doanh giỏi. Thực sự bây giờ tôi không ưa kinh doanh mà lại thích làm toán hơn. Có mâu thuẫn với điều anh khẳng định toán là lãng phí và vô nghĩa. Không mâu thuẫn. Làm toán như một trò chơi thì vẫn thấy nó hay, nó đẹp. Làm toán như một sự thủ dâm tinh thần thì vẫn thấy tự sướng, thấy hứng thú, cười. Mặc dù đúng là những trò chơi hay sự tự sướng chẳng có ý nghĩa gì với xã hội, còn kinh doanh không thấy vui vì nó càng ngày càng bẩn cụ thể hơn là cái gì bẩn? Môi trường. Tôi quen với môi trường logic hơn, môi trường kinh doanh bây giờ có nhiều sự phi logic, đôi khi kết quả đạt được không phụ thuộc vào bản thân ý tưởng kinh doanh mà còn nhiều điều kiện phụ khác. Muốn đầu tư vào lĩnh vực liên quan đến công chúng. Cùng một lúc sở hữu nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực, anh làm thế nào để vận hành và quản lý tốt? Nói chung, ở tất cả mọi công ty Tôi đều không làm gì quá sâu sát. Thực ra thì người ta không thể biết được nhiều thứ, quan trọng là biết tổ chức, quản lý kinh doanh đòi hỏi các kỹ năng, còn đầu tư đòi hỏi những ý tưởng. Tôi ít biết và vì thế không thích quản lý kinh doanh, nhưng tôi có nhiều ý tưởng và có thể nhận biết người chuyên môn giỏi và sâu hơn mình để làm các việc. Phần việc của tôi là đưa ra định hướng, chiến lược, chẳng hạn quyết định hướng đi, xác định mục đích thời điểm làm, khả năng sinh lời, lên kế hoạch tài chính, huy động tiền vốn, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Anh có mặt trong rất nhiều lĩnh vực sôi động trong nền kinh tế thị trường, trong đó anh ưu tiên cho lĩnh vực nào? Tôi muốn đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến công chúng, điện ảnh, bất động sản, ngân hàng, quảng cáo, báo chí. Sự thành bại trong kinh doanh ở những lĩnh vực này ít bị ảnh hưởng bởi các cơ quan công quyền. Hiện tại anh coi mảng đầu tư lớn nhất của mình là gì? Hiện tại tôi đang cho mình nghỉ hưu, thời gian lúc này dành nhiều cho việc đọc sách. Anh đọc những sách gì? Đọc rất tạp, cười, sách lịch sử, tiểu thuyết, triết học phương Đông. Một chút về cá nhân anh. Tôi sinh năm 1962, dân chuyên toán Chu Văn An. Lấy vợ được 21 năm, có hai con gái vợ tôi là tiến sĩ toán lý, dân chuyên toán đại học tổng hợp. Tôi là người lười biếng, thích suy nghĩ hơn là hành động, thích nói phét hơn là làm. Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này. Hoàng Lê thực hiện. Chào các bạn, các bạn đang nghe sách từ kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục nghe quyển sách Đông Âu Anh Hùng Chuyện, tập 1, phần 4. Những người mở đường Lời nói đầu Sau khi viết về kiên bạc nhiều người quen cũ của tôi từ trước Có đánh giá tôi là hơi đề cao kiên quá Thời nào cũng có, nhiều người tài lắm Tất nhiên họ nói thế là đúng Và tôi đã có ý định viết về những nhân vật kiệt xuất của thời 95-2000 trong kinh doanh Tôi chọn thời gian đó và có ý định đặt tên status là Những người mở đường hay oligarchy đầu tiên của Việt Nam bởi vì thời điểm đó việt nam mới bỏ cấm vận kinh tế bắt đầu khởi sắc khối tư nhân trỗi dậy và có nhiều điểm tương đồng với xã hội nga sau sụp đổ của liên xô nhưng sau lại thay tôi thích cái tên mới này hơn xin lưu ý là tiêu chí lựa chọn hoàn toàn riêng cá nhân tôi muốn chọn ra các nhân vật chưa hẳn là giàu nhất nhưng thực sự tài ba, cá tính và để lại dấu ấn những người mở đường cho thế hệ doanh nhân cùng thời và đi sau. Đa số các vị trong danh sách tôi đã được tiếp xúc trực tiếp. Cũng lạ, một thằng lưu tiểu như tôi trong đời gặp rất lắm cao nhân. Một số thông tin tôi cố gắng chắt lọc từ nguồn tin tưởng được nhất. Và vì tôi ở Hà Nội là chính nên ít đưa đại diện phía Nam vào hồi đó tăng minh phụng liên khui thìn phước tam mexico bắt đầu bi đát rồi chưa nổi lý đức bầu đức hoàng yến tâm tân đạo trầm b nên nếu đưa vào danh sách này tôi mạn phép chỉ đưa hai nhân vật phía nam là bác trần mộng hùng acb và huỳnh phi dũng lò vôi lúc đó chưa đổi tên và cũng xin lỗi các anh chị em có thể biết rõ người này người khác hơn tôi nhiều đã là cảm nhận cá nhân thì không ai giống ai và nhất là dành cho các bạn trẻ có thể chưa nghe đến những cái tên này hãy nhớ thời đó xã hội chưa dùng từ đại gia mà hay gọi theo kiểu đông âu là soái không thể ngắn gọn mà phác thảo chân dung một doanh nhân nhưng xin anh chị em đọc và so sánh chính họ với nhau sẽ thấy rõ hơn khá nhiều đa số họ quen nhau nhiều người là bạn bè của nhau vẫn cạnh tranh vô tư và chúng ta rất nên biết về họ. Xin bắt đầu danh sách 8 người theo thứ tự tầm ảnh hưởng giảm dần, cũng do tôi chủ quan tự chọn. 1. Vinh Đen Hoàng Quang Vinh Đen, Vinh Xuân hay Vinh Cô Tích, sinh năm 1959, chính là người mà kiên bạc rất phục tùy nói, tùy ít nói ra. Anh là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, là người khởi xướng cũng như linh hồn của mọi cuộc chơi nhiều người nghĩ đến, nhưng chính anh là người tập hợp được một loạt các gương mặt sáng giá của người Việt ở Liên Xô và Đông Âu để lập nên Tích, một tập đoàn tư nhân đầu tiên của Việt Nam sau đổi mới hoạt động trên diện rộng trong và ngoài nước. Mũi nhọn chính là công là áp dụng công nghệ mới và xuất nhập khẩu. Các thành viên Tích cho đến ngày nay vẫn giữ được phong độ, ai cũng giàu và thành đạt trong ngành nghề của mình từ làm xi măng bán thiết bị làm bia và đầu tư tài chính có thể nói masan sau này chính là mẫu hình thu nhỏ hơn và thành công hơn của cotec vì quang masan cũng là thành viên cotec và quang cũng học rất nhiều từ đại ca vinh vinh đen trần mộng hùng kiên bạc là những người đi đầu trong việc thành lập ngân hàng tư ở việt nam anh là người khởi xướng ra techcombank từ năm 1992 và trèo lái nó trong những năm đầu ra đời trong cách mạng như anh hay đùa. Tiếp xúc với Vinh Đèn, tự nhiên tôi hình dung ra nhà thơ Xuân Diệu, tùy Xuân Diệu không đen như anh. Đen lắm, hơi béo, thấp, tóc xoăn tít, đeo kính, có dáng dấp nhà thơ hơn là một tano, từ chỉ banker vào thời đó, theo phim của Ý. Và khi anh nói thì ngay lập tức người ta hiểu anh là một thiên tài bất cứ đề tài gì trong kinh doanh được nêu ra anh cũng có thể vành vách như người trong ngành lâu năm vạch ra hướng tiến hành và mục tiêu cần đạt được anh nói nhanh chẳng hiểu các suy nghĩ trong đầu của anh có nhanh hơn thế nữa không ý tưởng của anh tuôn trào không dứt nhưng tất cả các điều anh nói ra đều hay và đúng trong các cuộc họp cũng chủ yếu anh nói mọi người nghe Thư ký có nhiệm vụ chính ghi lại các ý tưởng của anh cho kịp, chứ không kịp là quên, vì chúng nhiều quá, chắc là có rất nhiều cộng sự, kể cả đối thủ kinh doanh cũng nghe được ý tưởng hay mà anh chia sẻ vô tư về đem áp dụng cho mình. Anh chính là cha đẻ của ý tưởng đường dây 500 và cũng góp một phần công sức trong việc thực hiện nó. Nhiều người hoàn toàn không liên quan đến kinh doanh cũng muốn gặp anh và nghe anh nói chuyện. Thời trước, đi đâu anh cũng có hai, bà nữ thư ký tháp tùng, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng như anh đều uống rượu như thuồng luồng. Anh khoe cả nước anh có chín nữ thư ký, càng uống càng xuất thần. Thêm nữa, anh cũng thích giao lưu với các thầy bói, phóng viên, nên chỗ nào có anh là chỗ đó rất sồn tụ. Một loạt câu nói quen quen bây giờ tàng hành nghe, chẳng biết của ai, kiểu như để cho đứa khác làm đường, mình cứ xây cái cầu qua sông rồi thu phí quà lại sướng hơn. Hay thằng lắm tiền ra hẳn chỗ đồng không mông quạnh xây lên một dãy phố thì người ta vẫn lao vào mua ẩm ẩm, cần gì chen nhau vào nội thành, mua mặt tiền. Tôi vẫn nhớ đến giờ đều là ý tưởng của Vinh Đen. Xin nhớ hồi đó đến Phú Mỹ Hưng cũng chưa có, Hà Nội thì mới hình thành đường đôi Trần Khát chân cũng là ý tưởng tiến bộ lắm rồi. Anh là kiến trúc sư đại tài Nhưng không phải là thợ xây giỏi Lại tinh hoa phát tiết ra ngoài Nên hóa ra Người khác lại đọc được anh Và lại Có quá nhiều ý tưởng Nhiều mối quan tâm Nên cũng không để ý quản lý chuẩn hết được Dần dần anh mất vị thế ở chính Những tổ chức mà anh sáng lập nên Mặc dù cho đến bây giờ, anh vẫn được mọi người rất quý mến và cầm phục. Sau này sức khỏe yếu, anh lui về chữa bệnh, tôi chỉ được nghe kể, anh nghiên cứu về việc chữa bệnh cũng rất giỏi, rất khác người và bây giờ anh đầu tư một resort ven biển để chữa bệnh cho bệnh nhân một cách thực sự kết hợp với nghỉ dưỡng, hình như cả trong việc này ở cả nước ta anh cũng là người đi đầu. Hai, Quang A. Báo chí đã biết quá nhiều về anh Nguyễn Quang A. 1946, từ học viên quân sự có bàn chân to ngoại cỡ đến người Việt Nam ở Hungary giỏi nhất từ trước đến nay, rồi người Việt Nam được trả lương cao nhất. Đến công ty nợ thuế nhiều nhất Việt Nam và còn nhiều lắm. Từ một tài năng IT kiệt xuất lứa đầu tiên, anh trở thành nhà khoa học đi buôn, đã kinh qua rất nhiều ngành nghề, sáng lập nên Gen Pacific rồi đế chế 3C là người dịch và xuất bản những cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng tới lớp trẻ toàn quốc, là nhà kinh tế học, cựu viện trưởng IDS và người đấu tranh cho dân chủ rất nổi tiếng, không thể liệt kê hết được. Tôi nhớ anh qua cuộc chiến chống lại lợi ích nhóm của VP Bank, nơi anh cũng là cổ đông sáng lập và sau này làm chủ tịch hội đồng quản trị một thời gian, nơi anh và những đối thủ đều rất thông minh, hết đấu qua, hết đấu nhau qua các cuộc họp, lại lôi nhau đi đấu rượu và anh uống cũng vô cùng khủng khiếp. Tôi ấn tượng với anh qua câu nói rất thú vị, đại ý là tiền của công ty tôi lúc đó nếu mua thì chắc được cả khu phố Lý Thường Kiệt, bây giờ tiền không còn là mục đích của cuộc đời anh nữa. Anh trông tuy không khác trước mấy nhưng đã gần 70 rồi và hôm nay anh có thể không giàu hơn một nhà buôn gỗ đồng kỵ gặp thời ở quê Bắc Ninh của anh, nhưng tôi biết anh sẽ còn mang lại cho cộng đồng rất nhiều giá trị ở nhiều phương diện và rất kính trọng anh qua hành động sau. So. Từ sau hồi 3C, anh và Kiên Đầu Bạc có những mâu thuẫn khá sâu sắc, nhưng tôi biết trong thâm tâm Kiên vẫn coi anh là một trong những người đáng nể phục. Còn anh, sau phiên tòa vội vàng vừa rồi, sự kiên rồi hoãn lại, đã viết một bài mà tôi thấy là hay, chuẩn nhất fair play nhất trong những bài viết về đại án này. Nhưng nhìn lại cả quãng đường đời, ta có thể thấy điểm yếu của anh, làm gì cũng không thể lâu dài. Thấy khó khăn là bẻ ghi sang hướng khác ngay nên khó tạo sự nghiệp lớn được. 3. Nam Hói hoặc Nam Sắt Lê Hoài Nam, 1955 Người con giữa của ba anh em đều kinh doanh nổi tiếng Ái Nam Hòa, anh là một trong những người sớm và thành công trong việc mang tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, Nga, Ukraine để kinh doanh và nhiều năm anh đánh sắt thép về Việt Nam nên có biệt danh như thế. Anh gặp tôi ở nước ngoài năm 1995, kể là Hà Nội bé tí, tao đi đâu cũng có người quen, có đi ăn phở quên tiền thì đi 10 mét, thế nào cũng gặp người quen mà vay tiền. Tôi về nước một phần cũng vì tò mò về anh và Hà Nội thì quả Hà Nội thời đó bé thật và anh quen nhiều thật. Anh quen chủ yếu các bạn nhậu và buôn sắt thép. Hãy tưởng tượng một anh chàng hói, tóc tai dày gầy bơ phờ vì rượu và tá lạ suốt ngày, áo không bao giờ bỏ trong quần và không bao giờ đi giày chỉ dép lê, không hề dùng vi tính hay ngoại ngữ nhưng cái gì cũng nhớ cũng biết. Tối tối đi lên quyên bi uống rượu với khách bao nhiêu cũng không say thì đó mới là nam hói. Anh, anh sớm nhập cho mình một xe B BMW xịn bên Đức về. Hồi đó cũng là ăn chơi lắm đấy, nhưng vẫn thấy anh chở vợ đi bằng Dream. Vợ vào chợ, nhiều khi anh nằm luôn trên xe máy mà ngủ được. Nhà to đẹp, rộng lắm, nhưng nằm sâu trong ngõ, ô tô không vào được. Anh bỏ tiền mua luôn một loạt nhà bên ngoài để làm đường cho ô tô ra vào ngõ cho mình. Một hành động rất xoái thời đó. Tất nhiên, như vậy giá trị miếng đất của anh cũng tăng giá trị lên có khi còn hơn số tiền anh bỏ ra. Là cổ đông sáng lập VP Bank, ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc danh, trường hợp của anh có thể lấy là case study cho cụm từ lợi ích nhóm. Anh xảy chân, anh và mấy đồng chí nữa bị tạm giam. Một loạt anh tài khác, một phần vì anh mà ngấp nghé cửa lao tù, cuối cùng hậu quả được khắc phục tất cả miễn khởi tố, chẳng có báo chí nào kèn kèn như vụ của Kiên bây giờ. Nhưng hay hơn cả, theo tôi là một tập đoàn Hàn Quốc, bán hàng mở LC bảo lãnh qua VP Bank. Bán hàng rồi mà không được ai thanh toán, kiện mãi không đòi được, thì hữu và lạ thật là ra tù rồi thì anh và các anh tài kia không vì mâu thuẫn nhất thời vẫn rất gắn bó thân thiết với nhau cho đến bây giờ, chính vì họ nể tài nam hói hỏi anh có thần tượng nào trong kinh doanh không Nam hỏi kể là có bác ấy tên Tâm, từ thời bao cấp đã là nhà tư bản, mục tiêu lũng đoạn thị trường. Ví dụ có thời đã đi thu mua hết thuốc đánh răng của miền Bắc lúc đó rồi, bán lại với giá cao hơn. Nhưng thị trường sắt thép sau này to quá, không thể lũng đoạn được. Anh Nam thử rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Những năm gần đây, tuy sức khỏe có vấn đề nhưng anh vẫn âm thầm theo đuổi kế hoạch của mình tuy không phải để thâu tóm thị trường sắt thép nữa. 4. Trung Hà là biệt hiệu luôn của Nguyễn Trung Hà, có anh em còn gọi là Hà Bờm, năm 1962, với tôi, anh đã và vẫn là thanh niên quân khu Nam Đồng, từ bé rất ngang ngược, không giống ai trong cách nói, cách nghĩ, cách làm, là học sinh giỏi toán nhưng ít ai biết anh là một cậu bé cấp 3 đã lên kế hoạch trốn đại đội dự bị học tiếng để lên biên giới xin đánh nhau với quân trung quốc triết lý kinh doanh của anh rất đặc biệt không biết anh học ở đâu hay tự anh chọn cho mình chính xác là của một nhà đầu tư thông thái nếu tôi là thủ tướng thì tôi dám giao cả scic cho anh mang tiền đi đầu tư anh bỏ toán và đi làm ăn rất sớm là cổ đông của hàng loạt con gà đẻ trứng vàng như fpt jodiac ACB, Vĩnh Trinh, Tô Ghi, hãng phim Thiên Ngân Galaxy, chứng khoán Thiên Việt, Liên Việt Bank. Danh sách này có thể kéo dài ra gấp nhiều lần. Và đến bây giờ, anh vẫn sẵn sàng chọn những công ty nhỏ, mới, lạ, có tiềm năng để đầu tư. Nhưng tôi thấy anh không bao giờ muốn dành số cổ phần đủ lớn để đứng ra cầm cương cho bất cứ công ty nào, để thì giờ anh còn làm việc khác trong trung hà lụ khụ như ông cụ đổ nho kính cận dép lê nói năng chậm rãi nhưng câu nào sắt ra miếng câu đấy con uống rượu thì không kém cả ba bác kể trên và có đam mê vượt trội đó là năm hai quần anh có trí nhớ siêu và phán đoán tốt lắm hay thắng nhưng đó không phải là mục tiêu mà anh đánh để được trải nghiệm để được sống trong thế giới yêu thích của anh anh chỉ thích đánh bài với người trình độ tương đương nếu anh hay người chơi nào đánh sai một lỗi để mất con gà chẳng hạn, anh có thể nhớ và suýt xoa hàng tháng sau. Còn nếu ai đánh sai lỗi thô thiển thì y như rằng sau này có rủ, có thiếu chân, anh cũng thoái thác, không muốn đánh cùng. Hai vợ chồng đều là dân toán MGU, nên khi anh nói học toán là tự sướng, làm toán là rất lãng phí. Có rất nhiều người phản bác, kể cả giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng tôi thấy hoàn toàn nhất trí vì nó cũng nó đúng như vậy, tuy nhiên, nếu tôi là anh sẽ bổ sung thêm đi kinh doanh như tôi sướng hơn. Năm Sơn Bà Triệu, Đỗ Công Sơn, 1950, anh đã mất nên tôi không tiện đưa các biệt hiệu khác của anh vào đây. Còn bà Triệu gắn với anh như căn nhà đặc biệt kiêm công ty anh mà rất nhiều người biết. Báo chí đã viết khá nhiều về anh từ những việc nhảy tàu, tuột xích, lái xe trở thành triệu phú hay ca ngợi quá lời. Đầu là con người thật của anh, một một người chắc chắn cũng giỏi, vì chỉ có những người giỏi, thật giỏi thì mới thật giàu được vào những năm 95-2000 còn đầy bỡ ngỡ này. Việc tôi đưa ra version của mình về anh, với sự trân trọng người đã khuất và trách nhiệm cao nhất của người viết. Đúng là anh Sơn có một tuổi thơ cơ cực và sự trưởng thành đầy trông gai sau đó anh gặp thầy tên tê thầy tê thuyết phục được anh rằng nếu anh cứ nghe theo ông ấy một cách tuyệt đối trong mọi chuyện thì cuộc đời anh sẽ sang trang hoàn toàn anh sẽ trở thành cự phú ở đất việt này và sau đó là câu chuyện khi anh là lái xe của ông tỷ phú hồng kông quay lại anh giàu lên cực nhanh chủ yếu nhờ vào việc tư vấn cho boeing vào việt nam nhưng cũng đừng nên viết quá lên là hàng xóm đòi mua nhà anh để lấy chỗ cho con đái. Bây giờ anh mua lại nhà hàng xóm để bà chấm hay triệu phú châu Âu bay sang Mỹ để đón để lái xe cho Sơn. Oh my God! Anh và cả gia đình hàng ngày vẫn tư vấn với thầy T trong mọi việc. Mỗi ngày hàng chục cuộc điện thoại, công việc ngày càng trôi chảy. Nhưng là một thanh niên khỏe mạnh, anh bắt đầu có bạo bệnh, sức khỏe giảm trông thấy. Tôi không nói là có liên quan gì hay theo kiểu miếng da lửa đâu nhé. Anh đi chữa hết ở Singapore, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ. Thầy Tê tư vấn cho anh cả cách chữa bệnh và có lần thầy khuyên anh phải tìm bằng được ở Hà Nội một cô gái châu Âu như vậy, như vậy để kết bạn và gần gũi. Hãy hiểu với nghĩa trong sáng nhất của từ này vì anh có người vợ và những đứa con tuyệt vời. Tóm lại, là phải gần cô ta thường xuyên thì anh sẽ có năng lượng rất quý giúp anh khỏi bệnh. Và anh đã tìm ra cô ấy, Lưu Đà, người Nga về từ Vladivostok, là một cô gái rất cao so với tiêu chuẩn Việt, vạm vỡ nhưng vô cùng duyên sáng, tóc và mắt đen, đang học thực tập tiếng Việt và ở tại ký túc xá Bách Khoa. Tại sao thầy bảo đúng là cô ta thì chả ai hiểu, vì các cô gái Hác cũng trẻ và đẹp và nhiều năng lượng lắm. Anh Sơn mời cả lớp cô gái đó đến bà triệu chăm sóc như thượng khách đề nghị được thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của lớp như mời đi ăn tối ở Metropole hoặc bất cứ lúc nào thích thì đi ra nội bài hay sang Hồng Kông chơi. Vâng, Sơn là người Việt đầu tiên trong lịch sử hiện đại sở hữu chuyên cơ riêng chứ không phải là bầu Đức đâu. Một máy bay rất xịn nhưng không phải Boeing 747 như một số báo viết bừa. Các bạn điều đà thì tất nhiên thích mê, nhưng cô bé bướng bỉnh này kiên quyết không đi. Cuối cùng, anh Sơn mời cả lớp cô ta hàng ngày sau giờ học đến làm việc tại bà Triệu. Và thế là nhiều người có thể còn nhớ cảnh sau. Sau giờ làm, một em Nga xinh đẹp đi xe đạp với các bạn đằng trước, một xe Mercedes mùi trần hai cửa màu tím than. Vâng, xe này lúc đó Hà Nội chỉ có một, chắc rất nhiều người còn nhớ. Lừ lừ đi đằng sau, chở anh Sơn. Đó là sau giờ làm, Lưu Đa và các bạn về ký túc xá hay đi chơi ở Balance Bar. 31A Phan Đình Phùng, có mấy đồng hương Nga và Bulgari làm bồi bàn. Hồi đó Hà Nội cũng ít bà lắm. Và họ đi đâu anh cũng đi theo cùng. Cũng chẳng bao lâu sau, hóa học hết hạn, Lưu Đa và các bạn về nước. Anh Sơn đề nghị lo mọi chuyện để cô ta được ở lại Hà Nội, nhưng em này quyết từ chối. Chuyện này tôi không hề dám bịa, em điêu đa hồi đó và sau này có làm việc với tôi, ở Việt Nam và cả bên Nga. Còn bạn bè cùng lớp em bây giờ, một số người đã trở thành những cán bộ ngoại giao đạo mạo và ở sứ quán Nga. Thi thoảng họ vẫn nhớ đến câu chuyện nàng mi Mida, xinh đẹp này. Anh Sơn mất vì bạo bệnh, công việc của anh vẫn được triển khai tiếp bởi gia đình ví dụ v resort quán ngon nhà máy đồ chơi tôi xin đưa anh vào danh sách này bởi anh là người có phong độ đại gia nhất thời đó như sau này xã hội thường nói phụ lục sau này tôi có gặp hai ông anh khác được lọt mắt xanh của thầy t và thầy đề nghị rút tới nơi tới trốn nhưng cả hai ông anh đã từ chối không biết nếu phải tôi được đề nghị thì nghĩ sao đây? 6. Khải Siêu Hoàng Khải 1963 Anh sinh ra ở một gia đình phố cổ có truyền thống nhạc và buôn bán. Thời bao cấp, buôn bán cũng là cái tội, mang tiếng lắm. Cuối cùng, sau bao năm học ở Nhạc viện Hà Nội, anh bỏ hẳn công chơ bass để chuyển sang buôn bán, chỉ giữ lại cho mình một giọng hát khá hay và chuẩn. Khải buôn bán cũng không giống ai. Anh xác định làm nghề tơ luận này là phục vụ cho khách quốc tế đầu tiên vì họ mới có ngoại lệ. Mà thời trước ngoại tệ quý lắm. Vậy để chuẩn bị cho việc đó, anh học tiếng Anh giao tiếp thật chuẩn. Từ một cửa hàng ở hàng gai rồi đến Nguyễn Thái học, tiếng tâm Khải Siêu đã vang xa. Anh biết đề co cửa hàng cho sang trọng bắt mắt nhất và bán hàng cũng đắt hơn các cửa hàng của đồng nghiệp hẳn một class. Không dừng lại ở việc khai thác nguồn hàng trong nước, anh là người đầu tiên sang Trung Quốc, Hồng Kông đặt và đánh hàng tơ lụa về Việt Nam, nhưng bán dưới mát của mình. Ngày nay, những ai còn đánh hàng quần áo Quảng Châu, hãy nhớ Khải đã làm như thế 25 năm trước rồi. Đến khi anh mở cửa hàng đầu tiên tại Metropole Hà Nội, và Tổng thống Pháp ghé vào mùa thì có thể nói anh đã là một doanh nhân thành đạt ngay từ đầu những năm 90. Sau này cũng nhiều doanh nghiệp mở bán siêu trong các khách sạn 4 năm sao nhưng cũng chưa ai có thể vượt qua cái ngưỡng của khải siêu. Anh tự tây hóa bản thân trong mọi việc để có thể đồng điệu nhất với giới khách hàng của anh lúc đó. Đó là các mệnh phụ phu nhân của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Hồi đó khách du lịch vãng lai like, có nhưng chưa nhiều và đưa các cửa hàng của mình lên các tạp chí du lịch quốc tế nhưng rất biết dựa vào nét đặc sắc dân tộc để tạo ra sự khác biệt. Lụa là với anh là ngành dọc nhưng phạm vi quan tâm của anh lớn hơn nhiều. Anh chịu khó đi nước ngoài lắm, ngày xưa visa khó lắm nhưng anh toàn anh có toàn khách làm ngoại giao, đi đâu cũng xin được và trong anh đau đáu câu hỏi cái gì có thể làm được ở Việt Nam mà giống nước ngoài? Mình hay trêu Khải là có ông này bà kia giàu hơn Khải thì hắn cú lắm nhưng nhận định rất hay. Người giàu mà không đi kèm với một thương hiệu mạnh thì chưa giàu, chưa chắc chắn, chưa thành đạt. Phải như nói đến bút bi là người ta nghĩ ngay về bút bi thiền Long hay sữa là sữa ông thọ ấy. Vâng, hãy nhớ hồi 95-2000 thương hiệu mạnh còn ít và mấy ai nghĩ đến làm gì có Viettel hay giải khát C2, tôn hoa sen đâu. Khải là người rất tinh tế trong mọi chuyện, rất nhẹ bén, nắm bắt thời cơ. Cùng ông bạn David mở ngay quán cà phê rất hot ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, sau chuyển về Âu Lạc đối diện cửa hàng của mình ở Metropole. Đến khi hắn mua nhà, mở cửa nhà hàng The Brothers ở Nguyễn Thái Học, thì tôi thực sự nể nhãn quang kinh doanh của Khải. Khải hỏi tôi nhận xét trước khi mua, tôi cũng nói như đúng rồi, là nhà đẹp nhưng hẹp, lại ở bên trái của phố một chiều, không tiện cho xe cổ. Bên phải phố ấy, Khải đã có một nhà làm cửa hàng lụa rồi, làm gì có ai đi ăn bất tiện thế? Hóa ra hắn chỉ hỏi để thử tôi. Khải nói luôn, mình sẽ mua hai nhà cạnh nhau chứ không phải một, đập đi làm nhà hàng rộng, mô hình khác hẳn, đó là buffet và khách chủ yếu là các công ty du lịch trở đến bằng xe bus. Bên trái cũng chả sao hết. Mọi việc sau đó xảy ra đúng như tính toán của Khải. Rồi một ngày, Khải thu xếp đội ngũ quản lý ở Hà Nội bay vào Hội An đầu tư resort Riverside 4 sao cũng là tiên tiến lắm so với thời bấy giờ. Làm gì cũng tính rất kỹ, hắn lo từng viên đá, chậu hoa cho đến huấn luyện, đội ngũ, có thể nói đó là resort chuẩn nhất của người Việt đầu tư vào thời điểm năm 2000 ấy. Khi đã vận hành tốt, Khải lại bàn giao lại, chuyển vào Sài Gòn để định cư với mục tiêu ban đầu là làm lại mô hình siêu ở Hà Nội. Khải nói, Thấy hàng gai không? Bây giờ có biết bao nhiêu cửa hàng ăn theo mấy cửa hàng khai siêu? Trong này cũng thế, tôi sẽ làm hàng gai ở Hồ Chí Minh. Quả thật, sau khi khải set up cửa hàng khai siêu rất đẹp ở Đồng Khởi, dần dần trên căn phố trung tâm bậc nhất Sài Gòn ấy xuất hiện hàng loạt cửa hàng tơ lụa bán cho khách du lịch. Đã có lần Kiên Béo bảo tôi hỏi ý Khải xem có muốn làm khách hàng vay tín dụng của ACB không, thì Khải từ chối. Vâng, hồi đó các ngân hàng tìm khách hàng tốt khó lắm, mà hình như giờ vẫn vậy. Lại ngày đẹp trời, thấy Hải bay ra Hà Nội nhờ tôi giới thiệu với anh em Hưng Nam, SSI. Khi đó, thị trường chứng khoán mới hoạt động, dân tình còn chưa ai để ý. Làm gì có sốt như sau này, tôi lại khuyên khải cẩn thận. Thông tin doanh nghiệp trên sàn mập mờ lắm, tin sao được? Khải chỉ cười rằng, ông sốt thế, ông không đầu tư là cực phí. Hồng Kông, Đài Loan, cả nước nó chơi trứng, chứ đâu như Việt Nam. Mà ông yên tâm, tôi chơi phải khác người thường chứ. Và thế là Khải chơi trên sàn của SSI. Khải lập hẳn công ty riêng, chuyên đi tìm hiểu khách hàng trước khi mua bán cổ phiếu và đã chơi là đánh long trời lở đất. Hồi đầu thị trường vốn hóa còn ít lắm. Kết cục tôi không chơi. Thì từ đấy về sau tôi cũng chẳng được gì từ thị trường chứng khoán. Còn Khải đánh nhanh và nhiều là một mớ to rồi rút ra cũng sớm. Mọi hoạt động kinh doanh của Khải đều xoay quanh mấy chữ đẹp, tinh tế, xa xỉ, hệ thống khai siêu, hệ thống nhà hàng cao cấp và các kiệu ẩm thực của các nước khác nhau tại Hồ Chí Minh, khu thương mại Paragon và lâu đài Tamasago ở quận 7 đều toát lên điều đó. Những người mang nặng chất nghệ thường không xuất sắc trong kinh doanh, nhưng Khải thì ngược lại, quá nghệ nhưng tôi tin Khải có thể làm bất cứ việc gì khác cũng đều thành công xuất sắc hay là tại ba chấm 7. Hưng SSI hay Hưng Lùn Nguyễn Duy Hưng 1962 Hưng cùng khóa bọn tôi gia đình hiếu học cả hai anh em đi Tây Hưng đi Cộng hòa Dân Chủ Đức em Nam đi Liên Xô Hưng từ khi đi học đã bộc lộ cá tính mạnh luôn tỏ ra sự tự tin nhanh nhẹn và quyết đoán hồi đó nước đông đức là miền đất hứa phồn vinh và văn minh nhất trong khối xét nên hưng cũng rất nhanh hòa nhập vừa học vừa buôn bán kết quả là phải về nước trước hạ điều này ít ảnh hưởng đến sự tự tin của hưng anh tiếp tục học luật ở trong nước rồi vào làm nhà nước tại ủy ban nhân dân một tỉnh miền trung nhưng sự nghiệp cán bộ của anh kéo dài không lâu đủ cho sự hiểu biết khá đầy đủ về cơ chế rồi vài năm sau anh đã quay ra hà nội cùng gia đình lập một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho các tòa nhà cao tầng, một mô hình kinh doanh tương đối mới vào những năm 90. Hồi đó, Việt Nam chưa có thị trường chứng khoán, không phải không có ai biết về chủ đề này, mà các doanh nhân ít ai nghĩ là thị trường chứng khoán sẽ tồn tại tương đối độc lập được trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thế nhưng Hưng nghĩ khác, không những anh quan tâm đến thị trường chứng khoán anh em Hưng còn bỏ công sức tìm hiểu, lăn lộn trên thị trường chứng khoán Thái Lan để học và bằng hiểu biết quan hệ của mình đã hỗ trợ hết sức tích cực cho sự ra đời của Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như thị trường chứng khoán nói chung. Thế rồi, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng hình thành và một ngày trước khi thiên niên kỷ kết thúc, công ty chứng khoán của anh em Hưng và vài người bạn ra đời là công ty chứng khoán tư đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đó với số vốn pháp định tối thiểu tôi cảm nhận được đó là cố gắng vô cùng kể cả về tiền bạc, công sức và tâm huyết của mấy anh em. Theo tôi, lúc đó chưa đến 40 nhưng Hưng đã làm được việc quan trọng nhất, giá trị nhất của đời mình, đó là đặt cược tất cả vào tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngay tên công ty Hưng cũng chọn rất có mục đích. Anh bảo Sài Gòn nghe cho có vẻ tư bản một tí. Anh em Đông Âu chúng tôi trước kia hay gọi những gì hay hay, văn minh hiện đại là tư bản. Hưng và các cộng sự luôn giữ cho SSI là công ty đầu ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ cái nôi SSI đi ra cũng có rất nhiều người thành công vang dội như Thắng, Refico, Minh Hương, VN Direct, còn Hưng, tôi nghĩ sẽ gắn bó sự nghiệp của mình mãi mãi với SSI và thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh luôn là người được theo dõi, theo, được dõi theo nhiều nhất. Từng phát ngôn, từng hoạt động đầu tư lập tức được dân chơi chứng một sẻ phân tích rồi chơi. Chắc nhiều người nhớ vụ tin đồn Hưng bị bắt hay vụ thường tết 12kg gạo. Hưng đều ứng xử rất tự tin, chuyên nghiệp. Trên sàn chứng khoán, đi tiên phong trong việc chuyển tài sản cá nhân sang công ty riêng là Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng. Cuối năm 2009, Hưng đã chuyển toàn bộ lượng cổ phiếu SSI của mình sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Duy Hưng, nói theo tấm gương của các siêu nhân như Bill Gates. Năm 2020, Hưng đã trở thành đại gia dùng mạng xã hội xuất sắc nhất, không chỉ là một hot Facebooker mà anh còn giỏi dùng media giỏi tận dụng ảnh hưởng khá mạnh của các cây viết nổi đình đám khác. Anh làm thêm nhiều mảng, nông nghiệp, sản xuất, khách sạn. Nhưng có lẽ điều anh làm giỏi nhất là từ một công ty nhàng nhàng biến nó thành một thiên nga như quyết FLC đã thế. 8. Tiền còi Vũ Văn Tiền, 1959 Thái Bình quê lúa, vốn lắm anh tài trong kinh doanh và anh Tiền xứng đáng là đại gia tiêu biểu của hai thập kỷ cuối này. Chỉ cần đọc danh sách chức vụ của anh là đủ biết anh đầu tư nhiều như thế nào và toàn những vụ đầu tư tiền tỷ. Báo chí viết về anh quá nhiều, tôi xin góp vài nét khắc họa. Có thể chưa mấy người biết vào bức chân dung của đại gia tiền. Anh có gia cảnh nghèo lắm, tuổi nhỏ đã phải đi mót lúa hay chạy theo xe chở xi măng vật liệu xây dựng để tranh nhau với đám bạn những thứ rơi vãi và tuy nhỏ con anh đã liều lĩnh từ bé lớn lên hiếu học theo đúng truyền thống Thái Bình. Anh vào trường kỹ thuật quân sự, tài năng kinh doanh của anh tôi đã đề cập ở bài khác rồi sau đó học thêm đại học kinh tế quốc dân. Rồi cách đây hơn 20 năm, công ty Gelesimco ra đời, lúc đầu chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là sớm so với thời cuộc là người sớm kinh doanh sớm thành công ít ai nghĩ rằng tiền còi có những thời điểm ngấp nghé bờ bực phá sản vào thời điểm khó khăn ban đầu ấy anh tiền quen được một ông sĩ quan chỉ huy quân đội ở ninh bình hai anh em rủ nhau đi xem bói một thầy có nói là hai người phải kết hợp đi đào vàng thì mới vượt được khó khăn thế là tiền còi huy động vay vốn khắp nơi để triển khai đào còn bác sĩ quan kia điều động quân lính, đào bới hăng say mấy tháng trời. Lại có ông bạn tê bắc cạn nữa là thổ công, thế mà kết quả không được gì. Người khác như thế chắc là suy sụp, nhưng anh chàng Thái Bình này càng quyết tâm kiếm tiền. Mỗi lần thấy bác tiền còi nhỏ thó nhưng mắt sáng lấp lánh, không hề có dáng dấp giám đốc như trong phim truyện Việt Nam, toàn tay bụng phệ, phản diện, tôi lại tự hỏi có phải có cách gì anh tiền khi trước mới vào được bộ đội. Chứ bọn tuyển quân nó khám sức khỏe kiểu gì vậy? Hồi đó đã tổng động viên đâu? Anh kinh doanh đủ các loại mặt hàng và cơ hội tự nhiên lại đến như một khi một người bạn thân của anh bị xa chân vào tù. Nhờ anh đi đòi nợ tận Hồ Chí Minh, đòi nợ đàng hoàng chứ không phải xã hội đen gì đâu. Anh em đừng suy diễn nhé. Nợ thì chưa thu được, nhưng trong quá trình đó anh lại làm quen được với bác Sáu Phở so thành bố nuôi của anh và ông cụ nhà này. Cách anh hay gọi chú Sáu, một BCT gọc thời đó đã giúp anh tạo dựng rất nhiều quan hệ cấp cao. Khi chú Sáu ngã ngựa, ngay trước thềm đại hội 8, anh vẫn chăm sóc ông cụ chứ không hề lánh mặt, sống hết tình, hết nghĩa. Và theo chính trường đánh giá, thì việc này làm anh lấy điểm rất cao trong mắt các lãnh đạo khác. Nếu đúng thế thì đây là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh và anh giàu là xứng đáng vậy. Quan hệ rất mát tay với lãnh đạo cao cấp rồi thì cũng tốt, xin xem phần dưới, nhưng làm ăn thì vẫn phải lao tâm khổ tứ. Anh và một số anh tài thời 9x đó đi buôn xe máy cũng thành công, nhưng anh hơn đồng nghiệp ở chỗ anh đạt được hợp đồng kinh doanh chính hãng với Honda, một tiệc mừng lễ ký hợp đồng được tổ chức tại nhà hàng nổi Hồ Tây, báo hiệu anh đã bước chân vào thế giới kinh doanh quốc tế. Sau đó thành công cứ nối tiếp đến anh, An Bình Banh, xi măng Thăng Long 12, CMC, nhiệt điện Thăng Long, đầu tư xây dựng Đại An, các dự án bất động sản, Kele khó kể hết được anh đầu tư và nắm những gì. Sức khỏe của anh có vấn đề và chính giới đầu tư bất động sản hơn ai khác theo dõi tin tức về bệnh tình của anh. Giá cả nhiều khi bị tác động bởi những tin đồn thất thiệt, còn anh thì vẫn tham việc, mải mê theo những dự án các ngành nghề khác nhau. Có khi vừa phục hồi sau ca phẫu thuật phức tạp, chưa hồi phục hẳn, người ta đã thấy anh lên tuyên quang điều hành dự án nhà máy giấy. Đã trở thành đại gia thứ thiệt, anh cũng như các doanh nhân Thái Bình rất biết cách tiêu tiền xứng tầm của mình. Hội Đồng Hương Thái Bình thường tự trào, gọi là Hội Tiêu Tiền theo tên của ba quái kiệt tỉnh này, Hội Miteco, Tiêu Hàng Không, Tiền Còi. Đơn cử một ví dụ, cách đây mấy năm khi ngoài xã hội còn đang tranh cãi, y xèo, vụ chế linh, cấm hay trò hát, thì tôi được dự một buổi sinh hoạt của Gale tại nhà hát lớn Hà Nội, hình như kỷ niệm thành lập, tôi không nhớ rõ trong không khí trang trọng nhưng cũng rất cây nhà lá vườn, chế linh biểu diễn cả buổi và khách mời của vợ chồng anh đến dự có một nửa tứ trụ, một phần ba, ban chỉ huy. Bộ chỉ huy còn quan chức chính phủ thì khó đến. Tôi xếp anh tiền còi ở cuối danh sách. Mặc dù có thể anh giàu nhất bởi vì anh đầu tư sâu vào quá nhiều ngành nghề khác nhau và Glesimco là công ty gia đình trị quá, chứ tài năng của anh thì xứng đáng hoàn toàn với cái tên của anh bonus người giàu cũng tốt vừa post xong bài về tám doanh nhân tiêu biểu thì được một ông anh nhắn nhủ rất có tình có lý anh ấy bảo xem hết các bài viết về nhà giàu của mình trong đó có nhiều tình tiết hay nói nhiều về cái tài cái giỏi của những người này đã đành rồi nhưng tôi chưa nêu bật được cái mặt tối của người ta dù ít dù nhiều những con người thành đạt này đều có điều kiện hơn chúng ta để thể hiện lòng tốt. Hãy viết nhiều hơn về họ từ khía cạnh này, để xã hội không coi họ như những cá mập hay những kẻ chuyên chèn ép người khác để giành lấy lợi cho bản thân. Có như thế mới có tác dụng tích cực đối với người đọc. Vâng, quá nhất trí với bác, họ cũng là người và họ có cách thể hiện sự tốt của mình theo kiểu của họ mà chưa chắc chúng ta đã làm được hoặc có thể làm được nhưng mà khó lắm. Vẫn theo mạch văn của mấy bài trước, xin đóng góp một câu chuyện nhỏ về người giàu cũng tốt. Anh Sơn Bà Triệu khi còn sống nhiều năm phải liên tục ra nước ngoài chữa bệnh và những năm anh di chuyển cực kỳ khó khăn. Một lần anh đi châu Âu chữa bệnh, phải transit qua Bangkok, máy bay Việt Nam Airlines nhà mình hay bị bắt nạt đỗ ở đường băng sa tít mà để chuyển máy bay khác thì phải di chuyển ra cổng khác rất xa cổng của việt nam airlines thấy anh sơn đi lại quá khó khăn khổ sở mà lại dễ bị chậm giờ bác tê đại diện hàng không nhà mình lúc đó đã không quản ngại cõng anh sơn chạy băng băng ra cổng lên máy bay cho kịp câu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thậm chí Bác Tê còn trả kịp lấy số điện thoại của anh Sơn để có gì còn liên hệ, hỏi thăm. Năm năm sau, anh Tê được lệnh luân chuyển khỏi địa bàn Thái Lan. Thủ tục cũng là bình thường với Việt Nam Airlines. Nhưng trong trường hợp bác Tê thì thực chất là bị đẩy khỏi đó. Có kẻ bày trò rút bác về để thế chân. Mặc dù bác biết tiếng Thái, thạo việc và rất nhiệt tình. Buồn bực quá, bác tâm sự với bạn bè thì có người cho số và khuyên cứ gọi thử cho anh Sơn. Vì tay này có quan hệ tốt với hàng không lắm, biết đâu giúp được. Ngần ngại mãi thì bác Tê cũng gọi cho anh Sơn. Không ngờ anh vẫn rất nhớ và hứa giúp ngay. Chỉ vài ngày sau quyết định chuyển công tác của bác Tê đã được rút lại. Một chuyện cũng khá hiếm trong ngành hàng không nhà nước. Tôi không được rõ hai nhân vật này sau đó có gặp lại nhau không nhưng câu chuyện của tôi xin dừng. Vâng, người giàu cũng lắm khi tốt và họ có điều kiện, có khả năng làm những việc tốt cho người khác hơn những người bình thường. Đối với tôi, câu chuyện này còn ấm tình người hơn việc anh Sơn và các bạn mang 300 triệu hay bao nhiêu đấy đi tặng cho dân của ngôi làng nghèo nào đó. Vì rất ít người biết đó là sự giúp đỡ của anh Sơn với con người cụ thể là bác Tê. Dù có người sẽ nghĩ Cũng không sai Là đó chỉ là sự trả ơn Trả ơn đời Trả ơn người Thì cũng là việc tốt cần làm chứ sao Bonus Lũ lụt Thủy lợi và thủy điện Bài viết của Hoàng Quang Vinh Anh Vinh Đen Tôi có tham gia ba công trình thủy điện Thác Mơ 9195 Gia Ly 9297 Hòa Bình tổ máy 78 đến 94. Tham gia amateur vui vẻ bên lề thôi, nên có vài chuyện ngày xưa cho các bạn tham khảo. Thủy điện Hòa Đình trên sông Đà, người Pháp gọi là con sông bất trị, sông Macaron, vì nó dữ lắm, một tay địa chất tóm tắt thế này. Mức nước đầu nguồn chênh lệch 270 m với hạ lưu, dòng sông như chiếc máng suối khổng lồ đặt nghiêng, rót nước xuống vùng đồng bằng. Sông Đà đã gây nhiều tai họa khủng khiếp cho đồng bằng Bắc Bộ suốt nhiều thế kỷ. Muốn xây đập lớn trên con sông hùng dữ này, chứa 9 tỷ mét khối nước, phải có công nghệ đặc biệt mới đảm bảo an toàn cho Hà Nội. Nghề thủy điện thế kỷ 20 quan niệm công trình thủy điện có 4 chức năng chính: chống lũ, phát điện, cấp nước, thủy lợi, vận tải sông. Thời pháp thuộc, thủy điện rất nhỏ Thời Mỹ có thủy điện đa nhiêm 160 MW là lớn nhất, đóng điện 1964, cốt cao 1012 m, dung tích hồ chỉ 165 triệu m khối. Ở miền Bắc, thủy điện Thác Bà 120 MW, đóng điện 1971. Hồ Thác Bà nhờ chặn dòng sông chảy tạo diện tích mặt nước 19.050 hectare trải dài 80 km chứa hơn 3 tỷ mét khối nước dung tích hữu ích của hồ chứa 2,16 tỷ mét khối khi có hồ chứa lớn như thế ngành thủy điện Việt Nam bắt đầu phát triển thời 1970 mặt đê Hà Nội ở cốt 13 m Hà Nội báo động 3 là mức 12,5 m mực nước sông Hồng 20 tháng 8 năm 71 lên 14,3 m ở Hà Nội, cao hơn báo động 3 ở Hà Nội đến 1,8 m. Trận đại hồng thủy năm 71 gây vỡ đê vài nơi, nhiều khu vực đạt tới mức báo động 3. Để cứu trung tâm Hà Nội, cốt nền cỡ 5 đến 7 m thấp hơn mặt đê sông Hồng hơn 7,3 m. Nếu vỡ đê sông Hồng thì rất nhiều người biến thành cá. Nên chính phủ đã cho phá đê ở Trường Mỹ, Hà Tây để phân bớt lũ. Nhưng cùng thời điểm đó phía Bắc Ninh cũng vỡ đê. Lúc đó tôi học hết lớp 8, nhà cách bờ sông Hồng chỉ 15 mét, cũng thấy nhiều thứ trên sông. Thông báo chính thức có hơn 600 người thiệt mạng, có 20 xã, một huyện bị ngập, hoàn toàn với tổng dân số khoảng 100 triệu người. Điều mà phe ta phải giấu kín, phe Mỹ thiệu là các trận địa, tên lửa, và pháo phòng không đã bị ngâm nước nửa tháng. Nếu Mỹ biết ta không còn pháo và tên lửa, sẽ có lẽ cuộc chiến tranh sẽ có bước ngoặt mới. Theo hồ sơ lũ lụt quốc tế, trận lũ tháng 8 năm 71 được thế giới đánh vào lọt, đánh lọt vào top 10 các trận lũ toàn thế giới thế kỷ 20. Giao trên báo quốc tế, 100.000 người chết có lẽ nhầm, nhưng Việt Nam im lặng tôi không dám bình luận, chỉ nghĩ đơn giản là nếu thiệt hại thì ở mức 600 người thì lãnh đạo cao cấp Liên Xô chưa chắc đã bay sang. Bộ chính trị họp khẩn vẫn phải gọi CCCP thôi, chả riêng gì Liên Xô, nhiều chuyên gia nước ngoài khác và Việt Nam đã từng đặt câu hỏi, tại sao khi Việt Nam còn nghèo, dân còn đói mà lại xây dựng công trình đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ như vậy? 1,5 tỷ đô thời 1971 lớn ghê lắm. Phó tử tướng Lê Thanh Nghị có ngay câu trả lời. Năm 1971, chỉ một trận lũ lớn trên sông Hồng đã gây ra lụt trên một vùng rộng lớn ở châu Thổ, đồng bằng Bắc Bộ, gây thiệt hại nặng nề gấp nhiều lần so với thực hiện dự án hòa bình. Tôi nghĩ câu này của cụ Nghị cho thấy thiệt hại cực lớn đến mức Liên Xô phải ra tay ngay trong tuần. Cụ bờ Brezhnev, Tổng Bí Thư CCCP, cử luôn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Liên Xô, N. Podgorny sang xem xét. Ngày 4 tháng 10 năm 71, ông Podgorny, Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, bay sang Việt Nam. Cụ Phạm Văn Đồng dẫn đi luôn, thăm mấy đoạn đê vỡ ở Gia Lâm. Lúc đó có lẽ còn chưa dọn dẹp xong hậu quả cơn lũ khủng khiếp ấy nên quang cảnh tang thương lắm ông podgonu nắm tay cụ đồng chảy nước mắt nói các đồng chí việt nam không biết cách nào chặn được thảm họa như thế này ư cụ phạm văn đồng cũng ứa nước mắt chúng tôi biết sông đà này chứ mấy chục năm người pháp mất nhiều công sức mà không trị nổi trung quốc thấy rất khó làm giờ chúng tôi chỉ trông chờ vào liên xô thôi ông podgonu ôm lấy cụ đồng và nghẹn ngào Chúng ta phải làm thôi. Mục tiêu chống lũ cho Hà Nội phải chịu được lũ lớn với lưu lượng 37 800 m khối trên dây, một con số kinh khủng. Đúng là Nikolai Podgornu đã làm hết sức ngay lập tức, báo các cụ bờ ok luôn, nên ngày 7 tháng 10 năm 71 ký ngay thông báo chung và ký luôn Hiệp định Hợp tác Việt Nam Liên Xô về Thủy Điển. Sau này tôi gặp nhiều người bạn già từng làm Thủy Điện Hòa Bình. Biết là từ năm 71 đến 91, CCCP cũng thuộc loại nghèo, thế mà họ không cho hoàn lại khoản rút trị giá. 1.450 tấn vàng cỡ 1,5 tỷ USD cho đại công trình thủy lợi 9 tỷ mét khối và thủy điện 1.920 MW. Kết luận của một bạn già 83 tuổi. Tôi quen nhiều chuyên gia thủy điện khắp thế giới, chưa thấy ai tốt hơn người Nga. Vì năm 80, nước ta làm gì có nền công nghiệp đủ lớn để tiêu thụ điện cái siêu nhà máy 1920 MW, mục tiêu lớn nhất thời đó là chống lũ, phí ghê chưa. Vận may nước Nam xuất hiện là do miền Bắc năm 92 thừa nhiều điện nên cụ Kiệt mới mạnh tay làm đường dây 500 kV kinh tế Việt Nam bùng nổ, bùng phát vào năm 1996. Sau khi đường 500 kV đóng điện, có chuyện hay thế này. Trước khi khởi công tháng 11 năm 1979, có đoàn chuyên gia CCCP đến Việt Nam. Ông trưởng đoàn băn khoăn là, trông lũ thì khỏi bàn. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng lượng điện của nhà máy. 1920 MW hàng năm cấp 8,6 tỷ kWh mà không cất kho được, không xuất khẩu được, thế tiêu thụ ở đâu? Cụ đồng trả lời dí dỏm, nhưng tôi có thấy quốc gia nào thừa điện đâu? Cả đoàn chuyên gia cười ảo ảo, thế là gút luôn. Thực tế là Thủy Điện Hòa Bình giúp cho lưu vực sông Hồng đã 36 năm liên tục thoát khỏi cảnh lụt lội thường xuyên. Tiến sĩ Thái Phụng Nê làm trưởng ban quản lý hòa bình từ năm 72 đến 94, sau này làm bộ trưởng năng lượng, khi về hưu năm 2001 lại làm cố vấn cho EVN đến năm 2012, vẫn khẳng định thủy điện Hòa Bình vẫn phải coi chống lũ là vai trò số 1. Có lẽ các nhà máy thủy điện be bé, bé ở thế kỷ 21 xứ Việt nên xem xét thêm. 30 tháng 10 năm 2020, vào lúc cơn bão số 9 đang hoành hành tại miền Trung Việt Nam, Bonus. Viện sĩ Malusev sang Việt Nam năm 1972 khảo sát phương án xây thủy điện hòa bình. Có lẽ chính ông viện sĩ nổi tiếng này đã thuyết phục tổng công trình sư Bagachenko sang nằm vùng ở hòa bình. Suốt 15 niên, năm 2015, đoàn làm phim về thủy điện hòa bình có sang Nga. Viếng mộ ba ông có đại công cho hòa bình là N.A. Malusev, P.T. Bagachenko, A.B. Vasiliev. Tìm hiểu con cái ba gia đình này, hóa ra họ đều sống trong căn hộ tập thể cũ, nghĩ cũng có chút xót xa, nhất là cụ Bagachenko nếm xương gió hòa bình đến 15 niên, con cái trả được cái chi ngoài các vali hồ sơ thi công 15 năm làm kỷ niệm cho con gái và cháu gái. Và cho đến khi chết nguyện vọng của ông là nhà nước Việt Nam có hình thức gì đó tri ân những chuyên gia Liên Xô hy sinh. Khi tham gia thi công thủy điện hòa bình cũng không được thỏa nguyện. Bonus, chuyện trò với dép cao su. Có những nhà đầu tư chuyên nghiệp, dân tài việt thứ thiệt, nhưng đi đâu cũng lẹt phẹt dép cao su, áo bỏ ngoài quần. Nếu chục năm trước họ còn trẻ thì ta dễ nhầm họ với bọn shipper chứ nhất định không nhầm với hội đa cấp hay bán bảo hiểm đâu, nhưng giờ họ cũng đứng tuổi rồi, thì trông giống mấy ông bộ đội về hưu non mà trốn việc cán bộ phường. Tôi thì thoảng có dịp cà phê ăn sáng với họ, tất nhiên cũng làm đôi dép cao su cho lẹt phẹt. Từ bao giờ bỗng dưng dị ứng với giày tất và thòng lọng thắt cổ, thế không biết nữa, có lẽ cũng đến tuổi về phường sinh hoạt. Nội dung ăn sáng với mấy đôi dép cao su đại loại như sau cái hội hay đi dép cao su này tuổi trung niên rồi thận yếu lại hay bia rượu nên dậy khí sớm loanh quanh thì cũng vở gà mì văn thắn điều kiện tiên quyết chỉ là ăn ít mì chính và có chỗ ngồi lai dài ăn xong còn cà phê tán chuyện được không phải đi ngay là được hết chuyện phải góp ý xây dựng luật an ninh mạng cho thích hợp chứ chỉ chửi không thì mất hay đến chuyện tại sao cướp ngu sốt lại chọn đúng khu chung cư dày đặc camera nhất mà cướp, lại cướp của cái đứa vừa làm chung tài chính, vừa gốc công an, thấy có khác gì xông vào cướp ở trung đoàn đặc công. Quay đi quay lại, mặt trời cũng đã đứng bóng, thế là lại nảy sinh câu hỏi, chưa nay ăn gì, ở đâu, với ai, ai cho vé? Một câu mà hội đầu tư tài chính lúc nào cũng vò đầu bứt tai nghĩ đã hai ba chục năm rồi. Tôi không phải là thi con như họ, nhưng về bộ môn này thì tự tin và hơn đứt. Thì thoảng hội dép cao su này vẫn cứ tư vấn với tôi về chuyện ăn chơi, có lẽ nó thuộc về năng khiếu mất rồi. Đúng là có nhiều chuyện ai cũng biết là đúng mà không chịu làm theo, chẳng hạn như thanh thiếu niên thì phải tập thể dục thể thao. Nghe thì quá dễ hiểu và hợp lý, nhưng có mấy ai làm theo đâu toàn đến tuổi cận hưu rồi mới lo cuống lên đi tập bà ai rủ cái môn gì cũng tập hút thuốc lá có hại đồng ý thế mà bây giờ phong trào cứ bập bập xì gà cơ hôm nay trong lúc ăn tối với mấy thi con mà tôi hay gọi là xếp cao su bởi cái chứng ngại đi tất đi giày của họ tôi có được chứng kiến một câu chuyện về khoa học và một hình ảnh rất phản khoa học một ông bác Tìm đã phẫu thuật mấy lần, đi đâu cũng phải cầm theo thuốc, thế mà vẫn đi lại còn nhiều hơn chúng tôi. Tham công tiếc việc cho đời, vì sợ nhỡ đâu lăn đùng ra là xong. Một ông anh người Việt trầm lặng, tiểu đường cực cao, về lý thuyết bác sĩ bảo phải nằm cấp cứu mà còn khó qua khỏi. Thế mà vẫn nốc vodka, tỏm tỏm, ra cây chén thả phanh, vì cơ thể nó thế, chưa giải thích được. Thế nhưng câu chuyện thì rất khoa học, đúng hơn là về mấy ngành khoa học. Chú không theo ngành của chú cũng phí đấy. Topo học bây giờ phát triển lắm, chứ hai chục năm trước người ta nghĩ nó chả có mấy ứng dụng thực tiễn đâu. Vâng, thời các bác rồi sau đến tận thời bọn em có cái ngành nghề oai lắm, đứa nào cũng muốn được học là điều khiển học. Cybernetics bây giờ thấy chết lâu rồi. Đúng thế, Ông tổ Norbert Wiener nghĩ ra từ năm 1948 cơ mà, nhưng khoa học cho thấy điều khiển học đi vào ngõ cụt. Trong khi đó, ngành phòng sinh học do Rex Stern nghĩ ra năm 1958, Bionics kết hợp giữa bio là sinh học với Nix là điện tử, càng ngày càng phát triển. Lý do cũng dễ hiểu thôi, điều khiển điều khiển học đòi hỏi tính chính xác, trong khi đó mô phỏng thì chỉ cần chính xác tương đối thôi nên dễ thành công hơn nhiều. Topo của bọn em học thì hay nhưng khó lắm mà cứ nghĩ nó chỉ có ý nghĩa trong toán học thôi, em rồi cũng bỏ đi buôn chứ chẳng làm nghề nữa, hóa ra bây giờ nó ứng dụng quá trời, thống nhất được toán học hay không là nó đấy. Grigoris Peresman cũng dùng rất nhiều đến topo học nhưng sao bác bảo bọn phòng sinh học lại lên ngôi ví dụ ví dụ nhé như bọn tớ phải làm tên lửa nếu dùng lý thuyết điều khiển học phải bắn quả tên lửa trúng máy bay thì rất khó khối lượng tính toán quá lớn trong thời gian giới hạn chưa kể còn ứng xử của mục tiêu là chiếc máy bay với phi công nữa thế nhưng nếu dùng nguyên tắc của phòng sinh học thôi không cần bắn trúng máy bay đâu mà chỉ cần tiệm cận cách mấy chục mét là tên lửa đã phát hiện được và nổ rồi, thì khối lượng tính toán giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, ở đây còn một lý thuyết nữa được dùng đến mà bây giờ cũng rất phát triển, đó là lý thuyết trò chơi, toán ứng dụng của John von Neumann đấy. Các cậu trẻ, kinh doanh nhiều thế nào chả phải dùng đến nó, chứ không khó thành công lắm. À mà, hay là Jonas của lý thuyết trò chơi, tuy là nhà toán học mà được giải Nobel đấy, nhưng về kinh tế có lẽ bọn em cũng dùng đến lý thuyết trò chơi trong kinh doanh đấy nhưng dùng một cách tự phát thôi chứ chả đến mức chủ động áp dụng đâu như bọn anh làm máy tính thì phải dùng trong làm ăn bọn em có dùng đến toán nhưng toàn phép suy luận đơn giản thôi thấy mấy môn khoa học có vẻ cao siêu quá tôi mới mượn rượu hỏi dép cao su xem áp dụng toán vào buôn bán thế nào còn bí quyết có bí quyết nào hay thì chia sẻ Xếp cao su bảo, trong kinh doanh toán dùng rất nhiều nhưng chả có gì là quá cao siêu cả, chủ yếu là dùng để đọc bản phân tích tài chính là được. Hôm nay nhân ngày doanh nhân 13 tháng 10, anh bảo cho chú một nguyên tắc kinh doanh, theo anh là rất quan trọng, đã bảo không biết bao nhiêu anh em bạn bè đệ tử rồi. Ai cũng bảo hiểu rồi, dễ quá, làm ngay, cuối cùng đếm trên đầu ngón tay số đứa làm theo, dễ thì đưa em áp dụng ngay, chơi luôn. Rồi xem, đây nhé. Doanh nhân thì phải đọc và hiểu luật doanh nghiệp, các mức thuế áp cho doanh nghiệp, cho thu nhập cá nhân, cho tài sản, công cụ, ai cũng phải biết rồi. Ai cũng bảo biết rồi thì đọc nữa, biết kỹ hơn, rồi thấy rồi có thấy là luật này ưu ái doanh nghiệp hơn cá nhân không? Chắc chưa. Biết rồi, công nhận luôn, rồi sao? Đấy là bài toán đấy. Nếu thực sự hiểu và tin vào điều đó thì mọi thứ ta có đều phải đưa vào doanh nghiệp, tức là công ty ấy, nhà cửa, xe pháo, tiền bạc, cổ phần, cổ phiếu, chi phí, tất tần tật luôn. Thế anh đã làm thế chưa? Lâu chưa? Có thủ thế cái gì bên ngoài không? Anh làm thế từ năm 1990, cái gì cũng đứng tên công ty tất. Anh có rất nhiều công ty, vì mình là nhà đầu tư mà. Thế nên phải nghĩ cái gì cho đứng tên công ty nào thôi nhưng đấy là việc phụ nếu chỉ có một công ty thì anh vẫn cho tất cả đứng tên công ty ấy có chí khí thế là mình đang uống rượu bằng chi phí công ty anh chứ gì đồng ý vợ con có nghe không hay chống lệnh đấy là toán nếu ta tin vào độ đúng đắn của lời giải bài toán thì phải kiên quyết thực hiện theo nó chứ vợ anh cũng dần toán nó thấy đúng thì làm thôi bảo cho bao nhiêu người rồi toàn gật gật gù gù rồi làm nửa vời đã nửa vời thì làm sao biết đúng sai nữa phí công một trong những lời khuyên bổ ích nhất mà cũng dễ hiểu nhất các bạn có dám thực hiện hay không mà thôi chứ kết quả tốt và nhiều là đằng khác có lẽ đây là trang viết mang tính thực tiễn nhất của bộ truyện này chào các bạn các bạn đang nghe sách nói từ kênh thư viện kiến thức tài chính nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập Mời các bạn nghe tiếp quyển sách Đông Âu Anh Hùng Chuyện tập 1 Phần 5 Hungary và người Việt đã góp phần thay đổi nó Nói đến người Việt nổi tiếng từng ở Hungary Nhiều người nhớ ngay đến Bác Quang A Nổi tiếng học tài Rồi làm ăn đỉnh đám Rồi dịch bao nhiêu đầu sách Nay trở thành nhà dân chủ rất được quan tâm Có khi bị hơi quá quan tâm Hay kiên đầu bạc nhân vật mà tập sách đã đề cập khá kỹ, tuy còn có thể kể thêm rất nhiều câu chuyện. Hay nhà vật lý, tin học, kiêm người bình luận sử Trung Quốc rất hay, Nguyễn Ái Việt Bề. Thế nhưng còn khá nhiều các nhân vật, theo tôi là kiệt xuất, mà ít người từng đi hung học về cũng chả mấy để ý tới, mặc dù họ đều tài trí hơn người. Có lẽ quốc tế đánh giá họ mới đúng được. Chẳng hạn anh G, một vị học trường quân sự ở Hung, chuyên dành cho các cán bộ cấp cao nếu liên xô cũ thì nó tương đương với trường học viện vorosilov chuyên đào tạo cấp tướng có lẽ là người việt nam được học hành bài bản nhất về khả năng chỉ huy quân sự tuy thế anh chỉ lên được vị trí phó tổng tư lệnh rồi về hưu rất phí vì kinh nghiệm và kiến thức của anh không truyền lại được nhiều cho lớp đàn em hay nhà toán học dương tấn thờ có lẽ mấy chục năm nay trong ngành toán của nước nhà chỉ có ba người được đánh giá là thực tài toán học. Nguyễn Lê Anh, Ngô Bảo Châu và Anh. Muốn biết một nhà toán học có thực sự xuất sắc không thì cứ phải hỏi những người cùng thời, cùng ngành. Ý kiến của họ mới xác đáng và có giá trị. Dương Tấn Thở học toán giỏi từ bé, không chỉ vì luôn đứng đầu hay vì các giải thưởng, mà vì cách hiểu về toán của anh hơn bạn bè một bậc, thậm chí các thầy cũng phải công nhận điều đó, cũng như bậc đàn anh Lê Anh, tài năng toán học của thờ chỉ được một cơ quan duy nhất trọng dụng mà thôi, đó chính là ban cơ yếu. Đáng tiếc là từ lâu đầu óc anh không còn bình thường nữa, anh vẫn làm toán, chắc là về các số nguyên tố hoặc là anh sẽ đạt được thành tựu chưa từng có đối với Việt Nam hoặc sẽ là con số không tròn chỉnh Và một nhân vật nữa, anh là người Việt được đất nước Hungary yêu quý và đánh giá cao nhất. Người cha của anh, Hát, có công thuyết phục quân Nhật, đóng ở trại lính Hà Đông, không chống lại Việt Minh. Vào ngày Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945 ấy, chính ông đã phóng xe máy vào Hà Đông, thuyết phục viên chỉ huy người Nhật án binh bất động, nên các cuộc meeting cướp quyền cướp chính quyền của việt minh ở trong nội thành mới thành công và làm nên lịch sử chứ hồi ấy lực lượng ta yếu lắm cả về số lượng lẫn súng đạn khí tài có lẽ vì vậy gia đình anh rất được cụ hồ quý mến bản thân anh được nhận làm con nuôi của bác thế nhưng anh có một tuổi thơ của những năm mỹ đánh phá hà nội cũng khá dữ dội như con em của bao gia đình cán bộ khác bố anh sau này vào Nam chiến đấu, anh nhớ lời bố dặn, phải đi theo con đường khoa học. Năm 1970, cụ Nguyễn Mạnh Tường xui anh sang luật. Sang học luật thì không nghe, vì hồi đó có biết đâu, cứ nghĩ khoa học phải là toán cơ. Nhưng mọi bạn cùng lứa anh đi lính năm 71 đến 73, dọc đường lứa ấy, thì Vũ Trờ, nghe đồn là con thật của ông, ông cụ, được gọi quay lại miền Bắc còn anh Hờ thì vẫn đi ta đi những trai làng phù đồng. Chiến trường Quảng Trị bom đạn như thế, anh là thương binh thứ thiệt, sau đó còn vào B2. Trên đường ra, họ cho anh Hờ phục viên. Anh đi học đại học sư phạm lúc đầu chủ động xin vào khoa lý vì biết kiến thức rơi dụng nhiều rồi. Nhưng bộ đại học chót xếp vào khoa toán rồi, cứ thế mà học thôi. Học ở Xuân Hòa hơn một năm thì không chịu nổi, xin chuyển vào phụ huynh của anh sống ở miền nam mà vấn đề có đứa ghen ghét ăn cắt gần hết giấy tờ thẻ đảng chứng nhận thành tích giấy tờ thương binh anh còn mỗi quyết định phục viên mà thôi anh nhờ người xin lại các giấy tờ bị trộm mất hơn ba năm có kẻ còn viết đơn nạc danh rằng anh đào ngũ mặc dù có quyết định phục viên hẳn hoi bọn cán bộ tổ chức của trường ấy vẫn chơi đều cậu lính cũ này vì anh không muốn cùng cả với họ. Bác Trường Trinh có gọi anh tới, bảo là cụ Hồ đã mất lâu rồi. Thôi coi như là con nuôi của bác ấy, chứ đừng bảo ai là con nuôi của cụ nữa. Tổ chức nói thế thì chấp hành thôi, mà anh cũng bao giờ, đã bao giờ nhờ tới việc con nuôi đâu. Vào Hồ Chí Minh, môi trường khác hẳn, anh học luôn cả khoa toán, đại học tổng hợp, sau đó học cao học kinh tế, tất cả chỉ 2 năm. Ở đây anh gặp người đàn anh là anh Kiếm. Anh Kiếm ra trường về cục máy tính. Ủy ban khoa học kỹ thuật nông nghiệp được cử vào làm tại IBM trong Hồ Chí Minh là người sau này sẽ giúp đỡ anh nhiều. Anh Hờ đi làm từ cuối năm 1979. Anh dạy Đại học Thủy sản Nha Trang, dạy học là bức đệm để ra Hà Nội vì hồi đó có quy chế không cho người mới tốt nghiệp đại học về Trung ương mà anh bây giờ mới thấy mình thực sự đam mê khoa học còn đi dạy sẽ không giúp anh làm khoa học được về bộ thủy sản anh làm việc dưới quyền bộ trưởng võ trí công rồi đỗ chính nguyễn tấn trịnh anh lại chuyển sang ủy ban kế hoạch kinh tế nông nghiệp chỗ anh kiếm đấy rồi về thành ủy hà nội được rèn luyện đủ kiểu đi hung theo tiêu chuẩn cá nhân được mời nhưng được xếp vào đoàn của bộ đại học không phải nghiên cứu sinh nên anh Hờ vất vả hơn nhiều, phải đi vừa làm vừa học và nghiên mà nghiên cứu. Anh viết luận án tiến sĩ toán, rồi luận án tiến sĩ AI trí tuệ nhân tạo rất sớm đấy. Làm xong đáng nhẽ thì đâu ngâu sụp đổ, đó lại là bước chuyển biến lớn đối với anh, sang nghiên cứu kinh tế học tài chính từ năm 1990 về làm cho Bộ Tài chính Hungary song song với làm cho Viện Toán Hungary. Rồi sau chút là viện tự động hóa AI Lab và Đại học Kinh tế, chưa có người Việt bất kỳ nào được mời đến làm cho AI Lab. Anh hở là người duy nhất. Thời gian đó anh đi Mỹ liên tục tổng cộng 6 năm bên đó, sống trong môi trường khoa học đỉnh cao của thế giới, niềm tự hào mà khó chia sẻ với ai được. Anh được mời làm việc cho chính phủ Hungary, Bộ Tài chính là bộ quan trọng nhất, giúp cho Hung chuẩn bị vào EU với mọi thủ tục chuyển đổi quan trọng nhất. Tuy chỉ là một trong 41 chuyên gia, các nước viết cho Hùng kế hoạch chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường với mục tiêu cụ thể là EU. Nhưng có lẽ hơn nhiều người khác, anh Hờ đã áp dụng toán vào chính công việc này và thành tích của anh được họ đánh giá rất cao. Xin nhớ rằng, người hung thời xã hội chủ nghĩa, thông minh nhưng bản tính soi mói, cứ nhìn đâu cũng thấy gián điệp rình mò nhau còn thậm tệ hơn cả Đông Đức với Liên Xô nữa. Nhưng khi đa đảng thì hoàn toàn tự do, thậm chí còn tạo điều kiện cho cả công dân nước ngoài phát triển như anh Hờ. Họ nhìn ra thế mạnh của anh Hờ, các hệ thống tính toán chiến lược kinh tế và tài chính công. Hệ này có nền là hệ SAS của Mỹ, còn lõi của nó 100% do anh dựng hoàn toàn từ con số 0. Nó không những quá thừa để dùng cho nước Hungary mà còn là hình mẫu cho tất cả các nước Đông Âu khác, trừ Đông Đức là có Tây Đức chống lưng, gồm 100% kinh tế học tài chính, 200% là các mô hình xã hội, chính trị, quản trị, nhà nước tương đương với Egov bây giờ. Hungary từ sau này rất biết ơn Anh, mặc dù xã hội chủ nghĩa đã từng xử tệ với Anh từ năm 1984 do một số người Việt xúc xiểm. Đổi lại, anh được làm việc với những đồng nghiệp vĩ đại, họ đến từ tất cả các quốc gia, tình bạn còn mãi. Chính vì khi đó không làm việc với đồng hương nên rất ít người Việt biết tới anh. Đến khi xong việc tại Hung, anh về có gặp nói chuyện với bác Đỗ Mười. Cụ mê quá, bảo anh cứ làm 2 năm rồi cho chức thứ trưởng. Anh từ chối ngay vì xác định không làm cho chính phủ chỉ luôn sẵn sàng giúp đỡ ý kiến và anh làm đúng như vậy sau này không chỉ một lần anh tự bỏ chi phí cá nhân để mời các chuyên gia kinh tế chính trị hàng đầu thế giới về nói chuyện chủ đề cho các lãnh đạo nước ta nghe vì bụt chùa nhà không thiêng anh vẫn đang tư vấn cho các chính phủ như nhật sinh hàn quốc hungary và các đường hướng phát triển cả dân sự lẫn quân sự nhưng trong nước thì người ta sẽ nghe có mức độ thôi. Hiện nay anh là công dân danh dự của Hung, 10 lần được mời vào quốc tịch nhưng anh từ chối. Thực ra nếu muốn nhận quốc tịch Hungary, anh chỉ cần mất 40 phút thủ tục. Vì không còn ít tuổi nữa nên anh càng tăng cường nhịp độ làm việc, cả trong và ngoài nước. Anh Hờ đã từng quản trị dự án, sấp xỉ 12 tỷ đô la. Qua làm việc với người Hung, anh học được lối suy nghĩ khá tương đồng với Elon Musk chỉ thiệt thòi vì đang ở việt nam anh rất muốn cho các bạn trẻ hiểu ra được lối suy nghĩ đó có nó ta có thể bắt đầu những việc rất lớn và quan trọng mà không mất công học hành nghiên cứu về nó hãy đứng trên vai những người khổng lồ hy vọng sẽ được chia sẻ về một số dự án có hàm lượng khoa học công nghệ rất cao trong thời gian gần đây Chào các bạn, các bạn đang nghe sách tại kênh Thư viện kiến thức tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục nghe quyển sách Đông Âu anh hùng truyện tập 1, phần 6, trí thức đi buôn. Phần 1, đội du kích đường sắt. Những năm 1985-1988 có lẽ là khoảng thời gian đói khổ nhất trong thời bao cấp tại Việt Nam. Nhà nào có người đi Tây là đỡ lắm, kiểu gì cũng có ít đồ đạc bán đi, sống cho đỡ vất vả. Chờ thì đã 8 năm đi Tây rồi, ở vùng Bạch Nga, Thanh Bình, đời sống khá đầy đủ so với cả liên ban. Thời đó ai đi Tây về mà kể chỗ này, chỗ khác thiếu thực phẩm mà ăn, có lẽ người ở nhà khó tin. Nhưng mà đúng thế đấy, Liên Xô rộng lớn, chỉ vài thủ đô, nước Cộng Hòa, được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thôi học giỏi thì bộ cử đi học hoặc toán lý thuyết hoặc vật lý lý thuyết trờ học vật lý tại bgu mist đi nghiên cứu sinh về xong thấy thực trạng xã hội lúc đó người người lo đi kiếm ăn nhà nhà nghĩ cách làm kinh tế nhưng tuy thế trờ không bị sốt ruột lắm vì nhà anh cũng có hai anh em đi tây lúc đó ông em vẫn còn đang làm nốt nghiên cứu sinh bên Moscow, nên cũng không phải là diện khổ. Vốn dĩ dân học hành nên chờ cũng chỉ ý để ý xem có hướng nào xuất ngoại với mục đích trau dồi làm khoa học và như thế cũng yên tâm đỡ khổ rồi. Chứ không hề bao giờ có tư tưởng làm giàu, ngay cả khi anh em bạn bè quen xuống vào tham gia mở cái công ty đầu tiên là FPT thì chờ cũng vẫn bình chân như vậy, cứ nghĩ mình theo đuổi khoa học cả đời công ty công tiếc làm gì. Hồi đó, việc đi hội thảo kết hợp với đánh quả không còn lạ lẫm gì nữa với dân khoa học. Năm 1989, mấy anh em viện tính toán, điều khiển và chờ hùn tiền nhau đem 6 máy tính 368 sang Nga làm kinh tế. Người mua có sẵn, cũng là đồng nghiệp khoa học cả, nhưng lại ở tận Riga, thủ đô Litva cơ. Thế là... Chờ đại diện đem đi Riga bán, phải mang sang cài đặt cho họ xong xuôi, mới coi là hết hợp đồng. Sau khi bán xong, chờ mới thong xong, nhầm tính trong đầu mình, cũng được trần gần chục vé, để sống mấy tháng, đi lại và lo làm khoa học. Anh về mát ở Úc, ký túc xá, trường đại học kinh tế Plekhanov Metro Dobry -Ninskaya nơi có ông bạn phổ thông tên thắng đang nghiên cứu sinh lúc này thắng đi vắng nhưng có anh quý nghiên cứu sinh bạn với thắng đang ở ốp trường này trước bác khải sáu nhỏ sau là thủ tướng phan văn khải từng học còn hè năm đấy đang có nhiều cán bộ kinh tế nhà mình qua công tác ở đó là trần xuân giá phan thế tiệm thế là mấy chú cháu cứ rảnh rỗi là ngồi trà thuốc nói chuyện kinh tế liên xô và nước cộng hòa xu thế tách ra khả, đã khá rõ nhưng các chú chỉ được đi quanh quanh thủ đô moscow thôi cứ chăm chú nghe chờ kể về tình hình kinh tế và thái độ chính trị của công dân mấy nước Pre-Baltic kia quả là giai đoạn lịch sử mấy tháng sau về nước chờ thấy trong các bài phát biểu tại các hội nghị thời đó người ta đang chuộng nghe các cuộc báo cáo tình hình thời sự quốc tế như thế hai chú đều có kể tới những điều mà được chính chờ đã kể lại. Thôi thế cũng tốt, còn hơn những vị cứ ngồi một chỗ đọc báo rồi phán lung tung. Thời đó đã ai biết Internet đâu mà tra cứu. Đến lúc đi hội nghị ở Len, chờ gặp mấy đồng nghiệp Ba Lan, toàn người nói tiếng Nga như máy khâu, nên rất dễ giao tiếp, quen thân. Chính họ hỏi, anh sao không sang Ba Lan mà công tác? Bên đó có một cộng đồng người Việt, đồng nghiệp Ba Lan, thế là anh bảo họ về xin giấy mời cho mình để đi sang hồi đó dân đi công tác và trong số đó là dân khoa học có một lợi thế trời cho đó là được đi bằng hộ chiếu công vụ mà theo thỏa thuận của các nước xã hội chủ nghĩa thì cứ có công vụ là đi thoải mái khỏi xin visa dân ta có cách rách hơn vì phải xin sứ quán hay cục xuất nhập cảnh nước mình thôi nhưng đi làm khoa học thì được lý do quá chuẩn rồi nhất lại có giấy mời thế này báo về viện ở nhà nữa, yên tâm. Sang Ba Lan làm cộng tác viên ở warsaw chờ có chỗ làm việc, thẻ công tác viên ra vào, người ta còn cho phép anh được đăng ký địa chỉ email đầu tiên trong đời, khi đó dùng bitnet. Cái modem với tốc độ đỉnh cao là 2.4 kb trên giây, chạy mỗi lần kêu như máy bơm, nước liên xô, lắp ở nhà. Nhưng như thế, cũng lý tưởng lắm rồi, làm việc không lương, nhưng bên đó lúc này còn đang rẻ lắm, nếu quy đổi hết ra đô, chờ nhanh chóng tìm được một chỗ cho mình, toàn anh em bạn bè từ Hà Nội, FPT thuê nguyên cái nhà rất to làm nơi giao dịch, về và để ở, để lưu hàng luôn. Đại diện FPT bên đó khi ấy là Dũng Minh, sở dĩ có tên đó vì Dũng đã cũng học ở trường với chờ, cùng qua lý nhưng dưới mấy năm dũng cũng chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh luôn nhưng xin làm sớm để về sớm làm ăn trong khi những người khác muốn xin giải thêm cho nhàn hạ và có thì giờ đánh quả cũng là nhân vật rất đặc biệt đấy sau này mọi người biết hơn với tên dũng gami hay dũng anju đợt ấy anh trương gia bình cũng đang học với học bổng home board bên nước đức sắp thống nhất vẫn chạy qua chạy lại Varsawa qua Ba Lan thì cũng ở đây thôi. Ừ. Đợt đó FPT mới đánh từ nhà sang một cơ số lớn áo gió. Nhưng chậm mất một chút, không bán được. Thị trường Ba Lan nhỏ và khó tính hơn Liên Xô. Nơi đắt rẻ một chút thì cái gì cũng tiêu hết. Thế là chờ rảnh rỗi. Tham gia giải cứu áo gió, đơn giản thôi. Đem chúng sang Moscow thì gì cũng bán được. Mấy chuyến đi tàu hỏa xong, xong đó là xong còn bên kia đã có mấy anh người của FPT như Kỳ Béo, nhà ở khối xếp. Anh Tiến Lột, thuê nhà gần đấy, gần bến tàu điện 26 qua đồm năm lo tiếp, mà các anh cũng đem đi giải mấy ốp đôm năm Rusta Valley, búa liềm là hết việc. Đi thì quen thôi, hồi đó mỗi lần chờ đi mua vé ba cúp khoang tàu hỏa, mà chỉ có một mình, còn mỗi cúp chất nhiều lắm, cũng chỉ được 15 bịch, tức là ba cúp một người thì mang được 40 bịch. Đi an toàn lắm, chỉ báo hại, có lần phải đổi tàu, chúng nó bắt tự chuyển đồ qua tòa khác, có lẽ là lần hoạt động cơ bắp nặng nhất trong đời với chờ nhớ đến già. Hồi đó người Việt đi tàu cũng nhiều, dân khoa học đi buồn đông lắm, mà thực chất ra là đi cửu vạn cho đám soái như trí béo Tiến Long bên Nga hay Ba Lan có thân lùn, Nguyễn Ngọc Chu, Trử Văn Long là nghiên cứu sinh. Vinh dò với Tuấn Quế Anh là sinh viên rồi ở lại, thời đó hầu như ai cũng ở lại Ba Lan sau khi học cả. Tướng thì nhiều lắm, nhất là bên Ba Lan, bên Đông Đức, dân hộ chiếu công vụ thì chỉ dám mang những mặt hàng lành như thế thôi. Có gì cứ nộp thuế công khai là quá hết, kiểu như áo quần, đồng hồ, mỹ phẩm chứ hàng độc hơn như đô la, vàng, thời đó là một đơn vị thanh toán. Ở Việt Nam cũng vậy và có một thời ở Đông Ngầu cũng thế. Thuốc Tây phải dùng đến thẻ đỏ, cán bộ ngoại giao hay cao cấp của nước xã hội chủ nghĩa đi lại qua nhau có quyền miễn trừ khám. Nhưng sang tư bản dãy chết thì lại không được, tùy có ưu ái hơn. Thế nên các cán bộ sứ quán hay cán bộ cao cấp ở nhà hàng, ở nhà sang công tác chỉ mong được vào dây đi mấy chuyến. Hàng hóa có người gói ghém hết, vé có người mua đưa ra tận nơi, sang nước khác có người đón, lại đưa tiền non hàng hóa quay ngược về. Thẻ đỏ kiếm tiền nhanh và dễ, cho nên có người đi chục ngày, hai tuần về cũng giàu sụ hơn cả sinh viên hay công nhân đi Tây mấy năm là chuyện thường. Thời đó bên Ba Lan có từ đãi thẻ, tức là tiếp đón các vị thẻ đỏ sau một chuyến đi chót lọt, hồi đó xã hội ba lan cởi mở nhất trong các khối xã hội chủ nghĩa rồi cứ cho các vip đi xem sex show với tu rượu napoleon thoải mái là được chờ gặp thảo lần đầu tiên cũng trên chuyến tàu ấy tất cả về ga beloruskii ở mát hết thảo hồi đó là cháu anh quý hay gia đình quen biết từ nhà và sang học đúng trường kinh tế black mới sang mấy năm mà đã rất tháo vát, ngược xuôi buôn bán rồi. Mà hồi đó cô đâu đã có hộ chiếu công vụ. Sau này bọn năm dưới mới kể. Sau một thời gian Thảo đã mời bạn bè liên hoan, mừng có trăm vé đầu tiên rồi. 10.000 đô lúc đó là số tiền rất đáng kể đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả chờ, cả những người quen khác, không ai nghĩ rằng cô bé sau đó sẽ là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á số học của đánh hàng. Giá bên ba lan thường trên 2 đô đến 2,2 đô trên một cái quần bò. Giá gốc rẻ dễ sợ không? Các bác có nhớ hồi đó ở nhà? Giá chiếc quần bò ví dụ như kinh rô bao nhiêu đô? Tất nhiên ta đang nói chuyện giá bán sỉ. Tiếng Nga là ốp tơm, về đến mát là 3.8 đô trên một chiếc, một bịch bằng 100 chiếc thì mỗi lần đi mang được 4.000 cái nộp thuế công khai ở biên giới khá ít, lãi suất khoảng 25% đã trừ hết các khoản. Mỗi lần bỏ vốn và bỏ công đi thì được 3-4.000 đô một lần, còn ai đi kiểu vạn thì được 30% chỗ ấy thôi. Lần thắng lợi nhất như sau. Chờ đang đi thì đến ga Brest, biên giới Ba Lan, Bạch Nga, gọi điện về mát, thấy mọi người báo giá lên đến 4.5 đô trên một chiếc rồi. Đến sân ga, Belos Ruski ở Mars đã có hội Việt Cộng ra đón lõng. Xin mua 7 đô một chiếc, vẫn kêu không bán, cuối cùng bán được 8.3 đô. Vẫn nhớ vì con số đó ngược với 3.8. Đại thắng chẳng nhớ lý do vì sao tự nhiên lần ấy cháy hàng đến vậy. Cứ thế trở đi hết chuyến này đến chuyến khác, tiền vốn lớn lên rất nhanh. Những anh em nghiên cứu sinh hay đi tuyến Ba Lan, Brest, Minsk, Moscow, Vega Belaruski thường bằng cái tàu liên vận Polonez hay tự chào là đội du kích đường sắt. Cái tên này có từ thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở Bạch Nga hồi đó có các đội du kích chuyên bám theo đánh phá đường sắt gây khó khăn cho Đức Phát Xít chuyển quân lương sang đánh Liên Xô. Nhiều đứa lính biên phòng thuộc mặt mấy ông cộng còi bà lần nào cũng bê vác lắm đồ cồng cảnh này đến mức cứ thấy chiều hộ chiếu Việt Nam ra là Xin chào các giáo sư buôn lậu. Biết là buôn đấy, nhưng cứ xin mời nộp thuế rồi cho qua. Có vẻ chờ đánh quả đang vào cầu. Đánh quả xưa nay có bại thành, miễn sao đừng mất sạch sành xanh, khôn ngoan bình tĩnh mà làm lại. Đô rách còn hơn giữ rút lành. Những nỗi niềm đam mê khoa học có vẻ không nguôi trong chờ. Tiền nhiều đối với anh tuy là niềm vui nhưng cũng là gánh nặng bởi vì tiền phải đẻ ra tiền. Trong vòng xoáy này không mấy ai ngừng lại được. Nhất là khi anh đang có điều kiện kiếm tiền dễ hơn các đồng bào khác rất nhiều. Chờ đi khắp nơi vừa là giao lưu về khoa học vừa là để thăm thú tìm tòi cơ hội. Chờ lần đầu tiên sang Ý tháng 7 năm 1990 cũng là sang tư bản lần đầu tiên thăm một dự tham dự một trại hè do trung tâm quốc tế Ad-Dos Salam về vật lý lý thuyết ICTP trụ sở tại Trieste, Italy. Trung tâm này do Mohammad Ad-Dos Salam là nhà vật lý người Pakistan rất uy tín sáng lập nên để giúp đỡ cho giới vật lý ở các nước thế giới thứ ba. Ông được giải Nobel vật lý năm 1979 và năm 2018, Đàm Thanh Sơn của chúng ta được trao giải thưởng vật lý Dirac. Đó là giải của chính trung tâm này xét tặng. Quả là chuyến đi đầu tiên sang tư bản để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp trong chờ, anh tạm gác việc đánh quả lại để giao lưu với giới vật lý thế giới. Thầy thấy tháng 9 năm 90 lại có workshop khác trên đảo Sicily kỷ niệm 80 năm ngày sinh Peter Beckman, người Do Thái ở Đức, quốc tịch Mỹ, là một trong số rất ít ỏi học trò đích thực của Albert Einstein, trở lại gửi thư xin dự. Anthony Zichichi, người Ý, là chủ tịch hiệp hội các nhà báo, các nhà bác học thế giới, làm trưởng ban tổ chức. Ông mở ở World Laboratory, kết nối các nước phát triển và đang phát triển có chương trình rất cụ thể là mang 1.000 nhà vật lý nước thế giới thứ ba sang tư bản được phép đến đây là chờ đi ý lần hai anh đi tàu 20 tiếng tàu xuyên cả nước ý xinh đẹp lầu chả khác gì Warsaw sang mát đến thành phố nhỏ Eric trên núi tại đây quốc shop cho anh biết thế nào là chủ nghĩa cộng sản mọi thành viên được tham dự đều có quyền tha hồ ăn ở bất cứ đâu trong thành phố. Chỉ việc ký hóa đơn thôi, đến dự toàn những vị già cả rồi. Mười mấy người trong đó có chờ là trẻ nhất. Trẻ thứ hai là vợ chồng, Phương Lệ Chi, lãnh tụ tinh thần của sự kiện Thiên An Môn, tương đương tấm gương đấu tranh như Andres Sakharov bên Nga. Năm đó, Phương Lệ Chi chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, rồi bốn tháng sau, Trung Cộng mới cho phép ra nước ngoài sống. Chính tại đây, chờ nghe được về cái học bổng dành cho 1.000 người làm khoa học, theo mô hình thì phải do so, giáo sư đứng ra xin. Nhưng anh Nguyễn Ái Việt B từ hung sau này đi sang Mỹ là như vậy. Lần gặp gỡ này, ông Duy Chi Chi cho chờ đặc ân, muốn làm việc với ai ở đâu thì tự tìm, còn coi như đã được chấp thuận rồi. Sau này chờ chọn nhóm làm về lý thuyết hấp dẫn ở Mỹ nhóm ấy cũng rất nổi tiếng trong giới vật lý quốc tế. Sau khi quay lại với đánh hàng, chờ hay kết hợp làm với anh nội, dân nghiên cứu sinh trường quan hệ quốc tế Matt. Và lúc này, một người bạn từ thời năm đầu tiên ở Minsk là Bách đã sang tới Ba Lan và Bách làm đầu Ba Lan cho chờ. Khoảng năm 1991, chờ lập công ty đầu tiên của người Việt tại Nga cùng anh Quý và cô bé sinh viên Thảo công ty đứng tên tiếng Anh là Andestech Agencies for Development and Science Technologies. Công ty như vậy nhưng ba người chỉ dùng nó để hợp lý hóa giấy tờ xuất nhập khẩu chứ không làm gì chung. Sau này chờ dùng mấy lần rồi thôi và dần quên mất cả sự tồn tại của công ty lịch sử đó. Lúc này chờ vẫn giữ phương trầm phải đi đây đi đó cho thỏa thích Lâu lâu anh vẫn về Việt Nam để báo cáo công việc với Viện Vật Lý và quan trọng hơn đó là lúc hộ chiếu công vụ vẫn còn có thời hạn đi và về, phải gia hạn thêm. Chờ có ông anh làm ở cục lãnh sự nên những việc này giải quyết khá đơn giản. Bởi tiếng Anh, bởi biết tiếng Anh nên anh khá tự tin trong việc đi lại. Chờ đi khắp châu Âu, mùng tháng 4 năm 1992. Khi đi, Thụy Sĩ qua Áo, trời có gặp mấy anh bạn Việt Nam đang vật vờ ở đấy, toàn dân khoa học cũng vừa học vừa làm, có anh giới thiệu cho chờ. Kho ngoại quan của Áo là một căn nhà mấy tầng, to mênh mông, thực ra là nơi trung chuyển hàng Hồng Kông qua Châu Âu thì được đưa về đấy. Đồng hồ là chính. Trời nghĩ ngay ra việc đánh hàng đó về thẳng Moscow cho nhanh, không qua bà lan nữa. Đồng hồ cả triệu một chiếc. Trên xe tiff các loại 7 nhạc, 14 nhạc SK, đồng hồ vòng, nhẫn, xe đi cửa khẩu từ áo sang hung, qua cửa khẩu chóp, đi thẳng về mát, còn người mình đón tại đó thôi. Tất nhiên đi thế này thì đập chết đường xe lửa vì nhanh hơn nhiều. Xe tiếp đi qua cửa khẩu biên giới chóp, Ukraine, hiệu quả hơn vì chất được nhiều hàng hơn, đi kiểu hành khách tàu liên vận thế kia. Các chi phí vẫn cứng của các của nhà nước nên không hề thay đổi, trong khi tỷ giá USD, rút chợ đen thay đổi nhanh vô cùng nên rất lãi. Biên giới thực chất còn qua lại rất dễ dàng, chứ hải quan, biên phòng không ăn đậm như mấy năm sau này. Anh em cộng hay đùa, gì chứ hư thì bọn Tây hư nhanh lắm và xã man lắm, mấy năm sau chúng nó múc lại tà hết. Tháng 5, tháng 6 năm 1992, chờ đánh hàng thắng lợi liên tục. Tháng 7 năm 92, chờ rủ cậu em Quy cùng Khoa Lý khi xưa sang làm ăn tại đất mát. Đúng lúc Quy sang thì anh em mới mất vụ to. Thời đó khó nhất là bán được hàng ở Nga rồi phải đem tiền quay ngược lại Ba Lan mà mua hàng cho đợt tiếp theo. Thế nên có bọn Tây làm dịch vụ hay giấu vàng hay đô trong xe ô tô rồi đi qua biên giới. Tất cả các hội đều ăn đòn đủ trong vụ chuyển tiền sang Ba Lan đó những ai chuyển qua bằng ba lan này đều mất cả. Tổng cộng mất hình như 800.000 đô, trong đó bọn chờ mất hơn 200 000 Chỉ sau xoái trừ văn đông mất biên giới. Ở trên tàu hỏa bị tịch thu gần 400 nghìn. Con số mất mát thật rất khó mà biết vì mấy ai nói thật ra đâu. Lúc nghe tin đó trở đang sang Pháp chỗ người đàn anh trong ngành vật lý là Trần Thanh Vân sau mấy vụ thế này, bà con mới chuyển tiền dịch qua bank. Service này ai cũng bảo do Cao Đức khai thác. Và bắt đầu biết thế nào là group chuyển đổi. Nhưng mất mát này cũng là chuyện hy hữu thôi. Sau mùa hè ấy trở lại gỡ được chỗ đánh mất. Nhưng lúc này anh lại nổi hứng làm khoa học lên. Năm 1992, CCCP đã tan rã nhưng đất nước Nga vẫn an bình lắm. Ban đêm 2-3 giờ sáng, cộng người Việt mình vẫn ôm bọc tiền đi nộp ngân hàng, Sparkasas không sao cả. 9394 mới bắt đầu loạn, cướp bóc, trấn tiền, một phần do xã hội, một phần do chính người Việt dở trò chỉ điểm cho Tây cướp, cả mafia lẫn bọn công an. Nhưng tháng 9 năm 92, sau mấy năm đã đi hết chỗ đóng dấu của bảy cuốn hộ chiếu công vụ, chờ đã sang Mỹ, theo chương trình học bổng kia, để làm khoa học đến tận 94 mới về nước. Khi anh rời Nga, có hai người em ruột của chờ sang, sang thay dần công việc của anh. Nhưng thời thế thay đổi và có lẽ không mát tay được như chờ nên kết quả không được rực lửa như khi chờ làm. Thế nhưng, trong hai năm tưởng chừng như khó khăn đó, thì cậu đàn em Quy mới sang lại bứt phá lên khá ngoạn mục. Là tiền đề để sau này cũng lại trở thành một tỷ phú đô la tự thân của Việt Nam. Phần 2. Trí thức đi buồn chờ gặp anh NLA đang đi chơi lần đầu ở Ba Lan năm 1989. NLA là cựu sinh viên và nghiên cứu sinh khoa toán của trường MGU Lomonosov ở Mát, được coi như là một thiên tài khá lập dị của chuyên ngành này. Đang là giáo viên cứng của Đại học Kỹ thuật Quân sự thì có đợt anh em sĩ quan xin được ra quân nhiều. Thế là anh cũng chọn không lên hàm thiếu tá mà ra quân. Anh học giỏi nên ông giáo anh, một nhà toán học có tiếng của trường, rất yêu quý. Và tuy anh sang Nga hoàn toàn không theo lời mời của MGU, nhưng vẫn được trường tạo điều kiện và làm việc rất chu đáo. Nhưng NLA sang Nga lần này để làm khoa học ít thôi mà để làm ăn. Giúp chuyển nhượng, khái niệm người Việt khi đó ít ai có trong đầu. NLA bắt đầu nghiên cứu từ năm 1989 loại tiền ghi sổ dùng để ghi chép, hạch toán, bù trừ giữa các thành viên trong khối xếp. Đầu tiên là các ngân hàng quốc gia, các nước xã hội chủ nghĩa làm với nhau, qua một ngân hàng chung của khối xếp đặt tại Moscow, cực chặt chẽ, bên ngoài không có cách gì mà chen chân vào được. Sau này khối xã hội chủ nghĩa tàn giã thì khối xếp đâu còn nữa, nhưng nợ nần thì còn lại. NLA có thời gian làm với cơ yếu của tạ quang về con trai bác bộ trưởng Tạ Quang Biểu, vợ về làm bác sĩ, chữa bệnh đàn ông chơi bậy cho Tuệ nên quen Vinh mới giới thiệu NLA cho Tuệ. Lúc ấy Tuệ đang rủ Thắng Đạo, còn ông Lê Quang Đạo sang Nga lập công ty. Chính Thắng Đạo xui NLA ra khỏi quân đội chứ ai đâu, để NLA vẽ kế hoạch sản xuất chip cho mình. Thắng lập công ty, 100% vốn của anh ta. Khi năm 1989, NLA sang, ở MGU thì thắng làm cho LA giấy tờ để mở tài khoản được ở ngân hàng bên Nga. Rất khó đấy. Sau Dũng tầm nhảy vào công việc này, vì có nhiều thằng Nga nhanh nhẹn làm ăn rất thân với NLA, nên Dũng tầm nhờ L... NLA nói chuyện với bọn Nga để chuyển tiền mua máy tính qua tài khoản. Hợp đồng đầu tiên là bàn máy tính cho Kiev nơi trước kia dũng tâm đã qua thời sinh viên ở đó mô hình có vẻ giống trí béo dũng tâm thu tiền của anh em bên đức mua xe máy nhật chuyển về nhà mới có tiền lãi bên đức chỉ thương vụ và sinh viên mới có suất được mua làm không chui chảy thì vì thắng và dũng mâu thuẫn trong làm ăn nla không quan tâm lắm vụ xe máy bởi vì anh đang theo đuổi một chủ đề mà bọn nga nói với anh muốn anh đứng ra làm còn anh kể lại với thắng đạo rúp chuyển nhượng bản chất về nó ai thích tìm hiểu sâu xin đọc trong phụ lục đây là rúp chuyển nhượng của các nhà máy xí nghiệp đã xuất hàng đi rồi có quyền mua ngoại tệ để thanh toán nhiều xí nghiệp có thừa cái này mà không biết làm gì với chúng đông đức nợ nga rất nhiều nếu trả cho đức bằng rúp thì sẽ được rất nhiều tiền mark đức khi đông tây thống nhất tình hình nợ của Việt Nam với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khá giống như vậy. Nhưng Nga khác Việt Nam ở chỗ, xí nghiệp có thể giữ rút chuyển nhượng hay ngoại tệ, khác hẳn Việt Nam đấy. Phía Nga rất tin tưởng vào NLA, còn Anh có nhiệm vụ xử lý công việc với mấy đồng hương của mình. Nhưng vào ngày cuối, trước khi bên Nga sắp sửa chuyển vào tài khoản công ty Việt Nam bên Nga số tiền 4 triệu rút chuyển nhượng, thì Anh phát hiện ra mình không hề có tên sau khi để cho hai đứa hộ chiếu anh với ba đứa hộ chiếu việt nam cùng đứng tên để dùng tài khoản này cứ bảo nga chuyển tiền thoải mái đi nhưng em xong việc rồi không còn một trách nhiệm gì ở đây nữa tĩnh vợ anh thành đạo và là chị dâu của thắng lúc đó đang ở chủ yếu bên ba lan nói vậy nla giật mình gọi gấp cho thằng nga gerrick một câu mà tự anh sẽ nhớ cả đời Garrick, bọn tao đùa đấy. Thôi đừng làm gì nữa nhé. NLA rút ra khỏi vụ này. Bọn Nga không làm nữa. Hội năm người kia còn cố chờ thêm một tháng xem phía Nga có đổi ý không. Thế rồi vẫn móm. Anh hiểu ra, bọn Nga tin anh, còn phía các đồng hương dùng anh như một con tin. Để đảm bảo cho khoản chuyển tiền không bị mất hút con mẹ hàng lươn. Và quả nhiên, với cái khoản 4 triệu rút chuyển nhượng kia, tương đương với vài chục triệu đô la, không quay lại Nga nữa dưới bất cứ hình thức nào. Bọn Nga về cả Hà Nội để làm rõ, nhưng cuối cùng vô vọng. Rất may là bọn Nga, tuy mafia thật, nhưng cũng rất trí thức. Chúng nó hiểu ngay vai trò của NLA đã bị lợi dụng như thế nào. Và vì rất quý tính cách cũng như tài năng của anh mà chúng vẫn cho anh ở mát khá sung túc để mà làm khoa học. Nhưng với một tâm thế nặng nề như vậy thì cũng chả làm khoa học được. Anh tự rút ra kinh nghiệm mà sau này còn nhiều fan được chiêm nghiệm thực tế. Cái lũ con ông cháu cha ấy ngay trong tâm tưởng đã không sẵn sàng chia chác với người khác rồi. Chúng nghĩ chúng thuộc đẳng cấp khác hẳn. Anh chia tay thầy giáo về nước năm 1992. Khi gặp lại, Thắng Đạo có đề nghị chia cho anh một số tiền. Mặc dù đang rất lực túng thiếu đấy, vì mấy năm đi tây đâu có kiếm được khoản nào đâu anh đã nói thẳng vào mặt thắng một câu câu thứ hai mà anh nhớ suốt đời tao không chia tiền ăn cắp lại nói về hai người em của chờ buôn bán tiếp khi ông anh đang bận làm khoa học người em lớn mấy tháng rồi phải về nước vì anh là dân quân đội lại thêm cái mác tiến sĩ nên không xin ra được còn người em út tên là đê ở lại chiến đấu cho đến tận hết hè năm 1995 rồi mới về. Trong 3 năm ấy, Đê trải qua được không biết bao nhiêu là nghề buôn, có viết sách thì cũng chuyển giày, quyển giày mới hết được. Mới đầu ra sân bay đón đề chính là Quy, bạn ông anh cũng vừa mới sang. Tất nhiên là phải vào trận ngay thôi, mấy anh em làm việc ban đầu khá nhàn, đó là đi nhận phát hàng trong các mối rồi đến ngày hẹn thì qua mà nhận tiền chưa có thì đòi tiền tiền năm tất nhiên phải nhanh chóng chuyển thành xanh usd thành đỏ vàng để lại chuyển ngược sang nước ngoài mà trả tiền hàng đợt tiếp theo đố ai định nghĩa được tình yêu có khó gì đâu một buổi chiều cô em mang đến hai cân đỏ cân xong chỗ đó thế là yêu d thường ở chỗ anh chị nội thục anh thuê hai căn hộ gần nhau một bên thì người ở một bên cất hàng hóa tiền vàng năm 93 94 mát đã loạn lắm rồi người việt là bất an nhất vì thường đi đâu trong người cũng có tiền có hàng rất dễ bị cướp hay công an chấn mất đề đi đâu cũng thủ trong người hai gói ớt bột có gì ném rồi chạy may thế nào chưa phải dùng đến bao giờ Thế nhưng lần anh vừa thu tiền hàng xong, đi ra khỏi ốp thì bị công an túm vứt lên xe. Công an thì chả dám ném rồi, mà trên xe lại có hai thằng Tây bị bắt vì tội có súng, nên ai cũng nghĩ là trong người sẽ có, có gì sẽ bị khám lấy hết. Cứ người nọ gửi tiền cho người kia để cầm, nếu thoát thì lấy sau vậy. Thế mà về đến đồn công an, chỉ xét giấy qua loa rồi thả ra hết. Đúng là cô thường. Thời đó, nơi không an toàn nhất của người việt ở bên nga lại chính là ở nhà mình người việt có bọn trấn lột cứ dình ai sắp về phép chắc là có chuẩn bị tiền mang về là cướp hàng hóa cũng cướp rồi còn xin và chỉ điểm nga cướp người mình nữa rồi bọn lưu manh nga thấy cướp được là cứ làm tới thôi Đề toàn đi phương tiện công cộng thế mà lại không sao còn chị thục anh hay đi taxi thì bị cướp theo dõi chém sạt một mảng đầu May không mất mạng, anh nội đi đâu tự lái xe thì bị cướp bắt ngay tại nhà, chúng đặt bàn là lên người, cắm điện bắt anh khai ra chỗ giấu tiền vàng. Cũng may là anh có để tiền ở nhà nên bị bỏng một chỗ thôi, chứ nếu chẳng may không có thì chả biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Ở Nga, đây được chơi một trò may rủi, mà sau đó gần chục năm ở nhà ta mới bắt đầu trở nên thể thao toàn dân, đó là đánh chứng khoán bên Nga gọi công ty chứng khoán là Berha. Mỗi người ôm một cặp tiền lên đồng, từ sáng đến chiều, đánh tứ tung đa số là thua. Hồi đó, người Việt nghĩ đủ loại mặt hàng để thử đánh từ Hà Nhà sang Nga. Đề nhớ nhất, có một hội đánh sang Viễn Đông 2, ba container nước mắm cắt hải loại ngon. Ở đó ít người nên trả bán được mấy, thế là họ gạ đề mua lên mát, nghe bùi tai đề cũng lấy một công. Mất tiền chuyên trở lên, nước mắm truyền thống nhà ta gặp mùa đông muối kết tủa trắng xóa bán y ạch mãi mới được một góc của container thực ra là gửi các nhà bán hộ thế mà họ còn chê ỏng chê eo bắt đến nhà lấy mang về cuối cùng đê phải thuê một công cho hết hàng chục nghìn chai nước mắm cao cấp ấy vào cất rồi quên nó đi như một kỷ niệm thôi đúng là củi khô xuống nước vẫn khô xuống nghèo sang tận liên xô vẫn nghèo khi các trí thức đi buôn thì dân Nga còn đang vô cùng nghèo và khổ sở, vẫn cảnh xếp hàng để chờ mua được bất kỳ thứ gì dù có tiền. Phải nói là khởi điểm của các trí thức nhà ta có rất nhiều thuận lợi, nhưng có lẽ đầu óc làm ăn chưa lớn, thế nên chỉ vài năm sau đã xuất hiện những triệu phú, tỷ phú đô la người Nga, đa phần cũng xuất thân là dân học hành, nghiên cứu khoa học dễ ngang làm kinh tế có những ngành kinh tế khổng lồ bị chiếm đoạt và điều hành chỉ bởi cả mấy cá nhân. Từ bản thân sở hữu là như vậy, còn các trí thức nhà ta thường dễ hài lòng với thắng lợi và hướng nội hơi nhiều. Chuyện trí thức đi buôn có thể kể mãi, kể mãi mà không hết. Một phần tư thế kỷ sau nhìn lại thì các nhân vật của câu chuyện này đều khá may mắn với nước Nga. Quy trở thành tỷ phú đích thực cũng nhờ vào nước mắm đấy, mặc dù lúc bên kia không bị lôi kéo bởi cát hải. Đề này sống không thiếu ớt bột được, nhưng là ớt bột để cho vào cháo chai thôi. Anh là chuyên gia ẩm thực và loại số 1 ở Hà Thành, một dạng tài năng tiềm ẩn. Có lẽ đất nước Nga đã làm anh trở nên quá cẩn thận trong mọi việc. chờ đã không còn làm theo chuyên môn vật lý, lý thuyết nữa, nhưng anh làm trong ngành giáo dục có lẽ để đưa được nhiều trẻ em đến với khoa học càng tốt và anh không bao giờ mặc quần bò lạ nhất là trường hợp bác nla anh không còn lăn tăn gì với vụ group chuyển đổi nữa mà tự anh ấy chuyển đổi từ một nhà toán học thứ thiệt sang một nhà vật lý lý thuyết và nhà sử học anh quyết tâm dành hết quỹ thời gian còn lại cho việc dùng khả năng tư duy toán học của mình vào việc giả soát lại toàn bộ vật lý lượng tử để hiểu xem các vĩ nhân trong ngành đến với những kết quả của mình như thế nào và anh cũng làm sẽ làm như họ đưa ra những kết luận mà những nhà vật lý thực nghiệm sẽ chứng minh được sau hàng chục năm cũng như viết lại lược sử việt nam mấy điều mà chưa nhà khoa học việt nam nào làm được một điều mà anh nla và chờ làm được ngày nay cho đời đó là một app dùng trên điện thoại có nhiều tính năng rất tiện lợi và tất cả free chúng ta hãy cùng chờ để trở thành người sử dụng nó nhé họ dù có đi buôn hay làm du kích đường sắt thì trước sau rồi vẫn là trí thức cái ép này nó sẽ có giá trị tỷ đô hay vô giá tức là vô giá trị thì lại phụ thuộc vào chúng ta phụ lục giá trị chuyển đổi của đồng rút tại liên xô những mối quan hệ đối ngoại và giá trị chuyển đổi của đồng rút thêm một vấn đề nan giải gắn liền với sự hạn chế chủ quyền của các nước cộng hòa nhưng đòi hỏi hoạt động đồng nhất với mục đích thoát khỏi khủng hoảng những mối quan hệ kinh tế đối ngoại và chính sách về tiền tệ trong trường hợp này nói đến đồng tiền tệ của những nước thứ ba tức là đồng tiền chuyển đổi tự do trước tiên khi nói về những thay đổi trong lĩnh vực này cần nhớ là chúng ta đang bàn không phải câu chuyện của riêng chúng ta những nước thứ ba có cách làm việc khác họ sẵn sàng buôn bán và cho vay chỉ khi có sự tin tưởng với đối tác ngoài ra chính sách hạn chế ngoại thương cũng phải đồng bộ để quản lý xuất nhập khẩu và vấn đề quan trọng nhất đồng tiền chuyển đổi tự do đô la yên ai cũng muốn có chúng cá nhân tổ chức quốc gia bởi khi đồng tiền của mình mất giá thì đó sẽ là sự thay thế tương đương người có ngoại tệ là người có tất cả trước đây là tất cả tiền tệ tập trung ở trung tâm liên xô và được phân phối lại ưu tiên cho những ai họ muốn điều đó làm các nước cộng hòa không hài lòng các doanh nghiệp mất động lực cho nên hệ thống như vậy sớm muộn cũng phải sụp đổ nhưng khi nó còn liên xô vẫn rất uy tín trên thị trường quốc tế luôn phải hoàn thành trách nhiệm của mình tiếp theo là bắt đầu những cuộc cải cách và có thể nói trong lĩnh vực này là cải cách thất bại. Theo tâm lý về kinh tế của chúng ta đã xuất hiện ý tưởng về tiền tệ tự hòa vốn. Đồng rút tự hòa vốn có nghĩa là tất cả các chi phí của doanh nghiệp gồm cả đầu tư được bù lại bằng tiền lãi. Theo logic này thì tiền tệ tự hòa vốn là ai nhập khẩu thì tự kiếm tiền tệ cần thiếu, ai xuất khẩu thì sẽ nhận một phần tiền tệ ngay cả họ không thực sự cần thiết kết quả là một số doanh nghiệp bắt đầu có tiền tệ cho mình những doanh nghiệp khác và chính quyền của các nước cộng hòa các vùng vẫn phải đi xin như trước và họ đã nổi dậy một trong yêu cầu hàng đầu của chủ quyền kinh tế của các nước cộng hòa là hãy trả tiền tệ đừng có bố thí cho chúng tôi cuối cùng sự sẻ chia nguồn tiền đã được phân cấp kết quả là gì chúng tôi bắt đầu bơi nền kinh tế bắt đầu đô la hóa điều làm phá hủy hệ thống tiền tệ của chúng ta nhà nước từ chối bảo lãnh các khoản vay của các doanh nghiệp tự hoạt động trên thị trường quốc tế và họ bắt đầu không hoàn thành trách nhiệm của mình uy tín đã bị mất và không còn ai cho vay nữa đành phải tăng cường bán vàng kim cương khiến cho nguồn của chúng bị cạn kiệt liên xô đứng ở bờ vực phá sản nhưng các nước cộng hòa thành viên không chịu trả lại quyền về tiền tệ tiếp theo là gì về cơ bản có hai hướng một là cho mỗi nước tự sống với nguồn tiền tệ của mình nhưng điều đó nghĩa là chia khoản vay ngoài hoàn toàn mất uy tín mất các khoản vay cho các nước ngoài ra là hoàn toàn chia cắt nền kinh tế chung các nước có tiền tệ riêng ngân hàng riêng tài chính riêng dẫn đến cả hệ thống sụp đổ cùng với những hậu quả hướng khác giai đoạn thay đổi nếu giữ được đồng tiền chung thì tập trung lại nguồn tiền tệ với hình thức thuận lợi cho tất cả các bên hình thức tốt nhất là sự chuyển đổi của đồng rút bên trong tức là chuyển đổi theo mỗi giao dịch tức là hủy bỏ khấu trừ và giới hạn tiền tệ mỗi đối tượng gồm công dân doanh nghiệp cơ quan địa phương chính phủ các nước có quyền mua bán tiền tệ theo tỷ giá thị trường nhưng tất cả các giao dịch trong các nước thành viên phải được thực hiện bằng đồng rút. Các doanh nghiệp xuất khẩu phải cam kết sau một thời gian nhất định bán lại tiền tệ cho Hiệp hội Ngân hàng theo tỷ giá thị trường, giải quyết nợ ngoài bằng cách mua lại tiền tệ cần thiết. Nhưng trong khi đó, các chính phủ, cơ quan không được có nguồn tiền tệ nào khác trừ một số họ mua bằng rút của mình. Tuy nhiên, nếu mà rút có thể trở thành đồng tiền, có thể chuyển đổi, thì ta đã có thể thanh toán bằng rút với các đối tác nước ngoài. Tất nhiên, các quốc gia vẫn có thể có nguồn vàng và tiền tệ riêng, nhưng phải có quản lý đồng bộ, ngoài ra cần có quỹ lớn chung bởi cần giữ tỷ giá của đồng group để có được giá trị chuyển đổi, không phải đạt tỷ giá chính thống khi không để ý những điều kiện xung quanh như trước đây mà là bằng cách mua bán tiền tệ trên thị trường. Vậy xuất hiện câu hỏi, các nước thành viên có sẵn sàng chịu tổn thất như vậy không bởi những người đứng đầu của họ vẫn còn suy nghĩ theo kiểu cũ có tất cả của riêng mình tự chia theo họ đó chính là chủ quyền kinh tế còn trong trường hợp này sẽ phải mất đi một phần chủ quyền đó nếu không các nước không đồng tình sẽ phải có tiền tệ riêng và tách khỏi liên minh chung ít nhất cũng mất toàn quyền của một thành viên khi cả liên minh dùng chung một đồng tiền may là vẫn có thời gian để suy nghĩ bởi giá trị chuyển đổi không có thể không thể có ngay được phải có những điều kiện nhất định còn giờ sẽ có một trật tự tạm thời ít hiệu quả nhưng quen thuộc hơn phương án khác nhưng liệu còn phương án nào khác không không phải tự nhiên mà trong chính phủ quốc hội thậm chí các nhà khoa học còn bàn tán đề xuất các phương án khác tất nhiên là có cách khác nhưng giá phải trả sẽ cao hơn cao hơn đối với tất cả còn ngay bây giờ đã không có khả năng chi trả rồi, phải giữ sức cho nền kinh tế đã suy thoái rồi, bởi nó sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật, dù còn đồng nhất hay bị chia cắt. Thế nên giúp chuyển nhượng đã biến một loạt doanh nghiệp cá nhân người Việt thành triệu phú tiền đô nhanh chóng, như cô sinh viên Thảo trong câu chuyện này, chẳng mấy chốc trở thành bà trùm Thảo Sovico, quyền lực hay những kiên Confex Timex 3C. Tuy có những người tưởng chừng đã chạm tay được vào núi tiền mà rồi lại rồi hỏng bỏng không như thắng đạo như lna trong câu chuyện rất thật này cho các bạn các bạn đang nghe sách nói từ kênh thư viện kiến thức tài chính nơi lưu giữ nhiều nguồn tài liệu học tập mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe quyển sách anh hùng đông âu tập 1 phần 7 Học toán và giỏi toán Học toán và giỏi toán Ba cựu Lomonosov Giỏi toán có ba loại thôi Một, giải các bài toán nhanh, đa dạng, thường để thi Trong thời gian nhất định phải làm đủ một số bài toán nào đó với mức độ khó dễ khác nhau Ở Việt Nam chủ yếu dạy và học toán kiểu này Tóm lại là luyện thi cho gà nòi 2 tìm và giải quyết những vấn đề mới, hóc búa trong toán học. Ví dụ, Ngô Bảo Châu là một trong những đại biểu ít ỏi của Việt Nam ở thể loại này. 3. Dùng những kiến thức toán học đã có của nhân loại để giải quyết những vấn đề khác của ngành khoa học khác trong cuộc sống. Tao thực ra thuộc loại 1 nhanh lắm đấy, nhưng bản chất sẽ là hành động theo loại 3 vì điều kiện làm việc và quỹ thời gian chả còn nhiều để theo loại 2 nữa ở nước ngoài bọn giỏi loại ba này đầy còn ở việt nam éo có bọn loại ba này đâu đây là một bác cựu sinh viên toán mgu giảng giải cho tôi về toán học cũng như bản thân mình mgu đại học tổng hợp quốc gia liên xô mang tên lomonosov nay là đại học quốc gia nga là đại học hàng đầu của khối xã hội chủ nghĩa khi xưa và đến nay vẫn là một trong các cơ sở đào tạo đại học được xếp hạng rất cao trên thế giới việt nam cũng được anh cả liên xô đào tạo cho rất nhiều sinh viên nghiên cứu sinh thực tập sinh rất nhiều người trong số họ đã thành danh có những vị trở thành thành viên ban tổ chức hay các nhà khoa học hàng đầu ở nước ta đặc biệt giỏi là khoa toán và khoa vật lý đầu vào cũng là những học sinh ưu tú nhất của nước ta được tuyển chọn kỹ lưỡng rồi câu chuyện này tôi muốn kể về ba người bạn ba cựu sinh viên khoa toán mgu mà các bạn thấy trên tấm anh này hãy bắt đầu từ bác ít tuổi nhất chính là cái bác đã giảng giải cho tôi bên trên vốn bản tính dân dã bác này đã giải thích cho tôi thế nào là giỏi toán cái câu cuối cùng này có lẽ phần nào bào chữa được cho bác ấy về nhận định đã được giang cư mận cho cả một trận mưa gạch đá việt nam làm cái éo gì có nền toán học vâng phải nói rõ hơn và không phải là có cơ sở hoàn toàn chắc chắn rằng Việt Nam không có người giỏi toán loại ba đâu. Mặc dù hậu sinh bọn tôi vẫn cứ hy vọng hão huyền là có đấy, ít nhất là có bác ấy chứ ai. Tôi thấy bác ấy vò đầu bứt tai. Đúng kỳ bóng đá thế giới mà trót hứa với bọn trẻ nên đang làm mấy bài thi của nợ của bọn học sinh thi đại học mới đây. Vừa làm vừa chửi xa xả bọn ra đề rồi chửi nhau với bọn chọc ngoáy bác ấy trên mạng. Bác bảo chúng nó là phản động Tôi mới gión rén Xui Em có chém về bác Một bài từ năm ngoái Chưa kịp đăng Hay bác ngó qua rồi cho em quẳng lên phầy Chia lửa với bác Mà không thì bác lại Bị thêm đợt gạch đá nữa Là cùng chứ gì Khích bác các kiểu rồi mà không được Cấm mày viết lách về anh Để cho tao tự do Ngạo nghĩ lắm Thì thôi bỏ hết tên họ nick ra cứ đăng thôi, mình cũng tự do mà. Bất kỳ ai khác mà lộng ngôn như thế về toán học có lẽ đều không được. Nhưng có một người nói như vậy, mọi người trong nghề hay hiểu việc có lẽ đều bỏ qua. Và phải công nhận là có phần chi lý. Đó chính là bác này. Bởi vì bác này không chỉ có mỗi thế thôi đâu, mà còn nói nhiều, nói kỹ và vì sao như thế. Và quan trọng hơn là bác này lèm bèm nói như thế độ ba chục năm nay rồi. Thế nên việc bác ấy đã phá đề thi đại học môn toán năm nay và lại nhận hàng rổ đá với gạch thì cũng bình thường thôi. Chuyện đúng sai thì tôi trả bàn, vì một là tôi tuổi gì để bàn luận với bác này về toán. Thứ nữa thì chưa bàn, cũng biết là bác này chuyện nào, chứ chuyện này không thể sai được đâu. Có bàn thì bàn một vấn đề hay hơn nhiều. Thế nào là học toán, soi toán và để làm gì? Ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, có một dòng họ rất nhiều người học giỏi. Cụ giải nguyên Lê Thước, có người cháu sau này là nhà toán học hàng đầu Việt Nam là Lê Văn Thiêm. Ít người biết đến, người chú họ của ông Thiêm là con cưng của cụ Thước và Lê Thiệu Huy. Một liệt sĩ hy sinh bên Lào khi được phân công bảo vệ hoàng thân, Su Phanu Vong đã lấy thân mình che đạn cho ngài và trở thành ân nhân suốt đời của hoàng thân. Người đời nhớ đến ông Huy lại không phải vì nghĩa cử anh hùng ấy, mà vì ông học quá giỏi, nhất là toán, đến mức bao nhiêu năm sau vẫn còn được truyền tụng. Và tuy học trường y bởi chiến tranh, ông không đi Pháp học được, thì người đời vẫn nhìn thấy ở ông một nhà toán học sáng giá của tương lai. Tiếc thay, thế còn nhân vật của chúng ta cũng thuộc dòng họ ấy về bên đàng ngoại cha anh sinh thời hoàn cảnh khá khó khăn và không có điều kiện học cao và mẹ anh chính là người hầu như giải đáp mọi thắc mắc của anh thời thơ ấu chính bà truyền cho anh niềm đam mê học hành vốn thuộc giỏi loại một tất nhiên anh giỏi toán rồi thời xưa giỏi với giỏi toán hình như người ta coi là đồng nghĩa ấy chưa kể là con ngoan cháu bác Hồ, học sinh tiêu biểu nữa. Từ bé đến lớn luôn được giải thưởng các kỳ thi giỏi toán miền Bắc, chuyên toán tổng hợp, rồi khoa toán Đại học Lomonosov, MGU ở Moscow, CCCP. Năm ấy học toán ở đây, toàn người Việt giỏi về và sau này trở nên rất tiếng tăm. Cũng như nói chung trường ấy trước và sau năm ấy, rất nhiều người Việt giỏi giang ra đời, bác này cũng giỏi lắm. Nhưng anh ta khá khác người, từ lúc sinh viên anh đã ít giao du với hội bạn Việt Nam, thế nên bị đơn vị ghét lắm và nhiều lúc họp hành họ cũng muốn lôi anh ra mà xử đẹp. May mà anh học giỏi nên cũng vô sự. Sau này anh bảo, thời gian ấy anh để suy nghĩ xem vì sao bọn Tây nó giỏi, bọn Do Thái càng giỏi, người Việt mình có học giỏi thì Tây chúng nó vẫn giỏi khác cơ. Tức là vấn đề không phải ở toán đâu. Anh nghĩ cả lúc còn sinh viên, cả lúc sang làm luận án phó tiến sĩ, cả lúc chứng kiến Liên Xô sụp bộ đổ, và có lẽ đến giờ vẫn chưa thôi nghĩ về điều đó. Về dạy toán ở trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, nơi rất nhiều giáo viên giỏi, đa số cũng từ nước ngoài về bằng đỏ cả như anh. Tính ngạo nghễ của anh không hề bớt mà có lẽ còn trầm trọng hơn. Thằng này chả biết chó gì, đấy là đánh giá của anh đối với đại đa số đồng nghiệp, học viên, năm trên, năm dưới, hay kể cả nhiều cây đa cây để trong ngành. Nó có biết tí đấy, đừng đùa, là đánh giá rất cao của anh về một số ít người mà chúng tôi có nghe thấy. Tất nhiên, những nhân vật đấy không nhiều và phải có gì đó rất nổi trội mới làm anh nể đôi phần như thế. Toán thì khỏi nói rồi, mình anh dạy gần cả khoa, hồi đó chưa có internet nhưng trên trường ở Vĩnh Yên thì cũng buồn. Anh giải khuây bằng cách có ai cần tìm hiểu về đề tài bất kỳ tự nhiên hay xã hội có gì khó thì nhờ anh nghiên cứu chỉ sau một tuần hay chục ngày anh sẽ hiểu rõ vấn đề ấy và giảng lại cho nghe ít nhất cũng phải như bọn thạc sĩ trong ngành tức là anh có khả năng học chủ yếu đọc và tự tìm hiểu rất kinh khủng còn khổ cho đứa nào mà bảo vệ cái đề tài gì có anh ngồi trong hội đồng chỉ cần anh hỏi xoáy đôi câu vào bản chất vấn đề thì lại từ một người đang chuẩn bị kỹ lưỡng, bỗng nhiên trở thành đứa, cha hiểu cái mẹ gì ngay. Nhiều lúc, các vị đang sang sảng giọng trên học đường, thấy loáng thoáng anh đi qua trong sân, lập tức hạ giọng, khép luôn cửa. Hồi đó có ba phong trào gia quân, đồng nghiệp ra ảo ảo, ăn nên làm ra nhiều lắm. Bác này với tính cách người trời tất nhiên cũng chả hợp với quân ngũ, chưa bao giờ được giữ chức tổ phó chứ chưa nói đến tổ trưởng hay chức sắc gì hơn. MGU mời anh đích danh sang lại nhưng nhà trưởng không cho đi nữa nên anh từ chối đề nghị lên thiếu tá, anh ra quân. Sang liên xô với tư cách cá nhân thôi, thế mà trường cũ yêu ái anh lắm. Những những tưởng ấm chỗ để vừa đi buôn vừa làm khoa học tốt nhưng rồi liên bang sụp đổ, thế là về nước lại đi dạy toán. Cha hiểu tính teamwork, của bác ấy kém hay ngạo mạn quá mà chả ai rủ đi đánh quả cả. Anh về dạy toán ở đại học xây dựng, rồi sau cộng tác với ban cơ yếu là nơi rất cần người có kỹ năng đặc biệt về toán. Ngoài ra, một số bạn bè mời anh phụ trách phần xây dựng hệ thống, tức là hoàn thiện cách quản lý doanh nghiệp trên nền tảng IT. Chức danh thì đầy, nhưng công việc chỉ thế thôi, chứ lấn sân hơn nữa cũng phiền. Các sếp cũng ngại cái tính hay chê của anh lắm. Chê gì thì chê, chứ cấm chê lãnh đạo, mà anh thì chê tuốt, mà chê toàn đúng chả cãi được. Thế cũng coi như hết một đời hoạt động, đến lúc về hưu, U70 rồi. Đấy là về phần đời, còn phần đạo thì những người thân quen với anh đều biết. Toán học còn lâu mới buông cho anh. Không biết có chủ động hay không, nhưng anh đã từ lâu chuẩn bị cho mình trở thành người loại ba như trên anh phân tích. Tất nhiên là trong mớ kiến thức khổng lồ và khá hỗn độn mà anh nạp vào cho mình. Anh ấy sẽ tìm ứng dụng cho những chủ đề mình thích nhất. Ví dụ, vì rất thích nhà toán học Fourier và chuỗi Fourier mà anh bỏ rất nhiều công sức ra tìm hiểu về âm thanh, cách phát âm tiếng Việt, giải thích cách hiểu của rất nhiều từ gốc Việt. Ai đọc bài của bác này về cách phát âm mới hiểu tại sao liên quan đến chuỗi Fourier nhé. Đấy là một ví dụ thôi. Thời gian cuối anh dành để làm hai việc chính. Việc đầu tiên liên quan khá sát với duyên nợ của anh đối với ngành giáo dục. Môn toán anh muốn viết một giáo trình toán đại cương đầy đủ cho học sinh từ lớp 1 cho đến hết đại học, dành cho người học các chuyên ngành không phải toán và nó chỉ cho phép dày 99 trang thôi viết thật rõ ràng, chặt chẽ, khó hiểu và học thế là đủ. Anh đã viết rồi và đang chỉnh sửa. Với tính cẩn thận có thừa của mình thì tôi nghĩ anh sẽ viết nên một tác phẩm hoàn hảo. Anh chưa cho ai xem, chỉ giải thích vì sao 99 trang là đủ. Anh sẽ bỏ hẳn phần lượng giác đi. Lượng giác cũng chỉ là đại số mà thôi. Cái gì tôi hiểu được, tất cả những công sức mà bọn trẻ làm nhảm học thuộc lòng kiểu xin cộng xin bằng hai xin cốt cho dễ nhớ mà giáo viên hay gẹo chúng nó là ngu cộng ngu bằng hai ngu rốt. đúng là bỏ đi cho rảnh nợ nhất là vào thời buổi internet này nếu giáo trình này được đăng ký bán trước khi xuất bản tôi tin nó sẽ có một doanh thu kỷ lục đấy rất khó nhưng trong tầm tay việc thứ hai mới đích thực thuộc loại 3, gian khó hơn nhiều bác này muốn hiểu được các vĩ nhân trong khoa học thực sự đã nghĩ gì và vì sao họ có được những ý tưởng công trình phát minh để đời như vậy. Qua đó, anh muốn hiểu vũ trụ, thế giới này và loài người hơn nữa. Điều đó trước kia hầu như không tưởng tượng, nhưng bây giờ cha cứu tiện lắm, anh bảo học một tuần bây giờ bằng ngày xưa học cả năm. Anh nghiên cứu lại lịch sử, toán học và một bộ môn rất có nhiều liên quan tới nó là vật lý, học thật nghiêm túc với sức đọc hiểu kỳ lạ của mình. Ví dụ, anh nghiên cứu rất kỹ Einstein, một thiên tài vĩ đại nhưng theo anh, ông chưa được chuẩn bị tối đa về mặt toán học. Anh say đắm trước cái phát minh nhỏ bé của ông đã mang lại cho ông giải Nobel, vật lý, nó rất ngắn gọn và đẹp. Thế còn thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối mở rộng, nhiều cái ông Einstein này cũng đoán mò và ngay toán học lúc đó cũng còn chưa phát triển đủ cho các suy đoán của ông. Trong các vĩ nhân thì bác ấy khâm phục nhất nhà toán học Đức Gauss, hơn cả Newton, người chỉ dùng ba điểm trên mặt đất có thể đo các góc và các cạnh tam giác, từ đó tính ra được độ cong bề mặt hay kích thước của trái đất, lời dài không thể đẹp hơn, nhưng rồi anh quyết tâm tập trung với vật lý lượng tử, nơi trí tưởng tượng và kiến thức toán cao cấp vô cùng cần thiết, nơi mà có lẽ bí mật của vật chất cũng được ẩn giấu tại đây. Anh đặt mình vào vị trí của Heisenberg của Dirac, của nền toán học và vật lý của những năm đó. Họ đã nghĩ gì, gia định như thế nào, dùng tới những công cụ toán học gì. Anh bảo tôi, sẽ như họ, anh sẽ đưa ra những giả thiết của mình với những công cụ toán học hiện đại, còn cộng đồng khoa học sẽ phải kiểm chứng nó bằng thực nghiệm sau vài chục năm. Cụ thể là gì? Sẽ nhanh nhất phải mất 3 năm. Còn bây giờ anh học đã học bằng cách hiểu được thực chất vì sao những nhà vật lý vĩ đại đã nghĩ như vậy. Tôi được một số lần làm khán giả để xem các đại diện của giới vật lý nước nhà, cả nam lẫn bắc, phản bác cách anh hiểu vấn đề, cách anh học vật lý và các kết luận anh đưa ra. Toàn những người quen nhau cả, hầu hết đều giỏi cả, đào tạo siêu bài bản cả, cũng đều trả lạ gì với bác này và đều không bảo thủ, họ rất không ưng cái cách anh dùng toán học cao cấp để soi vật lý lượng tử, họ điều bảo anh vật lý khác toán, phải làm thí nghiệm, phải viết bài lên tạp chí chuyên ngành, phải đi hội thảo, phải có môi trường học thuật, còn anh thì bướng vô cùng, thế nên tôi coi gạch đá của mạng xã hội đối với anh ấy, nếu có cũng chỉ là mũi đốt inox. Đại loại là, chúng mày phản bác tao phải vào đúng chủ đề cơ, chứ nếu tao cũng làm vật lý y hệt như chúng mày thì kết quả cũng sẽ y như thế thôi lại chả biết chó gì sắt. Giống chúng mày thôi, Việt Nam làm éo gì có ngành vật lý đúng nghĩa. Các bác vật lý tha cho em tội mạo muộn của thằng đánh máy nhé. Tôi càng không đủ tầm để phân định ai đúng ai sai về vật lý. Nhưng tôi hiểu, và có lẽ anh cũng hiểu là anh không đúng cả đâu. Anh đang học mà, nhưng mỗi lần phản bác như thế, anh lại giỏi lên đấy. Anh chấp nhận bị phản bác, nhiều khi phê phán khá nặng nề. Bác ấy bảo với tôi, mày tưởng anh nói gì cũng là cái anh nghĩ à, anh đang học cả chúng nó đấy. Và trong buổi tranh luận rất hay ngày hôm nay, tôi học thêm được một điều bổ ích là người do thái tranh luận với nhau không cần thiết phải có bên đúng bên sai đâu, nhưng có thể bổ ích cho tất cả mọi người tham gia. Có lẽ trong anh có chất do thái thì phải. Cũng bởi tò mò, lúc trước tôi tìm hiểu xem các nhà toán khác ngại gì bác này hay bác này khác người khác cái gì dần dần mới hiểu ra bác này từ bé tới tận bây giờ cảm nhận về toán học nó khác lắm và bác tìm cho chính mình câu trả lời về cảm nhận đó ví dụ tôi và các bạn học toán từ bé đến lớn cứ mặc nhiên coi là sự thường cho tam giác với ba đỉnh là abc hay cho đoạn thẳng ab bằng và song song với đoạn cd hoặc đi từ x đến y hết một giờ. Dạy sao thì ta hiểu vậy thôi. Nhưng không, bác này cảm nhận khác cơ. Điểm là thế nào, dù ở đâu không quan trọng với một bài toán cụ thể. Nhưng mấy điểm ấy vẫn là điểm cụ thể nào đó đấy. Bằng nhau hay song song là thế nào? Đi tức là thế nào? Số điểm là vô hạn thì đi kiểu gì? Tức là cái kết quả hay đáp số đúng với bác này chỉ là chuyện phụ. Rất phụ thôi. Bác ấy cảm nhận rất sâu và cụ thể về các dữ kiện trong bài toán. Cái này thì các nhà toán học, viện sĩ hay học sinh giỏi loại 1 cũng thường rất ngại bác ấy. Vì có hiểu chó gì đâu, sorry. Chúng ta đã và đang được giáo dục để tìm đáp số thôi. Thế còn cái bài toán khủng mà liên quan đến vật lý của bác này thì hiểu thế nào? Việc này quá là đội đá vá trời. Nói thật là tôi nghe nhiều lần, đều tưởng hiểu sơ sơ, hiểu với cái đầu bài thôi đã nghe thêm vài lần bác ấy giải thích càng ngày càng thấy khó hiểu cuối cùng quyết định làm đúng chức năng của thầy đánh máy tức là nhân lúc bác này ngứa mồm mà ghi lại đúng nguyên văn luôn để ai thích thì tìm hiểu thì đọc anh ngại bại não thì bỏ qua luôn đoạn này đi nhé anh vẫn đang trong quá trình đọc hiểu vật lý bọn thế giới giỏi ghê người đấy nhưng hiểu được ra rằng tất cả chúng nó đều muốn một thứ duy nhất mà chả đứa nào dám nói ra mặc dù ai cũng rất khó chịu về sự khác biệt giữa vật chất và năng lượng. Einstein thì có công vứt bỏ được cái lực thay bằng không gian, vậy là còn vật chất và không gian. Không gian thì có thời gian, mà có thời gian thì có chuyển động. Tại sao lại có chuyển động thời gian? Tại sao thời gian lại trôi đi? Có thời gian thì có năng lượng. Phải chăng đếch có vật chất mà chỉ có năng lượng? Như vậy, Einstein vứt lực đi chỉ để lại vật chất và không gian, không gian bao gồm x y z và thời gian t, t thì tự chuyển động, đách ai dám cãi. T tự chuyển động, tức là mọi thứ đi từ quá khứ tới hiện tại và tới tương lai, tức là mọi thứ chuyển động, vậy là có năng lượng, như vậy cần đách gì vật chất? Bỏ vật chất đi thì tốt, bọn tây lông chúng nó cũng đang cố gắng bỏ vật chất, nhưng nếu bỏ vật chất đi thì chỉ có không gian và thời gian vật chất chỉ là các dạng tồn tại của năng lượng kiểu như con người quan hệ với nhau thành cấu trúc ví dụ như gia đình mỗi gia đình là một hạt vật chất rồi có thể chỉ gồm mẹ cô đơn và con cũng có thể có tôn giáo tôn giáo là hạt vật chất rất lớn kiểu như vậy anh vẫn phải đọc đã năng lượng là cái rất dễ hiểu nhưng từ năng lượng có cấu trúc phải đưa qua được khối lượng đọc phải từ từ để cảm nhận Nhìn chung, 100 thằng Tây Lông làm vật lý, lý thuyết cũng chưa được một thằng hiểu đâu. Bọn Việt nhà ta thì chả có ai, bởi cái chính là phải rất am hiểu toán. Và phải hiểu toán như một thánh kinh. Nó không dính gì tới vật chất cả, vậy mới dùng nó được để nghiên cứu vật lý. Bọn làm toán ú ớ rất nhanh hiểu, nhưng lại hiểu toán như hệ quả của thế giới vật chất là vứt đi. Gần như 100% bọn Việt Nam đều hiểu toán như một thứ từ thế giới vật chất mà ra thế thì không ra ngoài thế giới phi vật chất được khi nghiên cứu thì bọn giỏi toán bọn giỏi toàn là ra ngoài nhìn vào trong chỉ thằng ngu mới ngồi trong nhà mà cố mô tả ngôi nhà phải ra khỏi được nó dùng toán cao cấp để soi dọi vào vật lý hay cụ thể là vật lý lượng tử là con đường duy nhất nhưng thôi biết vậy đã nói trước bước không qua có gì không phải các cụ lại đại xá cho. Đấy là bỏ hết các mỹ tử đi rồi đấy. Đã họp thì ít ai kiên trì hơn anh. Đi đâu anh cũng đều mang theo trong ba lô vài cân tài liệu in sẵn để nổi hứng lên là lôi ra họ đọc. Tính kiên trì hay gọi là bướng gàn, cùn gì cũng được. Của anh thì nổi tiếng rồi. 20 năm nay anh trèo núi, tuần nào cũng trèo vào chủ nhật và cũng chỉ trèo mỗi quanh quẩn ba đỉnh tam đảo thôi. Không hề chán, không hề có ý định thay đổi tuyến đường, anh dù được rất nhiều người cùng trèo để chữa bệnh và có kết quả thật đấy. Đó cũng là bí mật vì sao đã U70 mà anh khỏe thế và anh còn cày với toán và vật lý lượng tử cho ra vấn đề thì mới thôi. Ít nhất là tôi rất tin như thế. Những ai đã đọc các bài viết của anh có lẽ nhớ chuyện hồi bé, anh đánh con góc rồi đi đâu cũng thấy trăng sao chạy đuổi theo mình. Anh nghĩ trời sẽ phạt anh mà chết. Thực ra câu chuyện còn nữa, anh về hỏi mẹ và bà, kể cho anh nghe về bầu trời, về nàng nữ oa luyện đá vá trời, từ đó anh đã nghĩ, nếu trời mà thủng, tức là ngoài trời phải có cái gì khác nữa, có lẽ có trời nữa. Ý nghĩ đó theo anh mãi đến bây giờ. Năm ngoái theo mô hình tính toán của anh thì ngoài vũ trụ của chúng ta còn có 8 cái vũ trụ nữa chồng lên trên tức là cái bánh chín tầng mây của trẻ con có ý nghĩa triết lý lắm đấy. Tôi đã viết một status về anh, tầng thứ 8, xong lại xóa đi vì thấy tự nhiên viết về một lão, một lão vừa hâm vừa bướng. Thế này thì cũng vô lý đùng đùng. Hôm nay nhân lúc bác già này đang nhận được trận gạch đá tưng bừng của Giang Cư Mận, xin cũng khôi phục lại bài để ăn theo người nổi tiếng. Chúc bác học giỏi trộm vía ghi chú, nếu ai đi chùa, những cái chùa vắng quanh Hà Nội mở rộng mà thấy một lão thanh niên mặc quần áo giản di, nằm ghế đá dưới tán cây hoa đại, trong sân chùa ngủ ngon lành, hay thấy ai lôi một mớ giấy A4 ra ngồi đọc, đích thị là học sinh NLA đấy ạ, à. học sinh giỏi toán đấy, loại 3. Thôi nói về một nhân vật Lomonosov khác nhé, người trẻ tuổi thứ nhì, gốc Hà Tĩnh lớn lên ở Cúc Phường, rồi chuyên toán sư phạm, rồi giải toán miền Bắc, rồi MGU, rồi về viện toán, rồi lại nghiên cứu sinh toán MGU. Đúng là loại một chính hiệu, nhưng thực ra nói nếu nói về con người Anh thì toán chỉ là một phần nào đó thôi. Việt Vuông, cái tên nói về người dáng thấp lùn nhưng cực khỏe của anh, nổi tiếng trong anh em bạn bè là một người nhiệt tình vô cùng, làm gì cũng hết lòng hăng say, từ toán cho đến đá bóng, vui chơi. Hôm nay có Việt Vuông, đó là một password của anh em đi Nga về. Để nói với nhau là buổi này sẽ uống hết mình, chơi hết mình, vui vẻ, phấn khởi, sởi lời, cởi mở. Anh là người đầu tiêu, lập trình để dùng toán học vào việc xem tử vi đấy. Cũng nghiên cứu nát nước vì sao mình khổ, mặc dù gia đình bác ấy khổ, cũng chỉ như một gia đình trí thức trung bình ở miền Bắc khổ thôi người vợ đầu cũng là sinh viên MGU. Chị vợ ốm rồi mất, anh quay lại nghiên cứu sinh ở trường cũ. Không may mắn lớn lao ấy cũng được bù lại phần nào bởi khi Liên Xô sụp đổ, anh chấp thời cơ giàu lên cũng rất nhanh. Lại còn kiếm được cô vợ thứ hai nữa, học văn trường. Cuối năm 94, anh bị mafia cả Nga và cả Việt săn đuổi, sợ liên lụy tới vợ con. Anh quyết định hồi hương. Khó mà nhớ hết những nghề anh đã trải qua ở giai đoạn này. Thực tế làm ăn ở nhà biến anh từ kẻ có tiền nhanh chóng trở thành con nợ lớn của không chỉ một ngân hàng, từ xuất nhập khẩu, khu vui chơi giải trí rồi chuyển hẳn sang xây dựng, toàn những chủ đề mới mẻ với anh. Nhưng với đầu óc toán, u và bản tính nhẫn nại cực kỳ của người Hà Tĩnh khiến anh chưa bao giờ có ý định lùi bước. Công viên nước Hà Nội, làng sinh viên cốm vòng, khu vui chơi Đông Anh toàn những dự án không giống ai mang dấu ấn của việt vuông đi kèm đấy là hàng loạt vụ kiện người ta kiện anh anh kiện người ta ngân hàng kiện tất phải nói là cần thần kinh thép mới vượt qua từng ấy việc chưa bao giờ hết tưởng chừng bắt đầu nhẹ dần đi rồi thì lại có chuyện lần này là về sức khỏe đầu tiên là nam người em ruột vốn học ở hungary về rồi lại quay sang nga làm sản xuất mì ăn liền ở vùng Rostov trên sông Đông, gặp một dạng bệnh ca khá hiếm, đã tưởng phải trở về nước trong quan tài kẽm. Thế rồi anh Nam vẫn qua được. Lúc đó, hai anh em bắt tay vào thực hiện dự án để đời của mình, biến một vùng đá núi khô không khốc. Ở cửa rừng quốc gia quốc phương, vốn là nơi hai anh em lớn lên, thành một resort hiện đại kết hợp với thiên nhiên 100 hectare. Nơi đây lại có nguồn khoáng nóng nổi tiếng nữa bắt tay vào làm mới thấy khó và lớn quá. Chưa kể lúc đó, vuông lại cũng bị cà nữa. Cũng một dạng khá hiếm hoi. Người khác nếu gặp cảnh ấy, có lẽ phải buông xuôi rồi. Nhưng không phải hai anh gốc Hà Tĩnh này, họ vẫn chiến đấu với cường độ có khi còn gấp gáp hơn. Mặt khác tìm thầy, tìm thợ, sang tận nước ngoài để theo học khí công y đạo và trở thành những học trò liên tiên tiến của thầy Đỗ Đức Ngọc. Sau này, anh Việt còn vào tận Lâm Đồng kiếm mua về bảy gốc cây thông đỏ loại cổ thụ cuối cùng ở rừng nước ta để ngâm rượu. Thấy bảo rượu thông đỏ đặc trị ca tốt lắm. 4.500 lít rượu được cất ở Cúc Phương Resort để uống chữa bệnh và đãi khách. Bây giờ đã vơi đi quá nửa. Không rõ do rượu quý, do tập luyện hay do hồng phước, ông bà. Nhưng cả hai anh em đã mười mấy năm nay vẫn cầm cự tốt. Đại dự án này lấy đi quá nhiều sức lực, tiền của cũng như thời gian của Việt Vuông và gia đình. Resort đã hình thành và hoạt động từ lâu, cũng chỉ đủ tiền nuôi ngân hàng thôi, chứ nợ nần vẫn quá lớn. Mới triển khai được có một phần diện tích mà thôi, gia đình cũng chịu, cũng không chịu được, thử lửa kinh khủng ấy. Người vợ thứ hai đã chia tay anh, nhưng Việt Vuông vẫn lì lợm với dự án để đời Cúc Phương Resort and Villas lại có người đàn bà thứ ba đến với cuộc đời anh. Việt vuông thì mãi mãi vẫn là Việt vuông thôi. Nhưng Việt vuông giờ khác lắm. Anh làm thơ đến nay gần 1.500 bài rồi và càng stress nhiều vì dự án thì cái máu sáng tạo trong con người anh càng lên cao thì phải. Lúc đầu chỉ phổ lời Việt cho các bài hát điên xô, yêu thích từ thủa MGU, rồi nhạc thấm vào anh tự lúc nào. Anh sáng tác cả trăm bài hát đến nay còn viết được cả những bản hợp sướng và dân ca, dân nhạc chuyên nghiệp nghe cũng phải nể đôi phần. Lúc đầu anh tự hát, tự thu, sau con anh hát để anh thu, sau phải nhờ tới các ca sĩ và studio chuyên nghiệp thu và sản xuất clip như thật. Chỉ để vui với anh em bạn bè và nhất là để cổ động tinh thần cho chính bản thân mình mà thôi. Sức ép dự án đang quá lớn, đầu óc toán học nghĩ ra một quái chiêu cũng hay và anh đang áp dụng giáo diết. Đấy là mở rộng thêm dự án, đổ thêm sức vào ngay chính đợt Covid đầy khó khăn cho dự du lịch và bất động sản này. Không thể biết được dân toán mà lại còn nhạc nhẽo, thơ phú sẽ còn nghĩ ra chiêu gì nữa, nhưng cứ máu có lẽ là xong. Anh vẫn đang giải nốt bài toán cuộc đời mình. Việc tròn già nhất trong ba cây toán này, thực ra người nọ hơn người kia một tuổi thôi. Thường thôi quê bác, đi đâu tròn cũng khoe con nhà nghèo, mẹ mù chữ, nghe cũng khó tin. Mù chữ gì mà cả hai anh em đều học sang học ở Moscow. Tròn học toán rồi nghiên cứu sinh về toán, địa chất, đúng tính cách bọ. Tròn đơn vị trưởng MGU kiêm cả tri bộ, sau về nước bàn giao lại cho Đình Thế Huỳnh, khoa báo chí, là lính chiến trường về đi học. Về nước, đang phụ trách IT cho dầu khí Việt Nam, PVN hồi đó cũng chui gầm bàn, người biết tất thôi, thế rồi vẫn đổi đời bỗng đến với anh. Một ngày kia run rủi anh có dịp gặp được thủ tướng sáu lớn, thấy chú dân bọ đi Nga, về nói năng hay quá, bác Kiệt đâm ra quý, mới mời Việt Tròn đi xuống đổ sơn nói chuyện, tình hình trong nước và quốc tế cho nghe. Phải nói tròn, có khoa nói xuất thần, vừa hài hước vừa thâm thúy, chưa kể nhạc nào cũng nhảy, thủ trưởng hỏi vấn đề gì cũng nêu ra được chính kiến được ngay. Thế là cả một ngày, một đêm trừ những lúc ăn cơm và ngủ, còn thì vợ chồng thủ tướng. Nghe Việt tròn ba hoa xích tốc, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cười đau hết cả bụng. Thế là sau buổi đấy, tròn không làm IT nữa, mà tập đoàn điệu về làm phó buồng, rồi làm tránh văn phòng PVN. Thời đó có lẽ cả nước chỉ có dầu khí với xi măng và điện than thì mới có tiền thôi. Tránh văn phòng PVN hồi đấy phải oai hơn tầm thứ trưởng lèng phèng. Oai phòng lẫm liệt, nói có người nghe, đè có người sợ. Lâu lâu xếp lại gọi về dinh hay thậm chí điệu vào Sài Gòn để nghe nói chuyện cho đã. Tưởng anh sẽ phát mãi thôi thì cái tính địa phương cục bộ nó lại hại anh. Anh ra tay giúp người bạn, chống lại chính ông chủ tịch tập đoàn. Đầu rẻ, ông lại là cả cứng của phu nhân. Tròn phải đi là điều tất yếu. Qua một số vị trí cũng là lãnh đạo ở mấy cơ quan có vốn nhà nước, Tròn mới rút ra kết luận cái loại mồm miệng đỡ chân tay như mình nhất quyết không đi vào làm nhà nước được. Vốn không chịu được ngồi yên bao giờ, ông sứ bọ này thử sức mình trong công việc mới, dạy người khác. Anh tổ chức những buổi nói chuyện cho các cơ quan, công ty, những thứ sau này người ta mới gọi là học làm giàu, training hay gì gì nữa. Vừa kiếm tiền tốt, vừa tự do, được ăn nói lại còn được gói đem về. Nghiệp nó đến với anh bất ngờ, có người đem đến cơ sở anh, gửi nhờ trông đứa bé tự kỷ anh mở cơ sở dạy những đứa muốn học nghề hùng biện như anh thường thì trông trẻ bệnh này khó lắm nhưng hóa ra anh có khả năng thu phục chúng nó rất tốt ở nhà chả nghe bố mẹ đâu hoặc quá thu mình hoặc rất phá phách nhưng gặp ông việt thì im hết thấy bảo được chúng nó cho lại nhận thêm trẻ để nuôi rồi thử dạy chúng nó cái này cái khác tung hứng đi xe đạp một bánh rồi vừa tung hứng vừa đi xe đạp một bánh hóa ra trẻ tự kỷ có những đứa có khả năng kỳ lạ. Từ đó có một loại một loạt kỷ lục về siếc ở Việt Nam thuộc về học trò tâm Việt, công ty của tròn đấy. Cơ sở trông trẻ đông dần lên, vẫn lỗ thôi, phải lấy việc đi nói chuyện với cơ quan đoàn thể để bù vào cho các cháu. Thế mà điều tiếng kinh người. Khởi đầu từ vụ đi chân đất trên thủy tình, sau đó đòn hội đồng là Việt tròn dạy chả theo cơ sở khoa học nào, chả có kỹ năng xử phạm, mà tất cả lơ đi việc ở Việt Nam, có khi ở thế giới chưa bao giờ có ai chữa được tự kỷ như Việt Tròn cả. Đỉnh điểm là việc cơ sở tâm Việt bị tước giấy phép và giải tán. Người ngoài khó có thể hiểu được vì sao một nhóm thầy trò nuôi nhau, đỡ cho gia đình bao nhiêu gánh nặng, chả động chạm đến ai thì lại bị đánh ác liệt thế. Tròn giải thích, có rất nhiều nguồn tiền quốc tế dành cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam nữa. Ngay Vingroup cũng đang ngóng và một vị có tên tuổi với chương trình ghép tế bào gốc chữa bệnh tự kỷ ở trẻ em. Một thứ quái thai sai lẻ nhưng vẫn làm đấy có sao đâu. Và như thế tốt nhất phải nện cái thằng chữa được thật đây này. Từ đó tròn vẫn có một trung tâm nuôi dưỡng trẻ tự kỷ chả cần giấy phép gì vì chả có quảng cáo chữa quái gì cho ai biết. Gia đình nào muốn gửi thì xin mời. Nhưng việc tròn cay lắm, quyết phải tìm hiểu cơ sở lý luận cho cách chữa trị của mình, trình bày lại hẳn hoi khúc chiết, có minh chứng rõ ràng, phải lấy được cái giải quốc tế ấy, độ một triệu đô tiền thưởng chứ mấy. Nhưng có giải rồi, tao sẽ ném vào mặt chúng nó, bảo, đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, xem bọn làm được thật đây này. Gian nan phía trước còn lắm lắm, đã u 70 đây này. Ba tay chơi Lomonosov này vốn thân nhau, có khi nửa năm chả gặp. Nhưng có việc gì lại ơi ới gọi nhờ nhau, cùng có một đặc tính chung đã già cả lượt rồi mà đường phía trước còn xa vời vời. Năm 2020 này, NLA ngoài bài toán vật lý khủng khiếp, kể trên lại còn cố chạy đua với thời gian để viết lại sử nước Việt. Ít nhất là chứng minh một lần cho hết nhẽ rằng chúng ta chẳng xuất phát điểm gì từ Trung Quốc hay bách Việt quái gì cả. Sang năm quyển sách ấy phải ra đời. Việt Vuông thì mới mua lại cả công ty cổ phần nước khoáng nóng Cúc Phương. Bây giờ mới thực sự chủ động về nguồn nước. Nhưng như thế dự án lại phình ra kha khá trong khi đất dự án mới khai thác được khoảng 1 phần 3. Biết là rất phí nhưng lực bất tòng tâm. Việt tròn thì đáng lẽ tuổi này vui thú điển viên được rồi nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm phải ghi danh lại cho hậu thế, phải làm diễn châu kính chào quý khách. Nổi tiếng với cộng đồng y khoa thế giới cơ, một điều chắc chắn là ba nhà toán học MGU này đã phá tan tành cái hình tượng trong đầu mọi người. Nhà toán học là phải cận lòi, tâm hồn treo ngược trên cành cây và đi đâu cũng lầm nhầm mấy công thức và con số. Túng lại là người cõi trên, không phải vậy đâu, ba vị này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cống hiến và sẵn sàng bùng nổ. Tóm lại, toán học là một thứ thực sự nguy hiểm. Chào các bạn, các bạn đang nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe quyển sách Đông Âu Anh Hùng Truyện Tập 1 Phần 8 Quốc bạn của chúng tôi Vài người về đỉnh cao, nhiều người về vực sâu Đó là câu hát của Trịnh Công Sơn Chúng tôi sửa đi cho nó hợp với cảnh bọn đi tây học như chúng tôi và nói chung là đặt chân sang trời tây đều vậy cả. Lớp dự bị ngoại ngữ của trường kỹ thuật quân sự C156, chúng tôi học tại Tân Sơn Nhất, đóng ngay dưới chân hai quả cầu to tướng mà bây giờ Sài Gòn không còn nhìn thấy nữa. Xong học kỳ 1 thì sắp Tết, có đợt bổ sung thêm hai trung đội từ miền Bắc để đi tây mà như các bạn ngoài Bắc nói là học Harvard đấy vì lúc đó điểm chuẩn đại học hạ xuống 0,5 cho đủ quân số. Nhiều anh em Hà Nội quen biết lúc ấy mới vào, doanh trại vui nhộn, sôi động hẳn lên. Trong số đó nổi bật là quốc, người có giọng hát hay nhất nhì đại đội. Cậu ta trông rất thư sinh, có nụ cười trắng lóa thường trực trông rất vô tư, nhưng ngược lại có dáng đi lòng khòng, lại có vẻ vất vả từ đó trở đi, không một buổi họp đại hội nào chúng tôi hay phải họp thế phổ biến tình hình, quán triệt, nhắc nhở, cảnh báo, đủ đề tài, lại không có tiết mục đơn ca của Vũ Vinh Quốc. Anh bạn này hát không có vẻ gì chuyên nghiệp, nhưng mà bài nào cũng rất tình cảm, đến mấy ông cán bộ đại đội, chuyên rèn, chuyên rèn lính, thuộc loại thét ra lửa mà cũng mê nghe quốc hát. Khi đó, quốc đã nổi tiếng là con ông to rồi bố cậu ấy là nguyễn vịnh giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh một nguyễn là họ cách mạng của bác ấy thôi bác vịnh là cán bộ to nhà có cần vụ là người giúp việc nhưng biên chế nhà nước hẳn hoi hồi đó như thế là hiếm lắm bác có dáng người nho nhã cao rong rỏng chắc quốc cũng được thừa hưởng vóc dáng ấy của phụ huynh bố bạn ấy cũng khá cởi mở sẵn sàng tranh luận với con cái và thế hệ trẻ cả những chuyện chính trị nhạy cảm, không nề hà úp mở gì. Nhưng hồi trước, ngay cả gia đình của các lãnh đạo cao cấp, cuộc sống cũng chả dư giả gì. Bác gái là mẹ quốc tên là Phúc cũng vẫn phải làm thêm để kiếm đồng ra đồng vào. Các con ông cháu cha ngày ấy không được các phụ huynh chiều chuộng nâng đỡ nhiều thì phải. Quốc trên khóa chúng tôi một năm. Lứa đoàn đào đập neo ấy nhưng đi năm đầu có 17 điểm thôi, thiếu nửa điểm để vào trường, phải đi rèn luyện ra bã rồi ôn thi lại. Năm 80, quốc được 21 điểm, cũng lại phải chờ nửa năm học ở Vĩnh Yên rồi mới được gọi bổ sung. Khi sang Nga năm đầu dự bị, quốc ở Minsk, sau đó đi học tổng hợp Granada. Số vất vả có vẻ cứ bám theo ông bạn có giọng hát chữ tình này. Về nước nếu quyết tâm theo đường binh nghiệp, lại có bố làm to, thì có thể tiến thân nhưng sẽ vất vả lắm. Mấy cái năm 8x ấy, có lẽ ai đã được trải nghiệm đều coi là khổ sở khủng khiếp nhất rồi. Quốc cũng thế, Quốc lại sang Liên Xô theo bạn bè để kiếm đường làm ăn, có lẽ cũng vì không có nhiều vốn, nợ nần sau đó mà Quốc phải ở lại mãi, mặc dù ai cũng biết đánh quả, chưa bao giờ là thế mạnh của Quốc, ngoài tình bạn ra, Quốc chỉ có giọng hát và nụ cười rất ai trong số bọn tôi sau này gặp lại quốc thậm chí mới khá gần đây thôi chúng tôi mới có tin về anh khi anh em quân đội đoàn đào đập neo tìm được tới nhà quốc quốc ở lại nga nợ nần nên không thể nào mà về việt nam được có lẽ cũng ngại nên tránh liên hệ với anh em bạn bè cũ thậm chí đến khi bố bạn ấy mất mấy người nhà cũng không dám báo sang sợ quốc thêm đau buồn bạn ấy lọ mọ làm ăn trả nợ dần ở vùng Kazan nơi có cộng đồng người Việt khá đông. Đúng đến lúc trả được hết nợ nần, đủ tiền mua vé máy bay, đó là lần đầu sau bao năm Quốc sẽ về thăm nhà thì bạn ấy ốm, bệnh hiểm nghèo. Quốc mất ngày mùng 5 tháng 11 năm 2011 khi còn chưa tới ngày bay, chưa vợ, chưa con. Hàng năm anh em đoàn đảo đập neo vẫn tới thăm mẹ quốc đang sống với người anh trai họ có quỹ nghĩa tình đồng đội duy trì khá tốt việc thăm hỏi gia đình bạn bè đã mất anh của quốc là tuấn sẽ có thêm nhiều thông tin để kể về quốc còn chúng tôi vẫn luôn nhớ về cậu bạn ấy người có giọng hát say mê và nụ cười tỏa nắng đặng thái sơn người được cho pin lựa chọn lời nói đầu trên mạng đang lan truyền khá nhanh một bài viết về nhạc sĩ đặng thái sơn có một số thông tin dường như sai lệch rất nhiều điều những người ác ý chỉ dùng từ ngữ biểu cảm khác đi đưa thông tin không đủ một chút bình luận lạc đề một chút thì người đọc sẽ có cảm giác như nghệ sĩ đặng thái sơn bị chế độ này vùi dập ghê lắm bị chen ép bị cướp công bị đối xử không ra gì sự thật thì hoàn toàn ngược lại những kẻ ác ý hoặc biết quá ít và có thể lại cố tình bôi bác để những người không biết dễ bị cuốn theo lối hành văn phê phán chế độ ấy. Một điều cần khẳng định rằng ở miền Bắc và sau này khi đất nước đã thống nhất không một nghệ sĩ nào được nâng niu như anh Sơn. Và tất nhiên, Liên Xô và Ba Lan là bàn đạp tuyệt vời cho tài năng của anh được chấp cánh. Phải nói rằng anh Sơn sinh ra trong một gia đình rất danh giá. Mẹ anh là bà Thái Thị Liên, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất miền Bắc thời trước, lại là vợ của ông Trần Ngọc Danh, em trai tổng bí thư đầu tiên Trần Phú và là đại sứ không tên của miền Bắc tại Paris những năm 1945 trở về sau. Bà lại từng sống và tu nghiệp ở Praha Paris, là người năm 1946 đại diện cho người Việt chơi đàn cho bác Hồ và quan khách nghe tại Paris ông bố đặng đình hưng chồng thứ hai của bác liên vốn mê nhạc và lấy bà liên sau này sinh hạ được con trai đặt tên là đặng thái sơn tất nhiên ai cũng biết việc ông hưng là một trong các nạn nhân của phong trào nhân văn giai phẩm chuyện đó là một phần của lịch sử tác hại ra sao quá biết rồi nhưng ta đang nói về cuộc đời của sơn thì những thông tin kiểu bà thái thị liên bị sức ép phải chia tay hay phải ra ở riêng dạy nhạc kiếm sống chấp nhận chịu đựng một cuộc đời cực nhọc vất vả là nhảm hết sức. Xin nói lại cho các bạn trẻ dễ hiểu, hồi những năm 6x 7x mà nhà ở nhà nào ở Hà Nội có đàn dương cầm để chơi, để học thì quá hiếm hoi, chắc là ít hơn số người đi xe Maybach hay Bentley ở thủ đô bây giờ. Nên bảo họ chịu đựng cuộc đời cực nhọc vất vả thì những người như bản thân tôi đây quá tủi thân rất thèm học đàn dương cầm nhưng khi bố dẫn đến ra mắt ông bạn là cụ thương nguyễn văn thường giám đốc nhạc viện hà nội bấy giờ thì cụ khuyên học violin cho đỡ tốn mà cũng đã gọi là nhà tạm có điều kiện rồi cái thời chiến tranh đói khổ nó như vậy đấy lâu lâu thủ tướng phạm văn đồng lại mời cơm bà thái thị liên điều đó cho thấy uy tín của bà trong giới văn hóa nghệ thuật và còn hơn thế nữa ra sao miền bắc từ trước vẫn luôn chú trọng gửi một số nhạc sĩ sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em để đào tạo nhạc cổ điển, sau đó còn cử đi học cả ba lê, siếc, nhiều nhất là đi Liên Xô, Đông Đức, Bun, Tiệp, rồi Triều Tiên. Hay một cái là hầu như không có đi Trung Quốc học, mặc dù hai nước vẫn giao lưu đều đạn về văn hóa. Kinh tế ẻo uột thì chỉ có khả năng cử sang học đại học và thực tập thôi của những năm 70 mới có chuyện cử đi học hệ trung cấp, trẻ hơn nhiều, đi sang Liên Xô học tiếp rồi mới thi lên hệ đại học tại nước bạn. Người được đi học luôn do chuyên gia nước bạn sàng chọn. Thế nên phải nói là ra đi đều từ mái trường nhạc viện Hà Nội là chính. Sau này có đi từ trường nhạc tại Huế và Hồ Chí Minh. Thế nên đã được đi tây học nhạc thì đều là phần tử về tài năng xuất sắc so với bạn bè trong nước rồi việc lý lịch luôn là vấn đề khá nặng nề học kém thì không đi tây được đâu nhưng học giỏi thì chả chắc đã được đi đơn cử như trường hợp nhạc sĩ phú quang học giỏi lại thèm đi lên xô học lắm mà vì lý lịch nên trượt lên trượt xuống thế cũng may chúng ta mới có một nhạc sĩ chuyên sáng tác những bài ca bất hủ về hà nội hay vả say dứt như vậy chứ không phải một ông chơi kèn co đẳng cấp quốc tế. Hay trong Nam có Hồ Thị Thể Vân rất giỏi piano, nhưng cũng chả được cho sang nước ngoài học tập tiếp. Sau này chị định cư ở Canada giống như anh Sơn và cộng đồng bên đó, còn biết đến chị Vân nhiều hơn thì phải. Nhìn dưới góc độ đó thì phải hiểu là ngoài chuyện Đặng Thái Sơn là một học sinh khoa piano rất tài năng và ông thầy Nga Isaac Kast trong trường thì lạ gì anh đâu chứ làm gì có chuyện thầy lang thang trên phố rồi ngẫu nhiên nghe thấy tiếng đàn vẳng qua cửa sổ như trong phim hàn quốc anh sơn hồi đó còn trẻ nhưng đã là ngôi sao sáng ở trường nhạc rồi hầu như buổi biểu diễn nào cho khách quốc tế cũng có anh tham gia sánh ngang về tài năng với anh có lẽ chỉ có chị trịnh thị nhàn em gái ông họa sĩ và dịch giả trịnh lữ mỗi buổi anh thi piano sơn thường phải đến trước cả tiếng để luyện đàn. Khi đó ở Hà Nội, ở nhà chả có ai dám đàn ác cơ cả. Thì học sinh các khoa trên dưới xuống xít vòng trong vòng ngoài để nghe. Còn việc của thầy cô là cho điểm tối đa thôi. Việc ông thầy do Thái dạy anh Sơn mặc dù chưa học năm cuối thì có. Việc phía Nga tác động để cho anh sang Liên Xô học thì có. Không chỉ mình anh đâu, nhưng phải nói là trường và bộ văn hóa vẫn còn yêu ái mẹ con và dòng họ anh lắm mới cho anh đi Tây đấy. Như những tài năng khác cuối cùng có khi được đi đâu. Anh nằm trên Đặng Hữu Phúc, được học chính ông và khi biểu diễn tốt nghiệp là ông Isaac Scott đệm đảo cho. Rồi chính Trịnh Thị Nhàn, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tài năng. Anh Sơn khi đó đã giỏi hơn các bạn cùng trang lứa rồi. Và ai chứ, các thầy cô trong khoa piano biết thừa là Việt Nam không có thầy cô giáo đủ trình độ để tiếp tục dạy sơn đầu. Nhạc viện quốc tế Moscow mang tên Tchaikovsky là cái nôi âm nhạc hàng đầu của CCCP và uy tín cao nhất trong cả khối xã hội chủ nghĩa. Thế nên việc anh Sơn được học ở đấy là quá sướng rồi. Đây là khoa cực khó vào học. Trước anh người Việt chỉ có chị Tôn Nữ Nguyệt Minh là người từng được bằng khen tại chính cuộc thi quốc tế Tchaikovsky nên mới được nhận vào học chính quy Đại học Khoa Piano ở đây. Và ngoài anh Sơn chỉ có những tài năng ở nhà từng được coi là xuất sắc lắm so với bạn cùng trang lứa như La Thương, Đinh Minh Cường, Bích Trà mà thôi. Học bổng của sinh viên Việt Nam bất kể theo ngành gì khi đó là 60 rúp một tháng. Rồi sau ít năm đã nâng lên 70 rúp một tháng, tuy ít ỏi và anh Sơn cũng như sinh viên đồng hương khác phải đi làm thêm để kiếm sống, nhưng nếu không quan tâm đến việc làm kinh tế thì ở Nga những năm 70 có thể sống khá đàng hoàng, khi mà tất cả chi phí ở và học hành được bao cấp, còn sinh viên ở đâu chả thiếu tiền. Tôi đã đến tận nơi tham quan ký túc xá nơi anh Sơn từng học. Dưới tầng hầm của tòa nhà nằm giữa trung tâm thủ đô này là một dãy phòng tập và trong rất nhiều phòng có cây đàn Steinway cho sinh viên, khoa nào cũng được, vào tập đàn. Chả hiểu lúc ấy ở Hà Nội có hơn hai chiếc đàn hãng này không nhỉ. Năng khiếu thiên bẩm của Sơn Sang đúng nơi có những người thầy, người bạn giỏi thì phát triển nhanh lắm. Tất nhiên anh phải cố gắng tột bậc và có nhiều thứ đã học được từ nhà phải thay đổi toàn bộ. Chẳng hạn như thói quen ở nhà, người chơi piano phải giữ gìn nâng niu đôi tay như nâng trứng. Có nhà chồng đánh đàn thì vợ bê xe đạp, sách nước cho. Sang kia anh Sơn mới biết được, biết ngược lại hoàn toàn. Pianist phải luyện đôi tay cho thật khỏe. Không phải một ông thầy Nathan Son không thôi, mà còn ông thầy Dmitry Baskiro dạy anh nữa. Câu chuyện anh Sơn đi thi năm 1980 cực hay và có lẽ chính nó tô điểm thêm cho lịch sử cuộc thi âm nhạc Chopin nhiều đấy. Đầu tiên nói về cuộc thi piano mang tên Chopin ở Warsaw, Ba Lan. Đây là cuộc thi piano uy tín bậc nhất đối với khối xã hội chủ nghĩa và cũng rất uy tín so với thế giới, nơi chỉ chơi các tác phẩm của nhạc sĩ Ba Lan thiên tài Chopin, nhưng nó năm năm mới tổ chức một lần, thế nên khi các thầy giáo Nga thấy Sơn giỏi nên muốn anh tham gia kỳ thi thứ 10 tổ chức năm 1980. Lúc đó Sơn còn chưa học xong, nhưng việc sinh viên nhạc chưa xong đại học đã thi quốc tế là chuyện rất bình thường. Quả là anh Sơn không đi thi dưới cờ Việt Nam, nhưng cái quy trình nó như sau. Thí sinh tương lai liên hệ với ban tổ chức cuộc thi hoặc được các nhạc sĩ danh tiếng giới thiệu, ban tổ chức gửi thư mời, thí sinh tự lo giấy tờ đi thi hộ chiếu visa tự lo chi phí mà đi mà thi rất nhiều sinh viên việt nam muốn tham gia các cuộc thi quốc tế phải trải qua khâu hộ chiếu visa này khá vất vả phải xin về bộ văn hóa và được sự đồng ý từ nhà đại sứ quán việt nam bên liên xô mới cho phép đi làm các thủ tục tiếp theo xin nhớ hồi đó người việt ta bay về việt nam còn phải xin giấy thông hành nói gì đến chuyện đi nước khác và sơn có lẽ vướng đúng khâu này nếu anh xin về bộ văn hóa ở nhà xin cũng nhê khiêu lắm đấy thì ai dám quyết định cho anh xuất ngoại lần nữa sang ba lan thôi có được cũng lâu lắm anh được phía liên xô cho tham gia đội tuyển là rất yêu ái đấy nhưng cũng không phải là ngoại lệ duy nhất đâu trước khi đoàn liên xô lên đường họ có tổ chức một buổi đánh biểu diễn cho tất cả các thí sinh và buổi đó sơn chơi xuất sắc hơn cả có lẽ anh đặc biệt hợp với nhạc của tác giả Chopin. Chuyện Sơn đi tàu hỏa sang Warsaw hay chuyện ít tiền sau này bị bọn lá cải thổi phồng lên quá vớ vẩn. Người ta lan truyền một bức thư dài được coi là của anh Sơn gửi bố Đặng Đình Hưng, viết trên tàu hỏa và than vãn quá trời về việc bị đối xử không ra gì khi chuẩn bị cuộc thi này. Xin nhớ, ai biết địa lý một chút cũng hiểu, đi tàu nằm ngủ một đêm từ Moscow tới đến Warsaw còn chi phí đi thi, các sinh viên tự lo thì kêu ca cái gì ở đây? Hơn nữa, đã là con của một nhân văn giai phẩm, anh Sơn phải quá biết là thư từ nước ngoài gửi về đi nhanh cũng mất 3 tuần và việc nội dung bị kiểm duyệt gần như là chắc chắn thì anh viết lách than thở như thế làm gì? Nhất là toàn chuyện tầm phào. Chuyện hay hơn là Tuy Sơn rất xuất sắc và xứng đáng được giải nhất, nhưng cuộc thi năm đó cho thế giới thêm một tài năng piano nữa đó là Ivo Progelic, người Nam Tư, sau này chưa tách ra thì về với quốc gia Croatia. Ivo cùng tuổi với anh Sơn và được sang Liên Xô học đàn từ trung cấp khi 12 tuổi với thầy Timaskin. Sau đó lên học cùng trường Tchaikovsky với Sơn, cùng cô giáo Gonorteva và thầy Malinin. Trước Sơn, anh Ivo đã được mấy giải quốc tế rồi. Tại Warsaw, anh chàng này chơi vô cùng tài tử và tuy bị loại, chắc chắn là vô lý và oan uổng vì trong âm nhạc cũng nhiều bẻ cánh lắm. Từ phòng 3 chứ không được vào chung kết, nhưng điều người ta nhớ mãi đến tận bây giờ là việc Ủy viên Ban giám khảo nữ danh cầm người Argentina Martha Argerich, người đặt giải Chopin năm 1965, bỏ hội đồng giám khảo để phản đối khi đối xử bất công với thiên tài này. Năm đó, Liên Xô thắng lớn, ba người được giải đều của đội Liên Xô, vàng về tay Đặng Thái Sơn, bạc của Tatiana Shepanova, Nga, đồng của Arutiun Papajans, Ameni CCCP, ba sinh viên của ba dân tộc khác nhau nhưng học cùng một trường nhạc, chưa kể Ivo nữa. Sơn thắng xứng đáng so với các thí sinh còn lại và anh là người châu Á đầu tiên đạt giải thưởng danh giá này và có một loạt giải phụ nữa cũng về tay anh. Khỏi nói là khi đó thông tin văn hóa còn rất chậm chạp và đến khi anh được giải rồi thì ở nhà cả nước mới biết chuyện. Sơn đem vinh dự về cho nhạc viện Tchaikovsky nhưng anh vẫn phải học tập tiếp để tốt nghiệp vì ở trường ấy sinh viên đang học đã được giải quốc tế đông như quân nguyên. Sơn đem vinh dự về cho Việt Nam, đúng vậy và chính quyền, báo chí cũng như người hâm mộ tung hô anh hết lời cũng phải thôi. Mặc dù ai cũng hiểu không có Liên Xô và mái trường với những người thầy Liên Xô thì chả có Đặng Thái Sơn của năm 1980 ấy. Thế mà có những kẻ muốn diễn tả như chính quyền hay ai đó muốn cướp công Đặng Thái Sơn, lợi dụng anh, xử tệ đối với anh làm anh phải tha phương cầu thực nơi xứ người. Tôi tìm mãi vẫn chưa thấy một nhân vật nào trong giới nghệ sĩ nước ta mà được nhà nước yêu ái như đối với Sơn. Các bạn thử tìm hộ xem có ai không, kể cả Ngô Bảo Châu dù ngành toán cũng không được yêu ái đến thế đâu. Anh được biểu diễn, báo cáo tại nhà hát lớn trước bá quan văn võ 10 buổi liền, kỷ lục đấy, hiển nhiên rồi, chứ còn sao nữa. Anh được nhà nước tặng căn hộ lắp ghép ở giảng võ, điều mà các anh chị đi trước được giải hay bằng khen như tôn nữ Nguyệt Minh Piano hay Ngô Văn Thành Violin làm gì có được. Và giá trị của nó hồi ấy cũng lớn lắm, chẳng kém gì căn hộ Vincom của Châu sau này đâu. Anh được phong nghệ sĩ nhân dân từ năm 1984, trong khi đó ông Baskiro, người thầy giáo của anh, đến năm 1990 mới được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân CCCP. Thêm nữa, anh được ra nước ngoài sinh sống, Nhật được sang canada định cư các bạn có hiểu sự ưu ái của những năm tháng khó khăn ấy phải lớn đến thế nào không sống ở nước ngoài thì công việc chính của anh là dạy học mặc dù anh đã đi biểu diễn khắp các phòng hòa nhạc nổi tiếng nhất thế giới người ta đặc biệt đánh giá cao cách anh trình diễn nhạc cho pin gia đình của anh vẫn rất được chế độ ưu ái chị anh là bà trần thu hà cũng là nghệ sĩ piano làm luận án phó tiến sĩ cũng ở nhạc viện Tchaikovsky, Moscow, sau trở thành giám đốc nhạc viện Hà Nội. Mới đây, các học trò cùng con cháu đã tổ chức cho bà Thái Thị Liên ngày sinh nhật thứ 100 và bà vẫn chơi đàn trên sân khấu. Còn việc vì sao anh Sơn không ở Việt Nam dài lâu thì chúng ta có lẽ nên tự trách mình. Ở nhà liệu có đến 5.000 người sẵn sàng thưởng thức nghe anh chơi nhạc cồn điển không? làm sao anh giữ được vị thế thuộc về danh sách các nghệ sĩ piano hạng nhất thế giới nếu không được sống trong một môi trường thấm đẫm âm nhạc hàn lâm theo tôi anh sơn rất xứng đáng với cái cách mà chính quyền yêu ái anh anh không những là người được cho pin chọn mà còn được chính quyền chọn để làm gương mặt tiêu biểu cho văn nghệ sĩ nước nhà bởi thế tuy ở xa anh vẫn hướng về quê hương có nhiều hoạt động thiết thực để góp phần cải tiến nền âm nhạc Hàn Lâm trong nước, nhưng khó thật, khi dù kinh tế ngày nay đã khá lên rất nhiều so với những năm 70 khốn khổ, nhưng cái giải thưởng quốc tế khá vẻ vang 40 năm trước của anh Sơn không hề tăng được sự yêu mến và coi trọng nhạc cổ điển trong dân ta lên mà có vẻ như ngược lại. Theo tôi, so với các nghệ sĩ piano Việt Nam hiện nay thì Đặng Thái Sơn vẫn hơn hẳn một cái đầu. Điều đó có thể cảm nhận được sau từng buổi biểu diễn mỗi lần anh về nước. Anh là pianist hạng nhất nhưng không phải là hàng đầu thế giới. Anh không được gọi là thiên tài như Ivo Porogelich, mặc dù Ivo sau này cũng giảm, không biểu diễn nhiều và không ra đĩa quá nhiều. Dù anh này định cư ở Thụy Sĩ và chơi hay được rất nhiều tác giả cổ điển khác nhau, nhiều khi tương đối phá cách. Nhưng rõ ràng sau này, khi kinh tế đã khấm khá lên, rất nhiều gia đình trang bị cho con em mình đàn piano và đầu tư cho lớp trẻ học nhạc. Đó là đóng góp lớn nhất của anh Sơn và Richard Kleiderman cho nền văn hóa nước nhà. Chào các bạn, các bạn đang nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe quyển sách Đông Âu Anh Hùng Chuyện Tập 1 Phần 9. Bóp cổ cách mạng Thời Đông Âu chưa tan rã, bọn chúng tôi sang đấy học hành. Thực ra mà nói không ngại mấy môn kỹ thuật hay tự nhiên lắm đâu. Người Việt mình cũng sáng ý mà. Nhưng ai cũng phải thấy ghê rằng với mấy môn xã hội mà toàn môn bắt buộc đấy nhé. triết học Mark Lenin, duy vật lịch sử, duy vật biện chứng. Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, rồi nước bạn cứ chuẩn bị có thêm đại hội nào là sinh viên cả ta, cả Tây, cả Tàu phải học văn kiện đại hội đó. Tây Lông còn sợ khó, vì nó khó thật, muốn học thuộc lòng, học vẹt trả lời còn không hề dễ, làm phao thì nhiều chữ quá, sách vở thì quá nhiều. Ta thì thôi, khỏi nói là hoảng loạn thế nào, quay cóp thì chả dám, sứ biết đuổi về nước ngay. Riêng việc học tiếng hai năm đầu mà nói trôi chảy cái chuyện đời thường cũng còn phải là người có năng khiếu, nói gì tới triết học với văn chương lịch sử. Chuyện này có lẽ ai học trường quan hệ quốc tế Moscow thời 8X đều biết. Ngoài học sinh, thi phổ thông thi xong. Được chọn đi Tây như bọn năm tôi, còn có các cán bộ đi học, trong đó có anh chờ Anh này lại thêm mác đảng viên và con em người dân tộc nữa, nên từ sứ quán đến đơn vị đều yêu ái lắm. Phải cái anh học tiếng Nga không vào, chưa kể trường ấy mỗi sinh viên phải học thêm hai ngoại ngữ khác nữa ngoài tiếng Nga nên không thể hiểu được môn học quái nào cả. Mà trường ấy quái âm, toàn môn xã hội với báo chí, dài dòng lê thê. Nói chung là không hiểu tiếng Nga thì coi như cầm điếc xã đàn luôn. Không thể để cán bộ mà học kém được, đơn vị cử mấy thanh niên năm trên thay nho kèm, chật vật lắm vì từng câu hỏi, đề tài, đồng chí, chờ, phải viết ra tiếng Việt rồi mới bắt đầu nhờ anh em Việt Nam trả lời trả lời sao cho anh thông thả hiểu ra được xong lại giúp dịch câu trả lời ra tiếng nga anh cũng ghi đi ghi lại rồi cố mà học thuộc dù môn vàn khó khăn được cái anh ấy có hai cái mác to kia thì chỉ cần thi được ba điểm trên năm là tối đa là được rồi bọn tây ở trường cũng được đơn vị thông báo nên lưu ý nâng đỡ cả khó này chứ sinh viên cộng khác có mấy con bà tuy là điểm đạt yêu cầu đấy nhưng sứ quán vẫn cho lên đường về nước ngay và luôn. Học hành thế à? Chỉ mải chơi, yêu đường vớ vẩn rồi buồn lậu. Một hôm thằng Tây cùng phòng, về thấy một chú Việt Cộng, người Việt bên Đông Âu gọi nhau yêu thương là như thế. Đang bóc cổ ông chờ, tất nhiên là không đến nỗi án mạng. Tuy vậy, nó nhìn thấy rõ là có đứa Việt Nam đang xiết cổ đứa khác bằng cả hai tay. Cũng phải cái thằng Tây này khá nhân đạo, nó mới phản ánh với đơn vị người Việt. Đơn vị mới gọi ca là tay bóp cổ ông chờ đấy lên tra hỏi. Chú mày làm sao lại củ chuối thế? Có gì đóng cửa bảo nho sao nữa xuống tay với anh chờ đến vậy? Củ chuối thì là câu cửa miệng của cộng thời đó. Cái gì cũng củ chuối hết. Ca gọi cả chờ đến thanh minh cho đơn vị trưởng hiểu là chuyện đó có gì đâu. Đang giúp chờ học lịch sử đảng Cộng sản Liên Xô đến đoạn cách mạng còn đang trứng nước bọn sa hoàng nó định vùi dập cho chết hẳn sách viết nghĩa đen là bóc cổ cách mạng đấy thì cán bộ chờ này có cho mở từ điển ra cha mà đọc vẫn chả hiểu cái củ khoai củ chuối gì cả cả tiếng nga lẫn tiếng việt rằng bọn kia định làm gì với cách mạng e rằng ngay từ cách mạng bác này cũng chả hiểu nổi nốt tiếng tẩy có khi nó nghĩa khác ca giải thích mãi điên tiết mới làm điệu bộ để cho bố trẻ chờ này thủng ra. Đang giảng đến đoạn đấy thì thằng Tây nó về. Ủa chuối quá. May ca thoát kỷ luật nhé. Còn chờ thì vẫn đỗ. Tây lông nó chiếu cố mà. Tốt nghiệp chứ. Về nước còn công tác. Thế nên cái việc bà con xôn xao bàn tán mấy ngày nay, ông nọ tự mình thành bà kia, làm mình hồi tưởng lại thời thanh niên đi học, vui phết. Nói thật ra thì tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là đỉnh cao trí tuệ đấy dịch ra tiếng Việt ngon lành thế nào được. Rồi lại mấy ông lê táo, học vớ học vẩn không hiểu được đâu. Ngay câu đầu tiên thôi, có mà dịch được khối ra đấy. Một hồn ma làng vàng ở châu Âu, hồn ma của cộng của chủ nghĩa cộng sản. Mà không hiểu thì thôi, xin điểm cho nhanh. Đừng rốt mà hay nói chữ. Cùng năm với ca, có nhiều sinh viên sáng láng bị đuổi học sớm từ trong trứng nước vì vi phạm kỷ luật đại loại là thích đàn ca bóng bánh, may mà ca không bị đuổi, rồi về nay là một thứ trưởng sáng giá. Chờ cán bộ, tất nhiên, tốt nghiệp về xuất phát điểm, có lẽ phải là cán bộ to hơn ca rồi. Lâu chẳng nghe tin tức, nhưng học trường ngoại giao tốt nghiệp đàng hoàng, theo logic chắc lên cao lắm rồi, chỉ ít thì cũng phải tầm tổng biên tập báo, có ai biết bác ấy ở đâu cho tôi gửi lời hỏi thăm với nhé. Đêm đầu, viết cho các con để biết nhà mình, nước mình đã nghèo khổ thế nào năm 1986. Bước ra cầu thang máy bay IL-62, cái nóng hè quất thẳng vào mặt hắn, mới xa nhà có vài năm mà cảm giác lạ ra phết. Nhưng mải ngóng người thân ra đón nên hắn quên đi việc cái áo sơ mi đẫm mồ hôi dính chặt vào người. Còn đôi tất khăn mặt như của Michael Jackson thời thượng ướt sũng trong đôi giày thể thao Puma, bọn hắn được đưa về Hà Nội bằng chiếc xe buýt Hải Âu cả khổ. Tuy vậy, người nhà đi đón cũng được lên đi cùng, tất nhiên là chen nhau mà đứng thôi. Nóng lắm nhưng xe mở cửa rồi chạy nhanh nên có gió lùa. Trên xe hắn đưa cho cậu em ra đón quả táo, mà trên máy bay hắn trả ăn. Cậu em bảo lâu lắm mới được ăn quả táo tây ngon thế dọc đường về qua cầu đuống gần Hà Nội rồi mà vẫn thấy hai bên châu bò ngơ ngác đang lững thững về nhà. Chiều tà rồi mà. Khi xe vào khu vực nội thành thì nhiều nhà đã lên đèn, hắn thấy thân thương đến nao lòng. Đến trạm 66 ở Phan Đình Phùng, hắn và chúng bạn được cho về với gia đình, hẹn ngày quay lại để điểm danh sau. Chiếc xích lô chở hắn cùng vali với hai đứa em ngất ngưởng về nhà xung quanh chưa bao giờ hắn nhìn thấy nhiều xe đạp đến vậy mà thực ra mấy năm trước cũng vẫn nhiều như thế mà hắn hình như đã kịp quên bữa đầu tiên sau mấy năm xa nhà ngon tuyệt dù phải ăn dưới ánh đèn dầu vì mất điện cả bữa ăn mẹ hắn chỉ ngồi nhìn hắn ăn rồi lẩm nhẩm tính xem đến ngày hắn trả phép còn được bao tuần đêm đó hắn được ưu tiên nằm rừng riêng chiếc chiếu hoa mới tinh mẹ hắn để dành chờ hắn về mới trải. Nhưng hắn trần chọc mãi chả ngủ được, một phần vì lệch giờ, cũng vì nóng nữa, mà lý do chính có lẽ ở cái lưng đau ê ẩm. Lưng hắn cảm nhận được từng cái thanh rát giường, dù hắn có quay đi quay lại bên nào cũng thế, mỏi nhừ. Gần sáng, hắn mới thiếp đi trong mơ, chỉ thấy đang đi trong một cánh rừng thông xanh ngát. Lần đầu tiên, hắn mới thấy giấc mơ có màu thơ hát nhái quang đông bình nga đại cáo từng nghe việc xuất ngoại cốt ở kiếm tiền muốn đầy túi phải lo đánh quả như nước đại việt ta từ trước bao thế kỷ qua lạc hậu đói nghèo nguồn tài nguyên khoáng sản lèo tèo vốn đếch có đầu tư mà khai thác từ xx y y z z, -z đến ông W. W. Lê Duẩn, Trường Trinh, Nguyễn Văn Linh, đến ông Akon Chin Desas, cùng ông Bờ, ông Chet, Gok Pachop, ông Ensin, mỗi ông làm đế một phương. Tùy chính sách mỗi lúc mỗi khác nhau, song buôn lậu thời nào cũng phát. Vậy nên, có vị đại phu nhân kiểu vạn buôn đô bị hải quan thu hai thẻ đỏ, lại cô thư ký xếp truyền kim nhiều chuyến bị đại bạch tịch thu mấy lô vàng. Lâm Phương Đông to gan nên chết ngạt, Phạm Văn Thịnh lớn mật mạng đi tong. Cửa Bờ Rết bắt sống trử Văn Đông, sông Moscow ngâm trôi xương thị thuận. Khối kẻ xì đô là đút lót cũng chẳng xong, nhiều anh bỏ của chạy lấy người không thoát. Việc xưa còn đó, báo chí đều đăng. Chuyện gần đây, nào chẳng phải lạ gì. Đôn năm cũ, phân kim trên gác vỡ hũ vàng nước ngấm thủng trần nhà người ngộ độc vì si anua sám mặt ốp búa liềm vì bất hòa ta lại đánh ta để cả khách lẫn chủ phòng oán giận bọn cảnh sát ô môn thừa cơ lấn át lũ công an cướp ngày đàn áp thẳng tay biết bao người mất mối làm ăn đau đớn thay mấy kẻ mới mua phòng trong phút chốc hàng trăm tờ đi đứt như ta đây vốn đôm năm phát tích, ami à thuê phòng, ngẫm tiền vận lắm nỗi long đong. Thể đánh quả buôn xanh quyết chưa về nước, đau đầu nhức óc những hôm đô rơi, đô giật thất thường, ngậm đắng nuốt cay vào những lúc hàng ế, hàng khan. Việc sổ sách thiếu kẻ đỡ đần, sổ kế toán đành giao bổ nhí, lại thừa lúc đang cơn bất bí, khách sụt khôi, trốn biệt tích tâm. Chỉ còn cách văng nhưng nghĩ cho cùng. Lúc thị trường hỗn loạn, lạm phát tràn lan, khi chính trị đa nguyên nước Nga tan nát, có hàng nào bán giá mềm như giá Việt Nam, đâu của giờ mua tiền ít. Nhưng tưởng hàng Âu Mỹ, quần bò Maxine, váy xếp che đùi gần nửa gái nước Nga, áo gió, Vetter áo lông chống rét một phần ba dân mát, xâm quy tinh bầy hiệu thuốc Mua về nhấm nhí thấy ngày một khỏe ra Rượu hải mã bổ âm dương Uống vào hùng hục qua đêm còn dai khát Nhờ hàng hóa Việt Của giờ đưa sang Từ cảnh sát, taxi Đến bọn đứng đường đều được việc thêm lương Có sắt thép Nga Đồ thật nhập về Từ ông cốp chi cho mét Lái xe đến người chạy chợ Đều kiếm lắm tiền vênh mặt từ thằng trí thằng ngọ bộ đội lưu vong lo lội chợ chuyên cần đến ông cống ông trẻ stadio tiến sĩ biết kinh doanh thành đạt công anh em tích cực chiếm lĩnh thị trường sức cộng quân góp phần mở đường tiến phát bất chấp mafia chấn lột bao dứa sọc trên vai đi sớm tối về khuya không sờn cảnh sát ô môn hạch hộ khẩu ví ra vòi tiền quát nạt vững chí làm ăn mong mở mặt đổi đời, bền gan đánh quả, tuy xa nhà nhớ nước. Ngày Tết đến muốn về, đã có vé mà visa thị thực chưa xong. Lúc xuân sang, cần lên mát lấy hàng mà hộ chiếu triệu củ khoai bị phạt. Lúc lên voi, vung vé tờ đỏ tờ xanh, cưỡi mẹt đi nhậu nhẹt vanh vang. Khi xuống chó, xị mặt vàng như nghệ, phở râu chạy than van bi đát. Lại nghe nói ông Ensin ký lệnh quản lý kiều dân nhằm chặn người tị nạn tràn sang vừa hay gã lu cốp dùng bài kê khai hộ cầu để xua kẻ nhập cư trái phép buồn thay nhưng dạ vẫn tin ông trời còn có mắt nhà nước sẽ thay dầu đến ngày thị trường mở rộng hàng các nơi đầy ắp tầng dưới tầng trên mọi nơi sẽ nhộn nhịp xe chợ này chợ khác ta sẽ thưởng các ngươi huân chương đánh quả hạng nhất nhung vàng bao giờ cơ chế đàng hoàng nối lại cầu hữu nghị tựa môi răng hợp tác giao thương không còn lạnh nhạt ta sẽ tặng các ngươi danh hiệu chiến sĩ vào cầu bằng khen giấy bạc mong các ngươi vững bước kinh doanh quyết bình nga làm ăn phát đạt đi đi em dứa là hết chiều ni em đi mãi họa có điên mới quay lại việt nam quên làm sao em hỡi lúc qua cửa hải quan. Cước quá tởm, hai đứa mình nhăn nhó. Em len lét, kéo bịch quần bò to tổ bố. Áo quần dơ, mặc kệ nó. Đếch bằng hàng. Vinh cái chó gì kiếp mọi an nam, đi đến đâu cũng bị giày la xua đuổi. Em mới hiểu thế nào là khổ tuổi, càng dày thêm út hận xứ Vina. Đi đi em và ở lại tới già, vĩnh biệt những cánh diều chùm cau quả khế. Khế chỉ ngọt ngày ta còn bé, vị chát hoa cau kích thích dạ dày. Phận cánh diều mới mỏng mảnh làm sao, vứt lại cả những ngày vô vị đó. Cùng con đò, toan đánh đắm cuộc đời ta. Đi đi em, cho mau tới nước Nga, thị trường lớn đang chở ta vùng vẫy. Đi đi em, gần giờ bay rồi đấy, ngoảnh lại làm chi, vẫy vẫy làm chi. Vĩnh biệt sáu lăm triệu sinh linh lam lũ đói nghèo vĩnh biệt bãi chiến trường bốn nghìn năm gươm khua, ngựa hí quân gieo hẹn tái ngộ nếu kiếp sau bị phạt đầu thai trở lại bài thơ em ơi moscow mùa tuyết tan em ơi mút à quên moscow em ơi moscow mùa tan tuyết đường anh đi đánh quả nắng tràn xa xa nghe tiếng vi si kháo, bảy chiếc đế gang một chỉ vàng. Có phải thép gang tình chứa chan, đằng sau gang thép ấy là vàng, vô luận đế gang hay vỏ nhựa, thấy bán ở đâu, xếp vào hàng. Anh đã đến quê em, Ia Rolaps, đi tìm em khắp hết thầy cửa hàng. Anh đã móc em ra từ trong phân xưởng như thạch xanh cứu công chúa khỏi hang. Anh đi tìm em, phố Arbat xưa, Moscow cộng lắm hàng thưa. Đâu đây vẳng tiếng vi si kháo, đế gang 46, cũng cứ mua. Thư con gửi cha Hôm nay nhận được thư cha, gửi tay thằng bạn về nhà mới sang. Cầm bút con viết vội vàng, thăm cha thăm mẹ họ hàng anh em. Cha ơi cha nghĩ mà xem, tiền con được mấy mà đem mua nhiều tiền làm còn chẳng đủ tiêu, nghìn rưỡi một tháng có nhiều đâu cha, tiền ăn ngàn mốt ngàn ba, tiền uống tiền hút thế là đi toi, thì cha cứ tính thử coi, lương thưởng như thế mà đòi sắm chi, lúc đen lúc đỏ làm gì, ngoay ơ xích líp, thôi thì đừng mang, vải đen len dạ đi vòng, thôi cha đừng ước, đừng mong, đừng bì, xe đạp nói đến làm chi, quê mình đường đất nghĩ gì xe hơi. Thuốc tây khó kiếm cha ơi, máy khâu, giấy ảnh không hời lắm đâu, cha nghe tin chắc lòng sầu. Nhưng con còn biết kiếm đâu ra tiền, gái tây thì đẹp như tiên, tóc vàng da trắng, mắt viền mi xanh, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, cầm lòng không được, con đành bước theo. Đói nghèo thì mặc đói nghèo, sang tây một chuyến phải theo đến cùng. Rượu tây nổi tiếng khắp vùng, bia tây vang tiếng lẫy lừng thế gian khi vui mấy cốc mấy can khi buồn mấy chén là tan hết sầu xin cha đừng có lo âu nhà mình liềm búa đã lâu rồi mà giai cấp vô sản phong ba ngày đêm vất vả nhưng mà có ăn trong lúc cả nước khó khăn riêng mình giàu có thừa ăn sao đành lại thêm trộm cắp tinh danh nó trộm nó cướp lại thành tay không đã đành mất của mất công lại thêm tính mạng cũng không an toàn ở nhà nóng nực vô vàn điện thì không có quạt bàn làm chi quạt mo tốt quá còn gì lúc cần có thể mang đi theo người tiện lợi thì lại gấp mười để ngồi cũng được che người cũng xong mắt thì lại đúng ước mong không sợ hỏng hóc bên trong bên ngoài những khi nhà có khách mời mỗi người một chiếc gió trời mát chung à quên còn chuyện cuối cùng cha dặn là phải mua sâm nhung vào nhưng họ có bán đâu nào cửa hàng không có thì đào đâu ra con cũng rất đỗi thương cha gửi cha chai rượu để nhà uống chơi rượu này ngon lắm cha ơi uống vào một cốc là vơi hết sầu rượu này nổi tiếng châu âu uống vào cốc nữa là đầu hết đau uống giờ bổ mãi về sau còn hơn xâm của bọn tàu cha ơi họ hàng thân thích đến chơi mỗi người một chén nhớ mời nghe cha cho thêm vui cửa vui nhà lại thêm tình nghĩa mặn mà anh em thương mẹ đói khổ khát thèm lấy quần bỏ cũ con đem may liền may áo biếu mẹ trước tiên con may cái nữa cho liền các em đấy cha thử tính mà xem tiết kiệm từng tí con đem về nhà nghĩ thì cũng thực xót xa nhưng tiền không có biết là làm sao ở nhà cơ cực lao đao bên tây còn cũng có nào sướng đâu thôi con dừng bút thư đầu để còn cho kịp làm thâu buổi chiều thư sau con sẽ nói nhiều phân tích cụ thể khỏi phiền lòng cha đừng mong quả cáp phiền hà đời đời bền vững ấy là bản năng hàng hóa mấy thứ lăng nhăng người ta đánh giá mà tăng thêm phiền ở nhà dụng khoán xã viên nhận thêm mấy mẫu có liền thóc ngay Thôi cha cố gắng quốc cầy, nhà mình giàu có, ai hay đâu mà. Bài thơ Người đi tìm hàng về nước Phỏng theo bài thơ Người đi tìm hình của nước của chế Lan Viên Đất nước đẹp vô cùng, nhưng đếch có gì ăn, hãy cho ông một lần xuất ngoại. Khi bờ bến xa rồi, ông ngoái đầu nhìn lại, đất nước thân yêu trông tượng củ khoai đêm xa nước đầu tiên không ngủ được qua hải quan nó giữ lại quá nhiều hàng vàng đã vay lấy gì đây mà trả biết khi nào vợ mới gửi được sang các em ta ngủ trong giường chiếu hẹp ước mơ sao được một bữa ăn no hạnh phúc đựng chưa đầy tô phở nhỏ một cái áo bay hay một chiếc quần bò quanh hồ gươm đếch ai bàn chuyện vua lê chỉ nói chuyện gãy cầu hay thắng quả ta bỗng thấy rừng rưng không thấy lạ. Khi nghe tin một cô gái trẻ măng, sánh duyên cùng ông lão sắp xuống mồ. Đời nghiên cứu sinh lêu têu như con chó, tháng trăm đồng, thuế má lung tung, không đánh quả làm sao sống nổi, ở bên nhà bố mẹ. Vẫn hằng mong, đêm mơ thấy mua được nồi hầm quạt điện, vích đá trong chiêm bao trông tựa bình vàng, tiêu một rút tiền Nga cũng phải quy ra tiền ta nghìn mốt chẳng yên lòng khi prasnik phải tặng hoa kìa nồi hầm đang rực rỡ ánh hào quang trên vỏ hộp như bình minh mùa hạ ta reo lên như ông gì thủa nọ cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi tủ đá đến với ta và ta đã khóc lệ ta rơi trên hàng chữ duy chua chen bốn bức tường im lìm nhìn ta nhảy nhót giá ở bên nhà mẹ nó hay tin các con rồi đây sẽ sống ra sao vô tuyến đặt nơi nào tủ lạnh đặt chỗ nào ôi lật đật sinh biết mấy là sinh khi người lúc lắc ta run lên khi mua chục stack lần đầu các con ta sẽ thôi cảnh ba năm một lớp có quả cho cô chúng sẽ đứng đầu những kẻ quê mùa làm sao hiểu nổi durak ta côi nay bỗng hóa thần đồng hàng từ Nga theo ta về đất Việt, chưa đến hải quan mà mối lái đã dạm tận nhà. Vợ ta đang băm bèo bỗng dưng im bặt, hình như trên trời nghe có tiếng máy bay. Ghi chú, Pranik ngày lễ, lật đật búp bê Nga, Stuck là chiếc theo tiếng Nga, Takoi là thằng ngu đến thế tiếng Nga. thư gửi con. Bản đầu tiên Hôm nay cha viết thư này, gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi. Cả nhà mừng lắm con ơi, cái đài nhật bổn bán hời lắm nhen. 400 đồng một cân len, con nên cố gắng lùng thêm mua về. Mèng thì cũng phải hai xe, mấy khâu phải chọn xanh dê mới hời. Năm nay cha yếu lắm rồi, thương cha thương mẹ nhớ lời tao khuyên. Này, tao dặn kẻo mày quên về qua trung quốc mua thêm ít hàng nhân sâm mì chính cố mang nhung yêu cao cổ lại càng phải mua năm nay trời thật trái mùa lúc nắng nắng lắm lúc mưa mưa nhiều mẹ mày vất vả sớm chiều hè về thiếu quạt đủ điều xót xa lúc về qua mạc tư khoa tai voi con nhớ mua ba cái vào cái tặng mẹ cái cho tao qua đồng đăng chẳng làm sao đâu mà thôi cha dừng bút tại đây à quên sức khỏe dạo này ra sao học năm thứ mấy ngành nào mua xong nhớ viết thư ảo cho cha được thư mày chớ nói ra kẻo người ta tưởng nhà ta hám tiền bài thơ đố đố ai định nghĩa được tình yêu có khó gì đâu một buổi chiều cô em mang đến hai cân đỏ cân xong chỗ đó thế là yêu em bảo lần sau sẽ có nhiều khiến anh mong đợi biết bao nhiêu. Giá như em đúc toàn bằng đỏ, em hết bao nhiêu vẫn cứ chiều. Đánh quả xưa nay có bại thành, miễn sao đừng mất sạch sành xanh. Khôn ngoan bình tĩnh mà làm lại, đô sách còn hơn giữ rút lành. Jobachev, nhiều người nợ ông một câu xin lỗi. Gorbis nhiều người nợ ông một câu xin lỗi. Lời nói đầu, trong lịch sử hiện đại, ít có chính trị gia nào chịu nhiều điều tiếng oan khuất như Mikhail Gorbachev. Người ta ghét ông, dè biểu ông, cầm giận cả trong nước lẫn nước ngoài. Cả vì những việc ông đã làm cũng như việc theo họ cần làm, ông không làm hay không làm được. Và điều đó kéo dài cho đến tận hôm nay. Tuy vậy, nếu xét về công trạng, có lẽ nửa sau của thế kỷ 20 chả có mấy cá nhân có thể sánh ngang được với ông về công lao đối với quốc gia cũng như loài người. Tất nhiên là dưới những góc nhìn khác nhau sẽ có những đánh giá khác nhau, và đây là đánh giá chủ quan của tác giả. Một người đã sống qua thời Jobachev ở Liên Xô cũ và cho đến cách đây 2 năm vẫn tự cho mình một thói quen rất ẩu, có gì chầy chật trên đường đời thì đổ cho Gobi, tên người Nga gọi ông là tiện nhất. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra rằng chính mình còn nợ ông Chokbachev một lời xin lỗi. Không cần đến kết quả trưng cầu dân ý, ta cũng có thể đoán biết được chính trị gia nào bị dân Nga ghét nhất. Đó luôn là Mikhail Shazhevich Gobachev, sinh năm 1931. Vốn dĩ người Nga đã hay xính ngoại và luôn không hài lòng về các nhà cầm quyền rồi. Nhưng điều bất biến là đa số họ đều ghét Gorbachev một cách chân thành, không khoan nhượng và bất cần logic. Có lẽ tác giả hồi trước cũng bị lây cái tính Ivan phổi bò này chăng? Phải nhìn nhận rằng không ngẫu nhiên mà mọi tai họa đến với nước Nga, người ta lại đổ hết cho Gobi, mà chắc là có một âm mưu phản PR chống lại ông. Bởi nếu đổ được bớt tội, bớt trách nhiệm cho ai kia thì sẽ có một cá nhân khác tạm thời thở phào nhẹ nhõm, người đời sẽ bớt soi mói hơn. Có thể thấy ngay, Chokbachev là nhân vật rất phù hợp để tạo nên hình ảnh. Kẻ tội đồ của dân tộc Bởi vì ông khởi xướng ra cái việc chống rượu, luật khô năm 1985, ai sống ở Liên Xô những năm đó sẽ nhớ xếp hàng mua rượu khó thế nào đến nước hoa còn chả có mà mua, vì dân nghiền mua uống tạm. Trong giờ làm việc mà loạn trọng ngoài đường không mục đích, lại còn mùi mận chín nữa, bị xích cổ ngay. Cái này từ thời Andropov mà người liên xô trong đầu có lẽ chả bao giờ ngồi ngoài, việc nghĩ xem phải nhậu thế nào, uống gì, với ai. Quả đúng là tội đồ chứ còn gì nữa. Riêng cái tội này thì 240 triệu công dân Xô Viết sẽ còn thù đến hết đời. Cũng vì ông ít nhậu nhẹt, lại có vẻ nho nhã, thế nên dân Nga không khoái. Có lẽ họ thấy gần gũi hơn những vị lãnh đạo giản dị hơn. Thích nhậu tối ngày như Boris Yeltsin hay tính khí nông dân kiểu Khrushchev, đấy mới là người mình, họ nghĩ thế đấy. Những năm cuối 80 đó, dân cộng mình nấu rượu lậu từ gạo, từ đường bán cho Tây kiếm cũng khá đấy thấy kể có vùng nấu cả từ kem đánh răng nên cũng khan hiếm nốt. Bà vợ Raisa kém ông một tuổi, có lẽ là đệ nhất phu nhân đầu tiên của Liên Xô mà đủ lịch thiệp, quý phái, thông thái, xinh đẹp, tiếng Anh giao tiếp vô tư để thắp tùng chồng mọi chỗ mọi nơi. Quả là mấy chục năm Liên Xô viết làm gì có tiền lệ như thế và khi còn đang phải chạy tìm mua xà phòng và biết tất bán phân phối thì người ta, nhất là phụ nữ, luôn ác cảm với bà ấy trên TV, lại càng ngứa mắt hơn khi ông thực sự nghe lời vợ, yêu vợ và yêu suốt cuộc đời. Vợ gốc đã mất năm 1999. Ông khá hiền lành, lại đơn độc, lại chả có mafia hay nhà tài phiệt nào chống lưng cả, nên quá là an toàn khi công kích ông về mọi mặt. Chứ cứ thử khơi khơi mà thoá mạ xa hoàng Putin hay chỉ cần cấp tỉnh trưởng, đại biểu Duma thôi xem không mang họa ngay và luôn mới lạ, nhưng cái tội lớn nhất mà dân Liên Xô cũ suốt bao nhiêu năm bêu xếu, nhục mà ông, mà cái tên nhẹ nhàng nhất đặt cho ông là kẻ phản bội hay điệp viên của Washingtons, Richard Thatcher's Coric, đó là việc ông phá tan Liên bang Xô viết, riêng về tội này rất cần phân tích thấu đáo xem thế nào. Số phận của Mikhail Gorbachev là số phận của chính trị gia cấp cao nhất mặc dù phát điểm của ông thực sự khó khăn hoàn toàn là nông dân thứ thiệt giống như rất nhiều nhà lãnh đạo khác ở cccp chuyện con cháu con ông cháu cha thời trước hầu như không được cổ suý cả họ đằng nội đằng ngoại của ông đều có những người ông bị đi cải tạo may mà còn không bị tử hình cha đi lính trận từ bé mikai đã vừa học vừa làm việc ở nông trang phải nói cậu đã rất cố gắng người được huân chương cờ đỏ lúc 18 tuổi như anh chàng này là rất hiếm. Sau đó, anh còn học giỏi để được học trường tổng hợp quốc gia Lomonosov nữa. Gorbachev thăng tiến rất nhanh, 21 tuổi vào đảng và có thể nói rằng với sự ủng hộ không vụ lợi của các vị lãnh lão thành ở thủ đô như Yuri Andropov, Mikhail Suslov, Andrei Gromyko, thì việc Gorby lên đỉnh cao quyền lực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năm 1966, Andropov, khi đó là chùm KGB, đã muốn đặt Gorbachev lên ghế phó của mình. Nhưng lúc này, chàng thanh niên 35 tuổi còn đang mơ tưởng tới luận án phó tiến sĩ. Thậm chí ông đã thi hết các môn bắt buộc và đã viết xong luận án rồi. Nhưng rồi bên đảng bắt đi làm việc, làm bí thư vùng Staropol, quê nhà ông muốn làm ở bộ nông nghiệp hơn, nhưng bên đảng cứ giao toàn việc của đảng. Năm 1978, gia đình mới chuyển lên thủ đô, thì năm 1979, Gorby đã là ủy viên dự khuyết bộ chính trị. Hình như khi Gorbachev sang thăm Hà Nội năm 1982, nhà nước ta chưa đánh giá được hết vai trò và tiềm năng chính trị của ông nên chưa bao giờ Việt Nam có thể tận dụng quan hệ với chính cách này thực sự có lợi cho mình cả thì phải. Nếu thực sự hiểu về chính trường Xô Viết thì đáng nhẽ phải thấy xếp trên Gorby chỉ có mấy ông già như Brezhnev, Andropov, Chanenko, Gromyko và đúng thật, năm 1985 ông đã là người thứ hai, rồi 1987 ông nắm quyền lực tuyệt đối, cả đảng Cộng sản lẫn bên chính phủ, bất kể ông có muốn hay không để thực sự hiểu về vai trò lịch sử của Gorbachev, chúng ta cần nhìn lại toàn hoàn toàn lịch sử nước Nga và Liên Xô cũ, rồi nước Nga hiện đại để xem cá nhân này đã làm được gì. Nước Nga ngày trước ngoài tên gọi Russia thì còn một tên gọi nữa mà phương Tây hay dùng đó là Moscovia, khá thông dụng ở những thế kỷ 15 đến 19. Vị vua Ivan Đệ Tam và những người tiền nhiệm đã chiếm cứ được nhiều đất đai lắm mà có vẻ vẫn còn thòm thèm. Thế nên phương Tây, nhất là Ba Lan và Lit Litva, gọi người láng giềng phía Đông không bằng tên Nga hay Nga vĩ đại phân biệt với tiểu Nga tức là Ukraine hiện nay, nơi lịch sử dân tộc Nga bắt đầu. Mà gọi bằng tên Moscovia với ý rằng địa giới của các anh là phía đằng kia xung quanh Moscow đấy đừng mò mẫm xa quá làm gì. phải nói rằng, Moscovia hay là Đế quốc nga hay là gì đi nữa, sau này các vị Sa hoàng có thể thay đổi tên gọi quốc gia rộng lớn lắm. thậm chí về diện tích có lúc còn lớn hơn CCCP sau này. nhưng thực lực cũng như uy tín quốc tế thì Moscovia khá bình thường. chẳng thế mà Sa hoàng hồi cuối 19 và đầu thế kỷ 20 còn thua mấy cuộc chiến tranh nữa và đỉnh cao của Moscovia chính là CCCP những năm 50, 80 của thế kỷ trước. Khi đó, Moscovia CCCP là một trong hai đại cường quốc của nhân loại và chính CCCP tiến hành một cuộc chiến tranh, tất nhiên nên hiểu theo nghĩa bóng, toàn cầu để tranh giành ảnh hưởng với đại cường quốc số một kia là nước Mỹ. Cuộc đấu vĩ đại này, CCCP đã thua như chúng ta đều chứng kiến và sau đó nước Nga bây giờ chỉ thử hưởng của CCCP một vụ mỗi một vũ khí hạt nhân thôi, chứ không có bất kỳ sự nổi trội nào nữa. Và lịch sử dường như đang quay trở lại, nước Nga bây giờ giống như một đế quốc Nga khi xưa, một Moscovia hơn là giống CCCP, chẳng còn nhiều trọng lượng trên trường quốc tế nữa, nhưng tiềm năng của nó vẫn còn quá lớn, và lịch sử sẽ cho thấy Moscovia còn sẽ không chịu đóng đinh với vai trò con gấu ngủ đông đầu. Gorbachev sang Việt Nam đi thăm công trường sông Đà từ năm 1982, ta không nhìn thấy đó là lãnh đạo tương lai của CCCP nên mất đi sự tranh thủ cần thiết cho sau này. Vậy vai trò lịch sử dành cho Gorbachev và ông đã thực hiện vai diễn thế nào? phải nói rằng khi lên vị trí quyền lực cao nhất thì gánh nặng giang sơn để lại cho ông ta quá nặng, những tay chơi lão luyện như Reagan, Kissinger, Thatcher, Helmut Kohl đã bày trò chạy đua vũ trang với mấy ông già tiền nhiệm của Gorbachev để đẩy CCCP vào tình trạng suy kiệt về kinh tế, nếu tiếp tục đường lối cũ thì sớm hay muộn Liên bang Xô Viết cũng sẽ sụp đổ. Tất nhiên nếu Gorbachev là một kẻ cố chấp hay ích kỷ đến tàn bạo, thì CCCP còn trụ được lâu lắm đấy. Xin nhớ là năm 1985, trữ lượng vàng của Liên Xô là 2.500 tấn. Nhưng ông muốn tìm con đường khác cho dân tộc và bởi ông không phải là một nhà kinh tế hay kỹ trị đại tài, nên kinh tế Liên Xô vẫn sụp đổ như thường. Mặc dù dưới chính dưới thời Gorbachev, Liên Xô chấp nhận trên thực tế là thua cuộc chiến tranh lạnh. Hãy xem ông để sướng những gì mà sau này người dân đột tội phản bội liên xô cho ông nhé. Tăng tốc tháng 4 năm 1985, khẩu hiệu nhằm vào công nghiệp này giờ hầu như đã đi vào dĩ vãng, nhưng chính nhờ nó mà phong trào hợp tác xã Cooperative mới nảy sinh, những người giàu tương đối công khai bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng cuối năm 1986 mới có luật cho các loại hình hoạt động cá thể này chống rượu bia đã nói trên, tuy nghe thì văn mình, nhưng thế thất bại ê chề bởi đi ngược với bản tính music của người Slaver. Nhà nước thất thu 62 tỷ rúp vì chương trình này. Lỗi này một phần cũng bởi Jogby, vốn không phải là người thích nhậu nhẹt bê tha. Không truy bức những người bất đồng chính kiến, thả viện sĩ Jacques Karov, không đuổi Jessins ra khỏi đảng và không đẩy đi vùng sâu vùng xa. Đây có lẽ là lỗi kỹ thuật lớn nhất của cuộc đời Chokbachev. Chỉ vì tính hiền lành và khá tốt bụng, ông đã tạo dựng cho mình một đối thủ quá nguy hiểm, điều mà ít nhà lãnh đạo quốc gia đề sót, và copy đã phải trả giá đau đớn vì lỗi này. Như sau này, ông luôn nói tới. Paris Choiska 1987 cho phép kinh tế tư nhân cũng như dân chủ bầu cử tự do nhưng đúng với tính cách của Gopi nửa vời, rất nhiều người coi ông là tội đồ thì còn muốn thế nào nữa. Glasnost, điều tối quan trọng và tiến bộ cho phép người dân được nói, được viết tương đối tự do, điều mà dân Nga sau này được hưởng và gần như đã kịp quên cái sự sung sướng ấy. Nó đến từ bao giờ, vì ai? Cũng vì kinh tế mãi không cải thiện được, dẫu rằng đấy đâu phải lỗi của mình, George nên Liên Xô dưới thời của ông chấp nhận dừng chạy cuộc đua vũ trang, tiêu hủy tuần tự một số lượng vũ khí kể cả vũ khí nguyên tử, điều mà chưa lãnh tụ cộng sản nào trước ông từng làm. Có lẽ đây là hoạt động phản bội lớn lao nhất của Gorbachev. Tương đối trẻ và năng nổ, ông cải thiện rất nhiều quan hệ của Liên Xô đối với các nước vốn khá thù địch như Anh, Canada, Mỹ, Pháp, nhưng có thể với bản chất khá tin người của ông đã tin kẻ thù hơi nhiều. Nhưng những gì mà chính cá nhân ông làm được đã quá vĩ đại rồi. Kéo hết quân Liên Xô ra khỏi Afghanistan, cải cách đảng Cộng sản Liên Xô dẫn tới chế độ cho phép nhiều đảng phái. Chấm dứt chiến tranh lạnh, giải trừ quân bị. Học thuyết Sinatra, khai tử học thuyết Brezhnev chính sách của liên xô dưới thời gorby cho phép các nước xã hội chủ nghĩa đông âu tự lo việc nội bộ của mình chính nhờ đó mà nước đức thống nhất không tốn một viên đạn người dân hai miền nước đức đều chịu ơn gorby và sau này mới biết chính anh và pháp muốn quá trình thống nhất của đức càng chậm càng tốt họ sợ một nước đức quá mạnh đối với châu âu hay khi Romania có lật đổ chính busha Đồng ý bật đèn xanh cho Liên Xô đưa quân vào để thiết lập trật tự, nhưng Gorbachev đã từ chối, hoặc bởi lòng tốt của mình, hoặc tính tình không quyết đoán, nhưng rất nhờ vào ông mà các nước xã hội chủ nghĩa khối Warsaw đã thay đổi đường lối chính trị của mình tương đối êm đẹp. Không có sự can thiệp thô bạo nào từ phía Liên Xô, khối quân sự Warsaw thế là cũng biến mất luôn. Liên Xô còn khá tiếc nuối ba nước cộng hòa pre của mình, nhưng rồi họ cũng giành được độc lập. Thế nên dù chả ưa gì Gorbachev, nhưng tổng thống Putin sau này đã công nhận Gorbachev là một nhà dân chủ thực sự, may mắn lớn nhất cho hàng trăm triệu con người. Phản bội Liên bang Xô Viết. Điều này không thể chối cãi, mặc dù chẳng có cách gì tránh khỏi cuộc đấu tranh giữa tủ lạnh, thường giống toét và tivi nói điều hay lẽ phải đã có người chiến thắng là tủ lạnh lâu rồi. Dưới sức ép của Yeltsin, theo kịch bản đưa ra bởi Mỹ, Gorby đóng vai kịch nạn nhân khá vụng về. Với đội hình phản loạn, Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp khá u ớ trong cuộc tạo phản mùa hè năm 1991, nào ngờ bản tính tin người của Gorby đã hại chính ông. Ông thêm một lần nữa trở thành tội đồ nhưng việc ký tá để giải thể cccp sau đó là chuyện thủ tục thôi thực chất thì đó là việc khai tử chứ việc tử đã xảy ra rồi và ngay trong kremlin nhưng nói đi cũng phải nói lại dân nga và cả ukraine belarus nữa phải đội ơn khúc bi mới phải chứ nếu gặp phải kẻ ngang tàng chẳng hạn tính cách cùn lại sắt đá như lukashenko bây giờ xem và cố chấp hắn cứ tống cổ Boris Essin vào tù, xua quân đội với KGB đi kìm kẹp quốc dân, thì với hoàn cảnh liên xô như cuối những năm 80, còn lâu mới mong có sự thay đổi gì khả dĩ. Dân tỉnh có việc xếp hàng dài mà mua giấy vệ sinh rồi nhổ nước bọt mà chửi tục năm này qua năm khác. Công nhận Gorby và cả giàn lãnh đạo của CCCP đã không giải được bài toán kinh tế, xã hội chủ nghĩa nên đã phải để cho Liên Xô, Liên bang Xô Viết sụp đổ, con người buôn bán, bất cứ cái gì miễn là sống qua được lúc thiếu đói, toàn tập. Nhiều xin giải bài toán ấy với sự tư vấn, viện trợ của Mỹ, nhưng kết quả còn thê thảm hơn. Quả là khó hiểu người Nga muốn được tự do đi đâu, làm gì, nói gì, kinh tế thị trường, hòa nhập quốc tế, nhưng lại coi người đem lại cho mình tất cả những thành quả ấy là kẻ phản bội nào có ai cấm hoài niệm đâu cccp cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với tất cả mọi người đã từng trải nghiệm nhưng thời đó đã xa người ta nhiều lần hỏi jorbachev về việc bản thân ông có tiếc nuối cccp không thì ông trả lời rất rõ ràng ông tiếc rằng những thay đổi mà ông và các cộng sự muốn tiến hành chúng lập tức bị dừng ngay khi liên ban chấm dứt nếu được làm lại ông sẽ biến đổi liên xô theo một cách khác chậm hơn và chắc chắn hơn và không có lỗi lầm gieo xin nữa hình tượng Jobachev trong con mắt người phương Tây khác nhiều đấy ông là một anh hùng người giải phóng một vĩ nhân đã đem lại hòa bình cho nhân loại giải thưởng Nobel vì hòa bình năm 1990 dành cho ông có lẽ là chuyện quá nhỏ cũng phải nói thêm để hiểu rõ về phản bội ai là người nhăm nhe phản bội đầu tiên các bạn sẽ không đoán ra đâu. Đó chính là Yuri Andropov, chùm an ninh KGB và người nâng đỡ Chokbachev, vốn là cáo giả trong chính trị, lại nắm được nguồn tin là Reagan sẽ chơi trò chạy đua vũ trang nên ông này đã hiểu được cần thay đổi chứ đua theo là mắc bẫy. Tuy vì, tuy vậy, vì còn Brenes và sau này vì lý do sức khỏe suy kiệt, ông không thể tự mình tiến hành các cải cách mà cũng rời biết được Là liệu chúng có hiệu quả hay không Có thể nói Djokovlev tiếp tục sự nghiệp Mà ông thầy Andropov đã manh nha Sau này còn có Yokovlev, Người luôn bám sát Gorby Và theo lời tự kể là cha đẻ Của nhiều cải cách Mà Gorky chỉ làm nửa vời Với đặc tính nửa vời của mình Và thêm một Boris Yeltsin Nhà cải cách rất cá tính và mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ có một sáng kiến nào cả. Sự nghiệp phản bội cũng gian nan thế đấy. Trong giai đoạn lịch sử này, dễ hiểu là Liên Xô còn đang dối bời. Đói kém ra phết, đầu có lo được nhiều cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em, trong đó có Việt Nam ta. Người Việt Nam cũng có logic phần nào giống người Liên Xô cũ. Việc Trung Quốc đánh gạc ma năm 1988 mà Liên Xô không bênh được tích cực như năm 1979 cũng oán trách mà nào có biết khi đó họ còn đang có Afghanistan rồi liên tục Kazakhstan, Georgia, Ossetia, Karabakh, Baku, Dasansbeer, Erevan, Pribatik, toàn những điểm nóng cần đến sự tham gia của quân đội ngay trong chuyện trong nước họ, ốc còn chưa thả nổi mình ốc. Cuộc gặp gỡ giữa TBT Nguyễn Văn Linh và TBT Gorbachev tại Đông Đức ngày 8 tháng 10 năm 1989 qua lời kể của ông Lê Đăng Doanh đã thất bại bởi việc ngành ngoại giao ta đã chuẩn bị tư tưởng cho đồng chí Tổng Bí Thư không chính xác để ông coi Gorbachev là kẻ cơ hội nhất hành tinh và nếu đã coi nhau như thế thì còn xin viện trợ hay bàn bạc bàn chuyện vô sản anh em kiểu gì nữa nếu ai chăm chú đọc từ đầu đến bây giờ thì có lẽ đều không đồng tình với đánh giá này từ thời điểm này, Việt Nam mới chính thức đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng lại của riêng mình. Tuy vậy, người dân Việt Nam không thể nói là đã không được hưởng lợi gì từ Gorbachev và đường lối chính trị của ông. Những đổi mới, nói và làm, hòa nhập mà không hòa tan, mở cửa đều có nét gì đó, giống những cải cách đã diễn ra tại Liên Xô vào những năm 8X nóng bỏng ấy. Người Việt Nam ta trở nên dễ sống hơn có lẽ cũng phần nào nhờ Teres của Gorbachev. Với tôi, Gorbachev không phải là một vĩ nhân, cũng không có nhân cách anh hùng hay khả năng siêu việt gì. Tuy vậy, ông đã làm được, đúng hơn là lịch sử đã chọn ông để làm những việc vô cùng vĩ đại, làm thay đổi thế giới. Nhưng không chỉ có vậy, đối với tôi bây giờ, ông mới thực sự làm tôi ngạc nhiên và khâm phục năm 1991, không ai đuổi ông ra khỏi chính trường, mà chính ông tự ra đi, ra đi để tránh cho đất nước cảnh nội chiến hay nổi ra sáo thịt. Dần dần mọi người mới thấy, ông chả phải là gián điệp của quốc gia nào, cũng chẳng có bè đảng, đại gia nào chống lưng cả. Cũng có lần, năm 1996, Gobi định quay lại chính trường bằng cuộc bầu cử Tổng thống Nga, nhưng đã thất bại nặng nề. Như ta nói, dân nga đa số ghét cay ghét đắng kẻ phản bội mặc dù đời sống khó khăn khổ sở có lẽ phải trách những kẻ cầm quyền khác mới đúng theo tôi nguyên nhân chính vì sao chả có tập đoàn nào đứng ra chống lưng cho ông đó là vì ông là người nga mẹ người ukraine giọng ông phát âm đúng kiểu người ukraine nhưng không có gốc do thái trong khi đó jelstin có gốc do thái đấy và quy tập xung quanh mình cả một bầy do thái ma lành ông chọn nơi cư trú là đất nước chịu ơn ông nhất nước đức và sống cuộc sống khá bình dị chẳng thể so sánh với đời sống của các quan chức hay chính trị gia nước nga mới bây giờ thậm chí chẳng so sánh được với các tài năng buồn trồi đót ở cái xứ người ta đến giờ vẫn còn trách ông không chịu giúp đỡ năm nào tuy vậy ông luôn đau đáu về số phận của nước nga và tuy lúc đầu ông có ủng hộ nhân tố trẻ Putin. Nhưng từ năm 2008, ông đã lớn tiếng đòi hỏi chính quyền Nga thay đổi thể thức hoạt động, không cho tập trung quá nhiều quyền lực vào một nhóm nhỏ cầm quyền nữa. Từ năm 2011, Gorby đã kêu gọi Medvedev khi đó còn là đường là Tổng thống và Putin đừng tham gia tiếp vào bầu cử Tổng thống khóa sau nữa. Càng ngày, sự phê phán của ông đối với chính quyền và bản thân Putin càng sắc nét hơn. Ai cũng biết là Putin chẳng ưa gì khi người ta đả phá mình, còn việc Gorbachev ở Đức hay bất cứ đâu cũng chẳng đảm bảo được an toàn cho ông. Tuy vậy, càng về già, ông càng tỏ ra bản lĩnh hơn, điều mà thời trẻ nhiều khi ông chưa có đủ. Ông và Putin cố gắng tránh mặt nhau và ông chế nhạo gọi Putin là cấp phó của Chúa trời. Có thể ông đã già đủ để khỏi phải sợ bất cứ điều gì có thể cha đẻ của nền dân chủ Nga, không thể chấp nhận được việc sau 30 năm người dân lại thiếu đi đúng cái mà ông đã mang lại cho họ. Cũng như vậy, ông thẳng thắn ủng hộ người dân Belarus trong cuộc đấu tranh gian khó, đòi thay đổi chính thể tại nước này, họ cũng đã từng là công dân của ông 30 năm trước. Không phải người dân Nga nào cũng ghét cay ghét đắng tội đồ Gorbachev, một trong những chính trị gia đã nhìn ra rất sớm công trạng to lớn và nhân cách đáng nể của Gorby. Đó là Kursans Ilim Zinjnov, cựu chủ tịch FIDE, Liên đoàn Cờ vua Quốc tế và cựu Tổng thống nước Cộng hòa Karmikia. Ông là một người nổi tiếng về phong cách chuyên chỉ phù suy của mình và đã đến với Mikhail Gorbachev khi Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô này đã hết hoàn toàn mọi giá trị sử dụng. Croissant sẽ đưa copy đến Đại Lai Lạt Ma 14, mua lại bản quyền xuất bản và quyền đưa lên màn ảnh cuốn hồi ký thứ hai của Gordy, mời ông tham gia các sự kiện của đề Nhờ, có lẽ nhờ vào sự ủng hộ tinh thần của những người Kirsan mà Gopachev, người được Chúa Trời đánh dấu, dân Nga hay gọi như vậy bởi ông có cái bớt rất rõ trên chán, trở thành nhà lãnh đạo thọ nhất trong lịch sử nước Nga. Còn tôi, mỗi khi dẫn trẻ con ra hàng khay mua McDonald's, đều có một ý nghĩ. Nếu không có người đàn ông với cái bớt đỏ trên trán kia, thì có khi lúc này bố con chúng tôi đang xếp hàng mua đường, củ cải, viện trợ, điên xô bằng tem phiếu. Sau khi đã bán vội được mấy cái may so cho con phe ở chợ rời, ai bảo thời bao cấp không lãng mạn nào, cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm đấy chứ. Người với người sống để yêu nhau cơ mà, thế rồi tự nhiên một kẻ tội đồ nhát gan, cơ hội chắc là tay chân của đế quốc xài lang xuất hiện tận Liên Xô và thế nào lại loay hoay phá vỡ mất cái khung cảnh nên thờ ấy. Giận quá đi mất thôi. Nhưng ngẫm lại, có lẽ tôi phải nợ ông một lời xin lỗi và cảm tạ tự đáy lòng. Ghi chú, đánh sập liên bang Xô Viết là mơ ước của cuộc đời tôi, là câu nói nổi tiếng mà Gorbachev bị nhét chữ vào mồm. Ông chưa bao giờ nói như vậy cả và đã nhiều lần chính thức thanh minh nhưng có vẻ chả mấy tác dụng. Chào các bạn, các bạn đang nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe quyển sách Đông Âu Anh Hùng Chuyện Tập 1 Phần 10 Chuyện Thành Len Những góc tối Thành Len Phần 1 Phần Kim Vàng chúng tôi trở lại thành Len. Leningrad này đã đổi tên thành Saint Petersburg, nhưng người Việt luôn có thiên hướng gọi sao cho nó ngắn, cho dễ là Len hay Saint, Nga thì gọi là Peter. Sau 23 năm và một ngày cuối tháng 9, cả thành phố vẫn đang tận hưởng những ngày cuối cùng âm hưởng mùa hè rớt và chuẩn bị được đụng kín trong biển vàng của thu vàng đang tiếng gần mỗi ngày đón chúng tôi tại sân bay Pulkovo là một người bạn cũ, học cùng thời với tôi. Chúng tôi quen nhau khi tập trung trong đoàn chuyển tiếp sinh khóa năm 1987, rồi lại cùng về thành Len, sau đó học ngành kỹ thuật. Anh bạn này từ lâu đã nổi tiếng với phong cách hào hoa phong nhã, ca lăng có hạng, thương hiệu gắn liền với những bông hồng. Tôi và cô bạn thân mỗi đứa đều được nhận một bó hồng không giống nhau. Cô bạn tôi được ba bông hồng màu trắng vàng, còn tôi chín nụ hồng phớt được gói trong một giấy bóng kiếng hoa văn công chúa, thắt lên đó là một chiếc nơ màu cánh sen, phụ nữ và hoa hồng, cấm có sai tí nào. Nhờ những bông hồng đó mà tôi và cô bạn như biến tan mọi sự mệt mỏi của mấy ngày du ngoạn tại thành phố Riga trước khi bay tới Thành Len. Chất lãng tử Thành Len cứ như mặc định trong anh bạn tôi. Cả ngày hôm đó, ba chúng tôi rong ruổi trên những con phố thân thuộc của tôi ngày nào. Được ăn những cái bánh rán đặc sản của thành phố nóng hổi vừa vớt trong chảo dầu sôi sục Phủ lên trên là lớp bột đường mỏng, làm tôi nhớ lại những chiều đi học về. Chỉ cần được cắn một miếng bánh đó thôi cũng làm cho tôi có sức để xếp hàng cả tiếng đồng hồ, mua con gà tươi giá 1,75 rút một cân. Trở về ký túc xá, đầy dẹp ngày xưa với biết bao kỷ niệm cả cười cả khóc, một miền ký ức được đánh thức. Anh bạn hình như lâu lắm rồi không được thể hiện tiếng Việt nên càng say xưa dẫn tôi vào những sự kiện, những câu chuyện, những mảnh đời của cái thời với biết bao gập ghềnh sóng gió. Thành phố của những năm 90 thật hỗn độn, những bước chuyển hóa, chuyển quá mạnh mẽ trong đường lối của chính phủ khiến nhiều người dân lao đao với việc bị bắt buộc phải thích nghi cuộc sống không còn bình yên như trước kia bao cấp mất dần thay vào đó bắt não bộ mỗi người phải tự vận động thời thế sinh dạng anh hùng là thế chiều tối hôm đó anh bạn có việc đi giao mấy tập tiền đô la cho mấy người ngoài chợ negrasova đó là một nông trường nằm giữa trung tâm thành phố lớn nhất thời đó được chia thành các khu ẩm thực với thực phẩm tươi sống hun khói đồ muối khu đồ gia dụng, khu nguyên liệu đan may vá, khu quần áo thời trang, giày lông. Sinh viên tụi tôi ít tiền, nhưng có lẽ đứa nào cũng ít nhất một lần thăm thú cái chợ đó. Tới đó không phải để mua những đồ cao lương mỹ vị, bởi làm gì có nhiều tiền để mà thưởng thức, mà đơn giản chỉ để chiêm ngưỡng độ hoành tráng. Sau đó rụt rè rút ra mấy giúp để mua ký táo, quả lê hay vài trái mận tươi soi xói. Riêng tôi dù ký túc xá cách xa chợ nhưng thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, tôi ghé chợ để mua những cuộn len do những người nông dân tự sản xuất mang đến. Len đó sợi không chắc, nhưng được cái là 100% len từ lông cừu nên rất ấm. Tôi dùng để đan khăn, mũ, tất, xà cột và các áo khoác len thì mới chịu nổi mùa đông băng giá của thành phố phương Bắc này. Đối với tụi con gái chúng tôi thì chỉ biết về chợ đó thế thôi. Giờ nghe câu chuyện của anh bạn, mới biết sau cái thời sinh viên bọn tôi thì ở đó chính là một ổ của những trao đổi, mua bán ngoại tệ, tiền rút vàng mà hồi đó là quốc cấm, là phạm pháp. Dù ở Nga mấy chục năm rồi nhưng câu cú vẫn thuần giọng miền Nam, anh bắt đầu vào chuyện. Vừa bước xuống chân ký túc xá, gặp anh V là thực tập sinh mới ma sang được một năm, chân tập tiếng với một cái chân giả trời bắt đầu chuyển sang đông nên nhìn dáng đi của anh càng nặng nề hơn. Khi trên mình phải khoác thêm cái áo khoác bằng dạ. Hỏi ra mới biết, anh đi ra ga Moskoskaya để lên tàu về Moscow. Vốn tính thương người, lại thấy nơi cần đến là chợ Narasova rất gần với ga tàu nên đã mời anh ấy lên xe, hứa chỉ sẽ qua chợ 5 phút rồi chở anh ấy ra ga, vẫn kịp giờ tàu chạy mày trò chuyện rẽ vào cổng chợ lúc nào không hay và cũng chẳng để ý gì đến xung quanh bỗng đánh xịch một cái hai chiếc đèn pha từ hai phía đầu xe và đuôi xe được hai ông công an kẹp sát đầu và đuôi xe cứ như trong phim mỹ chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì anh v bất ngờ thốt lên thôi chết rồi lộ rồi mặt anh tái xanh tái xám không còn hột máu hai công an tiến đến giơ tay chào rồi hỏi giấy tờ khi kiểm tra hộ chiếu thấy là Việt Nam, họ liền trả lại và chào tạm biệt. Hóa ra họ đang tìm một tội phạm từ Trung Á lên, thấy trong xe có gương mặt giống mới chặn lại để kiểm tra. Anh về thở đánh vào một cái nghe rõ luôn, cái mặt đang bị méo xẹo dần dần giãn ra, trở lại trạng thái bình thường, chậm chậm, giọng nói còn hơi run, anh mới tiết lộ tại sao lại lo sợ đến thế, vì tưởng rằng công an phát hiện trong cái ống chân giả anh đang mang có chứa đầy vàng thỏi thì chắc hy sinh luôn, không còn xác về nhà. Một hành trình mua, phân kim, đúc vàng từ các phần được mạ vàng trong các linh kiện điện tử, được anh mô tả thật tỉ mỉ. Sáng kiến tìm thấy nguồn kim loại quý hiếm này, ai là người khởi xướng, anh không thể kể được, chỉ biết rất nhiều sinh viên học tại các trường kỹ thuật của Leningrad đều tham gia vào công cuộc khai phá này phát hiện trong linh kiện điện tử có rất nhiều chân xung quanh chân được mạ vàng số lượng vàng giá trị cao hơn rất nhiều giá trị linh kiện có lẽ do nước nga quá giàu với chữ lượng vàng thuộc nhất nhì thế giới cho nên vàng được coi như dầu lửa dùng thoải mái chả cần biết đến giá trị ít nhiều thế nào cứ đào trong núi là có mà người nga chân đất và cục mịch như vậy đó những sinh viên nghiên cứu sinh tranh thủ các giờ nghỉ đi lượn các cửa hàng điện tử để thu gom một số tạo thạo tiếng nga giỏi quan hệ lấy lòng được cửa hàng trưởng hoặc trưởng quầy thì còn đặt được hàng chục thùng có một điều rất hay là những người bán với số lượng nhiều có đặt câu hỏi tụi mày sao mua nhiều thế chả nhẽ việt nam có nhiều đồ điện tử phải thay linh kiện thế cơ à câu trả lời chỉ là cái cười bẽn lẽn và chữ đa thế mà cũng được chấp nhận trong cái thế giới khai thác vàng ngầm ấy hình thành các cấp bậc khác nhau kiểu như chủ tớ những sinh viên, nghiên cứu sinh mới sang, kể cả những người học năm cuối, nhưng thu nhập chỉ trông chờ vào số tiền tiết kiệm. Từ 90 đến 110 rúp tiền lương, hay thỉnh thoảng được tí áo phông, chỉ kẻ mắt, hoa tai mỹ kim. Từ nhà gửi sang thì chỉ lấy công, làm lãi. Cứ tính cái mà được hoa hồng. Những nhân vật thường vốn tích lũy từ việc buôn bán ngoại tệ, máy tính từ Đông Âu, đánh hàng may mặc, Mỹ phẩm có đường dây từ nhà sang thành chủ, cai đầu dài. Số lượng lớn linh kiện được chuyển hết ra ngoài ô, quá trình phân kim bắt đầu trong một số nhà nghỉ, trong rừng nơi vắng vẻ của người dân Nga dành cho mùa hè, gọi là dacha mà mấy sinh viên thuê theo thời vụ. Nguồn axit được những tay Nga bượm rượu ăn cắp trong các nhà máy mang đến đổi axit lấy rượu các linh kiện được ngâm trong chảo gang chứa axit và được đun nóng chảy ở nhiệt độ rất cao cho đến khi từng lớp mạ vàng chảy ra khỏi chân con chip, bám vào nhau thành từng mảng, chắt lọc riêng các mảng vàng, sau đó tiếp tục ở nhiệt độ cao đúc thành từng thỏi như các linh kiện ô tô rồi sơn lại theo màu của các phụ tùng. Một đội ngũ cửu vạn được thuê trả công để chuyển những thỏi vàng như thế lên Moscow. Tại Moscow, đầu mối đặt hàng xếp lẫn trong các linh kiện ô tô rồi đóng container chuyển đường biển về Việt Nam, kéo dài được tầm gần 2 năm. Các chủ soái giàu lên nhanh chóng, sinh ra đố kỵ nhau, rồi nguồn hàng cũng khan hiếm dần, các nhà máy Nga sản xuất ra không đủ cho cầu. Tư tưởng thanh trừ nhau trong âm thầm nảy nở. Chuyện gì đến ắt sẽ đến. Công an, hải quan tại Moscow vào cuộc khi được mật báo là trong các khu container xuất cảng Hải Phòng có chứa vàng, chuyện trở nên to khi đường dây phân kim dần hé lộ, chó nghiệp vụ được thả vào các khu nhà ngoại ô, mùi hôi nồng nặc của axit cùng với hàng núi phế thải trong rừng được tìm thấy. Người Việt vốn khéo mồm và luồn lách giỏi, cùng với việc công an ngan nhiều người biến chất tham tiền cho nên sự việc được dàn xếp một cách khéo léo để không ai bị tra cứu hình sự vụ án được khép lại. Các soái vàng, người thì sau đó về nước xử lý đống vàng thỏi mua được cơ man. Nào là đất đai, trở thành doanh nhân về bất động sản, người thì vẫn ở lại nước Nga tiếp tục tìm kiếm, khai phá những công việc mới với cái trí tuệ thông minh và khôn kéo như thế thì làm gì họ trả thành công. Phần 2. Chạy chợ Hát có nhớ chỗ này không? Bên bờ sông Phan Ca đấy, phía trước là cầu bốn ngựa. Ừ, lâu quá rồi, hai ba năm cơm mà, khác nhiều nhỉ. Trước đã đông, giờ gấp cả chục lần. Toàn người là người à. Ừ, đúng rồi. Abra Skin Devor, từ thời xa xưa đến thế kỷ 19, đã là một cái chợ nổi tiếng với một kiến trúc vô cùng đặc độc đáo nằm ở trung tâm Saint Petersburg, ngay cạnh bờ sông Fontanka. Nhớ rồi, bên cạnh là trung tâm mua sắm lâu đời nhất thành phố, không những thế, còn là một trong những khu mua sắm đầu tiên của thế giới, mang tên Gostini Devor. Cái chợ này có chung con phố Sadovea với Gostini Devor. Hồi xưa, mỗi lần Gostini có phích Trung Quốc hay nồi hầm, ấm điện, xếp hàng dài rằng rằng là tụi này lại gửi chỗ rồi chạy sang chợ xem các đồ thực phẩm, nhìn mà phát thèm. Ngon thế không biết, thịt hun khói màu hồng vớt, nghĩ đến là thấy ngập răng rồi. Những cây trái cây khô mới ngon chứ, trái mơ thì cứ vàng óng như quét mật ong, mấy bà bán hàng cũng thảo tính lắm, cho nếm thử thoải mái, chắc họ nhìn thấy nước miếng của tụi sinh viên đói ăn chảy ra. Hờ biết không, sau khi Liên Xô tan rã thì Abraskin không chỉ bán thực phẩm mà còn bán ti tỉ các loại, không phải thực phẩm như quần áo, giày dép mũ áo lông đồ chơi đồ gia dụng chẳng khác gì gostini devor bên cạnh có điều mỗi ông mỗi ô là một cá thể bán những thứ mà họ lựa chọn đẳng cấp chất lượng thì kém hơn chủ yếu dành cho dân thường có thu nhập thấp hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ trung quốc thổ nhĩ kỳ việt nam vợ cũ của mình trước kia cũng có một quầy trong đó hồi đó để có một vị trí như vậy khó khăn lắm kiểu mật ít ruồi nhiều mà. Cô vợ chẳng chịu ở nhà nên mình phải chi ra 10.000 đô la cho một quầy bán quần áo ở đấy. Sau khi liên bang Xô Viết không còn tồn tại nữa, mọi cái được mở hết, chả có kiểm soát gì. Đến cả các trường đại học cũng được mở rộng thanh thang. Hồi tụi mình học, muốn vào được trường, dân Nga phải thi cử ôn luyện gian nan ra gia phết. Còn tụi nước ngoài đều là tuyển chọn của nhà nước, học hành miễn phí, mỗi tháng còn được nhận lương của bộ đại học Nga từ năm 1993. Các trường được hở mở hệ đóng tiền, cứ có tiền là có thể vào học, tất nhiên một số trường như tổng hợp, bách khoa thì tiền đóng cao hơn và đều phải thi sát hạch. Trường nhận học bổng dễ nhất và rẻ nhất là trường lâm nghiệp, còn có tên là trường rừng. Khái niệm Liên bang Xô Viết không còn đồng nghĩa với việc hợp tác lao động giữa hai nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga bị chấm dứt. Nhiều nhà máy đóng cửa, công dân Việt Nam phải khăn gói về nước. Cuộc sống tại Nga tuy có vất vả, nhưng so với nhà quê Việt Nam thì khác nhau một trời một vực. Bão tuyết, gió, mưa, lạnh cũng đã quen. Bù vào đó là mùa hè mát dịu với những đêm trắng mê hồn, những đêm cát trắng, đúng nghĩa trắng cả đêm thật. Gần nửa đêm, mà nhìn mặt nhau vẫn còn rõ vanh vách chẳng ai có thể đi ngủ hoặc ngồi yên trong nhà với bầu trời đẹp quyến rũ như thế dạo trời hai bên bờ sông neva xem cầu mở xem từng đoàn tàu chở đầy hàng hóa nối đuôi từ vịnh phần lan lướt vào hát ầm ĩ ngửa mặt lên trời ngắm sao thậm chí có thể nằm ngay trên những thảm cỏ mà không cảm thấy tiếc cho bộ quần áo để mà hít hà gió trời hương hoa tử đinh hương nồng nàn lẩn quất trong xó đến ngây ngất trong tiếng nhạc tiếng người gieo hò đón đoàn thuyền nhẹ lướt trên mặt nước với cánh buồm đỏ thắm của ngày lễ hội trên sông hàng năm vào những ngày cuối tháng năm những ngày giữa tháng 10 đắm chìm trong những thảm lá vàng còn thơm mùi nhựa nồng lung linh huyền ảo như trong chuyện cổ tích bước ra cuộc sống như thế chả ai muốn thời điểm đó nước nhà còn khó khăn vô cùng các gia đình đều trông chờ vào cứu trợ từ nước ngoài phải ở lại lập nghiệp thôi được dịch vụ dẫn mối các bạn công nhân thi nhau chạy vào trường rừng nhập học tiếng nga nói là học cho oai thôi chứ có biết cái giảng đường mặt ngang mũi dọc thế nào đâu chẳng biết địa chỉ nhà trường là gì ban điều hành của trường có quan hệ rất tốt với nội vụ thành phố cho nên việc đăng ký thủ tục lưu trú cho các tân sinh viên dễ dàng. Mỗi kỳ các tân tân sinh viên chỉ cần nộp 200 đô la, vẻn vẹn cả năm là 400 đô la. Một năm học tiếng trôi qua ngon lành và lại tiếp tục nhảy lên năm trên, cứ thế có bạn học tới cả chục năm mà vẫn không tốt nghiệp và tiếng Nga chỉ dừng lại ở có và không, thêm mấy câu chào nói theo kiểu phiên âm, còn lại thì ngôn ngữ tay chân vẫn là thế mạnh trong giao tiếp thường ngày kể cả trong công việc bán hàng giao dịch ngoài chợ chẳng những công nhân tận dụng cơ hội vàng đó để ở lại mà nhiều sinh viên tốt nghiệp xong muốn ở lại làm ăn cũng dựa luôn vào đó sinh viên được cái lợi thế là biết tiếng nên nhập học không phải học tiếng nga mà xin một cái ngành nào đó láng tráng lên giảng đường vài giờ trong tuần thậm chí còn xin làm luận án tiến sĩ cách này cách khác sau mấy năm cũng có một cái bằng hát có biết em sinh viên của trường khoa kinh tế tên ltl không không bạn chắc lúc cậu ấy sang học thì hát đã lên moscow rồi mình thì biết cậu này hồi đó mình có học thêm một bằng kinh tế tại khoa kinh tế trường hát để chuẩn bị cho việc mở công ty riêng tại đây cậu sinh viên đó tiếng nga rất kém chắc mải làm ăn nên không đi học thi cử thế nào mà không đỗ tốt nghiệp khoa đó để tiếp tục được ở lại cậu sang trường lâm nghiệp nhập học vừa hợp thức hóa việc ở lại làm ăn. Vừa rồi một anh bạn thông báo cho mình là cậu đó đang làm hiệu trưởng một trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Với học vị mà cậu ấy khai là tiến sĩ kinh tế tại đại học tổng hợp Leningrad ở đấy. Hát nhớ không? Cái thời tụi mình là sinh viên, láng tráng thi điểm 3 là bị kỷ luật, điểm danh trên lớp mà mà vắng mặt là có chuyện ngay. Bao nhiêu người bị về nước trước thời hạn học tập con gì? các bà giáo, ông giáo Nga hiền thật đấy. Nhưng mà nghiêm túc có hạng, không đi học, không trả thi được thì đừng có mà lý do hay xin xỏ gì nhé. Cái khoa kinh tế thì giáo viên khét tiếng là nghiêm rồi. Hồi mình học, thằng cu em họ mình ngày nào đi học về cũng kể chuyện các ông giáo, bà giáo hỏi thi thế nào. Bắt billet để thi, ngồi dưới làm 15 phút được gọi lên, nhưng họ lại không hỏi các câu trong vé thi mà lại hỏi những câu khác không trả lời được thì xin mời cầm sổ điểm ra khỏi phòng thi hẹn lần khác nhé mà tối đa cũng chỉ được thi thêm hai lần thôi còn không điểm liệt sẽ tròn trịa trong sổ điểm đúng rồi bạn hồi đó học học ra học chẳng có chuyện ưu tiên vớt vát gì đâu làm gì có chuyện quả cáp tiền bạc để mà xin điểm làm gì mà có được số điện thoại nhà riêng hay địa chỉ của giáo sư kể cả dân chuyển tiếp sinh như tụi mình bảo vệ thử không qua được cũng chỉ được gia hạn thêm 6 tháng hoặc một năm là cùng. Nhiều người về nước có bằng đâu, như chuyên ngành tâm lý của tớ đây dính đến thực nghiệm nhiều, 3 năm làm chuyển tiếp sinh, 2 năm đầu mình đi làm thực nghiệm từ sáng đến chiều, còn lại năm cuối làm mài đũng quần trên ghế thư viện, hết thư viện hết thư viện khoa trường, đến viện Hàn Lâm rồi thư viện trung tâm làm cho đến giờ cứ nhìn thấy cái xúc xích là lại ngán lên tận cổ. Cứ hồi đó món duy nhất trong thư viện là xúc xích luộc với khoai tây nghiền thêm tí sốt cà chua. Liên Xô tan giã là tan dã mọi thứ, kể cả kỳ cương học hành, bằng cấp. Chỉ một số ít trường là vẫn giữ được cái nếp dưa, buồn nhỉ. Thành ra bằng cấp của tụi mình về nước cũng bị đánh lận con đen, bị thương mại hóa hết cả rồi. Giờ còn chẳng dám khai học hàm, học vị thật nữa không ở moscow có nhiều cái thiệt lắm kể cả đây là cố đô thì cũng vẫn chỉ là một tỉnh lẻ hàng hóa để buôn bán đều phải lên các chợ mới trên moscow lấy bao nhiêu soái việt nam xuất hiện cái tài là làm việc với một số đơn vị chủ sở hữu bất động sản như ký túc xá nhà máy kho bãi họ thuê lại mặt bằng với giá rẻ như cho sau đó chia thành từng phòng bán cho đồng hương của mình với giá cắt cổ tạo thành ốp buôn bán tài sản của những người thầu đó lên nhanh chóng nhanh đến chóng mặt từ chỉ có nước bọt đến vài triệu đô la rồi vài trăm triệu đô la đến giờ không chỉ dân sống moscow mới nhớ mà nhiều thành phố khác trong cả nước nga đều nhắc đến cái tên như xoái ngọ xoái hường xoái nhiên một thời làm mưa làm gió là chủ thầu của những chợ những ốp nắm giữ sinh mạng mưu sinh của hàng chục nghìn người việt muốn lấy được hàng thì phải mang tiền mặt theo để thanh toán luôn cho chủ hàng. Việc lấy hàng không phải ai cũng đi được vì vừa tốn kém, phải đi chui lùi nếu công an bắt được thì có khi bị trục xuất về nước vì phạm luật cư trú đối với người nước ngoài tại Nga. Nhiều khi phải sử dụng tiếng Nga mà công nhân thì khoản đó kém lắm. Do so vậy thường là tập trung gửi vào một người, một vài người, trả người mang hộ tiền lên moscow lấy hàng một ít tiền dịch vụ là xong những chuyến đầu chót lọt về sau chợ mở ra nhiều số người ở lại tăng lên nhu cầu hàng hóa lấy về nhiều nên mỗi chuyến đi lấy hàng càng mau dần lên rồi thành quy luật đi lại đang ngồi văn phòng làm việc với khách hàng cô vợ khóc lóc ầm ĩ qua điện thoại nói không thành tiếng rằng số tiền hôm qua gửi cho người bạn mang lên moscow lấy hàng vừa xuống đến ga đã bị hai thanh niên chìa ra cái thẻ gì đó xưng là công an mật áp sát hai bên dẫn lên một xe uaz nói đưa về đồn để kiểm tra giấy tờ cấm chống cự kêu la họ đưa bạn đó đến một khu rừng vắng lục soát toàn bộ từ đầu đến chân số tiền bạn đó giấu trong đế giày bị lột sạch đang còn lơ ngơ chưa hoàn hồn về vụ lục soát kỳ quặc của hai người xưng danh là công an thì chiếc xe phóng mất dạng nghĩ rằng người Việt mang tiền sẽ bị nhận diện rõ những chủ hộ buôn bán lẻ thay đổi chiến thuật bằng cách thuê Tây mang tiền. Một hai người đi áp tài cùng, ngồi khoang khác nhau. Sáng sớm, tàu về bến, mấy cái bóng bước xuống theo thói quen ngó nghiêng. Trước sau một vòng, yên tâm cả lũ bước đi, nhưng vừa chạm tới bến taxi thì bất chợt cái xe UAZ bạt phủ kín mít. Hai người ăn vận nhang nhác giống quân phục quân đội mời tất cả lên xe, nói rằng có mật báo chuyên trở, chất cấm nên đưa về đồn kiểm tra. Họ kẻ sát súng như thế, muốn chạy cũng chẳng nổi, mặt cắt không còn hột máu, ngồi im thiên thít trên xe. Xe đi mãi rồi dừng lại góc rừng ngoại ô, hô cả hội xuống xe, bắt quay mặt vào gốc cây rồi lục soát Tìm thấy gói ngoại tệ được giấu trong túi áo của cô bạn người Nga, cả lũ cười lên khả ố rồi nhảy lên xe phóng thẳng để trơ lại ba người, lúc đó hiểu ra mình bị chắn lột. Gửi tiền qua dịch vụ lấy hàng mấy lần đều bị mất, vẫn chẳng sợ. Cô vợ mình vẫn máu buôn bán liều mạng, tự đi Moscow lấy hàng. Mấy lần đầu chót lọt, thậm chí nàng còn quen thân với một trai là chủ hàng đi cùng với nàng về thành len. Bạn biết rồi đấy, vợ mình là hoa khôi của ốc thợ dệt mang tên Smolny, mắt sắc, đa tình nên chuyện dai theo cô ấy là bình thường những bịch áo gió lớn nhỏ chất đầy trên xe. Nàng nhờ mình ra chợ giải hàng giúp, còn nàng mệt nên nghỉ lấy sức. Giúp vợ cũng là chuyện bình thường, nhất là những việc mang vác như thế nên mình sẵn sàng lên xe ngay. Cho đến mấy năm sau, tình cờ mình được biết trong lúc mình chăm chỉ mang vác những bao áo gió cho các quầy thì cô vợ xinh đẹp đang ngọt ngào tình tự với ông chủ hàng trong chính căn phòng, trên chính chiếc giường của vợ chồng mình. Nghe thế, xót xa thật đấy nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì tụi mình khi đó chuẩn bị chia tay lại kể thêm về cô vợ đi lấy hàng chót lọt có thêm một sai cặp kè nên nàng tích cực đi lấy hàng lắm tuần nào cũng đi mình vốn có ghen chiều phụ nữ cho nên còn đưa vốn cho nàng đi lấy hàng tiền vốn thì mình đưa còn tiền lời nàng giữ cùng với vốn luôn miễn nàng vui là được đi đêm lắm có ngày gặp ma ngăn ngữ cha ông để lại cấm có sai một lần đến ngày thứ hai vẫn chưa thấy nàng trở về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Mình lo sốt vó, không biết có sự gì xảy ra với nàng, tìm nàng ở đâu. Thằng cu con lững chững biết đi ở nhà, mặc dù có chị giúp việc chăm sóc, nhưng cứ tối lại nhớ mẹ, đòi mẹ. Chờ mãi đến chiều tối ngày hôm sau, thấy một số điện thoại lạ hoắc, đầu dây bên kia, cô khóc nức nở, bà vừa bị đưa vào trong rừng, nhốt một đêm trong đó. Tụi giả bộ công an chấn lột hết, chỉ còn đúng một bộ quần áo trên người. Chúng trói nàng vào gốc cây bạch dương, cấm kêu thét, rồi dở trò đuổi bại. Nàng lả đi trong đau đớn về thể xác và tinh thần, mệt mỏi lẫn đói khát. Mãi sau có một người đi xe đạp qua thấy thế mới cởi trói cho nàng và cho gọi điện nhờ điện thoại. Mình phải gửi tiền lên cho nàng mua vé về len. Lúc đó chả hiểu sao cái giai chủ hàng ở Moscow lù lù mà sao nàng không cầu cứu nhìn cảnh tượng da mặt xanh tái chẳng còn hạt phấn nào đọng lại cặp mắt quầng thâm quần áo tả tơi bê bết bùn đất dính đầy lá bạch dương con trai bé bỏng nhỏ ra ôm mẹ mà hai tay mẹ cứ đờ đẫn không muốn đỡ con tủi thân bé con òa khóc thống thiết tưởng thế làm nàng sợ làm nàng cạch không buôn bán gì nữa mà ở nhà trông con thế mà chỉ sau một tuần nàng lại đòi cấp vốn để buôn tiếp hết khóc lóc nài nỉ rồi mỹ nhân kế. Và nàng đẹp quá, cái khoản kia rất đa tình cho nên mình lại chiều nàng đi buôn với giao hẹn đây là lần cuối cùng anh cấp vốn cho em. Nếu mất em tự chịu. Phải nói thật với bạn lúc đó tại sao mình chiều nàng đến thế? Bởi vì tâm trí mình đang dồn vào cô thư ký tóc vàng mới ra trường ở công ty. Vừa trẻ vừa xinh như búp bề ấy, vừa nhẹ nhàng lại chiều vô biên, bảo gì cũng nghe. Mình cứ du dương trao đảo trên chín tầng mây nên kệ vợ muốn làm gì thì làm càng ít quan tâm đến mình càng tốt bấy nhiều. những năm 90 tình hình hỗn độn loạn lạc mất an toàn vô cùng một thế giới ngầm xuất hiện mỗi ngày mỗi lan rộng riêng ở thành len chỉ với đôi ba nghìn người việt mà có đến mấy chục băng đảng thêm một nhóm tầm 40 tên trong đội quân lao động trôi giạt về Bulgaria sang toàn là những anh hùng hảo hán, có số, có má trong thế giới ngầm tại Bungary bị công an bên đó truy sát nên lăng bạt đến đất len. Chấn lột ngang nhiên ban ngày trong ký túc xá công nhân, trong các khu chợ, cầu thang lên xuống, bến tàu xe như người ta ăn cơm hàng ngày. Cả thành phố đi đâu cũng thấy những cặp mắt lấm la, lấm lét, nơm nớp lo sợ kể các vụ chấn lột mà toàn người Việt chỉ điểm nhẹ thì cướp đến tận đồng cuối cùng trên người rồi thả nặng hơn chút thì đánh đập đặt bàn là cắm điện lên người theo kiểu tra tấn thời mỹ ngụy cho đến khi người bị hành hạ nôn ra nơi cất dấu tiền tàn khốc nhất cướp đi tính mạng để cướp tiền để che giấu tung tích anh tê là người có thâm niên ở thành len từng là nghiên cứu sinh trường lâm nghiệp sau ở lại làm thành hội trưởng người việt tại đây anh kể chiều hôm ấy, anh ra ngoại ô mang 12.700 USD đi mua vàng phân kim giúp người bạn. Tiền này của người bạn tên Moscow gửi. Anh làm kiểu vạn mua vàng và chuyển vàng. Chỗ bán không đủ vàng cho số tiền anh mang đi nên anh giấu lại phần tiền thừa vào trong người. Rồi chào ra về. Nên khỏi metro gần nhà, trời nhá nhem tối, đi bộ tới gần nhà thì bị một nhóm năm sáu người phục hai bên đường lao ra về lại bắt đi theo chúng về một căn hộ toàn bộ số vàng anh mua được chúng tước sạch một thằng trong bọn còn hô lên nốt số tiền hai nghìn bảy trăm usd còn lại nữa giấu cho người đó nghe câu đó tên khác nhăm nhe cầm cái bàn ủi đang cắm điện nóng rực dí dí trước mặt anh dọa không rút tiền thì nó đặt cái bàn ủi đó khắp người tìm cho ra tất nhiên mạng người anh quý hơn cho nên không cần chúng dí bản ủi anh đã móc nốt số tiền cất giấu trong người đưa chúng cái giọng vẫn còn đặc chất nghệ của anh dù đã phiêu bạt xứ người mấy chục năm kể lại vẫn còn hồi hộp cứ như đang sống lại cái thời loạn lạc đó thật thổn thức khi anh kể lại vụ cậu tên v chừng mỏ hiền lành thế làm ăn với một công ty nào đó mà chúng mà bị chúng săn đuổi hãm hại đến chết trong căn hộ, người chết là hết, công an đến khám nghiệm, hỏi han, ghi chép qua loa, rồi cộng đồng báo cho gia đình của nạn nhân tại Việt Nam, thu xếp giúp họ gửi lọ cho về an lạc nơi cửa chùa. Cả thành phố chấn động, lặng lẽ truyền tay nhau về vụ hai thanh niên chết khô trong căn hộ tìm thấy được với hai cánh tay bị trói chặt vào thanh lò sưởi họ là những người làm dịch vụ thu mua ngoại tệ rồi đổi giúp cho những ai có nhu cầu đổi lấy đô la họ thuê một căn hộ trong khu dân cư của nga sống kín đáo đi lại đều có taxi đỗ xịch tại cửa lên ý thức biết được sự nguy hiểm và những hiểm họa có thể đến bởi công việc đang làm cho nên họ luôn đề phòng thế mà cũng chẳng thoát được khỏi cái kết thảm có một kẻ nào đó trong cộng đồng đã theo dõi quy luật đi lại của họ và mật báo cho một đội chấn lột lọt vào căn hộ đội quân chấn lột lục lọi tra khảo đàn áp tra tấn lấy sạch số ngoại tệ và giúp tụi sát nhân kia trước khi rời khỏi căn hộ đã trói hai cánh tay của hai người vào thanh lò sưởi trong phòng khách để họ không chạy đi báo công an được và nghĩ rằng sau đó sẽ có bạn bè qua lại cởi trói cho họ bất hạnh thay hai người này sống khá tách biệt cho nên khi có sự vụ xảy ra chẳng ai trong số bạn bè biết để mà chạy tới giải nguy. Họ đã lịm đi vĩnh viễn trong cái đói khát và kiệt sức. Sau sự việc kinh hoàng đến với hai người xấu số, nỗi ám ảnh sợ hãi bóng đen chết chóc có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Vào bất cứ ai hay hẳn sâu trong mỗi nếp nhăn trên từng gương mặt khắc khổ Trong từng cặp mắt buồn, ngấn nước của những người chạy chợ Hiện rõ đằng sau mỗi bước chân kéo lê mệt mỏi trong đôi ủng đã mòn đế. Lớp mạ da bong nham nhở, lem nhem xung quanh mũi dày, đầy những vết bùn, muối đọng. Còn rớt lại sau những ngày lội sùng sục trong đống bùn lầy băng tuyết trên sân của chợ để mà kiếm ăn. Vẻ đẹp lãng mạn thánh thần của Thành Len kiều diễm còn đâu nữa mà đang bị vùi lấp bởi cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền của những người lao động đang bị đe dọa bởi những tội ác tột cùng do lòng tham lam vô đáy của đồng loại đối với nhau. Thành len những năm tháng nội chiến lần hai là thế đó em. Hà Nội, 25 tháng 12 năm 2020 Cái chết oan nghiệt Đầu tháng 10 năm 2004, cũng giống như những năm trước, thu vàng đang chuyển đến kỳ chín mộng đi đâu cũng thấy từng lớp lá vàng, dần chuyển đẫm màu. Cả thành phố như ngập trong biển sắc vàng, dường như kéo ngày dài thêm một được một chút. Anh Tê lúc đó là chủ tịch hội đồng hương người Việt tại Leningrad, vừa đi công việc về. Ngồi vào mâm cơm tối mà vợ đang chờ, và xong bát cơm đầu tiên, đang định đưa vợ sới thêm bát nữa, thì tiếng chuông điện thoại đổ. Vừa nghe anh, vừa đứng phát dậy, mặc kệ vợ đang cò kè sới thêm bát nữa cho xong bữa cơm, mặc ngay lại bộ quần áo vừa chút ra lúc về, anh vừa xỏ giày vừa nói rất nhanh với vợ rằng có một vụ đâm chém người Việt Nam tại metro Proskurskaya, anh cần có mặt. để lại người vợ còn đang thẫn thờ ngơ ngác muốn hỏi thêm, nhưng anh đã nhanh chóng ra khỏi cửa, vừa bước ra khỏi taxi một cảnh tượng hãi hùng như cảnh thanh trừng dã man trong phim Bố già của Ý. Cậu bé đó nằm giữa một vũng máu. Trên thân hình mảnh rẻ, hàng trăm vết đâm chém chẳng chịt đan xéo nhau. Máu vẫn còn rỉ ra từ những mũi dao. Cái gương mặt thông minh, trắng trẻo, thư sinh với những đường nét của chàng trai 19 tuổi đất Hà Thành. Giờ chỉ còn thấy là một bát máu. Còi xe cấp cứu rồn rập, những người áo trắng hối hả đưa cậu lên băng ca. Công an căng dây xung quanh hiện trường, chó công vụ được đưa đến, người lên xuống metro Hiếu Kỳ dừng lại. Vây tròn xung quanh, ngơ ngác nhìn rồi hỏi nhau, cái gì vừa xảy ra? Ai là nạn nhân? Có rất nhiều bà cụ giơ mấy ngón tay làm dấu thánh, xe cứu thương đi khỏi, để lại bao sự khiếp sợ, tò mò cho những người vừa chứng kiến sự việc trên. Anh là người đại diện pháp luật cho những người Việt ở đây, nên công an tiến tới làm việc với anh ngay. Chỉ một giờ sau, tin xấu từ bệnh viện báo về, chàng trai mang tên VAT, sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học Bách Khoa, đã ngừng thở bởi mất máu quá nhiều và các vết thương quá nặng. Cả thành phố chấn động bởi tin dữ. Lâu lắm rồi, kể từ sau đại chiến thứ hai, chưa có một cuộc truy sát nào tàn bạo, dã man, thương tâm đến thế. Tất cả người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây như trao đảo, lo sợ cho tính mạng của mình nét căng thẳng bất an trên từng khuôn khương mặt với câu hỏi liệu rồi đây mình có phải là nạn nhân kế tiếp không cậu bé này anh có biết là con trai duy nhất của gia đình bố mẹ dạy trong trường đại học thủy lợi trong ký ức của anh đó là một thanh niên có vẻ đẹp bên ngoài lẫn nội tâm cháu thông minh học giỏi lễ phép chơi thể thao giỏi tham gia các hoạt động rất tích cực anh chả có con trai nên khi tiếp xúc với cậu bé cứ mơ ước giá mình có được một cậu con trai như thế thì tuyệt vời biết bao một nhân viên đại sứ quán việt nam tại moscow báo cho anh biết thật thương cho cháu và gia đình trong vòng một năm mất đi một lúc cả hai người là người cha và con sau khi tiễn cháu du học qua nga được một tháng thì người bố gặp tai nạn giao thông không qua khỏi gia đình sợ cháu lo lắng ảnh hưởng đến học tập nên không báo cháu cứ đinh ninh bố vẫn bên cạnh gia đình đau xót chồng chéo đau xót giờ đây người con trai duy nhất trong gia đình lại tức tưởi ra đi như thế đến bản thân anh người ngoài cuộc còn thấy bút nhói thì bảo làm sao mà bà mẹ sống nổi phải tìm ra những kẻ đang tâm dã man cướp đi mạng sống của chàng trai vô tội để pháp luật trừng trị và để chúng không thể tiếp tục gây tai họa trong cộng đồng hứa với lòng như thế và anh đã làm gia đình nhà giáo nên nghèo chỉ được mỗi cái là chăm chút để con học đến nơi đến chốn có chi hướng vươn lên cháu trai đi theo học bổng của bộ đại học chứ không phải gia đình có tiền đầu tư cho con học nước ngoài quỹ cộng đồng người việt tại leningrad đã đóng góp toàn bộ chi phí từ việc lo hậu sự cho cháu đến mời luật sư tham gia giải quyết việc tố tụng, gác hết các việc riêng, chấp nhận mạo hiểm bởi sự đe dọa của những kẻ gây án. Anh đã không bỏ sót một buổi làm việc nào tại phiên tòa xét xử. Anh rong ruổi như thế suốt 2 năm trời tại 58 phiên. Trong suốt thời gian đó, lúc nào cũng có hai công an mật đi kè kè bên cạnh được giao nhiệm vụ bảo vệ anh. Vẫn cái giọng hơi chậm Đặc chất nghệ, anh kể lại hành trình đi tìm công lý cho cái chết oan của cậu bé 19 tuổi. Cái buổi tối đến chuẩn bị cho người bạn gái học trường y về nước hẳn, vì không chịu nổi cái lạnh xứ sở phương Bắc, lại trở thành buổi tối định mệnh oan nghiệt. Sau khi sắp xếp đồ đạc cho bạn gái xong, là lúc thành phố chạm vào bóng tối, vội vàng đi thực ký túc xá trường y chạy ra metro, tranh thủ về sớm còn kịp học bài cho ngày mai cậu cắm cúi mà đi, không để ý đến xung quanh, đang có cả một đoàn thanh niên nhừng nhừng, hơi rượu phả ra chua loét theo sát. Quan sát cậu từ đầu đến chân, dường như chúng đang tìm kiếm một người nào đó có gương mặt châu Á. Có lẽ chúng tìm mấy người dân Uzbekistan chiều còn bán dưa lưới, chẳng hiểu sao lòng thù ghét đối với những người có xuất xứ từ miền Trung Á luôn luôn trong tâm trí nhóm đầu trọc kia bỗng có tiếng hô lên. Bay! Đánh đi! Cả đoàn sấn sổ tiến đến bao vây cậu bé. Cậu sợ quá, chạy, chạy thục mạng, càng chạy thì khoảng cách giữa người chạy và người đuổi cứ ngắn lại. Chỉ một lúc sau, cậu bé đuối sức không thể chống chọi được với gần hai chục thanh niên đầu chọc lóc. Sức vóc, được thêm sự kích động của ma túy, cánh tay xăm trổ chẳng chịt, chẳng để cậu bé nói được câu nào. Cả hội xúm lại đánh, đấm, đâm chém cậu bé như những kẻ lên cơn thần kinh điên loạn tên nào cũng cố chen vào đâm được một phát lên người cậu bé để thỏa cơn khát máu chẳng khác những con chó điên hay loài hổ lồng lộng với con mồi những người đi đường hoảng sợ giạt ra hai bên chẳng ai dám xông vào can ngăn chỉ đứng nhìn cậu bé quằn quại trong đau đớn với những lưỡi dao dã thú cứ tới tấp điên loạn bổ lên thân hình khốn khổ của chàng thanh niên bé nhỏ cứ thấp dần thấp dần rồi đổ gục xuống trong vũng máu. Đến lúc đó, những bàn tay dã thú như chợt tỉnh mà ngưng lại, cả lũ biến mất khi còi rú xe cảnh sát chạy đến. Sau cái chết của Tê vài tuần, đội công an điều tra bản xứ nhanh chóng truy tìm bắt được ngay những thành phần trong vụ hành hung đến chết sinh viên Tê, gồm 17 thanh niên, có cả vị thành niên. Theo luật của Nga, khi xét xử một nhóm người, thì có thể dùng hai hình thức phán quyết. Sử theo hình thức thông thường, quyết định tuyên án là quyết định của các thẩm phán trong hội đồng xét xử. Hình thức thứ hai được áp dụng nếu việc xét xử là một nhóm người phạm tội trong nhóm đó nếu có một đơn đề nghị việc xét xử phải có hội đồng bồi thẩm. Trong trường hợp này, quyết định của hội đồng bồi thẩm sẽ là nội dung cho tránh án tuyên án việc cơ cấu và nguyên tắc làm việc của hội đồng bồi thẩm của nga khác hẳn với anh mỹ và các nước phương tây ở những nước đó nhân sự khi được chọn vào hội đồng bồi thẩm thì được cách ly ngay với xã hội bên ngoài chỉ khi xong thời gian tòa xử thì họ mới được tiếp xúc với xã hội ở nga thì thành phần được cơ cấu khá đa dạng có thể là một nhân viên dọn vệ sinh trên đường một người nấu bếp nội trợ hay cũng có thể là một giáo sư, bác sĩ, miễn sao những người này không có mối liên hệ gì với những người đang nghi vấn là tội phạm. Việc lựa chọn thành viên mất tới 2 tháng từ 200 người được đề nghị, sau nhiều lần sàng lọc, chọn được 20 người. Những người được chọn hàng ngày vẫn làm việc, những công việc của mình, tức là giao tiếp xã hội bình thường như trước, chỉ có những hôm nào tòa xét xử thì họ nghị sự tại tòa hoàn toàn độc lập với các thẩm phán. Ý kiến của họ lại chính là quyết định cho vụ án. Vụ của T được xử theo hình thức hội đồng bồi thẩm. Kết quả sau 58 phiên tòa, tất cả 17 nghi phạm được hội đồng bồi thẩm đề nghị trắng án. Ngay sau lời tuyên bố của tránh án, theo nội dung quyết định của hội đồng bồi thẩm, tất cả nghi phạm được thả ra ngay lập tức. Từ tránh án, công tố viên đều ngỡ ngàng vì kết luận vô tội cho nhóm người tàn bạo kia nhưng quyết định của bồi thẩm đoàn phải thực hiện. Họ cảm thấy bản thân họ như đang bị giáng một cái tát vào mặt. Những mức án, dự định đều là vô nghĩa. Báo chí bu lấy anh, những câu hỏi dồn dập vừa sốc trước quyết định của bồi thẩm đoàn, vừa thấy buồn thương cho số phận cháu Tuấn Anh vì những kẻ gây án không bị trừng trị, vừa lo thấy số phận của người Việt nơi tha hương sao mà mong manh quá vậy. Cả người anh như sôi lên, máu nóng dồn hết lên đầu làn sóng phẫn nộ la ó của hàng trăm sinh viên việt nam với tấm biển đề nghị kẻ ác phải đền tội bên ngoài tòa nhưng kẻ ác không bị đền tội vênh váo bước đi giữa những ánh mắt phẫn uất chứng kiến một bản án trò hề hoàn toàn thiên vị trào lưu phản ứng dữ dội từ những sinh viên gia đình của họ bao nhiêu gia đình thu xếp cho con về nước nỗi ám ảnh tính mạng con cái bị đe dọa làm họ khiếp sợ với cả nước nga trước tình hình đó thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng bộ trưởng ngoại giao phạm gia khiêm nhân đợt sang thăm nga đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại moscow phải tiếp tục yêu cầu hội đồng hương việt nam tại leningrad kiện lên tòa án tối cao tại moscow hồ sơ được chuyển đến vị luật sư tên tuổi của nga đã có một người đã có một thời làm tổng giám đốc nhà máy thủy điện hòa bình ông đã chỉ ra cái bất cập sai phạm không biết là vô tình hay cố ý trong biện pháp thu thập chứng cứ bên điều tra đã bỏ qua một bước quan trọng có quyết định trong việc luận tội đối với nghi phạm theo ông việc bỏ qua không xét nghiệm adn của nạn nhân vương trên người những nghi phạm mà chỉ xét nghiệm nhóm máu trên quần áo thân thể nghi phạm chung với nhóm máu của cháu tuấn là chưa đủ yếu tố để kết luận mặt khác tất cả các nghi phạm đều phản cung vì họ được mớm cung lại tòa phúc thẩm trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra lại anh tê đã gọi điện về cho mẹ cháu tuấn xin ý kiến bằng một giọng buồn chị xỉu mẹ cháu tuấn nói trong nước mắt sự việc xảy ra lâu rồi cháu cũng đã mất rồi có xử lại thì cháu cũng có sống được lại đâu thôi để cháu yên bình cùng bố nơi chiến suối gia đình không muốn một lần nữa lại phải quay lại những cảnh tượng hãi hùng, đau xót đó. Việc điều tra và kiện cáo dừng lại, cái chết oan ức của chàng thanh niên 19 tuổi mãi mãi chôn sâu trong nấm mồ, chỉ có lòng đất mẹ ôm ấp em cho vợi bớt nỗi đau oan. Lại nói thêm về nhóm đầu trọc, nỗi khiếp sợ của những người nước ngoài và những người không có nguồn gốc Nga từ những năm 2000 cho đến nay, đó là tập hợp của các nhóm cực đoan có tên như Suhun 88, đứng đầu là Dmitry Bobrov đã bị bắt số 8 là thứ tự của chữ H trong bảng Alphavit nước tiếng Đức. Lấy Suhun 88 có nghĩa là chào Heis Hitler. Tổ chức này thành lập năm 1998 tại Saint Petersburg và là một trong những nhóm mạnh nhất. Nhóm nắm đấm Nga gồm từ 100 50 người đến 300 người, lấy theo tên từ một phong trào thanh niên hồi đầu thập niên 1990. Những kẻ tân thời, những thành viên của nhóm này không có khuynh hướng bạo động mà chủ yếu tham gia nhóm vì mốt. Nhóm này thu hút phần lớn, phần tử đầu trọc, xanh Pitek Bùa. Skin nhóm này gồm những tên đầu trọc đồng tính. Đảng chọc đầu là tên gọi chung cho tất cả các nhóm vì có một đặc điểm là đều cạo chọc đồ kể cả nữ. Không hiểu vì sao mà chính quyền vẫn cho phép tồn tại với một số lượng tới 50.000 tên có mặt tại 85 thành phố nước Nga, đặc biệt tập trung nhiều tại hai thành phố, Moscow và Saint Petersburg. Những thành phần tham gia đảng này gồm những thanh thiếu niên, một số tham gia nhóm cho có bạn, số khác vì thích đánh nhau, nhưng cũng có những thiếu niên chia sẻ với hệ tư tưởng bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc. Có rất nhiều thành viên là những thanh niên có vấn đề về phát triển do di chuyển từ người bố, người mẹ nghiện rượu. Họ kém hiểu biết và rất dễ bị kích động, rất hung hãn và không biết khoan dung nhân nhượng. Hiện nay còn đang tranh cãi sự xuất hiện của các đảng mang tên, đầu trọc, skinhead, có phải là sản phẩm của chủ nghĩa dân tộc hay là sản phẩm của những thay đổi xã hội hay là cả hai nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc xác định quan điểm nào được chấp nhận và được bẻ gãy nó không phải là không thể thế nhưng hiện nay thái độ của nhà nước nga vẫn còn rất mờ nhạt có nhiều quan điểm cho rằng một số đảng phái nhìn bọn đầu chọc như là một nguồn dự trữ nhân lực của mình và họ cần để giải quyết một số vấn đề tế nhị nào đó cho giáo phái của mình 25 tháng 12 năm 2020. Hai nữ tướng người Việt ở Thành Len Ô, V ơi, anh tưởng em là thị trưởng Thành Len hay là giám đốc sở gì đó. Vào gặp em khó quá, phải đi qua tới ba rào bảo vệ. Nửa đùa nửa thật khi cậu thanh niên Nga to khỏe là người bảo vệ của em dẫn anh vào phòng khách anh vô cùng ngạc nhiên khi giữa trung tâm thành phố trong một tòa nhà mà dân ở len ai cũng phải biết được nhắc đến nhiều nhất đều đặt chân đến đó trung tâm mua sắm gostini devoe lại có một văn phòng với nội thất được làm theo kiểu hiện đại phòng nào cũng được trang hoàng bởi các bức tranh ấn tượng đồ gỗ đắt tiền mà chủ nhân lại là một cô gái việt nhỏ bé nước da bánh mật tóc mái tóc dài đen nhánh gầy gò chỉ có đôi mắt là to và sắc cậu bảo vệ rót nước và mời anh cả một bàn trái cây trong lúc đợi cô chủ còn đang bận tiếp khách bên trong không thể không để anh đợi lâu em bước ra và mời anh vào phòng làm việc của em wow thật không còn từ nào để tả nữa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe em kể có cổ phần trong tòa nhà này do vậy em đặt văn phòng ở đây chính là sở hữu của mình chứ không phải thuê ai cả. Nghe tiếng em nhiều, cả tốt lẫn xấu, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp cận trực tiếp với em. Sự vui vẻ, nhẹ nhàng của em làm anh như thoát ra khỏi những suy nghĩ không hay lắm về em qua những câu chuyện mọi người kể lại. Với anh đã chỉ thấy một em v tài giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh, khéo léo. Có lẽ vì thế, anh chẳng có tiền lại do người quen giới thiệu rồi anh còn làm công việc của cộng đồng người việt ở len nên em ấy chỉ thể hiện những điểm cộng mà thôi em ấy sang làm phiên dịch tiếng nga cho một ốp ký túc xá công nhân làm giày nằm phía tây thành phố dù chỉ học ngoại ngữ ở việt nam nhưng khả năng ngoại ngữ của em rất tốt thêm tính hoạt ngôn nên tây trong nhà máy ngoài nhà máy đều rất quý em nhờ khả năng đó đi đâu em cũng đạt được kết quả hơn cả mong đợi Trước thời Liên Xô tan rã, dân Việt đi Nga chủ yếu buôn áo phông, quần bò, kính dâm, hoa tai khảm trai, áo kimono, váy nữ hoàng. Rất nhiều người Nga từ trẻ đến già đều chen chân trong những bộ cánh đồng phục như thế. Kể cả béo hay gầy đều cố ních vào, hoa tai mỹ nghệ đeo không cẩn thận trên tàu xe va chạm là còn rơi cả mặt khảm xà cừ. Nhưng vẫn rất là sành điệu nếu ai đó được sở hữu những đồ vật đó tiền thu được lại xếp thành hàng đánh hàng núi bàn là tủ lạnh nồi áp suất dây may so vòng bi phích nước áo bay vân vân tiêu chuẩn gửi về là mỗi năm được một thùng gỗ cho vào trong đó tầm năm sáu cái tủ lạnh đó là tiêu chuẩn đi học như chúng tôi còn đối với dân lao động thì thoải mái hơn nhiều nhiều khi tụi sinh viên nghiên cứu sinh toàn phải làm thân với các ốp công nhân để mua suất gửi hàng về được lợi thế về ngôn ngữ lại nhanh nhẹn hoạt bát nên ngoài công việc phiên dịch em v còn đánh hàng hai đầu không những cho bản thân mà buôn luôn hội nhiều em công nhân có người đi cả ngày chẳng mua nổi vài sợi may so hay cái tủ lạnh nhưng em ấy đặt được cả kho may so hàng chục cái tủ lạnh là chuyện nhỏ tiếng tăm của em lên theo cùng với số lớn đầu ở sài gòn mẹ em rất tháo vát có thâm niên về buôn bán cho nên lãi mẹ đẻ lãi con. Đầu những năm 90, tiên xô mở cửa mạnh với chương trình cải tổ của chính phủ Gorbachev, tất cả nhà máy, các cửa hàng thương mại bung ra, không còn bao cấp nữa, mỗi công ty tự định đoạt số phận của mình bằng cách cổ phần hóa, theo giá từng cổ phiếu rất rẻ, các nhân viên đều được chia số cổ phiếu theo thâm niên làm việc. Nhiều người đói lắm vì quen bao cấp rồi, cho nên được tí cổ phiếu là họ phải bán vội đi mà để mà uống rượu mà mua quần áo lợi thế nhất cho những nhà tài việt biết nhìn xa trông rộng và mv là một trong số hiếm hoi có thể nói là số một của người việt tại thành len trong việc mua lại cổ phiếu của trung tâm thương mại lớn nhất leningrad gostinis Devor. các nhà máy đi vào cổ phần hóa cho nên hiệp định hợp tác lao động giữa việt nam và liên xô bị xóa bỏ công nhân phải về nước nhờ có số lượng cổ phiếu khá lớn, thông thạo tiếng Nga nên em V hợp thức hóa việc ở lại Nga là điều hiển nhiên. Em mở công ty với nhiều chức năng thương mại, bất động sản, chứng khoán, nhà hàng, du lịch, số nhân viên của em ấy lên đến, đến cả trăm người và đặc biệt hầu hết là Tây Nga. Nếu ai đó để ý thì thấy bên cạnh cô bé gầy, mảnh khảnh có thể ví là gió thổi bay ngay bao giờ cũng là hai dai tóc vàng, mũi lõ, to khỏe. Em lên xuống trước mẹt, màu đen được hai bảo vệ đưa dắt như một bà hoàng. Lấy chồng là sinh viên đại học Moscow và thua tuổi chút xíu, chỉ trong vài năm mà con lớn con bé ra đời sòn sòn. Thế nhưng chẳng biết sức lực từ đâu, cho cô gái mảnh khảnh thế, em vẫn làm giàu và hoạt động trên thương trường, không thua kém gì một ông đại gia nào. Hoạt động thương mại của em vươn ra cả ngoài phạm vi thành len. Từng chiếc xe tải chở đầy quần áo gió đưa về các tỉnh phía Nam, phía Bắc. Số lượng nhiều đến mức em toàn phải cho ký gửi vì chẳng ai có tiền để thanh toán. Máu liều lĩnh như ăn vào máu thịt của em. Em chơi luôn, mua cổ phiếu và coupon MMM là một tập đoàn hoạt động kinh doanh với mô hình kim tự tháp siêu lừa đảo. Chỉ ra đời có mấy năm mà số nhà đầu tư cho họ đã lên tới 15 triệu. Chủ của tập đoàn này như có một ma lực làm cho dân chúng trở thành những con thiêu thân dồn hết tiền của mình để sở hữu những tờ giấy in hình chính ông chủ. Để có được nhiều tiền đầu tư vào cổ phiếu MMM về huy động vốn của rất nhiều đồng hương của mình, thời gian đầu trả lợi thức cao như là đi buôn thuốc viện nên ai cũng hám lợi dồn hết vốn liếng cho về. Giấy biên nhận chỉ là những mảnh giấy ký vội vàng chẳng có giá trị pháp lý gì, nhưng vì V quá hoành tráng, sở hữu văn phòng quá lớn, căn hộ sang trọng, xe hơi đắt tiền, quá giàu, quá giỏi, thuyết trình quá tốt, nên ai cũng nghĩ mình khôn đã đưa vốn cho V đầu tư giúp. Kim tự tháp sụp, sụp thê thảm, nhanh như tòa tháp, bị một quả bom giáng xuống. Tất cả các cổ phiếu và coupon in hình ông chủ MMM em, 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 là Marofty chỉ là mớ giấy lộn không có bất kỳ một tài sản nào đảm bảo mà chỉ được đảm bảo bằng lời hứa hão huyền của một cựu kỹ sư phần mềm tự học chuyên đi bán bằng đĩa cắt xét lậu. Tại Len, các chủ đầu tư kéo tới đòi nợ về tại văn phòng công ty. Đức đầu về còn ra tiếp, giải thích, hứa, dân tình lại lục tục kéo nhau về, lại chờ. Nguồn thu không còn nữa, tâm lý nóng ruột bao trùm hết các chủ nợ họ lại còn kéo đến ào ào trước văn phòng của v lần này chỉ có mấy tay cao to xăm trổ đầy cánh tay tiếp nhiều người nghe gà vịt tiếng nga cuối cùng chẳng ai nghe ai cả tất cả chủ nợ đứng sau cánh cửa đóng sập hết đường họ làm đơn kiện v ỷ thế tới năm con nên v lần nữa không lên đồn công an số đơn từ càng ngày càng nhiều bắt buộc v phải xuất hiện một cuộc trao đổi giữa V và công an sở tại. Kết quả những người đi kiện đều bị dọa cho về nước bởi vì họ ở lại bất hợp pháp, muốn yên thì phải rút hết đơn kiện. MMM sụp đổ, về mất trắng, hy vọng thu được tiền từ những xe tải áo gió tại các thành phố khác cũng tiêu tan. Các con nợ sủ của V tại các nơi đó, V không thể thuê được đội bảo kê giúp mình vì xa xôi quá chia tay với chồng một mình nuôi năm con trong con mắt của tây thì đó là một người mẹ anh hùng về lại ngoại giao cực giỏi nên luật pháp về quá hết về vẫn được dân tây mến mộ thán phục thành len sau khi putin lên làm tổng thống bộ mặt thay đổi rõ rệt chẳng gì đó là nơi tổng thống lớn lên và trưởng thành thành phố vốn đã đẹp vốn đã thơ mộng giờ còn đẹp hơn lộng lẫy hơn thời mở cửa nên visa vào nga dễ thu hút du lịch nhiều trong đó có việt nam v quay ra làm các dịch vụ trong đó có du lịch và nhà hàng thời gian đầu công ty du lịch của v thu hút được rất nhiều khách những ai đến len và được v dẫn đoàn đều phải trầm trồ về khả năng giới thiệu các di tích các bức tranh các bức tượng từng đường phố của v không những nói tiếng nga hay mà kiến thức sâu chi tiết tỉ mỉ từng ngóc ngách. Lẽ ra, V có thể phát lên bằng nghề du lịch và nhà hàng nếu như em ấy lấy cái chất lượng làm đầu. Có thể do mất quá nhiều tiền trong vụ mờ mờ mờ, nên về vội vã bằng mọi cách để kiếm lại số tài sản đã mất. Kết cục, sự khác biệt giữa lời quảng cáo và chất lượng phục vụ các đoàn du lịch thành một lời truyền miệng làm cho dù có diễn thuyết giỏi mấy, về mất dần khách hàng. Có lẽ tư duy mỗi thế hệ mỗi khác nhau hay là do tính cách của mỗi người. Còn trong thời điểm đó, một cô em 8x thua về tới gần 20 tuổi lại càng ngày càng nổi, uy tín cao ngất ngưởng trong làng du lịch tại Leningrad, nổi đến mức mà chỉ cần nghe nói đến tên em dẫn đoàn thì những người trong đoàn ngành đều thốt lên, chị có biết bạn đó là ai không mà khen mãi thế. Chị phải có được may mắn lắm mới được bạn ấy đích thân phục vụ em ấy là ai thế đó là một phụ nữ nhỏ bé gầy gò quê hà tĩnh em học trường sư phạm leningrad và làm tiến sĩ văn chương tại đó rồi ở lại làm nhân viên văn phòng của một công ty đa ngành nghề ông chủ là một cựu chuyển tiếp sinh viên một trường kỹ thuật tại leningrad phải nói trong những nhân viên cả tây cả ta thì em là nổi trội nhất nổi trội về độ mẫn cán và trí tuệ có thể miền quê đất học nghèo khổ đã rèn luyện cho em cái tính làm gì cũng phải thành công để thoát nghèo em được ông chủ giao cho hết việc lớn việc bé có em bên cạnh nhiều khoản được tiết kiệm lại thành những món tiền lớn mà có mơ ông chủ cũng không thấy được nếu để cô vợ nga chỉ biết ăn chơi quản lý thế rồi giữa chủ và cô nhân viên trẻ phát sinh tình cảm từ trước anh chỉ toàn yêu tây lấy tây có con với tây anh toàn phải cho mà không được quyền đòi đòi hỏi nhận giờ đây anh được một sự chăm sóc của một cô gái trẻ lại cùng quê nhiều cái cùng và đặc biệt là sự quán xuyến thì không gái tây nào có thể so được quan hệ vợ chồng giữa anh và cô vợ tây lấy nhau từ thời chuyển tiếp sinh viên dạn nứt đã lâu giờ thêm chất xúc tác là tình cảm với một cô gái tâm đầu ý hợp và cùng ngôn ngữ cùng nguồn gốc dân tộc thì càng làm vết nứt sâu hơn, khó có thể hàn gắn được. Cô vợ Tây không hiền lành tí nào vì anh như một cái kho tiền cho cô tiêu xài. Cô ta cậy thế, là người bản địa nên dở đủ trò đe dọa, gây áp lực với em. Chính vì vậy đã có lần em không chịu nổi, em đã quyết định chia tay với ông chủ. Cuộc chia tay đẫm nước mắt bởi vì không ai muốn chia tay ai, họ dường như đã tìm được hai mảnh ghép vừa vặn. Và rồi sau cái đêm đó trong cơ thể em một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần quyết tâm chia tay với người vợ cũ để đến với em ông chủ đã phải chấp nhận chuyển đa phần thừa kế cho cậu con trai chung kể cả cổ phần trong hoạt động nhà hàng đang rất phát đạt chính việc này đã làm cho em khốn khổ biết bao năm sau khi chồng đột ngột ra đi trên chuyến máy bay từ hà nội về vinh ra mắt gia đình anh Tê là người có thâm niên mấy chục năm ở Thành Len. Anh lại tham gia công tác cộng đồng. Anh chứng kiến quá nhiều sự kiện, sự việc, ngay cả việc gia đình của em bị tụi bảo kê, tụi có cổ phần uy hiếp như thế nào sau khi chồng đột tử. Bao nhiêu cửa ải, bao nhiêu phiên tòa về tranh chấp tài sản, rồi sự đe dọa đến cả tính mạng của bọn bảo kê. Không những thế, còn thêm những nỗi oan ức mà nhiều người xấu mồm, xấu miệng vu cho em là nguyên nhân trong việc đột tử của chồng. Họ hàng bên chồng xuống vào, sâu xé tài sản, vốn liếng, họ như muốn vơ vào hết. Đau khổ mất chồng, mất một bờ vai dựa, hai con còn quá nhỏ, phải lo cho chúng hàng ngày đã là một thách thức đối với một người phụ nữ đất khách quê người. Thế mà em còn phải gánh vác cả một sang sơn sự vụ đối nội, đối ngoại, tất tật là em trèo trống. Em kể ngay cả những việc từ việc thông thường nhất đối với phụ nữ châu Âu là lái xe, em cũng phải bắt tay học ngay vì trước đó ỉ lại chồng. Giờ đây phải biết lái xe để đưa con đi học, những ngày mới nhận bằng, lái còn loạn trọng lắm. Mà vẫn phải nhắm mắt chờ con, có hôm vội phóng nhanh, vượt đèn đỏ, bị vào đồn, tưởng bị giữ bằng. Cũng may nghe em kể về hoàn cảnh nên họ lại tha bổng với một sao kèo. Hãy chú ý đi chậm lại. Em làm người điều hành mọi công việc từ khi chồng mất, ăn theo là cả một bầu đàn thê tử, thế mà những người ăn theo không giúp được em lại cứ luôn nghĩ cách hại em, quấy phá em vì họ sợ em tranh giành tài sản của họ. Nhiều lúc em muốn buông xuôi, chỉ muốn ngồi bên một gốc cây với cuốn sách trên tay mà phiêu giữa đất trời. Em thèm lắm thời sinh viên chỉ biết có học và những cuốn sách. Em là người mê đọc lắm thói quen và sự đam mê tìm tòi đã được truyền từ người ông là một nhà nho. Chính vì thế, khi em trả thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch trong viện bảo tàng Ermitas, tất cả hội đồng thi là những giáo sư, những giảng viên lịch sử có thâm niên lâu năm, đều ngỡ ngàng trước sự uyên bác, thuần thục, trí nhớ tuyệt vời không hề quên một bức tranh, bức tượng nào của em. Tiếc của, tiếc công sức của chồng Ki cóp từ thời còn hàn vi, vì tương lai của các con trong đó còn thêm con riêng của chồng thế là em bắt tay vào cuộc chiến với khối tài sản vài triệu đô như thế hiển nhiên phải có bao nhiêu kẻ nhòm ngó muốn chiếm đoạt đúng là một cuộc chiến trong cuộc chiến này đòi hỏi những lòng dũng cảm và phải cả trí thông minh sự hiểu biết sự khôn khéo kèm theo chút may mắn sau hai năm đấu lý đấu trí đấu tiền có những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc ôm hai con về quê hương nhưng rồi bản lĩnh đã chiến thắng và em đã thu về được không 100% thì cũng ngót nghét 80% giá trị tổng tài sản. Gặp lại em bây giờ vẫn không khác ngày xưa mấy, vẫn là một hướng dẫn viên du lịch cần mẫn với một khối kiến thức đồ sộ khiến cho ai được một lần nghe em thuyết trình đều ấn tượng mãi mãi. Có lẽ nếu không nói ra thì chẳng ai biết em chính là một đại gia, một doanh nhân, với sở hữu bất động sản nhiều triệu đô tại thành len cổ kính này. Và em vẫn giản dị, mái tóc đen dài, thẳng, áo quần, giày dép, không hàng hiệu, tự lái xe, tối tối đọc truyện bằng tiếng Nga cho các con và giờ thấy em bắt đầu cười. 25 tháng 12 năm 2020 Hết chuyện